non xanh nước biếc một mảnh quần sơn vô tận phảng phất như một đầu cự long nằm dạp ở nhân gian vì lẽ đó sơn mạch này bị người gọi là thanh long sơn mạch bá chủ mảnh thiên địa này là thiên hàn tông bên dưới thanh long sơn có một tòa trấn nhỏ hẻo lánh tên gọi ô sơn chấn, địa thế tựa núi giữa sông có hơn ngàn gia đình sinh sống lúc này trên đường lớn ô sơn chấn, một thiếu niên bị ba tên thiếu niên khác chặn đường lôi đào cầm đầu mấy tên thiếu niên cất giọng châm chọc đó không phải là mạnh phàm sao thiên tài ngươi muốn đi đâu trong tay cầm cái gì thế thiếu niên bị chặn đường tên gọi mạnh phàm là đệ tử bị thiên hàn tông trục xuất mạnh phàm trừng mắt nhìn đối phương không liên quan đến ngươi lôi đào răng nghiến chặt mặt lộ vẻ dữ tợn còn dám giả mồm cãi cố à hắn ta ra lệnh cho mấy tên đi cùng đánh cho ta đánh chết đỗ dã chủng không có cha này dùng tay ngăn lại một quyền của đối phương đánh tới mạnh phàm buồn bực thầm hô hỏng rồi hỏng dược liệu mất không thể đánh trả thiên tài của đại tông môn gì chứ rõ ràng là một tên phế vật mấy người lôi đào được nước lần tới mạnh phàm có việc trên người không thể động thủ chỉ có thể bó tay bó chân cố gắng né tránh công kích của mấy tên kia rác rưởi ngu ngốc mấy người lôi đào vừa đấm đá vừa thoá mạ mạnh phàm trong lúc vô tình từ trong người mạnh phàm rơi ra một cây thảo dược hà thủ linh dược nhất phẩm lôi đào mắt sáng rực hô lên chắc là tên tiểu tử này lấy trộm rồi mạnh phàm bị người vu oan nhị không được nói ta không trộm đây là ta lời còn chưa kịp nói xong một tên từ phía sau chế trụ mạnh phàm lôi đào xông đến tung một quyền vào thẳng mặt mạnh phàm quát cầm miệng ngươi đã lấy mạnh phàm thực lực hiện giờ chỉ là luyện thể nhị trọng cảnh như thế nào là đối thủ của lôi đào một quyền của tên kia đem hắn đánh văng lôi đào từng bước đi tới vươn tay cướp lấy linh thảo trong tay mạnh phàm gã ta bộ dáng đắc ý cướp lấy linh thảo cầm ở trong tay không được giữ lại tang vật tên phế vật này còn dám lấy trộm linh dược lôi đào cùng mấy gã đi theo hùa nhau đạp mạnh phàm đi chúng ta đi báo với phó trấn trưởng mạnh phàm bộ dáng chật vật gắng gượng đứng dậy hắn dùng tay lau đi vết máu còn đọng lại nơi khóe miệng tức giận gầm lên đúng là hiếp người quá đáng bất quá mạnh phàm dáng nuốt cục tức này hắn như là biết bản thân cùng tên khốn lôi đào trên lịch thực lực không nhỏ mạnh phàm về đến một căn tiểu viện hắn đẩy cửa tiến vào nhà nương con về rồi mạnh phàm cố giấu đi khuôn mặt lấm lem bùn đất còn có dấu tích đánh nhau sao mặt con toàn là vết thương thế này không phải ta đã nói với con rồi sao đừng đánh nhau với người ta sao con lại không chịu nghe người khiển trách là một mỹ phụ trung niên tóc dài xõa vai bên trên dung nhan dịu dàng có chút dấu vết bào mòn của thời gian thế nhưng là có thể thấy được nàng lúc còn trẻ tất nhiên là một cái mỹ nhân nàng chính là mẫu thân của mạnh phàm tâm lan nghe vậy mạnh phàm giải thích bọn họ cướp đồ của con còn nói con là đồ không có cha nghe được lời này tâm lan thân thể nhất thời cứng đờ bàn tay khựng lại ánh mắt hiện vẻ không nỡ, muốn nói lại thôi. "Ở yên đây, để nương đi lấy linh dược trị thương cho con." Mạnh Phàm vội ngăn lại, "Nương, linh dược là để trị bệnh cho người." Tâm Lan nhìn nhi tử, lắc đầu, "Nương không sao, chỉ cần con tập trung tu luyện là được." "Nương." Tâm Lan cũng không có có đáp lại, quay người bước đi. Chỉ là Tâm Lan còn đi chưa được mấy bước, tay vội che miệng ho lên từng cơn. "Mạnh Phàm, ra đây." Bất chợt, một đám người hung thần ác sát phá cửa xông vào nhà Mạnh Phàm lôi thanh mặt hầm hầm quát mạnh phàm ngươi lấy trộm linh dược theo như quy định thì phải chặt tay nể tình ngươi lần đầu phạm lỗi nên chỉ bắt người đền gấp ba lần ta không lấy trộm đó là ta lên núi mạnh phàm nói còn chưa dứt câu lôi thanh ngắt ngang ngươi còn dám cứng miệng lại tăng thêm ba gốc nữa đây là linh dược lôi thanh đại nhân ngài cầm đi đi tâm lan trên tay cầm một chiếc hộp bước đến đưa cho lôi thanh lôi thanh cướp lấy hộp nhỏ trong tay tâm lan lạnh nhạt nói coi như các người biết điều mạnh phàm nếu không có cữu cữu mạnh thiên sinh của ngươi thì sẽ không chỉ trừng phạt nhẹ như thế này đâu chúng ta đi mạnh phàm không nhịn được hết lớn mạnh thiên sinh không phải là cữu cữu của ta nếu không có hắn thì sao mẹ ta lại thành ra thế này tâm lan ho khụ khụ khuyên bảo nhi tử cửu cửu con cũng có nỗi khổ riêng nương bệnh của ngươi tâm lan yếu ớt trấn an nhi tử nương không sao nương còn chống đỡ được vừa nói đến đây tâm lan cả người khuỵu xuống ngất xỉu nương mạnh phàm hốt hoảng đỡ lấy mẫu thân bên dưới màn đêm đen kịt gần phụ cận ô trấn có một ngọn núi lớn ngọn núi này tên yên lang sơn đây là một ngọn núi phía bên ngoài thanh long sơn mạch nếu càng tiến vào sâu bên trong chính là vô tận hung hiểm chi địa nghe đồn ở nơi đó có thiên địch của loài người ma thú ô trấn nơi mạnh phàm hắn đang sinh sống truyền thừa rất lâu có một ít quy củ cổ lão mà có một cái quy củ cực kỳ nghiêm ngặt đó chính là cấm tuyệt đối người ngoài đội hộ vệ ô trấn tiến vào bên trong yên lang sơn vậy mà đêm nay có một thiếu niên liều lĩnh lén xâm nhập vào yên lang sơn hắn dùng một tay bám vào vách núi đá dựng đứng cả người treo lơ lửng giữa không trung thiếu niên tay dùng sức tóm chặt vào mỏm đá chìa ra mạnh phàm răng cắn chặt gầm lên đáng ghét lên cho ta mạnh phàm dùng toàn lực vào cánh tay cả thân người xảo rượu lộn nhào một vòng đẹp mắt hắn vậy mà thành công đáp xuống mỏm núi đá miễn cưỡng đứng dậy mạnh phàm không thể được nữa dựa vào ánh trăng quan sát khu vực xung quanh liền ở một khắc tiếp theo mạnh phàm con người co rụt lại kích động hô lên bách thảo dược theo hướng mắt của mạnh phàm nhìn tới một cây cỏ nhỏ sinh trưởng trên vách đá đồng thời truyền đến một mùi thơm ngát mê người đây chính là nhị phẩm linh dược bách thảo dược ước lượng khoảng cách từ mỏm đá mình đang đứng tới mỏm đá có bách thảo dược mạnh phàm không khỏi cười khổ khoảng cách này xa hơn khoảng cách nhảy của mình nhiều dược thảo ở trước mắt mạnh phàm nào có thể bỏ lỡ bách thảo dược một khi đem về khẳng định đối với bệnh tình của mẫu thân có trợ giúp không nhỏ tuy rằng không thể khỏi hẳn thế nhưng là đủ để tạm thời áp chế hàn tật mạnh phàm cắn răng quyết định liều mạng chân dẫm mạnh xuống lấy đà hắn từ mỏm đá bên này phóng sang mạnh phàm giáng dướn người hết sức chân chạm được tới mỏm đá ngay khi mạnh phàm tưởng chừng đã thành công nhưng không mỏm đá lâu ngày trơn trượt khiến hắn mất thăng bằng ngã người ra phía sau trong lúc nguy cấp mạnh phàm cố vươn tay về phía bách dược thảo mạnh phàm đưa tay tóm lấy bách dược thảo nhổ lên hắn dĩ nhiên không có chú ý đến có một hạt trâu màu đen như khối đá cứng cùng lúc văng ra oa wow, cơ thể mất thăng bằng mạnh phàm rơi từ vách đá dựng đứng xuống trong đầu mạnh phàm lúc này chỉ có một suy nghĩ lần này hắn chết chắc ta không cam tâm viên thạch châu màu đen rơi theo mạnh phàm bất ngờ loài sáng một giọng nói từ bên trong viên thạch châu vang lên ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao ngươi muốn trở thành cường giả trên thiên nguyên đại lục sao từng đoạn ký ức như thước phim chiếu chậm trong đầu mạnh phàm hắn từ nhỏ đã bị người ăn hiếp đánh đuổi lúc nào cũng có người tìm đến chặn đường gây sự miệt thị đùa dưỡng hắn ngươi muốn khiến mọi người không thể cười nhạo ngươi nữa sao Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ sao? Có được sức mạnh mạnh nhất sao? Muốn." Mạnh Phàm hô lớn một tiếng. Viên thạch châu bất giác tuôn ra một cỗ sương mù mờ ảo. Một nữ nhân xinh đẹp bất ngờ xuất hiện, nắm lấy hai tay của Mạnh Phàm. Mạnh Phàm ngẩn người, mắt chăm chăm không chớp nhìn nữ nhân thần bí. Cơ thể Mạnh Phàm như được gió nâng đỡ, rơi từ từ xuống bên dưới. "Cô..." Mạnh Phàm muốn nói gì đó, nhưng nữ nhân đưa tay trước miệng ngăn hắn lại. Nữ nhân thần bí tùy tiện phất tay, miệng khẽ hô Án. cơn gió tiêu thất mông mạnh phàm nặng nề va chạm với mặt đá gồ ghề bên dưới mạnh phàm đau thấu trời ông địa đầu chóng mắt hoa hoa đau quá hoa đau quá nữ nhân thần bí như tiên nữ hạ phàm nhẹ nhàng đáp xuống trước mắt mạnh phàm nữ nhân thần bí vẻ mặt trêu chọc áp sát vào người mạnh phàm mạnh phàm hoảng sợ thốt lên yêu nữ nữ nhân thần bí tay véo mặt mạnh phàm sẵn giọng đây chính là thái độ nói chuyện của ngươi với ân nhân cứu mạng sao a à, đau quá ai cần cô cứu tạm biệt nhìn mạnh phàm co giò chạy đi nữ nhân thần bí thờ ơ nói tiểu quỷ đi vội thế à có phải là người quên đồ rồi không bách thảo dược của ta rốt cuộc cô muốn làm gì muốn làm gì chỉ muốn làm một giao dịch với ngươi thôi giao dịch mạnh phàm nghi hoặc hỏi lại nữ nhân thần bí đơn giản giải thích ta giúp ngươi trở thành thiên nguyên mạnh phàm càng thêm khó tin trở thành thiên nguyên dựa vào cái gì dựa vào cái gì nguyên khí trong trời đất cường giả chia thành bát thiên muốn trở thành thiên nguyên dược thảo và tư chất đều không thể thiếu một tiểu tử nghèo như ngươi đến bách thảo dược mà cũng phải liều cả mạng sống nhưng những thứ này ta đều có cả mạnh phàm cứng rắn nói dù vậy thì ta cũng không gần cô phải bố thí nếu nhân thần bí thong dong nói thật là ngươi không muốn cứu mẫu thân sao ngươi cứ nhẫn nhịn để người khác bắt nạt ngươi cứu mâu thân không để người khác bắt nạt chuyện gì cũng cần phải có thực lực mạnh phàm chấn kinh cô có thể đọc được trí nhớ của ta ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi điều kiện rất đơn giản ngươi phải đồng ý với ta ba việc ba việc ba việc gì mạnh phàm dứt khoát nói không được cô không nói với ta thì ta sẽ không đồng ý ai biết là cô muốn ta làm chuyện tồi tệ gì tiểu tử ngươi cũng thật trượng nghĩa ta thấy ngươi không cần bách thảo dược này nữa rồi nếu nhân thần bí ném bách thảo dược về phía vách núi mạnh phàm vội vàng chụp lại tỷ tỷ cũng chẳng bắt ngươi phải làm chuyện tồi tệ gì cùng lắm thì chỉ nhờ ngươi giúp ta tìm một thứ thôi giúp tỷ tỷ đi mà mạnh phàm nào có thể từ chối mỹ nhân nhất là một mỹ nhân cực phẩm trước mắt ta đồng ý với cô đồng ý với cô vậy mới phải chứ nữ nhân thần bí trong khi nói chuyện tay điểm lên mi tâm mạnh phàm mạnh phàm cả người đưa ra trên thiên không một đạo kinh lôi nổ vang trời mạnh phàm ngẩn người hắn vậy mà thấy từng tia lôi điện như biến hóa thành từng hình người đang diễn luyện những tư thế kỳ quái tất cả đều đang dung nhập vào trong mi tâm của mạnh phàm lượng thông tin này quả thật quá mức khổng lồ mạnh phàm hai tay ôm chặt lấy đầu đại não hắn muốn nổ tung nhìn vẻ mặt thất thần của mạnh phàm nữ nhân thần bí giải thích đây là luyện thể pháp sơ cấp luyện văn cương trở về chăm chỉ tu luyện sớm ngày trở thành thiên nguyên nhìn nữ từ thần bí biến mình trở lại trong hạt thạch châu mạnh phàm lẩm bẩm thật không biết đây là phúc hay là họa nữa mạnh phàm giật mình thạch châu vậy mà chủ động bay về phía mình Tự ý vào núi là vi phạm với quy tắc của trấn, tuyệt đối không thể để người khác tóm được." Thầm mắng một tiếng, Mạnh Phàm nhanh chóng hướng chân núi chạy đi. "Mạnh Phàm ca ca." Mạnh Phàm đang chạy nghe thấy ai đó gọi, ngoái đầu nhìn lại. "Mạnh Phàm ca ca." "Ai?" "Là Tâm Nhi à?" "Phàm ca ca." Ở cách Mạnh Phàm không xa, một thiếu nữ khuôn mặt xinh đẹp chậm rãi đi tới, nàng ta tuy rằng nhỏ tuổi nhưng dung nhan thanh thuần, ngũ quan tinh xảo. "Huynh làm gì thế?" Cổ Tâm Nhi trong lúc nói chuyện phóng người bay qua nơi mạnh phàm đang đứng trong huynh cứ lén la lén lút cổ tâm nhi nghi ngờ nói ra mạnh phàm có ngốc mới chịu thừa nhận vội vàng chối không có gì ta có làm gì đâu cổ tâm nhi mắt nhìn chăm chú mạnh phàm nhất định là phàm ca ca có chuyện lừa ta ừ nàng ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mạnh phàm không tin lời giải thích của hắn mạnh phàm lúc này kín đáo đưa một tay ra phía sau đem viên thạch châu giấu vào trong thắt lưng làm gì có làm gì có cổ tâm nhi sát lại gần a à, phàm ca ca cười có hơi gượng để ta nhìn xem phàm ca ca giấu cái gì nào tâm nhi cổ tâm nhi như con sóc lách mình ra phía sau nhìn thấy cây thảo dược giấu sau lưng mạnh phàm bách thảo dược phàm ca ca huynh quả nhiên mạnh phạm bối rối giải thích tâm nhi ta biết tự ý lên núi là vi phạm quy tắc của trấn thế nhưng cổ tâm nhi thờ ơ nói phàm ca ca tâm nhi biết hơn nữa bây giờ không phải tâm nhi cũng đang ở trong núi sao phàm ca ca không cần phải lo Tâm Nhi đến tìm Phàm ca ca không phải là vì chuyện này, Tâm Nhi đến là để xin huynh giúp đỡ. Mạnh Phàm bệnh sĩ gái nổi lên, mạnh miệng nói, có chuyện gì thế? Muội cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được thì ta nhất định sẽ giúp. Cổ Tâm Nhi khoe nụ cười tươi rói, càng khiến nàng thêm xinh đẹp, ta biết Phàm ca ca là tốt nhất mà, Phàm ca ca, huynh biết đấy trước đại hội tỷ võ gia tộc phải bắt được thanh xà ở Yên Lang Sơn. Phải rồi, cái này cho Phàm ca ca. Trong khi nói chuyện, Cổ Tâm Nhi lấy ra một cái quyển trục đây là thù lao giả chức cho huynh tâm nhi đây là mạnh phàm nghi hoặc hỏi cổ tâm nhi vừa tức giận phụng phịu ham dọa phàm ca ca huynh không nhận thì ta sẽ giận đấy được được rồi vậy mới đúng chứ phàm ca ca lại đây tâm nhi dựa sát người lên lưng mạnh phàm thấp giọng nói bên lỗ tai hắn phàm ca ca chuyện bắt thanh xà là bí mật của hai người chúng ta tiểu nha đầu này trong khi nói chuyện còn cố tình thổi thổi vào lỗ tai của mạnh phàm huynh không được nói cho người khác đấy Ta đi đây, đừng quên đấy. Trước khi rời đi, Cổ Tâm Nhi vẫy tay chào tạm biệt Mạnh Phàm. Mạnh Phàm bối rối, phải làm thế nào bây giờ? Nhược Thủy Y bất ngờ quát lớn khiến Mạnh Phàm giật bắn mình, đồ ngốc, người ta đã đi xa rồi mà vẫn còn nhìn, còn không mau về nhà tu luyện. Sau đó, dưới sự giám sát của Nhược Thủy Y, Mạnh Phàm không dám lười biếng bắt đầu điên cuồng tu luyện. Nhìn mấy viên đá vụn bị đánh văng ra, Mạnh Phàm động tác nhanh nhẹn vung tay đánh nát. Sau một phen diễn luyện, mạnh phàm ngồi bệt xuống thở phì phò như trâu nhược thủy y nhàn nhạt, nhạt, lên tiếng mới vậy mà ngươi đã mệt rồi sao mạnh phàm buồn bực nói cô thì hiểu cái gì nguyên khí của ta tiêu hao hết rồi thì tất nhiên là phải nghỉ ngơi một lát đúng là vô dụng trận pháp này có thể giúp ngươi phục hồi nguyên khí trong khi nói chuyện nhược thủy y phất tay dựng nên một cái pháp trận cỡ nhỏ dưới chân mạnh phàm ngươi luyện công trong đó sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn mạnh phàm cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cơ thể kinh ngạc hô lên đúng là đang phục hồi nguyên khí luyện công thế này nhanh thật dưới sự hỗ trợ của pháp trận chỉ vài cái chớp mắt cơ thể mạnh phàm lại tràn đầy năng lượng đằng nào cũng rảnh để xem tiểu muội đó tặng cho ngươi cái gì nào nhược thủy y phất tay cuốn lấy trục quyển cổ tâm y đưa cho mạnh phàm mạnh phàm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra trục quyển đã tới tay nhược thủy y cô mạnh phàm phát hiện ra định phóng tới giành lại quay lại nhược thủy y tùy tiện phất tay một cái màn trướng dựng lên ngăn mạnh phàm xông đến tiểu muội đó cũng quan tâm đến ngươi thật cho người một bộ công pháp trung phẩm đúng lúc có thể tạo dựng nền tảng cho ngươi nào nhược thủy y bắt đầu hướng dẫn mạnh phàm tu luyện trung phẩm nguyên khí công pháp đại băng thủ đây là mạnh phàm ngẩn người khi phát hiện trên hai tay hai chân bị khóa lại bằng bốn sợi huyền thiết vừa to vừa nặng phương pháp tu luyện bằng xích tay này phải chịu sức nặng của trăm cân đá khi ở trong nước tay nắm quyền tập trung ngưng tụ nguyên khí vào lòng bàn tay Ngươi còn ngây ra đó làm gì, còn không mau tu luyện? Mạnh Phàm bực bội phản kháng, vì sao ta lại phải luyện? Ừ. Đúng là cứng đầu, lãng phí hảo ý của tỷ tỷ. Nhược Thủy y tỏ ra giận dỗi, nhìn cũng không thèm nhìn, nhàn nhạt nói, đây chính là thành ý muốn trở nên mạnh mẽ của ngươi sao? Thật khiến người ta thất vọng. Ta, à, Mạnh Phàm nhất thời nghẹn họng, nói không thành câu. Cho ngươi chút động lực. Đây là Hỏa Long thảo, có thể giải được thập nhật hàn độc của mẫu thân ngươi. Trong khi nói chuyện, nhược thủy y phất tay một cây thảo dược xuất hiện trước mắt mạnh phàm mạnh phàm giật mình kinh hô vội ba chân bốn cẳng chạy về phía hỏa long thảo chỉ là đi chưa được nửa bước mạnh phàm đã bị sức nặng của mấy tảng đá kéo lại ngã chẳng vó nhược thủy y nhịn không được thở dài hai đúng là đầu óc đơn giản động não một chút có được không ngươi đang kéo đá đấy hừ mạnh phàm tức giận hừ lên một tiếng đứng lên mạnh phàm răng nghiến chặt vận dụng toàn bộ sức mạnh cơ bắp lên cho ta hai tảng cự thạch bắt đầu nhúc nhích như ốc sen di chuyển về phía trước lần này cũng không có khá hơn bao nhiêu đi chưa được chục bước mạnh phàm đã sức cùng lực kiệt quỳ xuống thở như châu kéo bể phù phù mệt chết đi được ngộ tính quá thấp có phải ngươi đã quên là mình có nguyên khí rồi không đồ ngốc mạnh phàm lúc này mới sực nhớ ra hô lên phải rồi ta còn có nguyên khí lợi dụng nguyên khí sao nguyên khí có chất không hình nếu muốn nâng đá thì còn phải dùng lực đẩy của nước mạnh phàm hai mắt nhắm lại bắt đầu điều động nguyên khí hắn điều khiển nguyên khí hóa thành một cái bàn tay đem tảng đá lớn nhất lên khỏi mặt nước lần này mạnh phàm mặc dù mang theo tảng cự thạch như lại chạy như bay hắn phấn khích cười lớn ha ha quả nhiên là thế nhược thủy y khẽ búng tay một cái tảng cự thạch bất giác to lên gấp đôi kéo mạnh phàm ngã trồng vó đừng hòng đầu cơ trục lợi mau nhầm lại khẩu quyết đi mạnh phàm lẩm nhẩm lại khẩu quyết của đại băng thủ tay nắm thành quyền tập trung nguyên khí vào lòng bàn tay nguyên khí ngưng tụ rất nhanh đã tiêu tán mạnh phàm ngẩn người mất rồi hắn lại lần nữa ngưng tụ nguyên khí giống như lần đầu tiên nguyên khí rất nhanh đã tiêu tán sau 77 49 lần liên tục ngưng tụ rồi thất bại mạnh phàm cũng đã ngưng tụ nguyên khí vào bàn tay thành công rồi vậy thì tránh ra cho ta mạnh phàm hô lớn một tiếng một trưởng vung ra đem tảng cự thạch đánh nổ thành công rồi thế nào ta không lười chứ mạnh phàm bất giác ngẩn người nhược thủy y lúc này đang đứng trước mắt hắn hắn bất giác mặt đỏ dần lên hai mắt mở lớn nhìn chăm chăm y phục nhược thủy y bị nước làm ướt cơ thể nóng bỏng của nàng bám dính vào quần áo khiến cho nam nhân nhìn thấy không khỏi bốc lên nhiệt hỏa mạc phàm nhìn đến ngơ người mặt nóng dần lên hắn lúng cuống xoay người nhìn sang hướng khác tôi tôi đi đây nhược thủy y không khỏi mỉm cười tiểu tử này còn biết ngượng nữa mười ngày sau yên lang sơn sơn cùng thủy tú một mảnh cảnh sắc thanh lệ truyền đến tiếng chim hót cực kỳ êm tai mạnh phàm khá là bất đắc dĩ đứng ở chỗ này nơi này chính là địa phương cùng cổ tâm nhi ước định hắn lúc này mất kiên nhẫn lẩm bẩm tâm nhi sao còn chưa tới nửa nén hương sau mạnh phàm con mắt lóe lên hướng phía xa nhìn đến cổ tâm nhi đang hướng về phía này đi đến tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cổ tâm nhi thế nhưng mỗi một lần mạnh phàm nhìn thấy tiểu nha đầu này trong lòng hắn đột nhiên đều nhảy lên một loại cảm giác khó bề giải thích tiểu nha đầu hiện tại đã xinh đẹp như vậy không biết tương lai sẽ là họa nước ương dân cỡ nào mạnh phàm chợt nhẹ nhàng nói tâm nhi muội tới rồi ừm mạnh phàm ca ca cổ tâm nhi đi đến nở một nụ cười ngọt ngào mạnh phàm chân thành nói hôm nay tâm nhi thật xinh đẹp nghe được lời này cổ tâm nhi nhất thời khuôn mặt đỏ lên chợt u oán coi như là xinh đẹp nữa thì có ích lợi gì a có người nào đó vẫn yêu thích ẩn núp muội không thích nhìn thấy muội khụ mạnh phàm vừa ho lên một tiếng ánh mắt làng tránh phảng phất không dám đối diện ánh mắt của cổ tâm nhi lái sang chuyện khác đến giờ rồi phải đi thôi nhìn mạnh phàm chạy vội lên trước cổ tâm nhi tức giận dậm chân xuống đất phát tiết lầm bầm mắng tức chết đi được đồ đại ngốc hai mạnh phàm ca ca đợi ta với trong khi nói chuyện cổ tâm nhi cũng chỉ đành bất đắc dĩ đuổi theo phía sau mạnh phàm phát hiện con mồi một con thanh xà thân hình hơi động nó im hơi lặng tiếng âm thầm tiếp cận ngay khi vừa đến phụ cận thanh xà như một đạo mũi tên nhọn hướng mạnh phàm cắn tới một khắc tiếp theo mạnh phàm bàn tay chật động mấy ngón tay duỗi ra cực kỳ chuẩn xác chộp lấy ngang cổ thanh xà hừ còn muốn đánh lén thanh xà cố gắng phun khí độc thoát thân nhưng lại bị mạnh phàm dùng nguyên khí thổi ngược về phía sau nhìn thấy thanh xà sụi lơ trong tay mạnh phàm cổ tâm nhi ở phía sau cười đến mê người vỗ tay hô lên mạnh phàm ca ca giỏi quá ngay lúc này chờ giọng trào phúng vang lên động tác rất lanh lẹ mạnh phàm đúng là rất giỏi bắt rắn ta còn tưởng là có thể xem trò cười chứ lôi đào mạnh phàm trong miệng phun ra một cái danh tự hắn hai mắt nhìn chăm chăm tên kia không nghĩ tới dĩ nhiên ở nơi này cũng đụng phải gã khốn kia không đợi mạnh phàm nói chuyện cổ tâm nhi bước lên thân thể mềm mại che ở trước người hắn đồng thời giọng tức giận quát lôi đào ngươi muốn làm gì lôi đào hừ lên một tiếng giọng càng thêm khinh thường mạnh phàm ngươi đúng là ngày càng lợi hại bây giờ còn biết trốn sau lưng nữ nhân nữa đúng là đồ phế vật ngươi mạnh phàm tức giận quát cổ tâm nhi dự áo mạnh phàm kéo lại gia hiệu hắn tuyệt đối không nên kích động đồng thời lạnh giọng quát lôi đào ngươi đừng quá đáng mạnh phàm tới là để bắt thanh xà cho cha ta nếu ngươi quấy dày thì cẩn thận ta mách cha ta đánh ngươi nghe thấy cổ tâm nhi nhắc đến cổ nguyên phụ thân của nàng ánh mắt xoay chuyển lôi đào cười cợt gần giọng nói nếu tâm nhi tiểu thư ở đây thì ta sẽ giữ thể diện cho tên phế vật này phàm phế vật ngươi nằm xuống bắt trước chó còn tâm nhi tiểu thư lại hôn ta một cái rồi chúng ta sẽ đi thế nào ha 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 ngươi cổ tâm nhi giận dữ nàng biết mấy người lôi đào là một nhóm hoành hành bá đạo nhưng không nghĩ bọn chúng lại dám ngang ngược đặt điều kiện với nàng mạnh phàm ngăn cổ tâm nhi lại tự tin nói tâm nhi đứng sau ta có ta ở đây rồi nhìn thấy mạnh phàm cùng cổ tâm nhi thân cận lôi đào khuôn mặt âm trầm nhìn chằm chằm mạnh phàm gằn lên từng chữ phàm phế vật thể hiện gì chứ ta thấy ngươi ngứa ra rồi để ta gãi ngứa cho ngươi trong khi nói chuyện lôi đào đã hướng phía mạnh phàm đánh tới nhìn thấy mạnh phàm không lùi còn tiến đồng dạng đánh ra một quyền lôi đào hừ lên một tiếng nồng nặc ý vị xem thường quyền đầu cả hai va chạm một tiếng vang trầm trầm thấp phát sinh một quyền này mạnh phàm vậy mà đem lôi đào chấn lui hắn đồng dạng cũng lui về phía sau vài bước bàn tay chuyển đến cảm giác đau nhức khóe miệng còn dỉ ra máu tươi không cần đoán cũng biết vừa rồi hắn đã ăn phải lỗ vốn lôi đào tỉnh táo lại trầm giọng quát không phải luyện thể nhị giai ngươi ít nhất phải là luyện thể tứ giai chẳng trách ngươi lại ngông cuồng đến vậy nghe được lời này mấy tên thiếu niên ô chấn vẻ mặt đều đồng loạt biến đổi cái gì hắn là luyện thể tứ giai vậy mà phế vật này lại là luyện thể tứ giai trái ngược với đám người lôi đào cổ tâm nhi cười tươi giói nói hóa ra phàm ca ca vẫn luôn nỗ lực dù cảnh giới của ngươi cao hơn ta thì đã sao chiến pháp của ngươi cũng chỉ soàng thôi chịu chết đi mãnh hổ tiếu lôi đào hô lên một tiếng lần này hắn không còn dám khinh thị trực tiếp thi triển võ kỹ lao về phía mạnh phàm mạnh phàm môi khẽ nhếch lên từ lúc hắn luyện băng lôi thủ đến giờ nay cũng đã có dịp mang ra thể nghiệm thoáng cái tụ tập nguyên khí vào bàn tay mạnh phàm thi triển đại băng thủ đem lôi đào đánh văng ngược lại phía sau chứng kiến lôi đào bị mạnh phàm một trưởng đánh bay mấy tên phía sau khiếp sợ kinh hô đại băng thủ đây không phải là võ học gia truyền của cổ ra sao làm sao hắn biết cổ tâm nhi cũng là đồng dạng thốt lên không ngờ không ngờ mới vậy mà đã luyện được khụ khụ lôi đào không ngừng ho khan con mắt nhìn chăm chăm mạnh phàm lớn tiếng quát còn ngây ra đấy làm gì còn không mau gọi người A, à, được. Mấy gã thanh niên vội lấy còi ra thổi gọi cứu binh tới. Cổ Tâm Nhi ánh mắt căng thẳng nhìn Mạc Phàm, lo lắng nói, "Phàm ca ca, chúng ta mau đi thôi." Mạnh Phàm ngoái nhìn lại, "Trấn An, yên tâm, mọi chuyện đã có ta." Cổ Tâm Nhi nội tâm thiếu nữ như hư chạy loạn, thầm thốt lên, "Đẹp, đẹp trai quá." Sau mấy hơi thở, nhất thời từ bốn phương tám hướng trong tùng lâm một đám thanh niên dùng tốc độ cực nhanh đuổi tới. Một gã thanh niên đẩy mấy kẻ ngáng đường qua hai bên, đi lên phía trước. Báo sắc mặt âm trầm, gằn giọng hỏi, "Lôi Đào, là ai làm đệ bị thương?" Nhìn thấy Lôi Báo xuất hiện, Lôi Đào giọng run run, "A, à, là Mạnh, Mạnh Phàm." Lôi Báo con mắt lạnh lùng nhìn Mạnh Phàm, hung hãn nói, "Là ngươi." Thủy Nhược Y ngồi ở một góc cười khúc khích, "Hi hi hi, có kịch hay để xem rồi." "Ngươi?" Mạnh Phàm tức không nói nổi thành lời. Lôi Báo nghi hoặc nhìn về theo hướng tay Mạnh Phàm chỉ, phía trước một mảnh trống trơn. Nhược Thủy Y chỉ có Mạnh Phàm mới có thể nhìn thấy ngươi gì mà ngươi ngươi muốn chết trong khi nói chuyện hắn ta nguyên khí thoáng động lao về phía mạnh phàm lôi báo đừng tự mình đa tình ta không nói ngươi ngươi còn dám sỉ nhục ta lời mạnh phàm giải thích càng khiến cho lôi báo nóng máu hổ báo đột thấy đối phương vận dụng võ kỹ mạnh phàm không kém cạnh lại lần nữa đánh ra đại băng thủ cả hai ngạnh kháng một kích một âm thanh trầm thấp vang lên một đòn vừa rồi dường như rút hết sức lực của mạnh phàm hắn bộ dáng mệt mỏi hai chân khuỵu xuống lôi báo cũng chẳng chiếm được chút lợi nào cả người bị phản chấn hất lui lại phía sau vừa ổn định được cơ thể lôi báo lớn tiếng quát còn ngây ra đó làm gì lên dạ đám thiếu niên ô chấn nhận lệnh nhằm phía mạnh phàm lao đến mấy tên thiếu niên còn chưa kịp động vào mạnh phàm trong không khí bỗng nhiên truyền đến tiếng xe gió mấy gã đi đầu đứng mũi chịu sào, thân thể trực tiếp bị hất văng ra ngoài à ai lôi báo gầm nhẹ một tiếng ánh mắt hung ác nhìn về phía sau lưng mạnh phàm một giọng nữ băng lãnh vang lên a à, xuất hiện trước mắt nhóm người lôi báo là một thiếu nữ vóc dáng thon dài da rẻ trắng nõn dung mạo xinh đẹp một chín một mười với cổ tâm nhi nàng ta chính là cổ tình tỷ tỷ của cổ tâm nhi cổ tình tỷ lôi báo lời còn chưa có ra khỏi miệng lập tức nuốt vào cổ tình lạnh giọng tỷ gì mà tỷ các ngươi cũng thật là bản lĩnh a các ngươi nhiều người như thế ức hiếp một người có bản lĩnh cùng đi đánh người của thôn trần khác a bắt nạt một người trong thôn tính gì mà nam nhân ta đều cảm thấy hổ thẹn thay cho các ngươi Lôi báo sắc mặt xấu xí, bất đắc dĩ nói, "Được, hôm nay ta nể tình tình tỷ, Mạnh Phàm, chuyện này chưa xong đâu." "Chúng ta đi." Trong khi nói chuyện, Lôi báo trực tiếp đỡ lấy Lôi Đào rời đi. "Mạnh Phàm." Cổ Tình lạnh giọng gọi. "Cổ Tình tỷ." Mạnh Phàm bước đến. Cổ Tâm Nhi tự nhiên khoác vai Mạnh Phàm, bất mãn nói với Cổ Tình, "Tỷ tỷ, đừng hung dữ với Phàm ca ca như thế." Cổ Tâm Nhi thiếu nữ đơn thuần dựa sát vào cánh tay Mạnh Phàm, không để ý đến hai quả bởi bị ép đến biến dạng. Đụng chạm cơ thể nhất thời khiến Mạnh Phàm bối rối, mặt đỏ lên. "Tâm Nhi, muội quay về trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với Mạnh Phàm." Trong khi nói chuyện, Cổ Tình kéo muội muội ra khỏi người Mạnh Phàm. "Tỷ tỷ, muội..." Không đợi muội muội nói hết câu, Cổ Tình ánh mắt nghiêm khắc quát, "Quay về." Cổ Tình liếc nhìn Mạnh Phàm, thanh âm lạnh lùng vang lên, "Mạnh Phàm, ngươi còn nhớ đã từng đồng ý với ta chuyện gì chứ?" "Cổ Tình tỷ, ta cũng không vòng vo với ngươi nữa, đừng nói là ngươi." Cả ô trấn này thậm chí là người của thanh long sơn mạch cũng không có tư cách đó huống hồ ngươi còn chẳng phải ô trấn đệ nhất đừng có cóc ghẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga nữa mạnh phàm không chút tức giận cười nhạt nói đệ nhất ngươi sắp không còn là đệ nhất nữa rồi cổ tình khinh thường nói ai có thể đánh bại được ta chứ ngươi sao mạnh phàm tự tin nói chỉ cần mình ta mạnh phàm nếu ngươi đã tự tin như thế thì chúng ta đánh cược một ván đi hơn một tháng nữa sẽ là tộc bỉ nếu ngươi đánh thắng được ta thì ta sẽ không quản ngươi có tiếp cận tâm nhi hay không nếu ta thua thì tùy ngươi xử trí cổ tình trong lúc nói chuyện không biết vô tình hay cố ý tay chỉ lên hai ngọn song phong cao vút muốn được giải phóng ra bên ngoài kia mạnh phàm ánh mắt bị thu hút nhìn chăm chăm không muốn rời mắt biết có điểm thất thố hắn vội ngó sang chỗ khác đồng đồng ý hừ còn nhìn nữa ta sẽ chọc mù mắt ngươi hãy nhớ những gì người đã nói cổ tình lạnh lùng buông một câu xoay người rời đi mạnh phàm nói với theo 30 năm hà đông 30 năm hà tây đừng khinh thiêu niên nghèo mạnh phàm sau khi ước chiến cùng cổ tình càng thêm điên cuồng tu luyện để nâng cao thể lực khi hắn chống đẩy còn để thêm trên lưng một tảng cự thạch thủy nhược y thầm nói tiểu tử này bị cô nương kích động liền nỗ lực như thế chống đẩy đến cái 458, mạnh phàm thấy mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo mọi thứ trước mắt hắn trở nên mờ dần rất nhanh hắn hai mắt nhắm lại ngất xỉu tại chỗ thủy nhược y hô lớn mạnh phàm mạnh phàm mạnh phàm đứng dậy ngơ ngác hỏi ta bị sao thế thủy nhược y đành phải giải thích ngươi luyện quá mệt mỏi nên bị hôn mê mạnh phàm cười khổ bất đắc dĩ nói không có linh dược chỉ có thể khổ luyện thủy nhược y hào tâm nhắc nhở mạnh phàm tiểu tử ngốc ngươi có phải là đã quên công pháp luyện cương văn ta đưa cho ngươi rồi sao luyện cương văn cần thanh nguyên lộ làm vật dẫn quá đắt rồi đồ ngốc ngươi đi đâu đó về nhà nấu thuốc sau khi về nhà mạnh phàm đem cây dược thảo thủy nhược y cho đem nấu thành thuốc mẹ uống thuốc thôi tâm lan đỡ lấy chén thuốc miệng không ngừng ho khan phàm nhi cho con cái này trong khi nói chuyện tâm lan lấy đưa cho nhi tử một cái túi nhỏ mẹ đây là gì mạnh phàm nghi hoặc hỏi tâm lan giải thích sắp tới tộc bỉ rồi mẹ muốn bán mấy món trang sức con cầm đi nói không chừng có thể đổi được một ít linh dược mẹ mạnh phàm ánh mắt không nỡ nhìn tâm lan tu luyện chăm chỉ cha con tuổi của con đã là ngoại môn đệ tử của thiên hàn tông rồi đó nhắc đến trượng phu tâm lan sắc mặt thoáng cái trùng xuống không muốn nhi tử thấy mình như vậy bà ho lên khụ khụ mẹ phải nghỉ ngơi rồi con con ra ngoài đi mạnh phàm càng thêm kiên định tự hứa tộc bỉ đệ nhất mình nhất định phải giành được mạnh phàm cầm theo túi trang sức từ nhà đi ra bên ngoài đi tới bên dưới một gốc cây đại thụ rậm rạp mạnh phàm bắt trước tiếng chó sủa lên ba tiếng gâu 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 chỉ chốc lát từ trong bụi cây bước ra một tên thiếu niên áo lam tuổi đồng dạng như mạnh phàm vóc người mập mạp hắn tên gọi là lữ lạc lữ lạc nhìn thấy mạnh phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc thất thanh nói mạnh phàm cậu còn dám ra ngoài sao mạnh phàm cười cười thản nhiên nói tại sao không dám chứ lữ lạc khoác vai mạnh phàm thấp giọng nói cậu không biết sao cậu đánh lôi đào hiện tại lôi hổ ở trên trấn đã nói rằng gặp được cậu lần nào sẽ đánh cậu lần đó cậu có thể cẩn trọng một chút chớ bị bọn họ nhìn thấy nếu không thì mạnh phàm hừ lên một tiếng sau này ai đánh ai còn chưa biết đâu cậu mang món đồ mà tôi cần tới chưa lữ lạc nhất thời mở ra hai bàn tay bất đắc dĩ nói ít nhất cũng phải 120 kim tệ mới có thể mua được thanh nguyên lộ 100 kim tệ quả thực là không mua nổi là thế thật sao xem ra phải nghĩ cách thôi mạnh phàm cũng biết yêu cầu của mình quả thật có chút quá đáng tổn thất 20 kim tệ quả thật ai làm kinh doanh cũng sẽ không chấp nhận đây là mạnh phàm nghi hoặc nói ra trước mắt hắn lữ lạc cầm ra một cái lọ nhỏ màu trắng Thanh nguyên lộ mà cậu cần đó." Lữ Lạc cười tủm tỉm nói ra. Mạnh Phàm ngẩn người, hắn còn tưởng đâu lỗ tai hắn nghe lầm. Lữ Lạc tay tạo hình trái tim, nháy nháy mắt nói với Mạnh Phàm, "Đây là thanh nguyên lộ mà cha tôi tu luyện cho tôi, cho cậu đó." Buồn nôn chết được, Lữ bàn chỉ. Mạnh Phàm ngoài mặt bày ra bộ dáng ghét bỏ, nhưng trong lòng lại ấm áp, hắn biết Lữ Lạc là cố ý tìm ra cái cớ, chân chính muốn đến giúp hắn, cũng không có tính toán tổn thất. Nhận lấy bình đan dược, Mạnh Phàm đưa túi kim tệ ra, "Thôi được, tiền thì bây giờ tôi lữ lạc cắt ngang vỗ vai mạnh phàm cười nói tiền gì chứ chỉ cần cậu giúp tôi đánh lôi đào một trận thật thẳng tay là tôi đã mãn nguyện rồi mạnh phàm tự tin tuyên bố cái này đơn giản thích nhất là bộ dạng tự tin này của cậu đó đi chết đi cảnh phim chuyển đến phòng ngủ trong nhà mạnh phàm trên bàn đang đặt quyển luyện cương văn cầm lọ đan được trong tay mạnh phàm có chút kích động lẩm bẩm bắt đầu tu luyện mạnh phàm vẻ mặt mờ mịt bất đắc dĩ lẩm bẩm nhưng công pháp này rốt cuộc phải luyện như thế nào thủy nhược y không nhịn được phải hiện thân búng đầu mạnh phàm ngốc luyện công pháp đầu tiên phải xem khẩu quyết mạnh phàm tay xoa xoa chán bất mãn lầm bầm đột nhiên xuất hiện dọa chết người ta rồi ngươi nói sao bị thủy nhược y nhéo hai bên má mạnh phàm nào dám phản kháng lắc đầu hô lên không có không có xem khẩu quyết hắn quả thật bị cái nữ nhân này làm cho sợ hãi hắn bắt đầu lầm nhầm khẩu quyết thủ ác huyền thiết dĩ thân thế thiết đoán thiết như thân tẩy kinh phạt tủy tay nắm huyền thiết dùng thân thay vũ khí rèn thép như rèn thân thay ra đổi thịt thủy nhược y chủ động nói cầm lấy huyền thiết ta hộ công cho ngươi làm theo hướng dẫn của ta mạnh phàm đứng dậy làm theo lời thủy nhược y khai luyện cương văn là dùng tinh thần lực của bản thân rèn luyện thân thể như rèn sắt thép đây là cái gì đây là thức hải mà ta khởi động cho ngươi hiện tại bắt đầu rèn luyện thân thể thủy nhược y vừa dứt lời quanh thân mạnh phàm xuất hiện từng khối kim thiết mạnh phàm còn chưa kịp làm ra phản ứng mấy khối kim thiết đã nhảy cơ thể hắn mà nện xuống mạnh phàm cả người run rẩy a à, đau quá tiểu gia hỏa mới chút khổ này đã không chịu đựng được rồi sao không không thể nào ta chỉ là chỉ là mạnh phàm nói còn chưa dứt câu một loạt kim thiết lại tiếp tục nện xuống hắn mạnh miệng nói ta chỉ là chê chưa đủ lại đi lại đi đúng theo yêu cầu của mạnh phàm kim thiết như mưa dồn dập chút xuống Hắn cố gắng cắn răng chịu đựng, không ngừng gào lên, tiếp tục, tiếp tục. Thủy Nhược Y gật đầu hài lòng nói, không điên cuồng không thể sống, nếu không thì sao có thể trở thành Thiên Nguyên, thế mới đúng. Một cái đại chùy nện thẳng vào lưng Mạnh Phàm. Lần này dường như đã đến giới hạn chịu đựng của cơ thể. Mạnh Phàm ánh mắt trở nên mơ hồ, hai chân run rẩy khó mà chống đỡ được sức nặng của cơ thể. Phàm Nhi, Mạnh Phàm mệt mỏi rơi vào giấc ngủ say. Nghe tiếng gọi quen thuộc, hắn mở mắt hô lớn, "Cha! Cha!" Một đạo thân ảnh bước đến trước mắt Mạnh Phàm. "Phàm Nhi, con tới rồi." Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt, Mạnh Phàm không nhịn được mà hai mắt rưng rưng lệ, tay run run đưa ra phía trước. "Đây là đâu?" "Phàm Nhi, con không chạm vào ta được đâu, nơi này là tinh thần không gian của con, có thể gặp được ta chứng tỏ con đã mở được tinh thần không gian rồi." "Phàm Nhi, con mạnh lên rồi, cũng trưởng thành rồi." "Cha, con." A Mạnh Phàm có cảm giác thân thể hắn đang rơi xuống. "Phàm Nhi, nhớ bảo vệ mẫu thân con giọng phụ thân vang lên vong vẳng bên tai mạnh phàm mạnh phàm mở mắt choàng tỉnh hắn đang nằm trong căn phòng ngủ quen thuộc trong lúc mạnh phàm ngồi dậy từ trong đai lưng rớt ra một cái túi vải nhỏ mạnh phàm ánh mắt chú ý đến cái huy hiệu nằm dưới đất hắn bất giác nhớ lại lời mẫu thân nói nghe đến thuộc lòng cha con ở tuổi con đã là ngoại môn đệ tử của thiên hàn tông rồi đó so với những thứ này so với người nhà chúc khổ này có là gì đâu chứ mạnh phàm lại lần nữa điên cuồng tu tập luyện văn cương cũng chẳng biết đã ăn phải đau khổ trong bao lâu cho đến một ngày mạnh phàm đã có đủ lực lượng đối kháng cùng kim thiết trùy sau khi trải qua thời gian tu luyện hiện tại mạnh phàm đã có một sự thay đổi lớn cảm giác so với lúc trước tính tình hắn càng thêm nội liễm lực lượng cũng tăng lên gấp vài lần thủy nhược y vỗ tay khen chúc mừng ngươi đã thành công đạt đến luyện thể lục dài ngày đại bỉ trấn ô sơn cuối cùng cũng đã tới cổ nguyên trấn trưởng ô trấn thân làm người chủ trì sớm đã đứng trên lôi đài ông lớn tiếng tuyên bố hôm nay là tộc bỉ một năm một lần ta cũng không nói nhiều nữa thân là tộc trưởng ta tuyên bố tộc bỉ chính thức bắt đầu trận đầu tiên mạnh phàm đấu với trần lôi hổ mời hai tuyển thủ lên sàn đấu mạnh phàm có chút không ngờ đến mới trận đầu tiên đã đối đầu với trần lôi hổ trần lôi hổ bước lên đài miệng hung hăng quát mạnh phàm ra đây chịu chết đi mạnh phàm nảy ra một cái chú ý xấu xa cười hắc hắc nghĩ bụng để ngươi đợi một lúc trần lôi hổ thấy bản thân phóng tên không đích có cảm giác mặt mũi bị mất sạch cổ nguyên háng giọng e hèm một lão già khòm lưng lên tiếng nếu mạnh phàm vẫn không lên thì sẽ bị coi là bỏ thi lôi báo đứng bên dưới khinh bỉ nói mạnh phàm tên nhát gan đó có lẽ là chúa rồi lôi hổ cười phá lên nói ha 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 đúng thế ca ca mạnh phàm chính là tên hèn ngay lúc đối phương đắc ý nhất mạnh phàm từ bên dưới phóng lên lôi đài mạnh phàm lạnh nhạt hỏi ngươi nói ai là đồ hèn nhát mạnh phàm ta khổ luyện một tháng hiện đã là ngũ giai rồi, hôm nay ta sẽ để ngươi biết. Chẳng chờ Lôi Hổ nói xong câu, Mạnh Phàm chân dẫm mạnh xuống phát lực, hắn làm một cú song phi đẹp mắt đánh trúng vào bụng của Lôi Hổ. Chưa tới một giây, Lôi Hổ đã bị Mạnh Phàm đánh văng khỏi lôi đài. Lôi Báo quả thật không ngờ đến đệ đệ mình lại thất bại nhanh đến như vậy. Mạnh Phàm đứng trên lôi đài nhìn xuống, đây là tỉ thí người nói lắm quá rồi đó. Trong khi nói chuyện, hắn nở nụ cười khiêu khích với anh em nhà Trần gia. Đồ bỉ ổi vô liêm sỉ, rõ ràng là đánh lén, không muốn thua thì đừng lên sàn đấu. Lôi hổ dẫn dữ gào lên, tiểu nhân bị ổi, chuẩn bị chịu chết đi. Một cánh tay đưa ra, ngăn lôi hổ lên này. Ca, lôi hổ dẫn dữ khi thấy lôi báo ngăn trước người. Lôi báo giọng âm trầm, đệ đệ bị đả thương, tất nhiên phải để đại ca lên trước. Mạnh phàm kiêu ngạo nói, được rồi, đừng tranh nhau nữa, các ngươi cùng nhau lên đi. Ngươi, ngông cuồng. Anh em lôi hổ, lôi báo cùng lúc vận dụng võ kỹ mạnh nhất đánh về phía mạnh phàm mạnh phàm vậy mà không tránh không né xoay người lại thi triển phá lãng quyết và chạm trực tiếp cùng hai tên kia một chiêu chỉ một chiêu mạnh phàm đem lôi hổ lôi báo đánh rớt xuống này cổ nguyên tuyên bố mạnh phàm thắng thế giới võ đạo trước nay thực lực vi tôn người mạnh được tôn sùng người ô sơn chấn gào thét đến khản cả giọng mạnh phàm cổ tâm nhi phấn khích hô lớn phàm ca ca tuyệt quá siêu lợi hại mạnh phàm vuốt mũi cười nói đâu có bình thường thôi mà chính là vô cùng lợi hại lợi hại bỏ qua ánh mắt của mọi người xung quanh tiểu nha đầu lớn mật ôm trầm lấy mạnh phàm bất chợt một giọng nói băng lãnh vang lên có phải là ngươi đã vui mừng quá sớm rồi không lời vừa dứt cổ tình phi thân đáp xuống lôi đài mạnh phàm lên sàn đấu nghe được lời này mạnh phàm khẽ cười nhạt cổ tâm nhi mặt lộ vẻ không vui mạnh phàm vừa xoay người bước lên lôi đài cổ tâm nhi ở phía sau gọi với theo đợi đã phàm ca ca mạnh phàm ngoái đầu lại trấn an tâm nhi yên tâm ta đi rồi sẽ quay lại biết không thể khuyên mạnh phàm cố tâm nhi chỉ đành nói cẩn thận tình tỷ, mong được chỉ giáo cổ tình lạnh giọng tuy không biết phá lãng quyết mà ngươi dùng thâm sâu thế nào nhưng nhưng ngươi chết chắc rồi đối đầu với cổ tình mạnh phàm cũng không dám khinh thị trực tiếp thi triển phá lãng quyết trận chung kết cổ tình đấu với mạnh phàm vừa nghe trọng tài tuyên bố xong cổ tình thân hình chật động quyền như pháo hình long chiến thần một quyền đem mạnh phàm đánh trúng nàng ta hai chân trụ trên sàn lôi đài tay tạt ngang lại đánh ra một chiêu hất văng mạnh phàm lên quyền đả hạ bàn yến sao thủy mạnh phàm liên tiếp trúng chiêu không thể hoàn thủ mạnh phàm cơ thể như bao cát liên tiếp bị cổ tình đánh tới tấp nhìn mạnh phàm bộ dáng chật vật nằm trên sàn lôi đài cổ tình giọng khinh thường vang lên với chút thực lực này mà cũng đòi cóc ghẻ ăn thịt thiên nga à. mạnh phàm cả người run run phá lên cười lớn ha 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 cổ tình có chút giật mình nãy giờ nàng ra chiêu không chút hoàn thủ vậy mà tên tiểu tử kia vẫn còn có thể đứng dậy được mạnh phàm phun ngụm nước bọt xen lẫn máu trong miệng ra cổ ra tâm tương quyền quả nhiên lợi hại nhưng ta cũng không kém đâu trong khi nói chuyện mạnh phàm điều động nguyên khí dung nhập vào cánh tay cổ tình cười lạnh một tiếng khinh thường nói đã bị đánh thành ra thế rồi mà còn ở đó giả bộ buồn cười chết đi được rất nhanh nụ cười của cổ tình khựng lại mặt biến sắc nhìn mấy lọn tóc từ trên đầu rơi xuống cổ tình khiếp sợ thầm hô nhanh quá đao ý thật mạnh nàng ta thái độ trở nên nghiêm túc trầm giọng nói mạnh phàm ta thừa nhận ngươi có tư cách làm đối thủ của ta đây mới chỉ là bắt đầu thôi cổ tình âm thầm suy tính loại nguyên khí chiến pháp này không thể đối đầu trực tiếp với đao khí nhưng chắc hắn giỏi trong viễn chiến không giỏi cận chiến nhìn thấy bộ pháp mạnh phàm có sơ hở cổ tình khinh thường nói mạnh phàm ngươi còn non lắm chịu chết đi cổ tình toàn thân bùng nổ nguyên khí như một đầu cự thú khổng lồ dương nhanh múa vuốt trồn đến mạnh phàm lùi về phía sau cười như không cười cổ tình ngươi quá ngây thơ rồi hắn song trưởng giao thoa nhún người nhảy lên mạnh phàm là ngươi quá ngây thơ thì có không nói nhảm mạnh phàm trực tiếp đánh ra phá lãng quyết hự một chiêu toàn lực vừa rồi xem chừng đã rút hết khí lực của mạnh phàm cổ tình lúc này đứng ngây ra như phỗng trong đầu một mảnh mê mang khóe miệng có máu tươi dỉ ra nàng ta hạ bàn run rẩy trước khi ngã xuống thốt lên một câu ngươi thắng rồi ngay khi cơ thể cổ tình mất thăng bằng một cánh tay lao đến đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng ta mạnh phàm rất ga lăng dùng cơ thể làm tấm đệm đỡ lấy cổ tình ngã trên người hắn hắn nhai răng cười nói may mà chưa để mặt tỷ va xuống đất quán quân trọng tài nói còn chưa hết câu thôn dân ô sơn chấn đã hô lên vang trời mạnh phàm trận chiến mãn nhãn vừa rồi đều khiến người xem thích thú cổ nguyên hô lớn mời ba vị đứng đầu trong tộc bỉ lên đài thôn dân ô sơn chấn thấp giọng nghị luận không ngờ mạnh phàm lại giành được đệ nhất nghe nói trước đây hắn là đệ tử của thiên hàn tông thế cũng không có gì kỳ lạ hôm nay tộc bỉ kết thúc quán quân là mạnh phàm thưởng cho tam phẩm linh dược huyết thạch mạnh phàm còn không màu bước lên phía trước mạnh phàm bước đến trước mắt cổ nguyên nhận lấy cái dương nhỏ từ tay cổ nguyên mạnh phàm lễ phép cúi đầu đa tạ chấn trưởng gọi là thúc mạnh phàm gãi đầu à đa tạ cổ thúc cổ nguyên tiếp tục tuyên bố Tình Nhi đứng thứ hai, đứng thứ ba là Tâm Nhi. Ba người đứng đầu các ngươi cùng gia nhập Ô trấn hộ vệ, có thể ra vào Thanh Long sơn mạch, tộc Bỉ lần này kết thúc. Đối với kết quả này mọi người không ai cảm thấy không hợp lý, đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Mạnh Phàm quay trở lại nhà, huyết thạch có thể trị hàn bệnh, mình sẽ đích thân nấu thuốc cho mẹ. Mạnh Phàm định lấy huyết thạch từ trong dương nhỏ ra, lại bị một bàn tay ngăn lại. Bị người ngăn cản nấu thuốc cứu mẹ, Mạnh Phàm mặt sầm xuống liếc nhìn đối phương thủy nhược y mỉm cười mắt đối mắt cùng mạnh phàm ngươi có cần xuất hiện bất thình lình như thế nữa không vậy dọa chết ta rồi ngươi đừng quản ta ngươi và cổ nguyên có khúc mắc gì không thủy nhược y bất chợt hỏi mạnh phàm lắc đầu trả lời qua loa có thể có khúc mắc gì được chứ nhiều nhất là một trưởng bối của ta mà thôi ta phải nấu thuốc ngươi đừng có quấy dày mở chiếc dương nhỏ ra mạnh phàm ngẩn người đây bên trong ngoài huyết thạch còn có lưu lại một lời nhắn giờ tí canh ba bách bảo các gặp mặt mạnh Phạm nghi hoặc chấn trưởng tìm mình hay là còn có người khác chẳng lẽ là đám người lôi báo thủy nhược y mỉm cười nói giờ tí canh ba bách bảo các gặp mặt thời gian trôi nhanh giờ tí đã đến gần phía trước chính là bách bảo các chuyện gì thế này người đâu mạnh Phạm tỏ ra nghi hoặc bên trong bách bảo các là một mảnh tối đen ánh đèn bất ngờ được thắp sáng phía cuối phòng có một đạo thân ảnh dường như đã ngồi chờ sẵn cổ nguyên lên tiếng phàm nhi qua đây ngồi đi chấn nguyên thúc thấy mạnh phàn đổi cách xưng hô cổ nguyên hài lòng gật đầu đừng đứng đó nữa ngồi đi nguyên thúc người cổ nguyên ngắt ngang đừng nóng vội uống trà trước đi cổ nguyên sau khi nhấp một ngụm trà không nhịn được hỏi phàm nhi ta nghe nói con đã tăng lên hai giai trước tộc bỉ không biết là thật hay giả mạnh phàm gãi gãi đầu nội tâm thầm nói không thể nói ra thủy nhược y được hắn bèn bịa ra một chuyện nói dối không chớp mắt nguyên thúc lúc còn đi bắt thanh xà đã nhìn thấy quả hỏa hồng sau khi ăn quay về nhà thì phát hiện đã thăng lên những hai cấp. Chu quả sao? Thế còn phá lãng quyết, con làm thế nào mà học được thế? Cổ Nguyên tiếp tục hỏi. Đã lỡ bịa bản thân nhân phẩm tốt được lão thiên gia chiếu cố, mạnh phàm chưa lớn nói, lúc con đi vệ sinh, đang mò giấy chùi thì vớ được cuốn này. Cổ Nguyên mỉm cười, tay khẽ gõ xuống bàn. Từ trên giá sách, một quyển công pháp rớt chuẩn xác xuống tay ông ta. Để quyển công pháp tới trước mặt mạnh phàm, cổ Nguyên giải thích, đây là thừa phong bộ, là nửa công pháp còn lại của phá lãng quyết mạnh phàm mặt nghệt ra hỏi nguyên thúc người có ý gì ạ à? cổ nguyên giọng trầm trầm nói cuộc thi săn bắn của viêm thành sắp bắt đầu theo quy tắc thì ba người đứng đầu trong tộc bỉ đều phải tham gia nghe được lời này mạnh phàm hỏi dò ý của nguyên thúc là muốn con tham gia nên mới đem công pháp này cổ nguyên nói bây giờ con có thể lấy pháp quyết này đi mạnh phàm nghĩ thầm trong bụng chiêu trò của lão gia hỏa này không đơn giản đến thế đâu chuồn là thượng sách nguyên thúc cha cũng uống rồi nếu không có chuyện gì thì con về trước đây trong khi nói chuyện mạnh phàm không quên cầm lấy quyển công pháp ngay khi mạnh phàm bước ra đến cửa cổ nguyên lúc này mới nói tâm nhi cũng sẽ tham gia nhớ chăm sóc tốt cho con bé mạnh phàm nghĩ bụng mình biết ngay là không đơn giản thế mà mong là không phụ sứ mệnh mạnh phàm vừa rời đi cổ nguyên chợt nói đừng nút nữa mau ra đi cổ tình bước ra nói phụ thân con không hiểu không hiểu chuyện gì không hiểu tại sao lại đưa công pháp cho hắn tình nhi ta biết con coi phàm nhi như kẻ địch con nhất định là muốn hỏi tại sao vi phụ lại đi giúp một người ngoài. Tình nhi à, thực ra trong chuyện này có ẩn tình khác. Nếu con còn không phục thì tự mình đánh đòi lại vị trí đệ nhất. Dạ, phụ thân. Thanh Long Sơn. Mặc cho nước từ bên trên thác ráng thẳng xuống thân thể, Mạnh Phàm hai mắt nhắm nghiền, ngồi khoanh chân tù luyện. Tiểu tử này từ sau tộc Bỉ càng ngày càng nỗ lực. Phát hiện phía xa có người đang đuổi đến, Thủy Nhược Y lẩm bẩm, là tiểu nha đầu Cổ Tình, có kịch hay xem rồi đây. Bước đến đối diện Mạnh Phàm, Cổ Tình lạnh nhạt nói, Mạnh Phạm, chúng ta đấu lại lần nữa đi. Thấy Mạnh Phạm im lặng không trả lời, cổ Tình lao đến, đừng nói là ta đánh lén. Ngay lúc này, Mạnh Phạm nhẹ nhàng nhún người sang một bên né tránh. Hắn đây là đang thi triển thừa phong bộ quyết, phong xuất cước hạ bộ sinh điện. Cổ Tình có chút khiếp sợ thầm hô, công pháp mà phụ thân đưa cho hắn ba ngày trước, hắn lại luyện thành công rồi, mình không tin. Nhìn thấy cổ Tình lại lần nữa đánh tới, Mạnh Phạm vừa né vừa tự tin nói, cổ Tình, ngươi đánh thế nào nữa cũng vô dụng, ta đã luyện thành công pháp rồi. Ngươi không động được vào người ta nữa đâu. Cổ Tình liên tiếp phát động công kích, tiếc là Mạnh Phàm đều đơn giản né tránh. Thấy nữ nhân này dây dưa mãi không dứt, Mạnh Phàm nóng máu nhầm mông Cổ Tình tát một cái, cho ngươi một bài học. Tu chút lợi ích, cảm giác không tồi, bộ vị mẫn cảm bị Mạnh Phàm động chạm, Cổ Tình mặt bất giác nóng rực. Cổ Tâm Nhi vừa đến, bất mãn quát lớn, "Phàm ca ca, huynh đang làm gì thế?" "Tâm Nhi." Mạnh Phàm giật mình hô lên. Sao muội ấy lại? Phát hiện Mạnh Phàm mất tập trung, Cổ Tình liền nhân cơ hội tấn công. Mạnh Phàm không kịp né tránh trúng chiêu của Cổ Tình. Nàng ta hai tay túm chặt lấy tay Mạnh Phàm, hạ bàn hạ thấp, dùng sức đem cả người hắn quật về phía trước. Một chiêu này đem cơ thể Mạnh Phàm nện thẳng xuống dưới. "Phàm ca ca." Cổ Tâm Nhi lo lắng kinh hô. Cổ Tình mắt lóe lên sát khí quát, "Lưu manh thối, đi chết đi." "Tỷ tỷ, đừng." Cổ Tâm Nhi chắn trước người Mạnh Phàm, ngăn Cổ Tình lại. "Tâm Nhi, muội lại bảo vệ cho hắn." chẳng phải là vì tỷ tỷ luôn vô duyên vô cớ tìm phàm đại ca gây rắc rối đó sao? Tỷ tỷ cứ làm như thế hoài, động cơ rất khả nghi đó nha. Nghe được lời này, cổ Tình mặt có chút đỏ, bối rối nói, nói, nói bậy, ta đâu có. Thế sao? Cổ Tâm Nhi nghi ngờ nhìn tỷ tỷ. Đương nhiên, ta còn có việc, đi trước đây. Trong khi nói chuyện, cổ Tình vội vàng xoay người rời đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mặc cho muội muội gọi thế nào, cổ Tình vẫn im lặng rời đi cổ tâm nhi lúc này quay sang trách cứ mạnh phàm còn cả huynh nữa phàm ca ca phải nhường nhịn tỷ ấy chứ được 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 sau này ta sẽ nhường phàm ca ca muội nói cho huynh biết chuyện này tỷ tỷ hiện đã là luyện thể cửu dai rồi đó huynh mà nhường thật thì sẽ bị đánh chết thật đó mạnh phàm kinh ngạc thốt lên luyện thể cửu dai phàm ca ca muội đi đây nghe được tu vi thực sự của cổ tình mạnh phàm trong đầu chỉ có một cái khát vọng hắn muốn bản thân trở nên cường đại thủy nhược y ta đồng ý kế hoạch săn thú của ngươi mạnh phàm đang ẩn mình trên một thân cây lớn một con tam đầu xích lân mãng âm thầm tiếp cận từ phía sau trong chớp mắt nó phóng đến tấn công mạnh phàm mạnh phàm ngồi yên tại chỗ tay khẽ vung lên đem con hung thú đánh thành tám mảnh thủy nhược y xuất hiện bên cạnh hối thúc còn không mau đi thu thập tinh hạch mạnh phàm bất mãn nói tỷ tỷ đừng có chơi ta ma diễm cầu thích nhất là ăn tam đầu xích lân mãng có xích lân mãng tất có nó ở phụ cận quanh đây quả đúng như mạnh phàm dự liệu một con ma diễm cầu xuất hiện dưới gốc cây nhìn con ma diễm cầu say mê đánh chén món ăn yêu thích mạnh phàm thầm hô cơ hội tốt để đề phòng sơ xuất mạnh phàm ẩn giấu một đạo phá lãng quyết ma diễm cầu ăn đến say mê không phát hiện mạnh phàm từ trên cao đánh xuống một tiếng nổ lớn vang lên hất văng ma diễm cầu ma diễm cầu cả người đứng vững trên mặt đất ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm phía trước đã liệu được trước sẽ như thế này mà mạnh phàm búng ngón tay đạo phá lãng quyết được mạnh phàm ẩn giấu bất ngờ xuất bất kỳ ý chém lên người ma diễm cầu chúng phải đòn chí mạng ma diễm cầu cả người sụi lơ nằm gục ra đất mạnh phàm thủ pháp thành thục nhanh chóng móc trong người ma diễm cầu ra một viên tinh hạch hắn cảm thán thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu ngươi cũng đừng trách ta mạnh phàm cầm tinh hạch còn chưa ấm tay đã nghe tiếng thủy nhược y hối thúc còn không mau mang tới đây cho tỷ tỷ để ta giúp ngươi nâng cao tinh nguyên vâng 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 của tỷ đây ngay khi mạnh phàm vừa ném tinh hạch một cái yêu thú tốc độ cực nhanh phóng qua cướp lấy tinh hạch trước mắt Thủy Nhược Y. "Thứ gì vậy?" Thủy Nhược Y giật mình thốt lên, liếc qua thì thấy Mạnh Phàm đang đứng ngẩn ra. "Còn ngay ra đó làm gì, không mau đuổi theo đi." Mạnh Phàm lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng phóng người đuổi theo. Nhìn thấy con yêu hồ miệng ngậm tinh hạch đang lao cực nhanh về phía trước, Mạnh Phàm hô lên, tìm thấy rồi, là một con tiểu hồ ly. Thủy Nhược Y phân phó, ngươi theo sát nó, ta vòng qua từ bên trái con yêu hồ bất ngờ dừng lại. Con ngươi của nó đột ngột loài sáng. Một cái quyển trục được yêu hồ kích phát hiện ra giữa không trung. Thủy nhược y hô lớn, không hay rồi. Trong tay nàng ta rất nhanh xuất hiện một cái pháp trận. Dừng lại cho ta. Chúng một chiêu của thủy nhược y, yêu hồ làm rơi viên tinh hạch ra. Thủy nhược y đưa tay chộp lấy viên tinh hạch. Viên tinh hạch lóe lên quang mang bị nàng ta thu lại. Mạnh phàm, tóm lấy con tiểu xúc sinh đó. Yêu hồ lao nhanh về phía quyển trục. Không chần chờ, yêu hồ phóng vào trong quyển trục. Mạnh phàm gấp gáp phóng tới, tóm lấy đuôi yêu hồ. Chuyện không ngờ đến phát sinh, Mạnh phàm bị yêu hồ lôi vào trong quyển trục. Không gian bên trong quyển trục, Mạnh phàm kinh hô, sao thế này? Hắn đang rơi tự do xuống một mảnh động thiên khác. Đến đáy rồi, Mạnh phàm thi triển đạp yến vô ngân, cơ thể nhẹ nhàng từ từ đáp xuống. Độ cao này không thể làm khó nổi mình, đây rốt cuộc là nơi nào? Đây là đâu? trước mắt mạnh phàm là một khối kiến trúc kỳ lạ mạnh phàm mắt mở lớn nhìn phía trước tìm thấy mi rồi nhìn thấy yêu hồ mạnh phàm phóng người lao về phía nó rất nhanh mạnh phàm phát hiện có điểm không đúng bèn lùi ngược ra sau thứ gì vậy hóa ra có một tầng quang cháo bao phủ xung quanh mảnh kiến trúc bảo hộ hai con yêu hồ ở bên trong cánh cửa bất ngờ lóe lên quang mang một cái thân ảnh đầu yêu mình người từ bên trong bước ra đó là cái gì mạnh phàm chấn kinh thốt lên mạc thủy xuất yên nam hải chú vu tức rực trì trạch thủy nhược yên vừa đến đã lẩm bẩm một câu khó hiểu đây là người canh gác của thanh khâu hồ vừa né tránh đạo công kích đánh tới mạnh phàm không nhịn được hỏi sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện rồi thủy nhược y cười nói tiểu tử ngốc viên châu của ta ở trên người ngươi mà hữu tình hiển thị đánh bại kiếm hồ có thưởng đó nha kẻ vừa xuất hiện lạnh giọng tuyên bố kẻ nào xông vào cấm địa chết bị hộ vệ thanh khâu hồ uy hiếp mạnh phàm cười nhạt tay tụ tập nguyên khí ai sống ai chết vẫn còn chưa biết đâu phá lãng mõm thì mạnh đấy kết quả thì ối rồi ôi luôn còn chưa nhìn rõ đối phương ra tay thế nào mạnh phàm đã bị vả mặt đối phương ra tay đủ hung mạnh phàm bị đánh văng ra phía sau hộ vệ thanh khâu hồ giọng không chút cảm xúc kẻ nào xông vào cấm địa chết mạnh phàm dùng tay lau máu ở khóe miệng thế thì ta nhìn thấy mạnh phàm thoáng động gã hộ vệ mắt lóe lên sát khí tay cầm lấy chuôi kiếm. Nhất quyết muốn xông vào thì sao? Gã hộ vệ cũng không có nói nhảm trực tiếp rút kiếm đánh ra đại nhật như luân, kiếm như vô. Mạnh phàm một đường tiến lên, nguyên khí tụ tập lên hai cánh tay, thừa phong phá lãng, phao kỹ. Còn chưa kịp tới gần đối phương, mạnh phàm bị kiếm khí đánh văng xuống đất. Ta không tin là không đánh bại được người. Mạnh phàm lì lộng như giỏi bám xương, bị gã hộ vệ đánh ngã, hắn thương thế cũng chẳng màng, tiếp tục lao lên. Hộ vệ thanh khâu hồ mất kiên nhẫn, gã rút ra thêm một thanh kiếm kẻ nào xông vào cấm điện. chết vừa dứt lời hắn buông hai thanh kiếm trong tay ra hai thanh kiếm lúc này tựa như hai cái mặt trời thu nhỏ đang chồng lên nhau nhiệt lượng tỏa ra làm đá xung quanh cũng phải tan chảy một cái hỏa cầu khổng lồ nhằm phía mạnh phàm đánh xuống mạnh phàm hai mắt khiếp sợ mở lớn chúng phải chiêu này có khi hắn toi thật trong thức hải của mạnh phàm phàm nhi phàm nhi giọng nói này cha mạnh phàm hô lên cha người có biết không con đã giành được quán quân trong tộc bỉ đó cha biết cha hãnh diện vì con cha con mạnh phàm nghẹn lại nói không nên lời mạnh thương giọng trở nên nghiêm khắc nhưng mà phàm nhi đừng có có chút bản lĩnh rồi là lại đi gây họa khắp nơi mạnh phàm vội vàng giải thích cha con đâu có mạnh thương dăn dạy con ấy tự ý xông vào thanh khâu môn còn không phải là gây họa sao nhìn kỹ đây cha chỉ có thể giúp con một lần thôi trong khi nói chuyện trong tay Mạnh Thương xuất hiện một thanh kiếm. Nương khí tại nguyên, thân như kiếm. Mạnh Thương thi triển kiếm chiêu, bổ ra một kiếm uy lực kinh thiên. Một chiêu vừa rồi xem chừng đã tiêu hao phần lớn năng lượng của Mạnh Thương. "Cha!" Mạnh Phàm hô lên thất thanh khi thấy phụ thân ngã xuống. Mạnh Thương cười khổ giải thích, dù gì cũng chỉ là một tia ý thức còn lưu lại. "Phàm Nhi, con sẽ không được gặp lại ta nữa rồi. Con phải cố gắng đột phá tu vi lên Thiên Nguyên, vượt qua ta." "Phàm Nhi!" nếu nghe được nguyên nhân cái chết của ta thì đừng truy cứu chăm sóc thật tốt cho mẹ con Phạm nhi quay về đi nhìn thấy thân ảnh phụ thân tan biến mạnh phàm kinh hô cha cha trở lại hiện thực mạnh phàm mắt vẫn còn nhòe lệ trong đầu nhớ lại một kiếm vừa nãy phụ thân diễn luyện nhất kiếm triều thiên nguyên mạnh phàm dùng nguyên khí ngưng tụ thành vũ khí chém ra một kiếm nhất kiếm triều thiên nguyên kiếm triều thiên nguyên phá nhật nguyệt một kiếm của mạnh phàm đem công kích của gã hộ vệ thanh khâu hồ phá toái kiếm chiêu thế đi không giảm công đến không kịp lui tránh gã ta chỉ có thể dùng hai tay chắn lại trước người cường thế xuất hiện trước mắt hộ vệ thanh khâu hồ mạnh phàm lạnh giọng nói bây giờ mới phòng thủ muộn rồi chúng phải kiếm chiêu của mạnh phàm hộ vệ thanh khâu hồ không chút cảm xúc tuyên bố ngươi đã được hồ tộc thừa nhận lời này vừa nói xong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu tán thành từng làn khói mờ ảo bao quanh xung quanh người mạnh phàm đây là mạnh phàm ngẩn người hắn vậy mà nhận được hai thức trong chiều nhật kiếm quyết Tức thứ nhất, đại nhật như luận kiếm như vô, tức thứ hai, như nhật kiếm vô. Thủy Nhược Y xuất hiện bên cạnh giải thích, đó là phần thưởng của ngươi, kiếm pháp của người canh gác. Ừm, Mạnh Phàm gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu. Thủy Nhược Y tiếp tục nói, còn có cả phần thưởng khác nữa đó, đừng quên con bạch hồ đó nha. Cả hai giật mình nhìn về phía hai con bạch hồ. Tiểu hồ ly dường như đang bảo hộ con bên cạnh. Con hồ ly mẹ đó chắc là bị thương rồi. Đương nhiên rồi, vừa hay có thể thu được một viên tinh hạch nữa, còn có thể. Mạnh phàm bất ngờ nói với Thủy Nhược Y, chữa lành cho nó đi. Thủy Nhược Y không đồng ý, chọn lọc tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé, người. Mạnh phàm nhàn nhạt, nhạt nói, đúng thế chọn lọc tự nhiên, nhưng ta không thể giết chết mẹ nó trước mặt nó được, chữa lành cho nó đi. Thủy Nhược Y phất tay, một đạo lam quang bao trùm lấy cơ thể hồ ly mẹ. Dưới sự trợ giúp của Thủy Nhược Y, nhìn bằng mắt thường có thể thấy được sức khỏe của nó đang tốt lên tiểu hồ ly ánh mắt cảm kích nhìn về phía mạnh phàm tiểu hồ ly biến hóa thành một thiếu nữ tiểu hồ ly quỳ dưới chân mạnh phàm cung kính hành lễ thiếp thân ô ly vô cùng cảm tạ đại ân của công tử bái kiến công tử mạnh phàm xua tay không có gì chuyện nhỏ mà thôi ô ly vẫn quỳ dưới đất ngẩng đầu nói đối với công tử là chuyện nhỏ nhưng đối với thiếp thân là chuyện lớn thiếp thân có một chuyện muốn thỉnh cầu mạnh phàm phun ra một chữ nói ô ly muốn kể cho công tử nghe một câu chuyện báo ân thần long phi vũ nam trạch cứu tộc nhân của thanh khâu hồ lúc họ gặp hoạn nạn thủ lĩnh hồ tộc hỏi thần long lấy gì để báo ân thần long đáp đi theo 300 năm từ đó thủ lĩnh hồ tộc đi theo thần long thanh khâu hồ ôn ly khẩn cầu công tử để thiếp thân đi theo người 300 năm mạnh phàm giải thích cứu mẫu thân ngươi chỉ là vì ta không muốn làm trái lại nguyên tắc của ta không cần báo ân ngươi đi đi ôn ly tay cầm thanh thủy thủ quật cường nói nếu công tử không đồng ý thì thiếp thân chỉ có thể tự vẫn một mạng đền một mạng mạnh phàm vội cản lại dừng 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 ngươi đi theo ta là được nhưng mà không bao ăn thấy mạnh phàm đồng ý ôn ly quang dao xuống đất nhào đến ôm lấy hắn đa tạ công tử thủy nhược y vỗ tay chúc mừng kiếm lớn rồi bé búp bê đi theo 300 năm mạnh phàm sắc mặt chợt đổi đẩy ôn ly ra ôn ly ngẩn người bất ngờ trước thái độ của chủ nhân mạnh phàm sẵn giọng thủy nhược y ta hỏi ngươi phụ thân ta tại sao lại chết hãy nói cho ta biết Phụ thân ta rốt cuộc là đã chết như thế nào? Ngươi đang nói gì thế? Mạnh Phàm chất vấn, ngươi có thể vào tinh thần không gian của ta, chắc chắn ngươi biết nguyên nhân cái chết của phụ thân ta. Đừng giấu ta nữa. Hai, Thủy Nhược y thở dài một tiếng. Mạnh Phàm, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà là trong này có quá nhiều bí ẩn, ngươi lại quá yếu. Nhìn thấy được cái chết của phụ thân ngươi, sẽ tiêu hao hết mọi ý thức của phụ thân ngươi trong tinh thần không gian của ngươi. Lần này nhìn thấy hết ngươi sẽ không bao giờ có thể gặp lại được nữa ta hỏi ngươi ngươi có muốn xem hay không mạnh phàm hai mắt nhòe lệ cắn chặt răng quyết định hắn muốn biết phụ thân vì sao mà mất mạng kẻ sát hại phụ thân là ai biết được quyết định của mạnh phàm thủy nhược y hai tay thi pháp miệng lẩm bẩm tả toàn nhi kim nghịch âm thành dương một luồng ánh sáng trói mắt bao trùm lấy mạnh phàm phát hiện bản thân đang đứng trên một cái đại dương mênh mông nước mạnh phàm kinh hô đây là đâu thủy nhược y đứng bên cạnh giải thích đây là cảnh tượng cuối cùng mà trước lúc cha ngươi chết ngươi đừng kích động trước mắt mạnh phàm mạnh thương đang bị ba kẻ khác bao vây mạnh thương ngươi vi phạm điều ước tông môn còn không mau giơ tay chịu trói các vị đồng môn nói gì ta không hiểu mạnh thương ta đâu có vi phạm quy định của tông môn các vị thử nói xem mạnh thương ta vi phạm quy định nào của tông môn sư huynh đừng giả vờ nữa huynh có tư chất bình thường nhưng mới nhập môn một năm đã trở thành nội môn đệ tử hãy giao bí mật khiến tu vi của ngươi tăng nhanh như thế ra đây Bọn ta sẽ tha cho ngươi." Mạnh Thương lạnh nhạt nói, "Nếu ta không giao thì sao?" Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, thế thì đừng trách đồng môn vô tình. "Chịu chết đi, chịu chết đi." Ba tên kia đồng loạt vung kiếm đánh về phía Mạnh Thương. Mạnh Thương khinh thường hừ lên một tiếng, đưa tay rút thanh kiếm sau lưng. Nhất kiếm triều thiên nguyên, Mạnh Thương xuất ra một kiếm, đem ba người đối phương đánh bay. Một gã đeo mặt nạ từ phía sau vọt đến, "Phế vật, chút chuyện này mà cũng không làm được." là kẻ nào mạnh thương vẻ mặt ngưng trọng hỏi gã đeo mặt nạ lạnh giọng người tới lấy mạng người mạnh thương định lần nữa đánh ra nhất kiếm trừ thiên nguyên chỉ tiếc là đối thủ thân pháp thật sự quá nhanh mạnh thương còn chưa kịp xuất kiếm đối phương đã phát động công kích hắc đạm phá băng nào hai tay của gã thần bí nhân chập lại nhằm cổ mạnh thương chém xuống chỉ một chiêu mạnh thương bại vết thương chí mạng nơi cổ máu tươi phún ra thành vòi nhìn thấy một đoạn cảnh tượng đau lòng này mạnh phàm thiên lương hét lớn cha cha mạnh phàm mạnh phàm răng nghiến chặt gầm lên thiên hàn tông mối thủ giết cha không đội trời chung mạnh phàm ta không phá thiên hàn thể không trở lại cảnh phim chuyển đến viêm thành cổ tâm nhi dùng tay che ánh nắng mặt trời chiếu xuống cảm thán lầm bầm nóng quá đi trả trách gọi là viêm thành phát hiện mạnh phàm từ phía sau bước đến cầm ô che giúp mình cổ tâm nhi mặt bất giác ửng hồng nàng ta ôm lấy tay mạnh phàm cười tươi nói phàm ca ca biết ngay huynh tốt nhất mà cảm nhận hai quả bưởi căng mọng đang tỳ vào cánh tay mình, Mạnh Phàm mặt đỏ lên. Không muốn bị Cổ Tâm Nhi nhìn thấy bộ dáng bối rối của mình, Mạnh Phàm ngoảnh sang một bên giải thích, còn không phải bởi vì người đáng yêu. "Phàm ca ca, ngươi không muốn tìm linh dược sao? Đi, ta dẫn ngươi đi." Cổ Tâm Nhi tỏ ra hiểu biết đường phố Viêm Thành, kéo tay Mạnh Phàm lôi đi. Nhìn Mạnh Phàm trên đường phố thân thiết cười đùa cùng Cổ Tâm Nhi, một người ở phía xa xa nhìn tới, tay nắm chặt lại ra chiều giận dữ. Cổ Tâm Nhi dẫn Mạnh Phàm đến một tòa kiến trúc to lớn liền ngừng lại chính là ở đây phàm ca ca biết lần đầu tiên mạnh phàm đến viêm thành cổ tâm nhi nhiệt tình giới thiệu phàm ca ca chỗ này được gọi là thiên trùng lâu cất giấu rất nhiều bảo vật mạnh phàm nghi hoặc nói thiên trùng lâu đây rõ ràng chỉ là hai tầng lầu các mà thôi cổ tâm nhi làm mặt xấu nói với mạnh phàm phàm ca ca thực là một lão già cổ hủ không thích người nữa tâm nhi chúng ta hay là đi mạnh phàm nói còn chưa có dứt câu đã thấy cổ tâm phi ở phía trước hối thúc phàm ca ca còn không mau vào vừa đẩy đại môn tiến vào bên trong mạnh phàm miệng há hốc thốt lên đây trước mắt mạnh phàm là một tòa tháp cao vút đỉnh tháp xem chừng đụng đến mây xanh phàm ca ca hoan nghênh đến thiên trùng lâu thấy có khách nhân mấy thiếu nữ bước ra tiếp đón xin chào công tử và tiểu thư xin hỏi ta có thể giúp gì cho hai người không ta à, mạnh phàm còn đang ngập ngừng chưa có lên tiếng thủy nhược y ở trong thế giới tinh thần hối hắn mau hỏi có nhị phẩm linh dược đồng văn thảo không đó là linh dược cần thiết để ngươi thăng cấp Xin hỏi chỗ các cô có Đồng Văn Thảo không?" Thiếu nữ phục vụ mỉm cười nói, "Mời đi theo ta." "Công tử tiểu thư, xin mời vào." "Xin mời ngài lựa chọn thoải mái." Mạnh Phàm nhìn thấy vật phẩm cần tìm, hô lên, "Ta muốn cái này." Thiếu nữ phục vụ nhanh chóng báo giá, "Cái này đáng giá 500 kim tệ." Mạnh Phàm nghĩ thầm trong đầu, "Mới có 500 kim tệ thôi sao?" Chợt có mấy gã bước vào phòng, lớn tiếng nói, "Tên quê mùa này từ đâu chui ra, không mua được thì mau cút, đừng ở đây làm mất mặt nữa." Tên quê mùa này có thể cút, nhưng tiểu cô nương bên cạnh có thể ở lại bầu bạn với ta." Cổ Tâm Nhi kín đáo nhét một tấm tinh tạp vào tay Mạnh Phàm, nhưng lại bị hắn từ chối đẩy về. Cổ Tâm Nhi bực bội quát mấy tên kiếm chuyện, "Con chó này từ đâu chui ra, con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta không có tiền?" Tiểu nương tử khá hung dữ, "Kim phiếu trong tay ta chắc là chưa thấy qua phải không?" Gã râu rậm trong khi nói chuyện, bộ dáng đắc ý lấy ra một tấm kim phiếu. "Nhân viên bán hàng, linh dược này ta mua, dùng kim phiếu thanh toán." Mạnh phàm cùng lúc đưa ra một tấm thẻ bạch kim, nhân viên bán hàng, hay là dùng tấm cổ thạch phiếu này đi. Thiếu nữ phục vụ khoát tay nói với gã dâu rậm, Tây Môn công tử, thật là ngại quá, quyền hạn của tấm cổ thạch phiếu này cao quá. Gã dâu rậm bóp nát kim phiếu trong tay, gầm lên, quyền hạn càng cao, vậy chỉ cần ta đánh chết hắn, vậy quyền hạn của ta không phải cao nhất ư? Ừ. Gã dâu rậm lời vừa dứt, từ bên ngoài cửa một tiếng quát băng lãnh vang lên, Tây Môn Hàn, ngươi dám? Tây Môn Hàn sắc mặt chợt biến, tạp lôi đại sư một vị trung niên nhân lãnh đạm bước vào phòng tây môn hàn ngươi dám ở thiên trùng lâu làm loạn sao ông ta chính là tạp lôi đại sư thần tu giả tam gia tại thiên trùng lâu tây môn hàn miệng cọp gan thảo quát được lần này ta nể mặt tạp lôi đại sư nhưng chuyện này còn chưa xong đâu tạp lôi thái độ thân thiện nói với mạnh phàm làm tiểu bằng hữu khó chịu thực sự có lỗi với tiểu bằng hữu chúng ta đổi qua nơi khác nói chuyện tiếp đi vậy nghe theo đại sư tại phòng đấu giá của thiên trùng lâu tạp hàn đại sư không nhịn được vội hỏi tiểu bằng hữu lần này tới đây có đem dị chủng hàn thiết lần trước tới đây không đoạn này hơi khó hiểu chút nhé tưởng sắp sai chấp mà không phải bản bên chung cũng vậy luôn mạnh phàm tùy tiện quăng một khối lệnh bài về phía tạp lôi đại sư tạp hàn vội vàng đỡ lấy khối lệnh bài mặt bị dọa đến tái nhợt tiểu bằng hữu chậm thôi chớ để rơi hỏng mất mạnh phàm mỉm cười nói hàn thiết này sao lại có thể rơi hỏng được chứ quan sát khối lệnh bài trong tay tạp lôi không ngừng cảm thán quá kỳ diệu quá kỳ diệu rồi trận văn ở bên trên thật là tinh xảo kim tệ của đạo chủng hàn thiết lần này lập tức được chuyển vào trong thể của ngươi lão phu vẫn còn một chuyện thỉnh cầu đại sư xin cứ nói chuyện này vẫn mời trong khi nói chuyện tạp lôi đại sư ánh mắt hướng về phía cổ tâm nhi mạnh phàm hiểu ý quay sang nói tâm nhi muội ra ngoài trước đi phàm ca ca vậy ta ở bên ngoài đợi ngươi sau khi cổ tâm nhi ra ngoài tạp lôi chắp tay thành quyền nói với mạnh phàm không biết ân sư của tiểu bằng hữu có đồng ý gặp ta không Thủy Nhược Y ngay lập tức nói với Mạnh Phàm, lão già này không gặp. Mạnh Phàm y lời nói với Tạp Lôi đại sư, đại sư, gia sư thực sự đang bế quan không tiện gặp mặt. Đại sư, có cơ hội nhất định sẽ giới thiệu ngài với gia sư. Tâm Nhi đâu? Không phải ở ngoài này đợi ta sao? Ở một góc nào đó, Tây Môn Hàn cất giọng ngả ngớn, tiểu nương tử, muốn đi đâu? Hắc hắc hắc. Cổ Tâm Nhi hoảng hốt hô lên, ngươi mau buông ra. Tây Môn Hàn lạnh giọng, kêu đi, cứ kêu đi, ngươi lúc này không phải nói ta là chó sao? mạnh phàm vừa lúc đi đến nhìn thấy cổ tâm nhi bị người sàm sỡ hắn chẳng thèm nói nhảm một cước đá tới ai nha hình như đã không cẩn thận đá chúng mấy con chó của nhà ai rồi cổ tâm nhi ôm lấy cánh tay mạnh phàm ủy khuất nói phàm ca ca ta sợ mạnh phàm cưng chiều trấn an đừng sợ có ta ở đây tây môn hàn tức giận quát người phía sau tây môn thần ngươi dương mắt nhìn ta bị đá sao ta còn mời ngươi về để làm gì gã đầu chọc đứng phía sau lên tiếng chi một trăm kim tệ ta giúp ngươi vứt chúng vào thùng rác hắn chính là Tây môn thần tu vi luyện thể bát giai. Tây môn hàn hung ác hô lớn, một ngàn kim tệ đánh chết tên tiểu tử này cho ta. Tây môn thần mặt lộ vẻ hung ác lao lên phía trước. Này tiểu huynh đệ, đừng trách ta, phá thạch quyền. Mạnh phàm chẳng chút sợ hãi, chân thoáng động, đơn giản né tránh một quyền của Tây môn thần đánh tới. Tây môn thần một quyền đánh vào không khí. Khiếp sợ kinh hô, sao? Sao có thể? Mạnh phàm vung chân đá tới, muốn giáng cho Tây môn thần một cước, còn dám bắt nạt tâm nhi đê tiện út đông phương thần trưởng tử của đông phương gia tộc tu vi luyện thể cửu giai mạnh phàm phải chứ bản lĩnh của ngươi cũng không tồi đó có điều có điều ngươi vẫn còn phải quay về luyện tập thêm vài năm nữa trong khi nói chuyện hắn ta bất ngờ đánh về phía mạnh phàm đơn giản đỡ lấy đòn tấn công của đông phương thần mạnh phàm nhàn nhạt nói đông phương thần đông phương gia đại thiếu gia xem ra ngươi rất tự tin vào bản thân mình ha ngươi đã tự nhận mình lợi hại như vậy vậy có dám đánh với ta một ván cực hay không đông phương thần ánh mắt âm lãnh nhìn mạnh phàm cười lạnh nói cược cái gì mạnh phàm nhún nhún vai nói đợi đến viêm thành hộ vệ đội đạo không phải song phương sẽ giao chiến công bằng tự nguyện không ý kiến gì bảy ngày tới chính là trận thi đấu săn bắn chúng ta chơi lớn một chút so xem ai săn được nhiều ma hạch hơn thì người đó thắng cũng thú vị đó phân thắng bại bằng việc săn ma hạch thế còn vật đặt cược vật đặt cược là gì mười vạn kim tệ và mạng của ngươi Đông Phương Thần chợt trở nên im lặng, ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chăm Mạnh Phàm. Hai tên thuộc hạ phía sau lưng Đông Phương Thần hùng hổ xông lên, loại người như ngươi mà cũng dám. Mấy mũi băng thứ đột nhiên xuất hiện trên mặt đất ngăn hai tên kia lại. Đông Phương Thần lạnh giọng, "Được, ta nhận lời ngươi, có điều muốn mạng của ta, để ta xem ngươi có 10 vạn kim tệ không?" Cổ Tâm Nhi cười hề hề nói ta có, trong khi nói chuyện nàng ta giơ ra một chiếc dương nhỏ. "Đây là tứ phẩm linh dược nhân sâm còn nhỏ, món đầu 10 vạn kim tệ này được chứ?" Đông Phương thần mày nhíu lại, cười lạnh nói, ngươi cứ trốn sau lưng phụ nữ đi, có điều sau 7 ngày nữa thì không trốn được nữa đâu. 7 ngày sau, ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Trong khi nói chuyện, Đông Phương thần tay làm cái hành động cắt ngang cổ. Mạnh Phàm tùy tiện đáp trả, đợi ngươi. Tâm Nhi, đi thôi. Trước khi theo Mạnh Phàm rời đi, cổ Tâm Nhi ngoái đầu lại làm mặt quỷ trêu Đông Phương thần. Cảnh phim chuyển đến Thanh Long Sơn mạch, Mạnh Phàm một mình đối mặt với ba con hắc ma lang. Phát hiện nhân loại một con hắc ma lang đến tấn công mạnh phàm cúi người xuống né tránh hai con ma lang khác lao đến bị hắn đem hai đạo nguyên khí đánh bay chỉ trong nháy mắt hai con hắc ma lang bị mạnh phàm diệt sát con hắc ma lang còn lại bị dọa sợ vội xoay người bỏ trốn tiếc là chạy chưa được bao xa đã bị mạnh phàm dùng kiếm quang chém xuống đơn giản xử lý xong rồi tiểu hồ ly phấn khích chạy đến chỗ xác hắc ma lang ma hạch ơi ma hạch vừa lớn vừa tròn chủ nhân chủ nhân người xem Ma hạch này vừa lớn lại vừa tròn này. Mạnh Phàm quay thủy nhược y nói, nếu như đây là huấn luyện săn thú đặc biệt mà ngươi nói, vậy thì cũng quá đơn giản rồi. Đây chỉ mới là món khai vị. Nàng ta vừa dứt lời, một ngọn giáo từ đâu phóng tới trước mắt Mạnh Phàm. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ, Mạnh Phàm chỉ đành hai tay chắn lại trước người, bảo vệ vị trí yếu hại. Mạnh quá. Mạnh Phàm chấn kinh trước uy lực tấn công của đối phương. Kẻ vừa tấn công Mạnh Phàm là một cái cự đại viên hầu. Thủy nhược y vui vẻ giải thích cương giáp hỏa viên tu vi vương cấp hạ giai tiểu phàm phàm cứ thông thả chơi vừa hợp ý ta mạnh phàm hô lên mắt lấp lóe chiến ý hắn dùng nguyên khí ngưng tụ thành hai thanh song kiếm cầm ở trong tay phát hiện đối thủ động cương giáp hỏa viên phát động thế công mãnh liệt đánh tới mạnh phàm bộ pháp di chuyển linh hoạt đơn giản đem mấy đạo công kích né tránh ngay lúc này một ngọn giáo nhằm phía mạnh phàm đánh tới mạnh phàm còn chưa kịp phản ứng đòn tấn công của cương giáp hỏa viên đã đánh thẳng vào ngực hắn một tiếng nổ lớn vang lên khói bụi bao trùm lấy cơ thể mạnh phàm quả là bất ngờ đòn tấn công của cương giáp hỏa viên chỉ đem y phục của mạnh phàm đốt cháy hắn thân trên để trần áp sát con hung thú a à, mạnh phàm hô lớn một tiếng song kiếm trong tay chém xuống cương giáp viên hầu không hề hấn gì gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ mạnh phàm lẩm bẩm nguyên khí kiếm công kích độ mạnh không đủ cao ư vậy như thế này thì sao mạnh phàm thay đổi chiến thuật đem nguyên khí kiếm thu hồi dồn toàn bộ nguyên khí vào quyền sáo trên tay các ông đừng hỏi tôi sao nên có cái quyền sáo này nhá này tác giả đánh nhanh rút gọn viết nên mới có cảnh tắt ngang này phá lãng quyền thiên trùng quyết cương giáp viên hầu trong tay xuất hiện một chui cự phủ thú quyết diệm phủ quyết cô phàm phá tận thiên trùng lãng của mạnh phàm va chạm cùng phủ chạm diệm lai độ thú sinh của cương giáp viên hầu cả hai nhanh chóng tách ra máu của cương giáp viên hầu dính đầy trên quyền sáo bắn lên người của mạnh phàm quyền sáo trên tay mạnh phàm từ từ tan biến bên trong nắm đấm của hắn xuất hiện hỏa diễm lóe lên sức nóng từ khối tinh hạch khiến mạnh phàm phải buông ra một chiêu vừa rồi mạnh phàm đã đem cương giáp viên hầu diệt sát thủy nhược y vỗ tay hoan hô chúc mừng tiểu phàm phàm hoàn thành thử thách mạnh phàm cả người run rẩy chờ hụy xuống ly ôn phía sau kinh hô chủ nhân người không sao chứ chủ nhân tiểu nha đầu vội chạy đến đỡ lấy mạnh phàm mạnh phàm lắc đầu ta không sao mau đem tinh hạch thu lại đi. Tiểu Hồ Ly Ôn vừa định nhặt lấy khối tinh hạch của cương giáp viên hầu, bất giác giật mình phát hiện trước mắt có người lạ mặt xuất hiện. Mạnh Phàm chắn trước người Ôn Ly, lại tới cướp tinh hạch hay sao? Người vừa đến nhìn thấy Mạnh Phàm, giật mình kêu lên, "Tiểu Phàm, Tiểu Hàn, Phàm Nhi ca, giờ không phải lúc ôn lại chuyện cũ, chúng ta đi rồi nói tiếp." Tiểu Hàn vội vàng hối thúc Mạnh Phàm. Trong khi nói chuyện, Tiểu Hàn kéo tay Mạnh Phàm chạy. Truy đuổi Tiểu Hàn là một đầu phi rực giả, Ôn Ly bị dọa cho chân cứng đờ, không kịp chạy trốn. Tiểu Nha đầu hai mắt nhắm tịt lại hoảng loạn gào khóc. Ôn Ly, Mạnh Phàm vội chạy về phía Tiểu Hồ Ly. Dực xa há cái miệng lớn nhằm Tiểu Hồ Ly cắn xuống. Trong lúc tính mạng nguy cấp, Mạnh Phàm ngăn trước người Ôn Ly. Chủ, nghe tiếng gọi quen thuộc, Ôn Ly mở mắt liền sợ đến choáng váng. Trước mắt nàng, Mạnh Phàm không thấy đâu, chỉ thấy cái đầu to lớn của Phi Dực xa. Nàng ta khiếp đảm vội nhắm tịt mắt lại, nghĩ bản thân chuyến này chết chắc. Thấy có điều không đúng, Ly ôn hé hé mắt nhìn. Chủ nhân, tiểu nha đầu kinh hô. Mạnh phàm dùng hai tay chống đỡ, gấp gáp nói, ôn Ly mau chạy đi. Mau vào tinh thần lực không gian của ta. Vâng, chủ nhân. Ôn Ly biến thân trở lại thành tiểu hồ Ly. Trốn vào trong tinh thần không gian của mạnh phàm. Phàm ca, ta giúp ngươi. Mạnh phàm vội nói, tiểu hàn, chúng ta là chạy không thoát, ta đếm đến ba, chúng ta cùng nhau buông tay. Tiểu Hàn gật đầu nói, được. Ba hai, một, cả hai cùng buông tay bị con yêu xà nuốt xuống dạ dày. Mạnh Phàm nhẹ nhàng đáp xuống phía dưới an toàn. Mạnh Phàm cười chưa được mấy giây đã bị cơ thể Tiểu Hàn từ bên trên rớt xuống đè chúng. Chẳng biết ngất xỉu mất bao lâu. Mạnh Phàm lùng cổ ngồi dậy, hắn liếc nhìn Tiểu Hàn, không nhịn được thốt lên, Tiểu Hàn nhìn đẹp trai quá. Thật giống nữ nhân, chẳng giống nam nhân tẹo nào. Thủy Nhược Y, ngươi kêu ta chui vào trong bụng của con yêu xà này làm gì, còn nghi chết không đủ nhanh sao mạnh phàm chất vấn tiểu tử ngốc ngươi gọi cái gì mà gọi thủy nhược y nhè đầu mạnh phàm đạp cho một cái bụng của đế xà này là con đường chết đối với người khác nhưng đối với ngươi và tiểu cô nương kia thực sự là thời cơ tốt mạnh phàm mặt đần thối ra nói thời cơ gì ngươi không phải lừa ta chứ còn nữa người đó là một nam nhân thủy nhược y cảm thán thật là một nam nhân lòng dã sắt thép có điều không sao thực lực mạnh là được rồi thủy nhược y cũng không có tiếp tục giải thích tay khẽ búng một cái mạnh phàm mắt lộ vẻ khó tin kêu lên đây là đây là tiến hóa xoang của đế cấp ma thú thiên sinh dựng dục nó có tác dụng gì thủy nhược y giải thích đây vốn là nơi dùng để bảo vệ các ấu đế xà con nhìn thấy dục chỉ kia chứ đi qua đó đây là trì thủy không chỉ có thể trị khỏi độc xà của đế xà còn có thể giúp người luyện thể để thăng cấp bậc của ngươi mạnh phàm khó hiểu nói xà độc xà độc gì còn chưa nhìn kỹ ngực của ngươi Mạnh Phàm nhìn xuống chợt phát hiện trên ngực hắn vậy mà xuất hiện một cái ban văn lan tràn khắp cơ ngực. Tiểu Hàn đồng dạng xuất hiện ban văn trên mặt. Chúng ta phải làm gì để giải độc? Rất đơn giản, chỉ cần các ngươi ngâm mình trong trì tử là được. Thủy Nhược Y đặc biệt căn dặn Mạnh Phàm, như nhất định phải ngâm cùng nhau, nếu như tách ra thì sẽ vì tiếp nhận không nổi năng lượng của trì thủy mà chết. Đây là khó khăn à? Mạnh Phàm chẳng cần suy nghĩ, vội bế theo Tiểu Hàn xuống trì tử. Hắn thả tay đặt Tiểu Hàn xuống nước. Đây, Mạnh Phàm chợt ngẩn người. Tiểu Hàn vừa được đặt xuống nước, trang phục trên người bị ăn mòn. Hắn nào phải cái gì nam nhân, rõ ràng là một cái nữ cải nam trang a. À. Phát hiện Tiểu Hàn là nữ, Mạnh Phàm mặt đỏ lên vội vàng nhìn sang hướng khác. Tiểu Hàn trong cơn hôn mê, miệng liên tục lẩm bẩm, "Phàm Nhi ca, Phàm Nhi ca." Còn không mau vào ngâm, muốn nhìn cô ta chết sao?" Thủy Nhược y trong khi nói chuyện, giơ chân đạp Mạnh Phàm xuống. Cái khúc này xạo nha, người ta thì quần áo nát hết ông nội mê chính quần với giày vẫn còn nguyên là sao phạm ca mạnh phạm lẩm bẩm cảm giác này rất giống với lúc trước giống với khi còn nhỏ khi còn ở thiên hàn tông hắn cũng đã từng ôm tiểu hàn bảo vệ nàng như vậy mặc dù lúc đó hắn hoàn toàn không biết nàng là con gái mạnh phạm nhớ lại lúc nhỏ hắn vì bảo vệ tiểu hàn mà bị mấy tên khác súng lại đánh đánh cho ta còn dám bảo vệ loại nhiệt chủng nay à? hai tiểu oa nhi nghe lời lao đến đánh mạnh phạm mạnh phạm đưa chân gạt ngang hất văng hai tiểu oa nhi mạnh phàm ngươi còn dám ra tê y. vũ quỷ ca đại khái thôi là được rồi vũ quỷ tức giận quát mạnh phàm ngươi thật sự muốn bảo vệ tên nghiệt chủng đó mạnh phàm chắn trước người tiểu hàn vũ quỷ ca ngươi để ý lời nói một chút nói sao thì đây cũng là đệ đệ cùng cha khác mẹ của ngươi vũ quỷ tức giận bỏ lại một câu ngươi có thể bảo vệ một lúc nhưng không bảo vệ được cả đời chúng ta đi tiểu hàn cảm kích nói phàm nhi ca cảm ơn ngươi mạnh phàm xua tay không sao có điều ngươi cũng nên siêng năng luyện tập, đừng để kẻ khác bắt nạt nữa. Đối với nam nhân chuyện quan trọng nhất chính là phải tự cường. Trở lại hiện tại, Mạnh Phàm mắt chăm chăm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Hàn, hắn cảm thấy ít hầu khô nóng. Thủy Nhược Y thầm hô không ổn, tính sai rồi, quên mất Mạnh Phàm tu luyện qua luyện cương văn, dương khí bên trong cơ thể hắn quá nặng. Không được tách ra, không ngâm cùng nhau thì thật sự sẽ chết đó. Ngay khi Mạnh Phàm sắp chìm xuống, Tiểu Hàn thức tỉnh nắm lấy tay hắn kéo lại dương nguyên chi khí trong người mạnh phàm thật sự quá mạnh bạo đem nước trong thủy trì bốc hơi thứ còn sót lại trong hồ chỉ còn lại tinh hoa năng lượng mạnh phàm hai mắt nhắm nghiền chìm vào hôn mê tiểu hàn nhìn xung quanh thầm nghĩ đây là tiến hóa xoang đây phàm nhi ca phàm nhi ca phàm nhi ca cơ thể quá vững chắc dương khí quá mạnh nhất định phải hạ nhiệt độ ừm cô gái này vậy mà lại có thể biết chuyện này thủy nhược y có chút kinh ngạc tinh hoa năng lượng bị mạnh phàm hấp thu gần như không còn còn chưa đủ phàm ca ca đang muốn đột phá cảnh giới sao tình thế nguy cấp tiểu hàn thi triển nguyên khí hàn băng đem xung quanh mạnh phàm đóng băng tiểu hàn ý đồ muốn giúp mạnh phàm kìm hãm dương nguyên chi khí đang bạo phát trong cơ thể tiểu hàn mặt bất giác ửng hồng làm sao đây lẽ nào bạch hồ ôn ly bái kiến ân công tiểu hồ ly vừa xuất hiện hướng tiểu hàn khấu đầu hành đại lễ ân công là chuyện gì vậy ôn ly mỉm cười giải thích tỷ tỷ đã cứu chủ nhân không để hắn rơi vào trong huyết trì của tiến hóa soang thì đương nhiên là ân nhân của ly noãn. ôn ly cúi đầu tiếp tục nói chủ nhân dương khí quá mạnh ta thấy công pháp tỷ tỷ tu luyện là băng thuộc tính vì vậy xin tỷ tỷ hãy cân bằng dương khí trên người chủ nhân ý của ngươi là không sai ta muốn xin tỷ tỷ dùng hệ nguyên khí khẩu độ cho chủ nhân ngươi muốn ta hôn hắn không được không được ai nha ôn ly thở dài một tiếng đem áo ngoài trên người cười ra ta biết tỷ tỷ có chỗ bất tiện vậy xin hãy để ta kết hợp với chủ nhân để thăng bằng dương khí trên người của chủ nhân tiểu hàn vội vàng ngăn ôn ly lại ta độ ta độ đừng cởi đừng cởi nhưng mà ngươi không được nhìn được thôi được thôi trong khi nói chuyện ôn ly đem hai tay che mắt lại tiểu hàn trong miệng ngậm lấy một viên đan dược hướng miệng mạnh phàm cúi xuống nghe bốn bề im ắng ôn ly cất tiếng gọi tỉ tỉ không nghe ai hồi đáp ôn ly he hé, hé mắt nhìn thì thấy một cảnh tượng nóng bỏng đang diễn ra Tiểu Hàn tỉ miệng kề miệng giúp chủ nhân khẩu độ. Nhờ có tiểu Hàn trợ giúp, dương nguyên chi khí trên người mạnh phàm giảm xuống, không gian xung quanh một mảnh băng phong. Quả nhiên đúng như dự liệu của ta, hai người này tiến nhập sẽ thăng cấp âm dương thăng bằng. Ôn Ly nghi hoặc, âm dương thăng bằng, tiến dài thăng cấp. Ta đã sớm biết thứ mạnh phàm luyện là luyện cương văn dương khí sẽ rất mạnh, vì vậy mới bảo hai đứa nhóc này cùng nhau tắm. Tỷ tỷ đó ở trong tinh thần không gian còn hoảng sợ như vậy bảo ta ra. Không hay rồi, phàm ca ngốc sắp chết rồi. Làm sao đây? Chuyện hắn nhận lời với ta còn chưa làm. Thủy Nhược Y vội hô lên, mau ngậm miệng. Tỷ tỷ, không cần tức giận A. À. Bình tĩnh, chúng ta từ từ nói chuyện. Nhưng, tỷ tỷ, trạng thái này đã duy trì bao ngày rồi. Thủy Nhược Y ngẫm nghĩ nói, bao nhiêu ngày? Đại khái 7 ngày. 7 ngày. Sau 7 ngày chính là trận đấu săn bắn, mà chủ nhân không phải sẽ không đến kíp trận đấu săn bắn chứ. Thủy Nhược Y thờ ơ nói, trận săn bắn, hùng, không liên quan tới ta là chuyện của tên ngốc này với người đánh cược tới lúc đó hắn thua không phải ta không được ta phải mau đánh thức chủ nhân ôn ly trong khi nói chuyện vươn tay về phía hai người mạnh phàm đang băng phong thủy nhược y ở phía sau phất tay ngăn ôn ly lại tiểu hồ ly cá cược thì có gì quan trọng thăng cấp thực lực mới là quan trọng nhất ca lớn nuốt cá bé chân lý này không bao giờ thay đổi cảnh phim ở viêm thành hoan nghênh mọi người đến đây hoan nghênh hoan nghênh trận đấu săn bắn viêm thành. Tiếp theo để ta giới thiệu những người sẽ tham gia trận đấu lần này. Xuất hiện đầu tiên là Tây Môn Đại Thiếu Tây Môn Hàn, đội dẫn đầu về phong lưu. Đội hủy diệt, chi băng do đông phương gia, tân tinh đông phương thần làm đội trưởng. Đội vũ chi xuân do nữ thần Nam Cung làm đội trưởng. Nam Cung Vũ chính là đích nữ của Nam Cung Thế Gia. Ngoài ra còn có quán quân năm nay, đại nhiệt môn, thành chủ đội, đội viêm trì thường. Còn có một đội tham chiến không biết tới từ đâu, đội cổ gia. Mấy người cổ tình của Ô Sơn chấn xuất hiện trước mắt mọi người. Mạnh Phàm đâu? Không phải hắn cũng sẽ tham gia cuộc thi săn bắn sao?" Lôi Hổ hướng cổ tình hỏi. Lôi Báo cười nói, "Ta nghe rằng tên ngốc đó cùng người khác đánh cược, e là không dám tới rồi." Cổ Tâm Nhi tức giận mắng, "Ngươi mới sợ không dám tới đó, Phàm Ca ca sao có thể không tới?" Thấy muội muội cùng Lôi Báo như chó với mèo gầm gừ nhau, Cổ Tình lạnh giọng, "Đều ngậm miệng đi, chuyên tâm thi đấu." Đã giới thiệu xong các tuyển thủ tham gia lần này, ta sẽ giải thích các quy tắc trận đấu cho mọi người. Các ngươi phải nghe cho kỹ đó. Trong khi nói chuyện, Viêm Thành chủ phóng ra một tấm bản đồ. Mọi người hãy theo dõi tiểu thư ở trên không. À không, bản đồ trên không. Quy định của cuộc thi săn bắn rất đơn giản, sau khi trận đấu bắt đầu, yêu thú sẽ từ trung tâm xuất phát. Lúc đó tự các đội sẽ bắt đầu chạy đua giết yêu thú. Người giết được nhiều yêu thú nhất sẽ giành chiến thắng, giành được tư cách lựa chọn tông môn. Vậy thì Trận đấu chính thức bắt đầu. Cổ Tình nói với mấy người còn lại, không cần quan tâm Mạnh Phàm có đến hay là không, chúng ta phải thắng. Chúng ta đi. Mấy người cổ Tình tức tốc đuổi theo bầy hắc ma lang đang chạy phía trước. Cảnh phim trở lại nơi Mạnh Phàm đang hôn mê, bên ngoài dường như phát sinh dị động. Tiểu Hồ Ly, đừng hoảng, ngươi xem. Lớp băng phong bao trùm lấy hai người Mạnh Phàm đang xuất hiện các vết nứt lớn, rất nhanh lan tràn ra xung quanh. Tiểu Nha Đầu, chuyện ở trong tinh thần không gian ta đã thấy hết rồi. Ôn Ly xấu hổ che mặt, thầm mắng tỷ tỷ thật xảo quyệt nhìn thấy tiểu hàn từ trong băng phong tỉnh lại thủy nhược y khẽ gật đầu lẩm bẩm tiểu nha đầu này đã đạt luyện khí kỳ rồi phàm ca ca tiểu hàn lay lay mạnh phàm nóng nóng phàm ca ca để ta giúp người thăng giai dị tượng chỉ người có tư chất vương cấp mới có tiểu tử này mà lại là vương cấp tư chất cương dương nguyên khí trên người mạnh phàm thoáng cái bạo tăng băng phong xung quanh nhanh chóng bị nhiệt lượng tỏa ra từ người hắn hòa tan hải diện kim sắc xem ra phá lãng quyết mà tên tiểu tử này tu luyện không có đơn giản như vậy hải thượng sinh liên bối sinh kim long hư ảnh kim long xuất hiện trên đầu mạnh phàm ngửa cổ lên trời gào giống Ôn ly khiếp sợ nói trận trượng tấn giai của chủ nhân cũng thanh thế quá lớn mạnh phàm ngửa cổ lên trời gầm lên một tiếng kim nguyên khí xung quanh sôi trào thoáng cái bao trùm lấy mạnh phàm ở bên trong phàm ca ca chủ nhân mạnh phàm từ bên trong bước ra đi chúng ta đi tham gia trận đấu săn bắn phàm nhi ca chủ nhân ôn ly chạy đến gần nói chủ nhân người tỉnh lại rồi người ta lo chết đi được chủ nhân chúng ta đi tham gia trận đấu săn bắn đi nghe được mấy lời của ôn ly tiểu hàn nghi hoặc hỏi trận đấu săn bắn trận đấu săn bắn nào ôn ly hướng tiểu hàn giải thích là trận đấu săn bắn do viêm thành tổ chức nghe nói thắng rồi sẽ được thưởng gì gì đó tiểu hàn mỉm cười nói hóa ra là trận đấu săn bắn đó phần thưởng của trận đấu đó là lựa chọn tiến vào một trong ba tông môn danh tiếng Phạm ca không cần tham gia trận đấu gì đó cứ trực tiếp tiến nhập thiên hàn tông tông ly ôn trong khi nói chuyện lấy ra một cái huy hiệu đệ tử thiên hàn tông đưa cho mạnh phạm. thủy nhược y bất mãn lầm bầm tông môn Xì, si, muốn vào tông môn còn phải nhờ tỷ tỷ chỉ điểm nghe nhắc đến thiên hàn tông mạnh phạm sẵn giọng tiểu hàn đừng nói nữa ta sẽ không gia nhập thiên hàn tông tiểu hàn ánh mắt khó tin nhìn mạnh phàm phàm nhi ca vì sao không gia nhập thiên hàn tông lúc nhỏ không phải ngươi mạnh phàm quay người lại kiên định nói tiểu hàn đừng nói nữa ta là không muốn gia nhập thiên hàn tông ta phàm nhi ca nhắc đến thiên hàng tông trong đầu mạnh phàm lại nhớ đến cái chết của phụ thân mặc dù không biết kẻ đeo mặt nạ hạ sát phụ thân hắn là ai nhưng mấy kẻ thiên hàng tông kia cũng là gián tiếp góp phần vào cái chết của phụ thân hắn ôn ly chúng ta đi trở lại nơi diễn ra cuộc thi săn bắn ba đầu hắc ma lang ánh mắt hung ác nhìn mấy người cổ tình lôi hổ một kích đánh xuống không làm gì được ba đầu hắc ma lang công kích thất bại lôi hổ tức giận hừ lên một tiếng cổ tâm nhi khinh thường nói thật vô dụng xem ta đây cổ tâm nhi hai tay thoáng động từ phía sau lưng hiện ra một cái hư ảnh trận pháp bên trong xuất hiện mấy đầu dây leo đầy gai sắc nhọn mấy đầu dây leo vừa được cổ tâm nhi triệu hoán ra trong nháy mắt đem hai đầu hắc ma lang diệt sát cổ tâm nhi bực bội mắng đáng ghét một con chạy mất rồi chạy đi đâu cổ tình xuất hiện phía trước cản đường hắc ma lang cổ ra tâm tương quyền long thức cổ tình đem cơ thể hắc ma lang đấm xuyên thành một cái hắc động cuối cùng ba con hắc ma lang bị chị em cổ tình cổ tâm nhi diệt sát quao wow, quao wow, không ngờ đội cổ ra chưa từng nghe qua danh lai like giết được yêu thú đầu tiên có điều phải lấy được ma hạch thì mới được tính điểm nha cổ tình hô lớn lôi hổ lôi đào đi lấy ma hạch cổ tâm nhi phấn khích nói với cổ tình tỷ tỷ, chúng ta đã lấy được thủ sát cổ tình vẻ mặt bình tĩnh nhắc nhở muội muội đừng quá vội mừng chúng ta chỉ là tạm thời dẫn đầu thôi bất chợt cổ tình hô lên hay là lôi hổ lôi đào cẩn thận tây môn hàn giọng châm chọc đúng vậy đừng vui mừng quá sớm các ngươi thế mà lại cướp ma hạch tây môn hàn cầm trong tay khối ma hạch thản nhiên thừa nhận đúng vậy tiểu bảo bối ta tới để cướp ma hạch tên này vẻ mặt dâm tiện liếm mép nói tiếp không chỉ cướp ma hạch còn muốn đem chị em các người lên giường ta xông lên cho ta cổ tình răng nghiến chặt mặt lộ vẻ cam tức ngăn trước người bảo hộ cho muội muội tây môn hàn hô lớn ra lệnh cho hai gã thủ hạ xông lên cho ta cổ tâm nhi bị dọa sợ ôm lấy tỷ tỷ, hét lớn đừng ngay lúc này một thanh nguyên khí đao hỏa diệm ngập trời cắm xuống ngăn trước người hai tên thủ hạ của tây môn hàn mạnh phàm thần không biết quỷ không hay đứng chắn trước người tỉ muội cổ tâm nhi cổ tâm nhi mừng rỡ kêu lên phàm ca ca mạnh phàm trấn an đừng sợ tâm nhi có ta ở đây rồi. Ta biết Phạm ca ca là giỏi nhất. Nghe muội muội trấn an tên đáng ghét, cổ tình bất mãn lầm bầm, Xì, có gì mà lợi hại chứ. Mạnh Phạm hướng đội Tây Môn Hàn, lười biếng nói, các ngươi là từng người từng người, hay là sông cả lên đi. Bị đối phương xem thường, Tây Môn Hàn điên tiết quát, mạnh Phạm, ngươi tự tìm chết. Người chủ trì buổi săn bắn cười nói, ha ha ha, trận đấu mới bắt đầu đã gây cấn như vậy, phong lưu đại thiếu của Tây Môn thế gia đối đầu với đội cổ gia không có danh tiếng. Không biết là đội cổ giả thắng, hay là đội Phong Lưu đại thiếu của Tây Môn Thế Gia thắng. Mạnh Phàm, đây là do ngươi ép bọn ta. Thiên Thạch song sát. Hai gã thuộc hạ của Tây Môn Hàn cùng lúc liên thủ, phát động liên hợp võ kỹ đánh tới. Mạnh Phàm cười nhạt, có chút bản lĩnh này thôi à? Tây Môn Hàn đắc ý quát lớn, ngươi tưởng rằng chỉ có bọn ta sao? Đông Phương Huynh. Gã ta vừa dứt lời, băng hệ võ kỹ của Đông Phương thần từ một phía bất ngờ đánh về phía Mạnh Phàm. Nhìn mấy đạo công kích cùng lúc đánh tới, mạnh phàm cười nhạt chỉ được như vậy thôi sao hắn một quyền đấm ra hỏa diễm mấy mũi tên băng của đông phương thần vừa chạm qua lập tức bị tan chảy hỏa diễm bùng lên đem đòn công kích hai tên thuộc hạ tây môn hàn đánh nát mạnh phàm chân không động một bước tùy tiện đánh ra một chiêu đã đem mấy tên kia đánh văng chỉ được như vậy thôi sao tây môn hàn cả người run rẩy mắt nhìn mạnh phàm như nhìn quái vật khiếp sợ thốt lên không khí xuất thể không khí xuất thể ngươi 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 đã luyện khí cảnh Đông Phương Thần khinh thường nói, luyện khí cảnh thì làm sao, dựa theo luyện khí cảnh lúc trước của ta cũng thừa sức giết ngươi. Mạnh Phàm, chịu chết đi. Đông Phương Thần vừa dứt lời, thi triển thủ đoạn trong nháy mắt đem Mạnh Phàm băng phong. Đông Phương Thần đắc ý nói, đây chính là kết cục của việc đối đầu với ta. Cổ Tâm Nhi lo lắng miệng hô lớn, Phàm ca ca. Cổ Tình nhanh tay kéo muội muội lại, trấn an, Tâm Nhi không đơn giản như vậy đâu. Luyện thể luyện khí, nhất ra chi sai, tựa như rãnh trời. Quả nhiên như Cổ Tình dự đoán, mạnh phàm chẳng phí chút công sức đã đem băng phong phá tan thoát ra ngoài đông phương thần không dám tin thốt lên sao có thể như vậy làm sao băng thương mạnh phàm tay chộp lấy cổ đông phương thần vụ cá cược ngươi thua rồi hắn dùng một tay đem đông phương thần xách lên khỏi mặt đất đông phương thần răng nghiến chặt gian nan nói ngươi tưởng rằng là ngươi thắng được ta sao mạnh phàm tay thoáng dùng sức siết chặt ít hầu của đông phương thần ngươi bây giờ còn có thể đảo ngược tình thế hay sao Đông Phương thần tính mạng bị uy hiếp, buộc phải thừa nhận, ta, à, không thể. Nhưng, chúng ta có thể. Một con băng điểu nhằm phía Mạnh Phàm đánh tới. Mạnh Phàm buông tay thả Đông Phương thần ra. Hắn một trưởng đánh ra hư ảnh Kim Long. Kim Long vừa hiện lập tức phá không mà lên trực tiếp đối đầu với băng điểu. Đoàn công kích của hai bên va chạm, một tiếng nổ chói tai vang lên. Mạnh Phàm thờ ơ lên tiếng, chỉ được như vậy thôi sao. Nam Cung Vũ chấn kinh thốt lên, làm sao có thể. Mạnh Phàm đang chuẩn bị ra tay đánh trả. Nam Cung Vũ vội vàng kinh hô, "Mạnh Phàm, Mạnh Phàm, ngươi đừng ra tay. Ta biết vụ cá cược giữa ngươi và Đông Phương Thần. Ta thay mặt Tứ Đại Thế Gia muốn đàm phán với ngươi." "Tứ Đại Thế Gia, đàm phán?" Mạnh Phàm hỏi ngược lại. Nam Cung Vũ gật nhẹ đầu nói, "Không sai, Đông Phương Thần đã thua, 10 vạn kim tệ như đã định, còn có thêm 100 vạn kim tệ xin ngươi hãy tha cho Đông Phương Thần." Đông Phương Thần lớn tiếng phản bác, "Ta chưa thua!" mạnh phàm nhàn nhạt, nhạt nói lúc trước còn nói quyết đấu tới cùng nhìn thấy sự lợi hại của ta liền lập tức muốn đổi thành đàm phán nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc loại đàm phán này ta không nhận không biết tốt xấu một ngọn thương từ phía sau xoẹt qua mấy người nam cung vũ đánh về phía mạnh phàm mạnh phàm kiếm trên tay thoáng động đem ngọn thương chặt ngang viêm rượu từ dưới phóng lên tay bắt lấy cây thương hắn ta nguyên khí bùng nổ cây thương trong tay thoáng cái được tu bổ trở lại như cũ phân thương hư ảnh viêm diệm xuất chiêu nhằm phía mạnh phàm đâm xuống mạnh phàm đơn giản lách người né tránh đòn tấn công của viêm diệu không chạm tới góc áo của hắn viêm diệu răng nghiến chặt lộ vẻ cam tức hắn kéo ngọn thương về phía sau sau đó toàn lực đem ngọn thương đâm mạnh về phía trước mạnh phàm đem kiếm hoành ngang dùng thân kiếm chặn đứng đầu thương viêm diệu gia tăng nguyên khí ngọn thương hóa thành khổng lồ đem mạnh phàm chấn áp nguyên khí hai bên va chạm một tiếng nổ lớn vang lên mạnh phàm cả người bị để lùi ra sau cổ tâm nhi lo lắng gọi phàm ca ca tâm nhi ta không sao viêm diệu khinh thường lên tiếng tới lúc này rồi còn ra vẻ ngươi có gan từ chối đàm phán cùng tứ đại thế gia thì cũng phải có gan cảm nhận cái chết mạnh phàm cứng giọng đáp trả ai sống ai chết còn chưa biết đâu chịu chết đi chịu chết đi kiếm cùng thương của hai bên chạm vào nhau viêm diệu bị hất ngược trở về song khi tư tán không khí chấn động che khuất mạnh phàm mạnh phàm lông tóc không chút tổn thương từ bên trong sóng khí lộ ra song kiếm trong tay mạnh phàm hợp lại chém xuống lại bị viêm rượu cầm hai ngọn thương hoành ngang chống đỡ cả hai toàn lực đối chiến lực trùng kích đem mặt đất xung quanh phá tan nát cổ tâm nhi khiếp sợ thốt lên phàm ca ca mạnh quá nam cung vũ cũng bị dọa cho sợ thầm hô trời ơi vậy mà lại có thể cùng viêm rượu đánh một mất một còn viêm rượu đem mạnh phàm hất văng ra phía sau Mạnh Phạm lộn một vòng đáp xuống. Mạnh Phạm phải không, ta thừa nhận bản lĩnh của ngươi không tệ, nhưng nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này. Vậy ngươi chịu chết đi." Sau lưng Viêm Diệu xuất hiện hư ảnh một cái yêu vật khổng lồ. Mạnh Phạm lạnh giọng phản bác, "Ai nói ta chỉ có chút bản lĩnh?" Thanh gương trong tay Mạnh Phạm bất chợt biến lớn. Mạnh Phạm cùng Viêm Diệu lại lần nữa sát vào nhau đối chiến. Từng hồi kim thiết và chạm vang lên đinh tai nhức óc. Khói bụi từ từ biến, hai người hiện ra trong tầm mắt quan sát của khán giả bên dưới mạnh phàm ống tay áo bị rách tơi tả trên bắp tay còn có máu tươi không ngừng chảy xuống phát hiện mạnh phàm bị thương viêm diệu đắc ý cười nói mạnh phàm ngươi thua rồi hử phải vậy không viêm diệu còn chưa kịp hiểu chuyện gì trên trán hắn đã xuất hiện vết thương phún máu viêm diệu răng nghiến chặt giận dữ gầm lên dám đả thương cơ thế hoàn mỹ của ta được rất tốt chịu chết đi viêm diệu bạo nộ đem nguyên khí xuất thể nhìn một màn này đám người nam cung vũ cổ tình cổ tâm nhi đông phương thần mặt đều lộ vẻ khiếp sợ bên trong thế giới tinh thần thủy nhược y bộ dáng như xem kịch vui cười nói quả nhiên là luyện khí kỳ lần này thì vui rồi luyện khí kỳ ngươi tưởng rằng chỉ có ngươi có mạnh phàm nào chịu thua kém nguyên khí xuất thể phóng xuất ra một đầu kim long cổ tâm nhi khó tin thốt lên phàm ca ca quả nhiên cũng là luyện khí kỳ không ngờ trận đấu mới bắt đầu thì đã náo nhiệt như vậy rồi ngoài đội cổ ra đã bắt đầu thì không có đội nào đi săn bọn hắn đã lựa chọn phương thức chiến đấu đào thải trực tiếp. Bây giờ, trận đấu đã tiến vào giai đoạn một mất một còn. Con trai của thành chủ, công tử thiên tài của Viêm gia, Viêm Diệu. Hắc mã mạnh nhất của cổ trấn, Mạnh Phàm. Viêm Diệu lạnh nhạt hỏi, Mạnh Phàm đúng chứ? Mạnh Phàm không vừa đáp, con trai, gọi bố làm gì vậy? Ngươi cũng mùng mép chiếm lợi quá. Viêm Diệu răng nghiến chặt nói, Mạnh Phàm, ta bây giờ muốn thêm vật cược, ngươi có dám cược không? Mạnh Phàm mỉm cười hỏi, tăng thế nào? Viêm rượu bất ngờ phun ra một câu, cực hôn ước của ta và cổ Tâm Nhi. Nam Cung Vũ ngay lập tức phản ứng, Viêm Ca, ngươi thế mà lại có hôn ước? Cổ Tâm Nhi sợ mạnh phàm hiểu lầm, giải thích, đó là chuyện của một năm trước, là phụ thân tự ý định hôn ước ta và hắn, ta không thích hắn. Viêm Diệu nhàn nhạt, nhạt mở miệng, Tâm Nhi tiểu thư thật tuyệt tình, mạnh phàm, nếu ngươi thắng, hôn ước sẽ được hủy bỏ, người thua thì phải tự phế mình, tự sát trước đám đông thấy sao? Mạnh phàm giọng trầm xuống, ta không cực với ngươi. Tâm Nhi không phải đồ vật, cô ấy là người ta trân trọng nhất. Lời Mạnh Phàm vừa nói khiến cổ Tâm Nhi cảm động, hai má ửng hồng. "Phàm ca ca. Tâm Nhi chúng ta đi thôi." Viêm Diệu cất giọng khiêu khích, nhát như thỏ đế, "Ngươi là không dám cược có phải không?" Mạnh Phàm ngoái đầu lại nói, "Cược cũng được, thua rồi thì ngươi phải tự sát trước đám đông." "Không được, tứ đại gia tộc của chúng ta." Nam Cung Vũ nói còn chưa dứt câu, một đạo nguyên khí đánh sượt qua khiến nàng ta ngậm miệng lại. "Nữ nhân, câm miệng." kẻ vừa mới ra tay chính là viêm diệu hắn gật đầu đồng ý với mạnh phàm có thể có điều nếu như ngươi thua tâm nhi sẽ phải gả cho mạnh phàm bạo nộ quát ngươi tìm chết cổ tâm nhi bất ngờ lên tiếng ta đáp ứng ngươi chúng ta chấp nhận vụ cực này tâm nhi ngươi viêm diệu ngả ngớn mở miệng xem ra tâm nhi tiểu thư là cực kỳ muốn gả cho ta cổ tâm nhi phản bác không ta là cảm thấy phàm ca ca nhất định sẽ không thua mạnh phàm ba ngày sau sống hay chết định trên võ đài nói xong lời này viêm diệu dứt khoát xoay người rời đi mạnh phàm lạnh giọng phun ra mấy chữ long hữu tri lân xúc trí tất sát sau khi quay về điểm nghỉ ngơi mạnh phàm lập tức ngồi nhập định tu luyện bên trong thế giới tinh thần của mạnh phàm mạnh phàm đang luyện tập tinh thần kỹ pháp khống vật nhìn mạnh phàm đem hải dương trong thức hải thao túng ôn ly phấn khích hô lên chủ nhân người thật lợi hại thủy nhược y khen ngợi mạnh phàm tinh thần kỹ pháp luyện thành của ngươi cũng được xem là luyện khí sự hợp cách có điều ngươi có thể luyện thành trong ba ngày vẫn là có chút nhanh dẫu sao cũng lập giao ước với người ta rồi ở bên ngoài cổ tâm nhi bước vào phòng tìm mạnh phàm cổ tâm nhi quan tâm hỏi phàm ca ca ngươi tu luyện như thế nào rồi mạnh phàm giật mình nói tâm nhi ngươi tại sao lại tới đây ta tới thăm phàm ca ca tâm nhi tới thăm ta đương nhiên là tốt có điều ngươi không phải có điều muốn nói với ta sao cổ tâm nhi gật đầu lý nhí giải thích ừm chính là về hôn ước đó ta không hy vọng phàm ca ca hiểu nhầm mạnh phàm cười nói ta làm sao lại hiểu nhầm ta biết tâm nhi không thích hắn nghe được lời này cổ tâm nhi vui vẻ ra mặt ta biết phàm ca ca sẽ không hiểu nhầm ta phàm ca ca tu luyện sao rồi ta có thể giúp gì không thủy nhược y trong thế giới tinh thần mở miệng để nha đầu này thử chiêu mạnh phàm không chút nghi ngờ hướng cổ tâm nhi nói ta vừa hay luyện thành một chiêu tinh thần kỹ pháp tâm nhi giúp ta thử chiêu nhé cổ tâm nhi mắt sáng rực hô lên tinh thần kỹ pháp lợi hại quá vậy làm sao để thử ngươi đứng ở trong đó thì được rồi thủy nhược y cười danh mãnh hô lên đúng rồi chính là như vậy ngắm chuẩn cơ thể cô ta cổ tâm nhi không hề hay biết có chuyện sắp xảy ra mặt lộ vẻ trông chờ không biết kỹ pháp của mạnh phàm như thế nào bất chợt y phục trên người cổ tâm nhi bị rách tan nát thiếu nữ bị dọa sợ khóc ầm lên phàm ca ca đại ngốc mếch cổ tâm nhi mắng lớn một tiếng vội vội vàng vàng chạy đi mạnh phàm đến lúc này mới biết bản thân bị chơi khăm hắn tức giận quát vang vọng cả tiểu viện thủy nhược y thoáng cái đã đến ngày mạnh phàm ước chiến sinh tử cùng viêm diệu hoan nghênh mọi người đến với võ đài sinh tử cổ tình thấp giọng nói với cổ tâm nhi tuy là ta rất ghét mạnh phàm nhưng lần này ta hy vọng hắn thắng phàm ca ca nhất định sẽ thắng cổ tâm nhi tự tin nói ra hôn ước và tính mạng yêu và hận đây là trận đấu đặc sắc nhất trong hai năm nay ở viêm thành khiến chúng ta mỏi mắt mong chờ bây giờ đem sinh sử trạng lên. Viêm Diệu cao ngạo nói, mạnh phàm, nếu ngươi bây giờ nhận thua, ta sẽ giữ lấy cái mạng nhỏ cho ngươi. Mạnh phàm điềm nhiên đáp trả, ngươi bây giờ nhận thua, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, còn đích thân tiễn ngươi về nhà. Hùng, ngươi. Viêm Diệu răng nghiến chặt xít lên. bất chợt hắn giật mình kinh ngạc, điện hạ, người sao lại tới đây? nhìn thấy tiểu Hàn bước đến, vị trọng tại vội cung kính hành lễ, cung nghênh thiên Hàn tông điện hạ. Viêm Diệm khom người hành lễ, cung nghênh điện hạ tiểu hàn bước đến ghế chủ vị ngồi xuống viêm thành chủ cùng cổ nguyên đứng dậy chắp tay hô lớn cung nguyên điện hạ điện hạ ngươi tại sao lại tới viêm thành tiểu hàn lạnh nhạt nói nay ta tới viêm thành ngao du sư phụ bảo ta tới xem có nhân tài nào thì trực tiếp mang về thiên hàn tông vậy điện hạ đến rất đúng lúc con trai của ta viêm diệu đã tu luyện đến luyện khí kỷ cổ nguyên cười lớn ha 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 mạnh phàm của cổ gia ta cũng đã tu đến luyện khí kỷ ý của cổ huynh là mạnh phàm có thể thắng con trai ta không nói trước không nói trước. Như vậy đi, cổ huynh chi bằng cá cược với ta, nếu như con trai ta có thể thắng. Cổ gia ngươi đều thuộc về ta, nếu như con trai ta thua, sản nghiệp viêm gia ngươi tùy ý lấy. Được cược, cổ nguyên không chút suy nghĩ, quyết định chơi tất tay với viêm thành chủ. Xin tử trạng đã lan chỉ. Trận đấu bắt đầu. Ngay khi trọng tài vừa dứt lời, mạnh phàm cùng viêm diệu đã phóng xuất nguyên khí ngoại phóng. Viêm diệu đột nhiên hỏi, mạnh phàm, ngươi có biết tại sao là sau 3 ngày mới giao chiến không? mạnh phàm ngay lập tức tỏ ra bản thân thông hiểu toán học bấm bấm ngón tay nói vì muốn được sống nhiều hơn hai ngày dẹp mại đi bởi vì trong ba ngày qua ta đã đột phá luyện khí nhất trùng cảnh giới thăng liền hai dài trong khi nói chuyện viêm diệu phóng xuất ra thêm hai đạo nguyên khí cự nhân vị trọng tài cất giọng eo éo hô lớn tam trùng cự nhân tam trùng nguyên thần thật là thật là thiên tư khủng bố cổ nguyên mặt trầm xuống thế mà đã tu luyện thành công tam trùng nguyên thần viêm thành chủ đắc ý cười nói cổ nguyên huynh quá khen rồi diệu nhi chỉ là thiên tài mà thôi viêm diệu cao ngạo gật đầu đúng không sai viêm diệu ta chính là thiên tài nghìn năm có một bởi vì ta không chỉ luyện thành công tam trùng nguyên thần mà ta còn luyện đến hợp nhất hắn trong khi nói chuyện đem ba đạo nguyên thần trong tay bóp lại thoáng cái một đạo nguyên thần uy mãnh xuất hiện sau lưng viêm diệu vì vậy mạnh phàm ngoan chịu chết đi viêm diệu điều động cự nhân lao đến tấn công mạnh phàm nhìn nguyên khí phản chấn cổ tâm nhi lo lắng hô lớn phàm ca ca viêm diệu đắc ý cười nói ta thắng chắc rồi ha 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 mạnh phàm cất giọng châm chọc viêm diệu ngươi đang nằm mơ phát hiện mạnh phàm dùng một cái khiên chắn đỡ lấy một quyền toàn lực của cự nhân viêm diệu thầm thốt lên luyện khí sư không sai trong ba ngày ta đã đột phá tinh thần nhất giai thành luyện khí sư dù ngươi thành luyện khí sư thì đã làm sao viêm diệu ánh mắt sắc khí nồng đậm lạnh giọng tuyên bố ngươi vẫn phải chết ma thần kỹ tam đầu lục tí. cổ nguyên giật mình thốt lên ma thần kỹ thế mà lại là ma thần kỹ sao viên thành chủ càng thêm đắc ý con trai ta quả nhiên là không làm cho ta thất vọng viêm diệu hướng mạnh phàm lạnh giọng chịu chết đi mạnh phàm chẳng chút hoang mang thờ ơ đáp người nên chết là ngươi long kiếm kiếm lai mạnh phàm tỏ ra không chút yếu kém trước đối phương đem long hình nguyên khí biến hóa thành một thanh cự kiếm mạnh phàm một kiếm đâm về phía trước hư ảnh kim long gào thét đánh tới kim đầu lục tí một búa bổ xuống đem đầu kim long đánh rớt chị em cổ ra cùng nhau thốt lên không phải chứ sao có thể phàm ca ca tiểu hàn trong bụng thầm hô phàm nhi ca viêm diệu cất giọng châm chọc mạnh phàm ngươi cũng ba hoa quá nhỉ bây giờ chết đi trong khi nói chuyện viêm diệu điều khiển tam đầu lục tí hung thần ác sát đánh về phía mạnh phàm mạnh phàm lạnh nhạt nói ngươi tưởng rằng là rồng chỉ có một con thôi sao mạnh phàm lùi ngược lại phía sau né tránh đòn công kích của tam đầu lục tí. Rồng không chỉ có một con. Đại Nhật Như Luân Như Quang. Nhìn một chiêu này của Mạnh Phàm, Ôn Ly kinh hô, là kiếm pháp thủ mô nhân. Thủy Nhược Y cũng có chút bất ngờ, kiếm pháp của hồ tộc thủ mô nhân, không ngờ tên tiểu tử này đã luyện được thành thục chiêu thức này. Mạnh Phàm bổ một kiếm về phía Viêm Diệu. Tụ Quang Thành Long Chu Gian Tà, Viêm Diệu còn chưa kịp phản ứng, kiếm chiêu của Mạnh Phàm đã ập xuống trước mắt. Kiếm quang ập xuống viêm diệu không kịp trở tay thống khổ gào lên thảm thiết từng hồi dài khói bụi lắng xuống hiện ra viêm diệu nằm gục trên đất bộ dạng thảm hại thu kiếm viêm diệu ngươi thua rồi viêm diệu trật vật trồm dậy gầm lên không ta không thua ta làm sao có thể thua ta không thể thua hắn từ trong người lấy ra một viên đan dược khí tức quỷ dị viêm thành chủ mặt khẽ biến nhị không được thốt lên hồn lực đan viêm diệu nhanh chóng đem viên đan dược nuốt xuống đó là gì vậy cổ tâm nhi đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất an bên trong thế giới tinh thần thủy nhược y giảng giải với ôn ly hồn lực đang có thể trong chớp mắt giúp thăng cấp chiến lược gấp 3 lần có điều chỉ có thể duy trì trong 10 phút sau 10 phút kinh mạch người sử dụng sẽ bị hủy không còn hy vọng tu luyện nữa vậy chủ nhân ôn ly lo lắng nói thủy nhược y trấn an đừng lo tên tiểu tử này tuyệt đối không phải người tầm thường cổ nguyên giọng trầm xuống viêm huynh thật sự đã sinh ra một đứa con trai tốt viêm thành chủ lạnh nhạt nói con trai ta đã uống hồn lực đan vậy mạnh phàm chắc chắn phải chết ngươi cổ nguyên mày kiếm dựng ngược nhìn đối phương hồn lực đan không hổ là cấm dược dược dịch vừa nhập thể năng lượng mạnh bạo lan tràn khắp cơ thể viêm rượu cảm nhận nguồn năng lượng lan tỏa khắp tứ chi bách huyệt viêm rượu lạnh giọng tuyên bố chỉ có 10 phút nhưng cũng đủ giết ngươi rồi mạnh phàm mày khẽ nhíu lại lẩm bẩm cái mặt nạ này hắn nhớ lại cảnh tượng lúc phụ thân bị người sát hại hung thủ cũng đeo trên mặt một chiếc mặt nạ kiểu dáng tương tự mạnh phàm chết đi viêm rượu gầm lên một tiếng phóng về phía mạnh phàm ma thần kỹ hắc viêm phá băng đao trong chớp mắt cự kiếm trong tay viêm rượu trực tiếp tiếp cận mạnh phàm sắc khí lẫm thiên bao vây xung quanh mạnh phàm lúc này vẫn đứng yên lặng không nhúc nhích phụ thân mạnh phàm khẽ hô lên không tự chủ mà rớt xuống dòng lệ rốt cuộc ngay khi viêm rượu sắp chạm đến trong nháy mắt cánh tay mạnh phàm động đối mặt nguyên khí gợn sóng vô cùng mạnh mẽ hắn đem hai ngón tay duỗi lên trời bên trên ngón tay bùng nổ ra một luồng tia sáng chói mắt muốn phá trường thiên phá lãng quyết thức thứ hai nhất kiếm triều thiên nguyên trong chớp mắt luồng kim quang từ tay của mạnh phàm đánh nát nguyên khí của viêm diệu đem cơ thể tên này xuyên thủng cơ thể viêm diệu như diều đứt dây rớt ngược ra sau khó tin thốt lên tại sao tại sao có thể không không thể nào mạnh phàm chỉ một chiêu đem viêm diệu phục dục hồn lực đan đánh cho sinh tử không biết trong nháy mắt toàn trường ngơ ngác tất cả mọi người đều là chăm chú nhìn chằm chằm lên lôi đài. Viêm thành chủ sắc mặt khó coi, kinh hô, con trai của ta. Lão ta trong lòng âm thầm dậy sóng, kiếm pháp của hắn là kiếm pháp của Mạnh Thương, hắn là con trai của Mạnh Thương. Gã đeo mặt nạ bên cạnh Tiểu Hàn âm thầm liếc mắt nhìn Viêm thành chủ, tên tiểu tử này phải trừ diệt. Trả mạng cho con trai ta. Viêm thành chủ gầm lên một tiếng, lao lên lôi đài. Cổ Nguyên bất ngờ động thân, cản đường Viêm thành chủ. Cổ Nguyên tung ra một trường, bước viêm thành chủ lui ngược ra sau viêm thành chủ lạnh giọng chất vấn cổ huynh đây là có ý gì cổ nguyên bộ dáng thong dong nhàn nhã nói viêm huynh chuyện của tiểu bối để tiểu bối tự giải quyết chúng ta làm bậc trưởng bối không nên nhúng tay vào viêm thành chủ răng nghiến chặt cổ nguyên mạnh phàm hại con trai ta kinh mạch đứt đoạn không có cách nào tu luyện ta nếu như không giết hắn thì còn làm phụ thân được sao cổ nguyên thờ ơ nói dựa theo vụ cá cược của viêm diệu và mạnh phàm lấy mạng của hắn là điều đương nhiên thôi bây giờ chỉ mới là kinh mạch đứt đoạn Viêm huynh đáng lý phải thấy biết ơn mới đúng. Cổ Nguyên, ngươi, Viêm Thành chủ giận muốn bốc hỏa đến nơi. Tiểu Hàn đứng dậy, lạnh giọng quát, đủ rồi. Viêm Diệu tài năng không bằng người ta, không cần nhiều lời. Viêm Thành chủ răng cắn chặt, cúi đầu nói, "Vâng, điện hạ." Trước khi ôm lấy Nhi Tử rời đi, Viêm Thành chủ để lại một câu dọa dẫm, "Cổ huynh, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu." Đã cùng Viêm Thành chủ vạch mặt, Cổ Nguyên chẳng thèm nể nang nói với theo, "Đúng a, à, Viêm huynh" đừng quên là ngươi thua ta nên phải giao sản nghiệp của ngươi cho ta ha ha cổ nguyên bước đến bên mạnh phàm hài lòng nói mạnh phàm ngươi làm tốt lắm mạnh phàm sau khi đánh hạ viêm rượu vẫn là trầm mặc không nói không rõ trong đầu hắn đang có suy nghĩ gì bây giờ xin mời người thắng cuộc lãnh thưởng mời mạnh phàm lên sân khấu mạnh phàm đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích vị trọng tài lớn giọng gọi thêm lần nữa mạnh phàm còn không mau lên sân khấu đi tên đeo mặt nạ đứng sau lưng tiểu hàn lạnh giọng mắng mạnh phàm ngươi thế mà lại dám coi khinh điện hạ ta xem ngươi là không muốn sống nữa tiểu hàn liếc mắt nhìn gã ta nói mạnh phàm tài hoa hơn người có tính tình như vậy cũng là điều dễ lý giải điện hạ hắn chỉ là một luyện khí cảnh nhỏ bé thế mà lại dám coi khinh điện hạ ta xem hắn là tiểu hàn chừng mắt quát cầm miệng mạnh phàm tài hoa hơn người giành được chiến thắng lập tức có thể gia nhập thiên hàn tông mạnh phàm bất ngờ phun ra một câu không cần tiểu hàn tưởng mình nghe nhầm hỏi lại ngươi nói cái gì mạnh phàm lần nữa lặp lại ta nói không cần cổ nguyên khuyên giải mạnh phàm ngươi có biết ngươi đang nói gì không cổ nguyên thay mạnh phàm nói với mộ vũ âm điện hạ cổ ra mạnh phàm có phần hơi ngông cuồng xin điện hạ tha thứ cho ta về nhà sẽ khuyên dân mạnh phàm biết được lợi hại hắn nhất định sẽ gia nhập thiên hàn tông mạnh phàm bước đến ngăn trước người cổ nguyên dứt khoát nói không cần phải khuyên nhủ mạnh phàm ta tuyệt đối sẽ không gia nhập thiên hàn tông ngươi biết ngươi đang nói gì không khắp thiên hạ thiên hàn tông mạnh nhất Thiên Hàn Tông của ta cả tông môn có trên vạn người, số lượng cường giả nhiều kể không hết. Hơn nữa đệ tử gia nhập không những là được cường giả chỉ bảo. Người nhập nội tông sẽ nhận được phần thưởng là một viên hóa phàm đan, nếu như là luyện khí cảnh thì có trực tiếp thăng lên luyện hồn. Điều kiện tốt như vậy, ngươi vẫn từ chối sao? Mạnh phàm vừa như không quen mộ Vũ Âm, lạnh nhạt nói, đa tạ ý tốt, có điều, ta đời này sẽ không gia nhập Thiên Hàn Tông. Gã áo đen thần bí tức giận quát, ngươi dám sỉ nhục điện hạ? trong đầu hắn xuất hiện một cái suy nghĩ ác độc đã biết thân thế của tiểu tử này tuyệt đối không thể giữ hắn lại chịu chết đi mộ vũ âm không có phát giác từ trên mi tâm gà áo đen xuất hiện một đạo u hàn quang mang quỷ dị đánh về phía mạnh phàm đây chính là thủ đoạn sát thương linh hồn diệt hồn chảm một chiêu này vô thanh vô tức trước mắt chính là đem tinh thần hải của đối phương chặt đứt chỉ có tu luyện đến linh hồn luyện hồn cường giả mới có thể thi triển loại công pháp quỷ dị này coi như là bị chém đứt tinh thần hải mạnh phàm cũng không thể phát hiện thế nhưng một khi hắn vận chuyển nguyên khí, cũng là lúc phát hiện bản thân cả đời không thể lại câu thông được lượng tinh thần rồi. phải biết linh hồn cùng thân thể không giống, một khi linh hồn bị thương tổn, trừ phi là có được thần dược kinh thế nghịch thiên, bằng không không có cách gì có thể chữa trị. người thần bí kia dùng một chiêu này với mạnh phàm đủ hung ác, tìm thấy hạch tâm tinh thần của tên tiểu tử này, liền tiêu diệt nó để hắn trở thành một tên phế vật. hạch tâm sao? thủy nhược y bên trong thế giới tinh thần nở nụ cười khinh miệt, một tên luyện hồn cảnh nhỏ bé mà vọng tưởng muốn làm hại người ký kết hiệp ước với ta ô ly lo lắng nói tỉ tỉ hắn thật là đáng sợ chúng ta phải làm thế nào đây đạo linh hồn thần niệm của gã áo đen lạnh giọng nói biết sợ là tốt đừng huynh hoàng quá sớm bất chợt một luồng kim quang đem đạo linh hồn thần niệm này xóa không còn chút vết tích thủy nhược y khinh miệt phun ra hai chữ rác rưởi phía bên ngoài công pháp linh hồn bị diệt gã đeo mặt nạ bị công pháp phản phệ đáng đời thằng cha này đúng kiểu ăn trộm không được gà còn mất thêm nắm gạo thụ thương nghiêm trọng. Người không đụng tới ta, ta cũng không đụng tới người. Người nếu đã đụng tới ta, ta nhất định diệt người. Phát hiện mạnh phàm định thi triển nhất kiếm triều thiên nguyên đánh tới. Tiểu hàn hô lớn, mau dừng tay. Nàng ta nguyên khí ngoại xuất, phía sau xuất hiện hư ảnh một cây ngô đồng khổng lồ, bên trên là một đôi băng phượng. Đây là một con băng phượng ánh mắt địch ý nhìn mạnh phàm. Trên lịch cấp độ, kim long nguyên khí của mạnh phàm rõ ràng không phải là đối thủ của băng phượng, nhanh chóng bị nó đánh hóa thành nguyên khí. Sau khi đem kim long đánh nát, băng phượng không tiếp tục công kích mạnh phàm, quay trở lại trên thân cây ngô đồng. Mạnh phàm nguyên khí bị tổn thương cả người khuỵu xuống. Ít hầu ngò ngọt, ngọt không nhịn được thổ huyết, mà giao thủ chống vánh vừa rồi, mộ âm vũ đã đem hắn đánh thương. Cổ tâm nhi lo lắng hô lên, phàm ca ca. Cổ nguyên giữ nhi nữ lại, tâm nhi, đừng qua đó. Sự tình liên quan đến thiên hàn tông, cổ ra bọn họ đúng là không có tư cách lẫn thực lực để nhúng tay vào mộ vũ âm không có tiếp tục ra tay đứng lặng yên tại chỗ nàng muốn nghe một lời giải thích từ mạnh phàm nhìn ánh mắt đầy hàn ý nhìn về phía mình như nhìn người xa lạ của mạnh phàm mộ vũ âm mày nhíu lại nàng không nhịn thêm được nữa chất vấn phàm nhi ca gia nhập thiên hàn tông không phải giấc mơ lúc nhỏ của ngươi sao mộ vũ âm nhìn chăm chăm mạnh phàm nàng muốn biết câu trả lời từ chính hắn ước mơ thở nhỏ mạnh phàm lâm vào hồi ức tiểu hàn tên của mộ vũ âm lúc nhỏ đang không ngừng đấm vào thân cây vừa đấm vừa đếm 97, 98, 99. Đấm đến quyền thứ 100, hai cánh tay của Tiểu Hàn đã sưng đỏ lên. Tiểu Hàn, Phạm Nhi ca. Mạnh Phạm bước đến chỗ Tiểu Hàn. Tiểu Hàn, ngươi mỗi ngày đều luyện thể, trên tay đều là vết thương, ta đem đến cho ngươi một ít tuyết liên dược cao. Tiểu Hàn cảm kích, cảm ơn, Phạm Nhi ca. Tiểu Hàn à, ngươi vẫn còn khách khí với ta ư. Tại sao trông giống nữ nhi quá vậy? Ngồi xuống ta thoa dược cao cho ngươi. Tiểu Hàn khẽ gật đầu ừm lên một tiếng. Mạnh phàm cẩn thận dùng dược cao bôi lên vết thương trên tay tiểu Hàn. "Thấy sao rồi, có tốt hơn chút nào không?" "Ừm, tốt hơn rồi. Ngươi đó, luyện tập cũng phải chú ý chăm sóc, đừng luyện đến mức tổn hại thân thể." "Ta biết rồi, phàm nhi ca." Nghe được lời này, Mạnh phàm hài lòng xoa đầu tiểu Hàn, nói, "Ngoan." Tiểu Hàn chợt hỏi, "Phàm nhi ca, ngươi có muốn gia nhập Thiên Hàn tông không?" "Không cần suy nghĩ, Mạnh phàm lập tức trả lời, "Đương nhiên rồi." ta cũng muốn được giống như phụ thân. Phạm Nhi ca, sau nay ta và ngươi nhất định phải cùng nhau gia nhập Thiên Hàn Tông. Ừm, chúng ta cùng nhau gia nhập Thiên Hàn Tông. Trở lại hiện tại, Mạnh Phàm lẩm bẩm, ước mơ thổi nhỏ sao? Đã không còn nữa rồi, không dám đối mặt cùng Mộ Vũ Âm, Mạnh Phàm xoay người lại nói ra. Mộ Vũ Âm mặt không giấu được sự thất vọng, thế mà lại. Ngươi thế mà lại. Phản bội lời thề của chúng ta. Nói đến đây, Mộ Vũ Âm không kìm được, hai dòng lệ nóng tuôn ra chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp mạnh phàm ngươi to gan dám không đi theo thiên hàn tông mạnh phàm mày khẽ trao lại trong đầu hiện lên cảnh tượng kẻ đeo mặt nạ nói với mạnh thương hãy nhớ lấy đây chính là hậu quả của việc ngươi không phục tùng thiên hàn tông mạnh phàm thản nhiên nói ta không gia nhập đấy thì sao nào thế nào không biết nắm bắt cơ hội ngươi chính là rác rưởi trả trách bị người nhà đuổi khỏi tông môn lời mộ vũ tâm vừa nói như động vào vết thương khó lành trong lòng mạnh phàm ngươi mạnh phàm cả người run run nhớ lại ngày đó cao tầng thiên hàn tông tuyên bố phụ thân hắn làm liên lụy khiến nhiều đồng môn bị chết tội lỗi không thể tha thứ vợ con bị trục xuất khỏi tông môn mãi mãi rốt cuộc ngươi bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một nhược giả mạnh phàm lạnh nhạt lên tiếng ta thừa nhận thiên hàn tông rất mạnh nhưng phong thủy luân chuyển nước chảy đá mòn tự mình nỗ lực ba năm cho ta thời gian ba năm mạnh phàm ta đây sẽ đích thân đến khiêu chiến với thiên hàn tông đánh bại ngươi cùng tất cả đệ tử của thiên hàn tông lấy thứ này làm tín trong khi nói chuyện mạnh phàm ném lại tấm vải được hắn dùng máu viết lên trên huyết thư lập ước mộ vũ âm gật đầu ta sẽ đại diện cho thiên hàn tông chấp nhận thư khiêu chiến này mạnh phàm lo sợ thiên hàn tông sẽ làm khó dễ đến mẫu thân đang trú ngụ ở thôn ô trấn hắn liền tự mình tuyên bố mạnh phàm ta không còn là người của ô trấn cổ thôn sau 3 năm ta sẽ đích thân tới thiên hàn tông cha con cổ nguyên cùng mẫu thân của mạnh phàm tiễn hắn đến ngoài cổng trấn mạnh phàm nhìn những gương mặt quen thuộc mỉm cười nói đường xa chân mỏi mọi người tiễn ta tới đây thôi không cần tiễn nữa đây là lần đầu tiên mạnh phàm xông pha bên ngoài tâm lan cẩn thận dặn dò như tử phàm nhi xuất môn ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận mẹ xin hãy yên tâm cổ nguyên ấy này nói với mạnh phàm mạnh phàm ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của ngươi nói thế nào cũng là thúc thúc không tốt thế lực của thiên hàn tông quá lớn thúc thúc không có cách nào bảo vệ ngươi mạnh phàm ôm quyền nói cổ nguyên thúc lúc trước đã thu nhận ta và mẫu thân đại ân của người ta suốt đời không quên phàm ca ca ngươi muốn đi đâu ta nghe nói ở tứ đại thành cường giả vô kể lại có vô số di tích để con người tìm hiểu ta tới đó đương nhiên muốn tìm hiểu một số di tích là cấm địa ở đó cổ tâm nhi cẩn thận dặn dò phàm ca ca nhất định phải cẩn thận nếu như có cơ hội nhất định phải về thăm nhà cổ nguyên vừa ho khụ khụ nói nam nhân trí ở bốn phương mạnh phàm ngươi xuất môn ở ngoài phải tự lo cho mình mạnh phàm chợt chú ý đến cổ tình nãy giờ vẫn luôn yên lặng đứng ở một bên tình tỷ đừng quên hẹn ước của chúng ta nghe được lời này cổ tình xấu hổ đỏ mặt quát ngươi ngươi đổ vô sỉ cổ tâm nhi nghi ngờ hỏi hẹn ước gì phàm ca ca và tỷ tỷ đáng nghi à mạnh phàm cười mỉm nói không có gì không có gì đến lúc ta phải đi rồi tạm biệt đi đây cổ tâm nhi gọi với theo phàm ca ca ngươi nhất định phải trở về ô cổ trấn tìm ta mạnh phàm ngoái đầu tự tin nói tâm nhi ta nhất định trở về tìm ngươi Hùng, phàm ca ca ta đợi ngươi đến được dãy núi thanh long mạnh phàm lấy bản đồ ra quan sát lộ tuyến đường sắp đi thủy nhược y bất ngờ giật lấy tấm bản đồ trong tay mạnh phàm thủy nhược y ngươi lại làm gì như con thiêu thân vậy thủy nhược y khinh thường nói loại bản đồ rách nát này có gì mà xem chứ có người chỉ đường thì không dùng đi xem bản đồ rách nát nàng ta trong khi nói chuyện vứt tấm bản đồ như vứt rác mạnh phàm nghi hoặc người chỉ đường ai vậy tiểu hồ ly nghe nhắc đến tên ôn ly từ trong thế giới tinh thần xuất hiện ở bên ngoài vì chủ nhân nguyện dốc sức chủ nhân ôn ly chạy đến ôm lấy mạnh phàm thủy nhược y giải thích tiểu nha đầu là bạch hồ duy nhất trong tộc thiên phú là không phải bàn cãi có thể chỉ đường giúp người chủ nhân người nói đi người muốn đi đâu đương nhiên là đi thủy nhược y không chờ mạnh phàm nói xong ngắt ngang nói mạnh phàm ngươi còn nhớ không ngươi đã hứa đáp ứng ta ba điều kiện mạnh phàm gật đầu đương nhiên là ta nhớ hắn nghĩ bụng bây giờ điều kiện đầu tiên của ta chính là tìm cho ra ba đóa văn nhân hoa mà đóa đầu tiên chính là ở cấm địa ngươi bây giờ hãy đi tới cấm địa đầu tiên đem văn nhân hoa mang về cho ta thủy nhược y trong lúc nói chuyện cúi người xuống trước mắt mạnh phàm như ngươi mong muốn mạnh phàm trong lúc ngoái đầu lại vô tình nhìn thấy hai ngọn song phong nửa kín nửa hờ đập vào mắt mặt nhất thời đỏ lên thủy nhược y nhìn thấy bộ dáng lúng túng của mạnh phàm nhất thời hiểu ra vấn đề. Tiểu gia hỏa, còn không nghiêm túc làm việc. Chủ nhân, nên xuất phát thôi nào. Ôn ly biến hóa trở lại thành hình tiểu hồ ly, ngồi trên vai của mạnh phàm. Chủ nhân, tới rồi. Ôn ly hướng mắt về phía trước, giải thích, phía trước chính là chỗ bắt buộc phải đi qua của cấm địa thứ nhất, thanh long sạn. Cấm địa thứ nhất có 3 chỗ bắt buộc phải đi qua, thanh long sạn, thái dương thành, trung ương đại bình nguyên. Thanh long sạn này tốt xấu lẫn lộn, nhiều nhất là người muốn đi dãy núi Thanh Long kiếm tiền. Nhất phẩm linh dược, nhị phẩm ma hạch, giá rẻ. Trên đường di chuyển, Ôn Ly giới thiệu, đặc biệt có rất nhiều tiểu thương tới đây buôn bán. Chúng ta đơn độc vượt qua núi Thanh Long quá nguy hiểm, cần tìm một đội lính đánh thuê đi cùng. Mạnh Phàm mỉm cười nói, đây không phải đã có sẵn rồi sao? Phía trước không xa, một gã đại hán đầu chọc tay cầm bảng tuyển người, miệng không ngừng hô lớn, tìm người cùng vượt qua núi Thanh Long, săn được ma thú hạch chia 50 50 Mạnh Phàm bước đến, tay ôm quyền hữu lễ, Huynh Đài, ngươi xem ta có thể gia nhập vào đội không? Gã đầu chọc nhàn nhạt nói, muốn gia nhập đội đương nhiên có thể, có điều người trước tiên phải nhận sát hạch. Sát hạch? Mạnh Phàm nghi hoặc hỏi lại. Bên cạnh gã đầu chọc bất ngờ xuất hiện một thanh niên mặc áo đen, nguyên khí tụ tập nơi tay. Thấy đối phương vung trưởng về phía mình, Mạnh Phàm cũng là đáp lại một chưởng. Khi không bị đối phương công kích, Mạnh Phàm lạnh giọng nói, Huynh Đài, đây là ý gì? Lâm bằng đội trưởng đội lính đánh thuê mỉm cười nói, ngươi không tệ, đạt, nhập đội đi gã đầu chọc giới thiệu đây là đội trưởng lâm bằng của chúng ta ngươi có thể gia nhập đội rồi đó ha 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 đây là muốn giao ai phủ đầu ngươi thủy nhược y khoái chí cười nói giao ai phủ đầu với ta sao về sau sẽ có lúc hắn phải cầu xin ta đội linh đánh thuê của lâm bằng thêm cả mạnh phàm gia nhập là năm người hiện giờ mấy người bọn họ đang ẩn thân trên cây mắt chăm chú quan sát con hỏa linh thú bên dưới lâm bằng phân phó mấy người mạnh phàm các ngươi dùng nguyên khí tỏa cố định tứ chi con hỏa linh thú rõ lâm bằng hướng mạnh phàm nói ngươi tới cố định phần đuôi đi mạnh phàm không có ý kiến khẽ gật đầu thủy nhược y cười cười trêu mạnh phàm hi hi tiểu phàm cảm giác bị người khác ra lệnh thấy thế nào mạnh phàm lạnh nhạt nói đừng nên nhiều lời dựa theo phân phó của lâm bằng gã chọc cùng mấy người khác dùng nguyên khí hóa thành xích đem con hỏa linh thú chế trụ lại mạnh phàm đứng ở một bên dùng nguyên khí đem cả người hỏa linh thú quấn chặt lại như đòn bánh tét lâm bằng phóng xuống miệng hô lớn chịu chết đi hắn một quyền đánh mạnh xuống đầu hỏa linh thú cơ thể hỏa linh thú nhanh chóng tan biến trên mặt đất sót lại ba cái tinh hạch tinh hạch cũng đã tới tay lâm bằng cho là chuyến đi săn này vô cùng hoàn mỹ dị biến bất ngờ xuất hiện từ một phía hãi mũi tên bắn tới lâm bằng ngươi vui mừng quá sớm rồi hai người trong đội lâm bằng không kịp phản ứng bị hai mũi tên đâm xuyên thủng đầu tử vong tại tràng lâm bằng mặt lộ vẻ ngưng trọng hô lên là ai đáp lại lời của hắn là đám mũi tên phô thiên cái địa nhằm ba người bọn hắn bắn xuống khói bụi tan biến lâm bằng ngẩn người dưới trận mưa tên hắn vậy mà cơ thể không chút tổn thương đây là ngươi là luyện khí sư nhìn thấy mạnh phàm một mình ngăn trở mấy mũi tên lâm bằng kinh ngạc hỏi mạnh phàm lạnh giọng kẻ nào đứng sau lưng phóng tiễn mau hiện thân đi một kẻ tay cầm cung bước ra đạm nhiên nói ta còn đang thắc mắc không biết là ai làm hỏng chuyện tốt của ta hóa ra là người cùng môn gã áo đỏ cao ngạo nói tiểu tử bên kia nghe đây bây giờ là thời gian ta giải quyết lâm bằng chỉ cần ngươi bây giờ cút xéo ta sẽ tha cho ngươi một mạng nếu ta không cút thì sao dám đối địch lại huyết y vệ bọn ta vậy thì đừng trách ta nha lời vừa dứt gã áo đỏ bắn tên về phía mạnh phàm ấu trĩ mạnh phàm phất tay một đại môn bằng đất dựng lên phía trước ngăn cản đòn tấn công của gã áo đỏ ngươi ngăn được chiêu đó còn chiêu này thì sao đi chết đi ngươi quá ngây thơ một tiếng nổ lớn vang lên, bức tường ngăn trước người Mạnh Phàm bị đánh nát. Nhìn thấy đạo kim long nguyên khí xuất hiện trước mắt, gã tóc đỏ sắc mặt đại biến, khiếp sợ la lên, tiêu rồi. Sau khi Mạnh Phàm đem gã áo đỏ giải quyết, Lâm Bằng ôm quyền cảm kích nói, "Ân công, đại ân một lời không cảm ơn hết, nhưng đằng sau từ tu thân có huyết y vệ. Mạnh Phàm thờ ơ, "Không sao, cứ để chúng tới đây." "Ân công, còn ma hạch này." A, à, nhìn thấy Lâm Bằng đột nhiên ngã xuống. "Tiêu rồi." Mạnh Phàm vội đưa tay che miệng mũi lại, trong khói ó oh, độc chẳng biết nứt xỉu bao lâu mạnh phàm nghe bên tai giọng của lâm bằng ân công ân công ân công người không sao chứ mạnh phàm ngồi bật dậy nghi hoặc hỏi rốt cuộc là chuyện gì vậy ta đang ở đâu lâm bằng giải thích ân công chúng ta vẫn ở trên núi thanh long lẽ nào người quên rồi đã xảy ra chuyện gì đầu ta tại sao lại có chút choáng lâm bằng giải thích đầu chóng là bởi vì bạch thủy nhi yêu nữ đó đã bỏ mê dược với ta bạch thủy nhi bạch thủy nhi đó thường dùng độc rất lợi hại nhằm cướp tài nguyên ở dãy núi thanh long nhưng chưa bao giờ đã thương ai dám cướp đồ của ta sao món nợ này cứ đợi đấy có điều là có một món đồ mà cô ta không cầm đi ân công mời xem trong khi nói chuyện lâm bằng chìa ra một cái nhẫn chữ vực lâm bằng lo lắng nói ân công ngươi kích sát từ tu huyết y vệ sẽ không để yên đâu ân công chúng ta mau đi tránh họa mạnh phàm nhàn nhạt nói mạnh phàm ta từ trước tới nay không biết bỏ chạy các ngươi tự mình chạy đi, ta ở đây đối phó với huyết y vệ. Ân công, vậy bọn ta đi trước, không thể khuyên bảo Mạnh Phàm, hai người Lâm Bằng ôm quyền chào từ biệt. Mạnh Phàm hảo tâm nhắc nhở, đi đi, trên đường nhất định phải cẩn thận. Tiếp theo nên kiểm tra một chút chiến lợi phẩm. Mạnh Phàm rảnh rỗi đem nhẫn chữ vật vừa cướp được ra quan sát. Bên trong nhẫn chữ vật là một cái không gian rộng lớn. Mạnh Phàm ngẩn người. Phía trước mặt hắn là một cái luyện đan lô khổng lồ. Mạnh Phàm nghi hoặc hỏi: Thủy Nhược Y, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Đồ không có kiến thức. Chiếc nhẫn này có khả năng chữ vật, bây giờ không gian ngươi đang đứng là không gian chữ vật, nhìn xung quanh ngươi đi. Đây đều là nguyên liệu ma hạch. Ôn Ly phấn khích hô lên, ma hạch. Thủy Nhược Y tiếp tục giải thích, trước mặt người là lò luyện đan. Thủy Nhược Y hài lòng nói, không gian chữ vật này vừa khéo là một phòng luyện đan, có thể giúp khắc phục các khuyết điểm luyện khí sư của ngươi. Vậy thì tốt, ta có thể luyện chế mọi vật rồi, ôn ly ôm đống ma hạch trong tay nghiêm túc nói chủ nhân ngươi đừng động đến số ma hạch này mạnh phàm kiên nhẫn thuyết phục chỉ có ma hạch chuyển đổi thành thực lực mới là ma hạch tốt há miệng mạnh phàm trong khi nói chuyện đem một khối ma hạch bỏ vào miệng ôn ly tiểu nha đầu bộ dáng hưởng thụ nhai ma hạch như nhai kẹo khai lò mạnh phàm đứng trước đan lô bắt đầu luyện chế hắn đem tất cả ma hạch cùng nguyên liệu bỏ vào đan lô bên trong đan lô tất cả nguyên liệu bị hỏa diễm hòa tan đang bắt đầu ngưng tụ lại mạnh phàm vậy mà luyện chế một thanh trường kiếm thủy nhược y giật mình hô lên thanh kiếm này là phối kiếm của mạnh tiên sinh phụ thân của người bội kiếm của phụ thân thì đương nhiên là phối kiếm của ta tiếp tục dưới sự thôi động của mạnh phàm thanh kiếm dần ngưng tụ thành thực chất tiếp theo là vi kiếm khai phong long khởi mạnh phàm đem nguyên khí ngoại phóng đánh về phía thanh kiếm thủy nhược y kinh hô tiểu tử đừng chỉ là nàng ta đã muộn một bước kim long nguyên khí nhanh chóng dung nhập vào trong thân kiếm mạnh phàm có chút quá sức mồ hôi như hạt đậu thi nhau túa ra đột nhiên mạnh phàm ho lên một tiếng miệng thổ ra máu tươi ôn ly lo lắng kinh hô chủ nhân thủy nhược y bất mãn mắng luyện khí là phải từng bước tiến hành không thể làm liều thật là tay mơ mới phạm phải lỗi sơ đằng này mạnh phàm tức giận quát kiếm của phụ thân tại sao ta luyện không thành khai phong chợt dị biến xảy ra sau lưng mạnh phàm xuất hiện một đạo hư ảnh một cái xích long mặt người thân hình quấn quanh tảng cự băng hai mắt nhắm nghiền tựa hồ như ngủ say nhìn rõ dung mạo của xích long thủy nhược y trong lòng dậy sóng nhị không được thốt lên đây huyết mạch dị tượng này là trúc long trúc long hai mắt hé mở mũi phun ra một cỗ bạch vụ thủy nhược y vội nhắc nhở mạnh phàm không được phân tâm nàng ta lúc này cũng là giải đáp thắc mắc bấy lâu nay trả trách tên tiểu tử này học thứ gì cũng nhanh cả hóa ra tên tiểu tử này lại là chủng long huyết mạch cỗ bạch vụ từ mũi trúc long nhanh chóng dung nhập vào trong đan lô Thủy Nhược Y lẩm bẩm, Trùng Long hô phong, Vi Phong vi nhẫn, kiếm đã thành rồi. Mạnh Phàm lúc này cũng đã tiêu hao hết tinh thần lực, cả người Mạnh Phàm nhanh chóng vỡ nát, tan biến trong không gian chữ vật. Ôn Ly khiếp sợ hô lớn, chủ nhân. Thủy Nhược Y trấn an, không sao, cái bị vỡ là tinh thần thể của hắn, nhiều nhất cũng chỉ là bị chóng một chút thôi. Vậy ta cũng ra ngoài với chủ nhân. Thủy Nhược Y ngăn lại, bảo vệ cái gì nữa? Có người tới, trước tiên cứ đợi đã ở bên ngoài mạnh phàm dựa vào một cái gốc cây chìm vào hôn mê bạch thủy nhi từ xa đi đến u oán lẩm bẩm vội đi nên quên lấy những chữ vật ta thật ngốc kiếm luyện thành rồi nghe tiếng người bạch thủy nhi phát hiện ra mạnh phàm tên tiểu tử nào đây bạch thủy nhi mũi nhúc nhích người người hô lên thơm quá đi mùi gì vậy trên mặt hắn có thú văn ư bạch thủy nhi người cúi sát xuống quan sát mạnh phàm là mùi huyết mạch cao cấp ấy nha thật không biết diễn tả sao luôn bất ngờ bạch thủy nhi làm một cái hành động kỳ lạ nàng ta thẻ cái lưỡi nhỏ nhắn liếm lên mặt mạnh phàm sau một phe nghìn ngẫm cảm nhận mùi vị trên người tên thanh niên trước mắt bạch thủy y kích động hô lên không sai tuyệt đối là thiên cấp yêu thú ta thật là may mắn quá đi đây gọi là thiên mệnh chi tử nàng ta cười không ngậm được mồm ta xuất môn hành động thì có thể thu nhận thiên cấp yêu thú đây là nhân vật chính trong tiểu thuyết vẫn thường hay nói tới vậy thì bắt đầu thôi hắc hắc Bạch Thủy Nhi cười gian, trong tay xuất hiện một cái bút lông. Tỷ tỷ, cô gái này muốn làm gì? Bên trong không gian chữ vật, ôn ly nghi hoặc hỏi. Thủy Nhược Y thản nhiên giải thích, cô ta muốn nô dịch mạnh phàm. Ở trong nhân tộc, người có huyết thống và môn phái đặc biệt. Còn có thể dùng năng lực của bản thân nô dịch yêu thú. Ôn ly tiếp tục hỏi, còn chủ nhân thì sao? Thủy Nhược Y lắc đầu, không có sao, chủ nhân của ngươi chỉ có huyết mạch thượng cổ thần thú. Chỉ là có huyết mạch, ôn ly hỏi lại thủy nhược y khẽ gật đầu đúng vì vậy không có gì nguy hiểm cả hơn nữa ta nghe nói nghi thức này còn rất xến xúa trở lại bên ngoài bạch thủy nhi sau một hồi bận rộn vẽ pháp trận nàng ta tiến đến bên cạnh mạnh phàm dựa vào danh tiếng ngự thú môn bạch thủy nhi ta ký hiệp ước với ta vừa dứt lời bạch thủy nhi kề sát miệng nhỏ lên miệng của mạnh phàm hành động này giữa nam và nữ được gọi là hôn đấy mấy bạn fa thì sao biết được chớ bạch thủy nhi sau một hồi ký hiệp ước muốn ngạt thở vẫn không thấy có chút phản ứng từ đối phương Nàng ta chán nổi Hắc Tuyến, răng nghiến chặt gầm lên, chuyện gì vậy, tại sao trận pháp một chút phản ứng cũng không có? Lẽ nào tên gia hỏa này có vấn đề ư? Bạch Thủy Nhi linh quang chợt lóe, thốt lên, lẽ nào? Tên lừa đảo này. Bạch Thủy Nhi vừa thẹn vừa giận quát tháo, nguyên liệu của trận pháp bị lãng phí thì không nói, còn lừa mất nụ hôn đầu của lão nương. Nghe tiếng ồn ào, Mạnh Phàm mơ màng hé mắt tỉnh dậy. Ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tên lừa đảo Bạch Thủy Nhi tức giận nhằm tiểu đệ đệ của Mạnh Phàm đạp xuống. Mạnh Phàm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức cảm thấy một cơn đau không tài nào diễn tả từ tiểu đệ đệ truyền lên đại não. Mạnh Phàm cả người run run, ánh mắt oán hận nhìn Bạch Thủy Nhi, đồ đáng chết nhà ngươi. Bong, còn chưa kịp làm gì, Bạch Thủy Nhi cầm một chiếc búa nện xuống đầu Mạnh Phàm. Vâng nói ra thì khó tin, nhân vật chính của chúng ta cứ vậy bị nữ nhân cầm một búa nện cho ngất xỉu. Rất nhiều năm sau đó, khi Mạnh Phàm đã là một tồn tại đỉnh phong trên đại lục, mỗi lần nhắc lại chuyện này bạch thủy nhi đều lấy đó làm tự hào bạch thủy nhi hừ lên một tiếng tên lừa đảo nhà ngươi còn dám mắng ta ý bất chợt nàng ta nhìn về phía mạnh phàm con mắt sáng lên nhẫn chữ vật hắc 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 bạch thủy nhi cất giọng cười đê tiện ngang nhiên cướp nhẫn chữ vật trên tay mạnh phàm bạch thủy nhi nghĩa chính ngôn từ phán một câu xanh dờn cái nhẫn này cứ xem như là ngươi bồi thường cho lão nương mạnh phàm sau khi hồi tỉnh đưa tay sờ đầu đau quá xảy ra chuyện gì vậy Ôn Ly quan tâm hỏi, chủ nhân, người không sao chứ? Ôn Ly, đã có chuyện gì xảy ra với ta vậy? Thủy Nhược Y thờ ơ giải thích, cũng không có gì, chỉ là có người nào đó hình như đã mất kiếm rồi. Mạnh Phàm nổi điên quát, các ngươi cứ đứng chờ đó nhìn vậy à? Thủy Nhược Y chân đạp mặt Mạnh Phàm, lạnh nhạt nói, tiểu gia hỏa, hung dữ cái gì? Chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, hơn nữa, ngươi là mất kiếm chứ không phải mất mạng. Khi nào làm hại tới tính mạng của ngươi, rồi hãng nói tiếp mạnh phàm không nói không rằng đem cuốn sổ ra ghi ghi chép chép thủy nhược y nhìn bộ dáng đáng nghi của mạnh phàm nghi ngờ hỏi ê ngươi muốn làm gì vậy hả ngươi chơi ta một vố ta cần phải ghi lại để trả lại ngươi thủy nhược y không nhịn được phá lên cười tiểu ra hỏa thù cũng dài quá đấy ôn ly bộ dáng đáng yêu thò đầu ra nói chủ nhân đừng ghi thủ ta nhé nhé mạnh phàm nhìn cũng không nhìn bất mãn nói thật là hồ ly lớn dẫn theo hồ ly nhỏ hại chết người ta mà không đền mạng có điều kiếm mất rồi ta nhất định không để yên. Kiếm do ta luyện thành, trên kiếm còn có tinh thần lực của ta, ta chỉ cần cảm ứng một chút thì biết nó đang ở đâu. Dùng tinh thần lực cảm ứng, rất nhanh mạnh phàm hô lên, tìm thấy rồi. Ôn ly, theo ta đi lấy kiếm. Vừa dứt lời, mạnh phàm đuổi theo hướng Bạch Thủy Nhi trước đây rời đi. Ôn ly nhu thuận gật đầu, rõ, chủ nhân. Tiểu nha đầu biến trở lại thành tiểu hồ ly ngồi trên vai mạnh phàm. Thủy nhược y cảm thán, tinh thần chi pháp, vô sư tự thông, không hổ là trúc long huyết mạch cảnh phim chuyển đến tổng đàn huyết y vệ phế vật gã thủ lĩnh giận dữ bóp nát cái ly trong tay phế vật đám phế vật thế mà lại để mất kim thiên lư nói là ai đã giết từ tu tên thuộc hạ cung kính thuật lại bẩm thủ lĩnh bọn ta dùng hồi thiên kính kiểm tra trên núi thanh long theo hồi thiên kính tại nơi từ tu chết xuất hiện hai người một người là bạch thủy nhi người còn lại thủ lĩnh huyết y vệ răng nghiến chặt gầm lên bạch thủy nhi này thế mà lại dám năm lần bảy lượt khiêu khích huyết y vệ ta kỳ thực ta là sợ hai lão tặc sau lưng cô ta người còn lại là ai người còn lại tên mạnh phàm trên mặt còn có thú văn mạnh phàm thủ linh huyết y vệ nhanh chóng nhớ đến cái tin tức chính là tên tiểu tử trong lời đồn ba năm sau sẽ khiêu chiến với thiên hàn tông sao thú văn trên mặt hắn e không phải là tiểu nam chủng của bạch thủy nhi truyền lệnh của ta thủ vệ canh giữ cửa thành của mệnh huyết y vệ kiểm tra nghiêm ngặt toàn bộ người vào thành một khi có tin tức của mạnh phàm lập tức thông báo mạnh phàm cùng ôn ly đứng trước cổng lớn thái dương thành kiếm của ta đang ở trong thành vậy à nữ nhân đó nhất định cũng ở đây rồi thái dương thành chủ nhân chúng ta phải làm sao mới tìm thấy nữ nhân đó vậy mạnh phàm mắt khẽ nhắm lại mỉm cười nói giờ cô ta còn đang mang theo kiếm của ta tìm một chút là thấy thôi mạnh phàm dựa theo tinh thần lực điều tra rất nhanh tìm thấy bạch thủy nhi đang trú thân ở tòa lầu các cao chót vót trong thái dương thành mạnh phàm vội vã mang theo ôn ly tiến vào trong thành nhìn tòa kiến trúc trước mắt ôn ly thốt lên chính là ở đây trước mắt hai người là một tòa kiến trúc xa hoa vừa nhìn đã biết chủ nhân là người không phú cũng quý cả hai ngẩn người quan sát tòa lầu các miệng mồm há lớn nhìn bộ dáng nhà quê gia tỉnh của mạnh phàm mấy tên thanh niên đứng phía sau mặt lộ vẻ chán ghét đồ nhà quê đúng bây giờ kẻ nhà quê nào cũng có thể vào thái dương thành chủ nhân người xem trong khi nói chuyện Ôn Ly chỉ tay về phía đoàn người đang bước vào trong tòa lầu các. Mạnh Phàm hô lớn, "Bạch Thủy Nhi!" Nghe có người gọi tên mình, Bạch Thủy Nhi theo phản ứng liếc mắt nhìn sang. Nhìn thấy Mạnh Phàm, nàng ta làm mặt quỷ trêu chọc, "Tên ngốc, lêu lêu. Ngươi đứng lại cho ta." Mạnh Phàm vội vàng xông đến. "Ngươi mau đứng lại cho ta." Thấy Mạnh Phàm xông đến, hai thủ vệ gác cổng đem vũ khí ngăn lại. Đan tháp như chỉ có khí hồn sư mới có thể vào trong, người bạn nhỏ ngươi không phải là khí hồn sư thì không thể vào trong mạnh phàm giải thích ta tu luyện tinh thần chi pháp sớm đã đủ năng lực đơn độc chuyện này người thủ vệ bối rối đưa mắt nhìn đồng bạn hỏi ý kiến người kia cẩn thận hỏi nhưng người bạn nhỏ không có huy hiệu khí hồn sư phải không bất chợt tiếng người phía sau khinh miệt vang lên tên nhà quê này mau cút đi đừng đứng đây làm bẩn mắt người khác đừng có ở đây cản đường người khác ôn ly tức giận mắng lại các người dựa vào cái gì mà có thể vào trong tiểu xúc sinh trước mặt ngươi chính là nhị thái tử của đế quốc thái tử là người sắp vào kỳ thi kiểm tra tư cách để trở thành khí hồn sư thái tử đi ngang mạnh phàm lạnh lùng nói đan tháp không phải nơi ngươi nên đến bạch thủy nhi cũng không phải là người ngươi có thể tiếp cận cút ôn ly thấy chủ nhân bị người khác miệt thị tức muốn xì khói vô duyên vô cớ bị đối phương quát mắt mạnh phàm mặt đen lại chủ nhân mạnh phàm chật lên tiếng hỏi thủ vệ nếu ta lấy được chứng nhận khí hồn sư thì có thể vào đan tháp phải không thủ vệ ngẫm nghĩ nói nếu lấy được khí hồn sư đương nhiên có thể vào trong chỉ là người bạn nhỏ muốn lấy chứng nhận khí hồn sư thì cần phải chuẩn bị tài nguyên ma hạch nếu người bạn nhỏ không có ta khuyên tốt nhất nên thoái lui đi mạnh phàm quay nhìn tiểu hồ ly nhẹ nhàng gọi ôn ly ôn ly mặt lộ vẻ đề phòng hỏi làm làm sao thế mạnh phàm chắp tay này nỉ làm ơn ôn ly ta biết lần trước ở không gian tích chữ lấy được một ít ngươi cho ta đi ôn ly ra dáng quản gia lắc đầu ngây ngùi nói không được không được đây là số ma hạch chuẩn bị cho chủ nhân lấy vợ, không thể động, không thể động được. Mạnh phàm gãi gãi hai lỗ tai tiểu nha đầu, nịnh nọt, "Cho ta đi, cùng lắm ta bồi thường gấp đôi, lấy một trả lại hai cho ngươi." "Được, được." "Vậy là chủ nhân nhất định phải trả lại gấp đôi đó." Mạnh phàm gật đầu, "Đương nhiên, đi, chúng ta mau cho tên thái tử gì gì đó nếm khổ." Bên trong đan tháp. "Đại sư, tất cả người thi đã đến đủ." "Tốt." Lão nhân búng tay lấy ra một cái đồng hồ cát. Kỳ sát hạch khí hồn sư lần này là nhị giai vũ khí. Nghe đại sư tuyên bố, người dự thi một mảnh nhốn nháo, lần này tại sao lại là nhị giai vũ khí? Những lần trước đều là nhất giai vũ khí. Trời ơi. Ôn Ly tò mò hỏi, nhị giai rất khó sao? Mạnh phàm tùy tiện nói, chỉ là một nhị giai bé nhỏ mà thôi. Tên ong ve đi theo thái tử, hướng Mạnh phàm cạnh khóe, loại phế vật như ngươi mà cũng dám đứng đây ra vẻ, gì mà nhị giai nhỏ bé chứ. Vậy như này đi, chúng ta đánh cược với nhau thấy sao? thái tử liếc mắt hỏi ngươi muốn cực gì nếu như ta luyện chế ra được ít nhất là vũ khí nhị giai thì ngươi phải trả vũ khí có giá trị gấp 10 lần cho ta nếu như ngươi không luyện ra được thì sao mạnh phàm thờ ơ nói ta tùy ý người xử lý ta cũng không tiếp cận bạch thủy nhi nữa tam giai pháp bảo nếu ngươi luyện ra được ta sẽ bồi thường gấp 100 lần nếu như không thể ta muốn người mãi mãi cút ra khỏi thái dương thành mạnh phàm không cần suy nghĩ nhanh chóng chấp nhận ván cược này ôn ly thấp giọng nhắc nhở chủ nhân pháp bảo có độ khó cao hơn một bậc so với vũ khí tam giai pháp bảo là tương đương với tứ giai vũ khí đó mạnh phàm sờ đầu ôn ly truyền âm chấn ân đừng lo lắng kẻ này coi tiền như rác nếu không lấy của hắn ít thì quá ủng phí rồi tài nguyên mà hạch cho ngươi sẽ do hắn trả chấp sự đại sư vỗ tay hô lớn được rồi trật tự các thí sinh nghe đây thời gian sát hạch là một giờ bây giờ bắt đầu ngay khi đại sư vừa dứt lời mạnh làm lập tức điều động tinh thần lực khai lò mạnh phàm nhanh chóng đem ma hạch bỏ vào đan lô dung luyện bên trong thế giới tinh thần của mạnh phàm thủy nhược y lẩm bẩm tên tiểu tử này muốn dùng chiêu đó để ta giúp hắn phía bên ngoài thái tử ánh mắt bất thiện nhìn mạnh phàm mạnh phàm này rốt cuộc có quan hệ gì với thủy nhi tam giai pháp bảo hắn tuyệt đối không thể luyện thành mà ta hôm nay mới là người khiến mọi người kinh ngạc à? bạch thủy nhi sẽ nhìn ta với ánh mắt khác ta sẽ lấy được tình cảm cô ta cưới cô ta đoạt lấy và khống chế ngự thú môn Cuối cùng là cướp ngôi hoàng đế, ngồi trên ngai vàng, tưởng tượng ra bước đường nhân sinh của bản thân, thái tử không ngừng cười thầm. Bây giờ chính là thời khắc tỏa sáng của ta. Thành rồi." Thái tử cao ngạo hô lên, số 13 nộp bài. Đại sư cảm thán nói, không hổ là nhị thái tử của đế quốc, thời gian luyện chế so với người khác ngắn hơn nhiều. Chỉ là, không biết nhị thái tử luyện ra vật gì. Đại sư có chút kinh ngạc thốt lên, đây là. Nhìn vật phẩm trong đan lô, đại sư nhận ra đây là vũ khí tam giai phong long thuẫn tên ong vai chạy đến vuốt mông ngựa chúc mừng nhị thái tử chúc mừng nhị thái tử đã thành công luyện ra vũ khí tam giai cái gì thế mà lại là tam giai sao nhị thái tử thực sự lợi hại nghe mọi người tán thưởng thái tử bày ra vẻ mặt khiêm tốn bình thường bình thường thôi chợt ai đó kinh hô mau nhìn người bên cạnh đi mọi người hướng mắt về phía mạnh phàm đan lô của hắn lúc này đang rung lắc kịch liệt tiêu rồi đan lô sắp nổ rồi quả nhiên vừa dứt lời đan lô luyện khí của mạnh phàm nổ một tiếng lớn khói bụi mù mịt đại sư tức giận quát luyện khí thế mà lại luyện tới mức nổ lò sư phụ rác rưởi tới mức nào mới đào tạo ra loại đồ đệ như ngươi mạnh phàm không để ý đến đại sư môi khẽ nhếch lên xem ra luyện thành rồi hả đây là đây là đại sư khiếp sợ thầm hô vật phẩm mạnh phàm luyện chế không có thất bại đang tỏa ra bạch quang chói mắt đại sư kinh hô chỉ có tam giai pháp bảo mới xuất hiện bảo quang mạnh phàm gật đầu xác nhận tam giai pháp bảo luyện thành rồi đại sư cảm thán kỳ sát hạch khí hồn sư lần này quy tụ thật nhiều nhân tài quao wow, tam giai pháp bảo thế mà lại là tam giai pháp bảo thái tử dẫn giữ phản bác không thể nào hắn gian lận đây vốn dĩ không phải là tam giai pháp bảo mạnh phàm mỉm cười nói thái tử là bởi vì đánh cược thua nên tâm tính điên loạn rồi sao đây rõ ràng là bảo quang tứ giai pháp bảo nếu như thái tử đau lòng số tài nguyên đó thì cứ trả ta bằng tiền cực thôi là được rồi. Ôn Ly vội nói, chủ nhân, không được, vậy chúng ta sẽ lỗ to. Thái tử mày kiếm dựng ngược, quát ầm lên, người như ta mà phải mắc nợ ngươi chút đồ sao. Bảo quang của tứ giai pháp bảo chỉ có đỏ tranh lam lục. Bốn loại ánh sáng này, vốn dĩ không có bạch quang. Đại sư ở phía sau nói, điện hạ có điều chưa biết, bạch quang này là bởi vì. Thái tử không thèm nghe, răng cắn chặt nói, mạnh phàm, ngươi dám cực thêm vật cực không? dùng pháp bảo của ngươi để công kích phong long thuẫn của ta nếu như ngươi công phá thành công mấy chiếc nhẫn chữ vật này sẽ là của ngươi ta đang bồi thường cho ngươi gấp 100 lần tài nguyên tứ giai nếu như ngươi thua ta muốn người quỳ lại ta dứt lời thái tử ném mấy chiếc nhẫn chữ vật về phía mạnh phàm được ta chấp nhận cược mạnh phàm không cần suy nghĩ tay chụp lấy mấy chiếc nhẫn chữ vật chủ nhân thái tử điện hạ đã chuẩn bị xong chưa đừng có nhiều lời ngươi mau tấn công đi mạnh phàm cúi xuống nhặt lấy vật phẩm vừa mới luyện chế thành công thái tử điện hạ ta hôm nay sẽ dạy cho ngươi một đạo lý làm người đừng nên quá tự cao tự đại nhớ lấy tên người công phá vũ khí của ngươi mạnh phàm quăng mạnh khối thạch châu trong tay về phía thái tử thái tử đem tam giai thuẫn dơ lên phía trước ngay khi viên thạch châu đến gần gã ta sắc mặt đại biến không quá dây dưa viên thạch châu vừa va chạm đã đem tam giai pháp bảo của thái tử đánh nát tiện thể đem hắn chấn đến ngất xỉu mau đưa thái tử điện hạ đi tìm thái y Đúng, mau đưa hắn đi đi, tiện thể khám não luôn." Mạnh Phàm nói với theo. Người xung quanh cười lớn, ha ha ha, tên Mạnh Phàm này thật độc mồm độc miệng, quá lợi hại. "Đúng thế. Mạnh Phàm, ngươi còn dám châm biếm nữa, Thái tử điện hạ sẽ không tha cho ngươi." Mạnh Phàm cười nói, "Không tha ta? Thái tử điện hạ đừng quên tài nguyên tứ giai bồi thường gấp 100 lần cho ta mới đúng." Đại sư bước đến gần nói, "Mạnh Phàm khuyên ngươi phải có lòng khoan dung, có điều vẫn phải chúc mừng ngươi đã giành vị trí thứ nhất kỳ thi sát hạch khí hồn sư này." mạnh phàm ôm quyền nói gặp may gặp may thôi đại sư mạnh phàm có một chuyện muốn thỉnh cầu hả là chuyện gì xin hỏi đại sư làm thế nào để hẹn gặp bạch thủy nhi người muốn hẹn gặp bạch thủy nhi thì cũng không phải là không được chỉ là đại sư nói đến đây liền ngừng lại mạnh phàm não phẳng không có hiểu ý hỏi ý của đại sư là thủy nhược y buộc phải thông não cho mạnh phàm lão già này là đang muốn ra điều kiện mạnh phàm hiểu ra nói nếu như đại sư có thể nói cho ta biết tự khắc sẽ có lễ cảm tạ đến tay người. Ba ngày sau, trên tầng cao nhất của đan tháp sẽ bắt đầu tu luyện, Bạch Thủy Nhi thân làm hậu bối nhất định sẽ tới. Đại sư tiết lộ một cái tin tức. Đa Tạ đại sư. Ngoài ra, Oanh Thiên Lôi luyện khí phương, không cần cảm ơn, Mạnh Phàm trước khi rời đi, tuân theo ước hẹn đưa lại cho ông ta một phần trọng lễ. A, à, được, được. Với thân phận luyện khí đại sư như ông ta, chỉ có hứng thú với luyện phương chế tạo khí, Mạnh Phàm chẳng khác nào đưa than sưởi ấm ngày đông ba ngày sau bên trong tổng bộ huyết y vệ huyết chiến đem tách trà trong tay đập nát gã ta đưa tay sờ cái đầu chọc bóng loáng nói vậy đan tháp thí luyện hôm nay mạnh phàm cũng tới tham gia gã thuộc hạ cung kính đáp vâng ta chính tay nghe thấy tuyệt đối chính xác các huynh đệ chúng ta đi bắt mạnh phàm để ép tiểu nhân tình bạch thủy nhi của hắn giao ra gia kim thiên lô cảnh phim chuyển đến thái dương thành ôn ly hướng mạnh phàm nói chủ nhân người đã nhận lời đền cho ta gấp đôi phải không đồ mê tiền cho ngươi trong khi nói chuyện mạnh phàm đưa cho ôn ly mấy cái nhẫn chữ vật cẩn thận đếm tới đếm lui ôn ly chất vấn sao có tới bốn cái không phải năm nhẫn chữ vật sao chủ nhân lẽ nào chủ nhân người lén giấu quỹ đen sao mạnh phàm cười như không cười tự tin nói quỹ đen cái gì ta có tôn nghiêm của một người đàn ông đan tháp đại sư hô lớn tất cả trật tự quy định của đan tháp chắc mọi người đều đã biết nhưng vì phòng trường hợp có tân thí luyện sinh không hiểu quy định ta vẫn giải thích lại một chút đạn tháp mỗi tầng đều là luyện hóa đồng đẳng cấp cảnh giới trong đó lại có hơn nghìn yêu thú bổ sung giúp các vị khí hồn sư luyện hóa năng lượng càng lên tầng cao thì càng mạnh trên tầng cao nhất khí hồn sư phải đối ứng với địa nguyên cảnh cũng chính là càng lên cao lợi ích càng nhiều được rồi nói nhiều rồi thi luyện đan tháp bắt đầu trong khi nói chuyện ông ta đem đại môn đan tháp mở lớn đi mạnh phàm hô lên một tiếng chạy vào bên trong mạnh phàm vừa chạy được vài bước phía sau đã có tiếng ai đó hô lớn đứng lại chịu chết đi mạnh phàm thân thủ nhanh nhẹn xoay người lại đỡ một cước từ kẻ phía sau đánh tới ngươi chính là mạnh phàm nhị thái tử đứng sau nói mạnh đại ca chính là hắn mạnh phàm điềm nhiên nói mạnh đại ca điện hạ ta không có tiểu đệ giống như ngươi nhị thái tử sẵn giọng mạnh phàm ngươi đừng hòng chiếm tiện nghi của ta người ta gọi là nhị thái tử còn chưa nói hết câu gã họ mạnh cắt ngang người hắn gọi là ta thượng kinh thành mạnh gia mạnh phong mạnh phàm vừa giật mình ai nha thượng kinh thành mạnh gia mạnh vũ hồn có quan hệ gì với ngươi mạnh vũ hồn vũ hồn ca là con trai của gia chủ mạnh phong nói ra mạnh phàm nghiêm giọng vì vậy mạnh vũ hồn gặp ta phải gọi ta một tiếng thúc thúc còn ngươi muốn tìm chết mạnh phong bị khí thế của mạnh phàm áp bức vội chấp tay khúm núm hả à? xin lỗi cháu không biết thúc thúc ở đây xin được trục tội mạnh phàm xua tay không sao không biết thì không có tội ta còn có chuyện đi trước mạnh phong thầm hô không đúng mạnh ra không có tiền bối nào trẻ như vậy chết tiệt ngươi đứng lại cho ta tên bịp bộng nhà ngươi chiếm tiện nghi của ta bạch thủy nhi lẩm bẩm thí luyện bắt đầu rồi vừa tiến vào bên trong mạnh phàm nói ôn ly ở đây rất nguy hiểm ngươi tạm thời vào trong tinh thần không gian của ta đi đan tháp thí luyện mỗi năm tổ chức một lần đều sẽ khai khải đan tháp để mấy con ma thú không có khai hóa tinh thần và trí tuệ trấn áp hóa thành năng lượng thuần túy tồn tại trong tháp mỗi lần đan tháp khai khải năng lượng sẽ tuôn ra đánh vỡ kích quang thì có thể giành được nguyên khí có điều nguyên khí không phải có thể lấy đi dễ dàng như vậy mạnh phàm sử dụng phi tiên bộ cả người nhẹ như gió đơn giản né tránh công kích tiến lên phía trước phát hiện một đạo năng lượng đánh tới sau lưng mạnh phàm hô lên tiêu rồi không kịp tránh né mạnh phàm buộc phải cứng trọi cứng đưa tay ngăn cản công kích bị đánh tan hóa thành một dược dịch ẩn chưa năng lượng nồng đậm mạnh phàm ngưng ngác còn chưa hiểu chuyện gì dược dịch đã dung nhập vào trong cơ thể cảm nhận được nguyên khí của ta đã trở nên mạnh hơn thủy nhược y giải thích tiểu tử ngốc có gì mà kinh ngạc đây là năng lượng đan tháp đó còn không phải vì đập vỡ mấy cái đèn lồng ở tầng này nguyên khí liền tăng mạnh hơn trăm lần nghe được lời này bạch thủy y nhắc nhở tiểu tử ngốc càng lên cao năng lượng càng mạnh còn nữa người lẽ nào quên kiếm của ngươi rồi mạnh phàm hô lên đúng rồi kiếm của ta vẫn ở trong tay gia hỏa kia mạnh phàm đừng đi ngươi dám đắc tội thượng kinh thành mạnh ra ngươi tưởng rằng có thể chạy thoát sao ta thấy ngươi đúng là chán sống rồi chịu chết đi đồ khốn mạnh phàm né sang một bên hư lạnh nói con chó săn này chạy từ đâu ra vậy tiện chân mạnh phàm đạp mạnh xuống mặt tên thuộc hạ của nhị thái tử ta không có thời gian để chơi với ngươi đi trước đây trong khi nói chuyện mạnh phàm hướng chỗ sâu lao đi mạnh phong nghiến răng quát đuổi theo lên đến tầng hai đan tháp mạnh phàm mắt chăm chăm nhìn phía trước wow đây là trước mắt mạnh phàm là một cỗ cơ quan chuyển động qua lại ngăn không có người đi qua thủy nhược y bất ngờ hiện thân đan tháp này có chút thú vị nha thế mà còn bố trí cả nguyên khí cơ quan mạnh phàm bực bội nói thủy nhược y ngươi lại đột nhiên xuất hiện hù chết ta rồi thủy nhược y rán sát người lên người mạnh phàm hù ngươi cái gì chứ ta là sợ tên ngốc như ngươi mất mạng thôi mạnh phàm chăm chăm nhìn hai quả bưởi đập trước mắt hử thủy nhược y phát hiện ra vấn đề ta nói ngươi còn nhìn ngực lo nhìn cơ quan kìa kiếm của phụ thân ngươi còn muốn lấy lại không hả cơ quan này đặc biệt thiết kế nhằm đối phó với khí hồn sư chỉ có sức mạnh tinh thần lực mới có thể làm cơ quan này ẩn đi bây giờ ta sẽ lấy tinh thần lực của ngươi xong rồi dứt lời thủy nhược y ném đạo tinh thần lực của mạnh phàm về phía cơ quan mạnh phàm môi khẽ nhếch lên cơ quan tốt như vậy vừa khéo dùng để dạy bảo ngô long và mạnh phong vừa lên đến tầng 2, ngô long hô lớn mạnh phong đại ca mạnh phàm ở đó ngươi chạy cũng nhanh thật đấy mạnh phàm ngươi đứng lại cho ta mạnh phàm cất giọng châm chọc đừng gấp đừng gấp hiền điệt thúc thúc đây không phải là vẫn đang đợi ngươi hay sao ngô long tức giận quát lớn mạnh phàm ngươi thôi chiếm tiện nghi của ta đi đợi bọn ta ừ ta thấy người là sợ rồi đi mạnh phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn mạnh phàm biết sợ thì còn không mau xin tha mạng ngươi bây giờ quỳ gối xuống xin tha mạng bọn ta có thể miễn cưỡng tha thứ nếu không nếu không thì sao hai hiền điệt phải lại chúc tết người thúc thúc này bây giờ cho người chết ngô long tay cầm vũ khí lao tới đi chết đi mạnh phàm mạnh phàm nhàn nhạt nói hiền điệt ngô long à thật dễ manh động thúc thúc sẽ dạy cho ngươi một đạo lý làm người làm chuyện gì cũng đừng nên hành động theo cảm tính trong khi nói chuyện mạnh phàm vung đạo tinh thần lực trong tay về phía ngô long bất chợt trước mắt ngô long hiện ra mấy đạo cơ quan không kịp trở tay ngô long sắc mặt đại biến buồn bực hô lên tiêu rồi đạo cơ quan khổng lồ đánh cho ngô long miệng thổ huyết trọng thương hiền điệt mạnh phong đừng có hành động theo cảm tính đạo lý này ngươi đã hiểu ra rồi chứ mạnh phong răng nghiến chặt gầm lên hiểu ông già ngươi phong động cửu thiên nhìn công kích mạnh phong đánh tới mạnh phàm thi triển phá lãng quyết cản phá mạnh quá không hổ danh người của mạnh ra ta nhìn hai người mạnh phàm đối chiến Bạch Thủy Nhi có chút kinh ngạc, kẻ xâm nhập tầng 2 chính là hai người bọn họ sao? Sơn Dương trưởng lão lên tiếng, bẩm thiếu môn chủ, chỉ có hai người này. Đại Nưu trưởng lão tiếp lời, những người khác đều bị tia laser dưới tầng 1 ngăn cản. Toàn một đám phế vật, hai người thì hai người. Luyện hóa nguyên khí của hai người bọn họ thì ta có thể đột phá luyện hồn giai. Bạch Thủy Nhi phân phó cho hai vị trưởng lão bố trận. Ngoan đừng động, đợi lát nữa tỷ tỷ sẽ ăn ngươi. Hai người Mạnh Phàm hoàn toàn không biết ý định của Bạch Thủy Nhi. Liếc mắt nhìn Mạnh Phàm, Mạnh Phong hô lên, "Mạnh Phàm, ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là tên phế vật bị gia chủ đuổi khỏi Mạnh gia. Phụ thân ngươi đã sát hại rất nhiều đệ tử đồng môn ở Thiên Hàn Tông, vì lợi ích của bản thân mà cả đồng môn cũng không bỏ qua. Quả là nỗi sỉ nhục của gia tộc. Mà ngươi, Mạnh Phàm, là con của kẻ làm ô uế gia tộc Mạnh Phong giọng khinh miệt nói ra. Hôm nay ta phải đại nghĩa diệt thân, vì Mạnh gia mà trừ hại." mạnh phàm lạnh giọng nói nỗi nhục của gia tộc đại nghĩa diệt thân vì mạnh ra mà trừ hại ư thực là nực cười kiếm lai mạnh phàm đem nguyên khí hóa thành vũ khí cầm ở trong tay người như ngươi mà cũng có tư cách phê bình cha ta mạnh phàm lạnh giọng người sỉ nhục cha ta đều phải chết mạnh phong hung hăng đáp trả người bôi nhọ mạnh ra phải chết đại nhật kiếm pháp đối phó với một kiếm của mạnh phàm chém xuống mạnh phong xuất sử trường phong cửu thiên cả hai ánh mắt băng lãnh đụng nhau ai cũng muốn đem đối phương diệt sát. Công kích của hai bên va chạm vào nhau gây nên tiếng nổ lớn. Bên trong trận chiến, Mạnh Phong quỷ trên mặt đất, khó tin lẩm bẩm, rõ ràng chỉ là đồ bỏ đi của Mạnh gia. Sao có thể mạnh như vậy chứ? Mạnh Phàm đem kiếm kề trên cổ Mạnh Phong, băng lãnh nói, người xỉ nhục cha ta đều phải chết. Chết sao? Mạnh Phàm, đừng tưởng ngươi có thể lấy mạng của ta. Tiếp chiêu, Mạnh Phong xoay người lại, tung ba viên châu về phía Mạnh Phàm một đám khói mù mịt che khuất tầm mắt của mạnh phàm mạnh phàm hẹn gặp lại ở tầng 3. đáng ghét cho ta tản mạnh phàm hô lớn một tiếng nguyên khí thoáng động đem khói xung quanh thổi bay mạnh phong đắc ý cười nói ha 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 hẹn gặp lại đồ nhát gan ngươi đừng hòng chạy thoát nhìn mạnh phàm phóng lên tầng 3, đuổi theo mạnh phong bạch thủy nhi hạ lệnh bọn họ đã lên tầng 3 rồi chuẩn bị nghi lễ thăng khởi tử giới hai vị trưởng lão ngự thú môn nhanh chóng nhận lệnh yêu vận cổ môn sinh giả tử giới nhìn thấy mạnh phong chạy ở phía trước mạnh phàm tức giận móng mạnh phong ngươi là tên nhát gan mạnh phong không chút xấu hổ nói nhát gan đánh không lại thì chuồn nhát gan cái gì mạnh phong đang chạy chợt dừng bước hai mắt mở lớn hô lên đây là ngăn ở trước mắt hắn là một cái đại môn rộng lớn chuyện gì vậy mạnh phong phấn khích lẩm bẩm đây thế mà lại là yêu vận cổ môn sinh giả từ giới. Nghe nói ở trong đan tháp có yêu vận cổ môn, mà ở trong cổ môn còn có trí cao bí bảo. Trí cao bí bảo có thể chuyển đổi bất kỳ thứ gì cũng thành nguyên khí, có nguyên khí đủ, chỉ cần có đủ khả năng dung nạp, trong vòng 3 ngày có thể trở thành thiên nguyên. Đoạt được trí cao bí bảo, ta thậm chí có thể vượt qua mạnh vũ hồn, trở thành người kế thừa mạnh gia. Ha ha ha, ta quả nhiên là người được thượng thiên chọn. Trí cao bí bảo, ta tới đây. Mạnh phong chân điểm mạnh xuống đất, không chút đề phòng xông vào trong bí cảnh nhìn thấy mạnh phàm đứng yên tại chỗ thủy nhược y xuất hiện nói tiểu gia hỏa ngươi tại sao không xông vào vậy mạnh phàm cảnh giác giải thích chuyện không đơn giản như vậy một đan tháp bình thường đột nhiên xuất hiện bí cảnh nhất định có gì đó ổn khuất các ngươi không phát hiện lúc nãy cầu thang thông lên tầng 4 đã biến mất rồi sao ôn ly cảm thán nói chủ nhân thông minh hơn rồi xem ra sau này sẽ không dễ bị lừa rồi mạnh phàm bẹo má ôn ly nói ta chỉ là mắt nhắm mắt mở mà thôi ta sao có thể bị ngươi lừa thủy nhược y nhắc nhở tiểu gia hỏa đừng có lo chú ý tới tiểu hồ ly ngươi tính làm thế nào mạnh phàm trầm giọng nói đương nhiên là ta phải xem thử chủ nhân đan tháp này tại sao khi không lại kiếm chuyện với ta ôn ly chúng ta đi thôi dứt lời mạnh phàm mang theo ôn ly xông vào bên trong cấm địa hử ừ, tại sao vẫn còn ở trong đan tháp không đúng là từ trong đan tháp qua đây thủy nhược y nhàn nhạt, nhạt, nói tiểu tử ngốc đây là công năng sinh giả từ kết đem thực tại của đan tháp chiếu vào trong thế giới tinh thần ngay sau đó liền xuất hiện hiệu quả trên thành dưới, dưới thành trên. Vì vậy ba tầng này chính là tầng 4, 5, 6 ở bên trong thế giới hiện thực của đan tháp, bí bảo tất phải nằm trong mấy tầng này. Còn đợi gì nữa? Chúng ta đi. Chủ nhân, cẩn thận. Đột nhiên, có một kẻ âm thầm tiếp cận phía sau Mạnh Phàm. Mạnh Phàm phát hiện kịp thời, lách người sang một bên, hiểm hiểm tránh thoát. Lại xuất hiện Huyền Nga tử. Chỉ có duy nhất một con đường lên, một đám lính tép diều. Mạnh Phàm đơn giản giải quyết đám khô lâu ở tầng thứ tư, tầng thứ năm cũng không làm khó được hắn. Tầng thứ sáu, xem ra đây là đỉnh tháp rồi. Ôn Ly chật hô, chủ nhân ngươi mau nhìn kìa, là Mạnh Phong. Theo hướng Ôn Ly chỉ nhìn xuống, Mạnh Phong đắc ý cười nói, thực sự là bí bảo, bí bảo là của ta. Ế, à? Mạnh Phong chợt phát hiện khối cầu trên tay có điểm bất thường. Á, à, đây là, Mạnh Phong sắc mặt đại biến, khối cầu tự động vỡ nát từ bên trong một khối thực thể kỳ lạ bám dính lấy hắn không kịp trở tay mạnh phong bắt đầu bị khối thực thể kỳ lạ xâm chiếm không đến mấy giây ngoại hình hắn biến đổi tựa hồ một cái dã thú hình người miệng phát ra từng hồi gầm thét chói tai bí bảo tối cao quả nhiên có điểm kỳ quặc có điều ta sớm đã có sự chuẩn bị chịu chết quái vật mạnh phong thần chí mơ hồ quay phát lại ngay khi cả hai chuẩn bị va chạm phía sau lưng mạnh phong bất ngờ xuất hiện một cái hắc động mấy đầu hắc thiết từ bên trong bắn ra đem cơ thể mạnh phong ghim chặt một màn quỷ dị phát sinh cả người mạnh phong bị kéo vào trong hắc động mạnh phàm ngẩn người đây rốt cuộc là chuyện gì vậy pháp trận mạnh phàm giật mình phát hiện bản thân đứng bên trong một cái pháp trận tiêu rồi trận pháp huyễn hóa thành một đám bàn tay đem mạnh phàm chế trụ ôn ly lo lắng gọi lớn chủ nhân thủy nhược y ở phía sau ngăn ôn ly lại nhưng mà chủ nhân ôn ly lo lắng nói ra Thủy Nhược Y không chút lo lắng, thong dong nói, "Không sao đâu. Trận pháp này đối với hắn chỉ có lợi, mà không có hại gì." Tại một nơi nào đó trong đan tháp, Bạch Thủy Nhi thỏa mãn lẩm bẩm, "Ăn sạch một cái. Tiếp theo đây chính là ngươi. Mạnh Phàm, ngươi hãy ngoan ngoãn trở thành đồ ăn cho Bạch Thủy Nhi đi." Dị biến bất ngờ xảy ra, pháp kính quan sát bị một thanh kiếm đâm lủng. Bạch Thủy Nhi răng nghiến chặt gầm lên, "Ai?" Bên trong hắc động vọng ra thanh âm huyên náo, người của huyết y vệ mạnh phàm giật mình hô lên pháp trận đã bị giải trừ rồi bạch thủy nhi chết đi mạnh phàm xông vào trong hắc động miệng quát lớn bạch thủy nhi chuyện gì vậy mạnh phàm ngẩn người trước mắt hắn tầng cao nhất đan tháp bị ai đó đánh thủng hai vị trưởng lão ngự thú môn thân thể trọng thương ngồi gục ở một bên mạnh phàm rút kiếm kề lên cổ đầu châu trưởng lão lạnh giọng hỏi bạch thủy nhi đâu thủy nhi tiểu thư bị hứa chiến cướp đi rồi hắn muốn quyết đấu sinh tử với công tử hắn đã đến võ trường trước rồi đầu châu trưởng lão quỳ xuống dưới chân mạnh phàm khẩn cầu xin công tử mau đi cứu thủy nhi tiểu thư ta dựa vào cái gì giúp các ngươi sơn dương trưởng lão vội nói bọn ta xin nguyện ý đem đại đạo huyền kỳ văn này tặng cho công tử mạnh phàm nghi hoặc hỏi đó là vật gì mời công tử nhận cho trong khi nói chuyện hai vị trưởng lão ngự thú môn thi triển thủ đoạn độc môn lấy từ trong người ra hai đạo ấn ký trước mặt mạnh phàm xuất hiện một cái quyển trục một vị trưởng lão ngự thú môn giải thích vật này ghi lại toàn bộ những gì mà công tử đã trải qua hơn nữa có thể hỗ trợ công tử lĩnh hội nhập đạo nhìn những hình ảnh trong quyền trục mạnh phàm thốt lên phá lãng quyết thừa phong thăng tiến bộ nhất kiếm triều thiên nguyên thừa phong phá lang mạnh phàm như ngộ ra toàn thân nguyên khí bao trùm phá lang tam thiên kiếm hành bát bách cũng chẳng biết qua bao lâu mạnh phàm hai mắt chợt mở ra phía sau lưng phiêu phù bốn đạo nguyên khí kiếm thủy nhược y kinh ngạc hô lên chúc mừng ngươi dĩ kiếm nhập đạo mạnh phàm nghi hoặc hỏi nhập đạo nhập đạo cái gì vậy thủy nhược y cũng không còn ném đá xuống giếng kiên nhẫn giải thích nhập đạo là chỉ giống như ngươi bây giờ thân phủ từ kiếm dĩ tâm nhập kiếm kiếm này đại biểu cho ngươi đã lĩnh ngộ kiếm đạo là vũ khí đối đầu cũng là hóa thân tâm tượng của ngươi thủy nhược y tiếp tục nói người tu luyện từ xưa tới nay đều là sau khi nhập thiên nguyên mới lĩnh ngộ thiên nhân tâm điệu ngũ nguyên vì vậy mới nhập đạo nói vậy là ta thành thạo học trước thiên nguyên cường giả ta quả nhiên là thiên tung kỳ tài mạnh phàm đắc y nói ra ôn ly hai mắt lấp lánh phán ra một câu xanh dờn chủ nhân lợi hại quá đi chủ nhân nếu như người có cái đuôi nhất định sẽ vẫy liên tục lắc qua lắc lại thủy nhược y bất đắc dĩ vỗ vỗ chán lẩm bẩm thực là hai tên ngốc đầu châu trưởng hướng mạnh phàm gấp gáp nói xin công tử hãy mau đi cứu thủy nhi tiểu thư mạnh phàm mỉm cười nói hai người các ngươi đã tặng ta cơ duyên này ta là người ân oán phân minh đương nhiên ta sẽ đi cứu cảnh phim chuyển đến chỗ huyết y vệ đem bạch thủy nhi trói trên lôi đài huyết chiến lớn giọng hô lên hoan nghênh đến đấu trường sinh tử hôm nay ta phải tự tay đâm chết mạnh phàm để tất cả mọi người ở thái dương thành này đều biết huyết y vệ của ta là vô địch đám thành viên huyết y vệ đồng thanh hô lớn vệ chủ uy vũ vệ chủ soái quá đi kim thiên lô ngươi đã có trong tay sao còn chưa thả ta ra hả hứa chiến tay bóp cầm bạch thủy nhi gần giọng nói thả ngươi ngươi một cô nương tiểu điệu như vậy ta làm sao nỡ thả ngươi đi hơn nữa nếu không phải ngươi mở nghi thức ta làm sao có thể cướp khỏi tay ngươi đợi ta giết mạnh phàm sẽ từ từ yêu chiều ngươi để ngươi trở thành phu nhân của ta thôn tính ngự thú môn của ngươi bạch thủy nhi bị hứa chiến dọa sợ hoảng loạn hô ầm lên mạnh phàm cứu ta cứu ta mau cứu ta hứa chiến thờ ơ nói la to cũng vô dụng thôi mạnh phàm e là vốn dĩ không dám tới ngay lúc này mạnh phàm xuất hiện ở một nơi lạnh nhạt lên tiếng ai nói ta không dám tới Bạch Thủy Nhi khó tin thốt lên, Mạnh Phạm, Mạnh Phạm tự tin nói, ta tới đưa ngươi đi. Bạch Thủy Nhi hai mắt hoen đỏ nói, ngươi không sợ chết? Mạnh Phạm thản nhiên bước tới, sợ? Nhưng mà ngươi đã cướp mất kiếm của ta, ta còn chưa lấy được kiếm, làm sao có thể để ngươi chết? Bạch Thủy Nhi thạnh quá hóa giận mắng, ngươi, tên khốn kiếp nhà ngươi! Hứa Chiến điên tiết gầm lên, đủ rồi đôi cầu nam nữ các ngươi, còn động tình trước đám đông, các ngươi không coi ta ra gì sao? Đợi đã! vừa nãy không phải là ngươi một mình ở đó tự biên tự diễn sao mạnh phàm cùng bạch thủy nhi đồng thời nói ra diễn cái đầu ngươi hứa chiến cầm vũ khí bổ về phía mạnh phàm mạnh phàm nguyên khí bùng lên nhẹ nhàng đỡ lấy một chiêu của hứa chiến mạnh phàm giọng khinh thường nói chỉ được như vậy thôi sao một chiêu thất thủ hứa chiến lùi ra sau ánh mắt hắn ta híp lại lộ vẻ âm độc tên tiểu tử thối kia ta sẽ không giết ngươi nhẹ nhàng như vậy đâu ta phải để ngươi chứng kiến nữ nhân của ngươi bị ta làm nhục sau đó một đao rồi một đao lăng chỉ ngươi. Lăng chỉ ta, nực cười. Nực cười, không biết điều, huyết ý quyết, hai. Thấy đối phương động, mạnh phàm cùng lúc hô lớn, kiếm quyết, khởi. Hứa chiến mặt biến sắc, ngươi, ngươi thế mà đã nhập đạo rồi. Thì sao? Sợ rồi sao? Sợ rồi thì giờ khấu đầu lại ta ba cái đi, ông đây sẽ bỏ qua cho ngươi. Hứa chiến răng nghiến chặt gầm lên, khấu đầu ba cái. Bỏ qua cho ta, nhập đạo thì ngươi cũng phải chết chết đi hứa chiến quát lớn một tiếng vũ khí trong tay nhằm đầu mạnh phàm bổ xuống phá lãng quyết mạnh phàm không có né tránh trực tiếp cùng hứa chiến va chạm chính diện lấy cứng trọi cứng mạnh phàm có chút quá sức bụng thầm mắng thế mà lại đỡ được phá lãng quyết lực đạo của tên gia hỏa này quá mạnh hừng tiểu quỷ cho dù ngươi nhập đạo thì thế nào ngươi luyện khí ta luyện hồn thì cũng đã đủ cao hơn ngươi một sai rồi chết đi hứa chiến lực đạo toàn thân bùng nổ ý đồ nhất kích tất sát đem mạnh phàm diệt sát lấy hai người bọn hắn va chạm làm trung tâm bụi bốc lên mù mịt che khuất tầm nhìn của mọi người hứa chiến nở nụ cười đắc ý cho rằng mạnh phàm khó lòng sống nổi dưới một chiêu vừa rồi bất chợt mạnh phàm lạnh nhạt nói ngươi nói không sai hứa chiến hừ lạnh một tiếng đem vũ khí chém về phía trước ta thực sự kém người một sai mạnh phàm xuất hiện phía sau lưng hứa chiến thong dong nói nhưng ta đã nhập đạo điều đấy có nghĩa là đã tổ hợp lại toàn bộ công pháp của bản thân chiến kỹ của ta vượt xa ngươi kiếm quyết kiếm quyết hai mạnh phàm hô lớn một tiếng kiếm khí ngoại phóng đánh về phía hứa chiến tiểu tử lông mau còn chưa mọc đủ mà đã tự cao tự đại mấy thằng hay mõm thì mọi người biết kết cục thế nào rồi đấy một kiếm của mạnh phàm hất vang hứa chiến lên không trung mạnh phàm hô lớn xuất kiếm kiếm hành thăng tiên khứ kiếm lạc hứa chiến cả người giữa không trung không có chỗ tránh né tựa như một tấm bia hình người cho mạnh phàm xuất kiếm hứa chiến bộ dạng thảm hại cả người từ trên cao té xuống nền lôi đài phá lãng lạc nguyên kiếm tầm hoành hứa chiến chật vật ngồi dậy căm tức quát đừng đứng đó ra vẻ ngươi đừng tưởng có thể thắng ta hứa chiến gầm lên huyết đồ biến cơ thể hắn bất giác căng phồng lên đem y phục phá toái mạnh phàm đi chết đi mạnh phàm đứng nguyên tại chỗ mặc do hứa chiến áp sát hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ kiếm cuối cùng nhất kiếm triều thiên nguyên hứa chiến còn chưa kịp động vào góc áo của mạnh phàm cơ thể gã ta đã bị một đạo kiếm quang xuyên thủng nhìn hứa chiến bị mạnh phàm đánh sinh tử không rõ gục trên lôi đài đám huyết y vệ kinh hô vệ chủ vệ chủ phù mạnh phàm thở ra một ngụm chọc khí kết thúc rồi hứa chiến nằm gục trên lôi đài hít nhiều thở ít vệ chủ vệ chủ đám huyết y vệ kinh hô một gã huyết y vệ hô lớn các huynh đệ nghe lệnh lên bảo vệ vệ chủ bảo vệ vệ chủ bảo vệ vệ chủ đám huyết y vệ như ong vỡ tổ đằng đằng sát khí phóng xuống lôi đài trời ơi các ngươi tưởng ta không có chuẩn bị hay sao mạnh phàm trong khi nói chuyện vung tay phóng mấy quả oanh thiên lôi về phía đám huyết y vệ từng hồi tiếng kêu thảm thiết vang lên đám huyết y vệ bị từng hồi lôi điện đánh cho toàn thân cháy xém nằm gục trên lôi đài mạnh phàm hừ lạnh lên một tiếng một đám tiểu tặc bạch thủy nhi hô lớn mạnh phàm ta tới cứu ngươi đây mạnh phàm vung tay phóng ra mấy đạo kiếm quang phá hủy đám dây trói buộc trên người bạch thủy nhi Ấm lấy bạch thủy nhi trên tay mạnh phàm mỉm cười nói chúng ta đi thôi cảm ơn ngươi nhưng mà chúng ta làm thế nào chạy thoát khỏi đây mạnh phàm thản nhiên cười nói đương nhiên là ta dùng tiên hạc của ngự thú mua rồi rất nhanh mạnh phàm điều khiển tiên hạc mang theo bạch thủy nhi rời đi bạch thủy nhi mở mắt tròn tỉnh phát giác bản thân đang ở một nơi xa lạ ta đây là ở chỗ nào đợi đã y phục của ta. Y phục của ta vẫn còn. Hưng còn mặc thêm y phục, xem ra hắn cũng là quân tử. Bất giác, Bạch Thủy Nhi có thêm ấn tượng tốt với Mạnh Phàm. Nghe bên ngoài có tiếng ồn ào vọng vào phòng, Bạch Thủy Nhi nghi hoặc lẩm bẩm, "Hưng, bên ngoài có tiếng gì vậy?" Không nhịn được hiếu kỳ, Bạch Thủy Nhi mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài. Bạch Thủy Nhi ngẩn người, thốt lên, "Đây." Trước mắt nàng là một cảnh tượng đẹp mắt, Mạnh Phàm đang luyện kiếm bên cạnh một rừng đào phát hiện bạch thủy nhi ở phía sau mạnh phàm ngoái đầu lại cười nói ngươi tỉnh rồi bạch thủy nhi hai má chật đỏ bối rối gật đầu mạnh phàm vừa tiến lại vừa giải thích đợi ngươi tỉnh dậy lâu quá nên ta không quay về thái dương thành nữa mạnh ra và đại hoàng tử đang mãi nói không chú ý mạnh phàm chân vấp phải cục đá mất thăng bằng nhào về phía bạch thủy nhi mạnh phàm quả thật biết lựa chỗ té hắn vậy mà úp mặt ngã vào hai quả bưởi của con gái môn chủ ngự thú môn bộ vị mẫn cảm bị cả cái mặt mạnh phàm úp vào bạch thủy nhi đứng đơ ra mặt đỏ lên như quả cà chua lưu manh thối bạch thủy nhi hét ầm lên tiện tay cho mạnh phàm một tát như trời giáng mạnh phàm sờ một bên mặt bỏng rát buồn bực nói ngươi hung dữ như vậy làm sao có thể xuất giá bạch thủy nhi lạnh nhạt đáp trả ta xuất giá hay không cũng không cần ngươi quản hừng. lão nương muốn quay về thái dương thành lười quản ngươi ê ngươi đừng đi mạnh phàm nhanh tay nắm tay bạch thủy nhi ngăn lại bạch thủy nhi chật hung dữ gầm lên nói rồi đừng quản ta nhìn bộ dáng bây giờ của bạch thủy nhi mạnh phàm lẩm bẩm quả nhiên lại tái phát rồi bạch thủy nhi miệng há lớn phát ra tiếng gầm gừ như dã thú bạch phàm tay thoáng động vạch một đường trên ngón tay cho máu chảy ra hắn đem ngón tay đang chảy máu để vào miệng bạch thủy nhi càng thêm bất ngờ tiểu nha đầu vậy mà trở nên ngoan ngoãn bộ dáng hưởng thụ ngậm lấy ngón tay của mạnh phàm quả nhiên giống như những gì trưởng lão đã nói Uống máu huyết mạch cao cấp thì có thể bình phục. Bạch Thủy Nhi ưa thích thưởng thức máu trên ngón tay của Mạnh Phàm. Bạch Thủy Nhi thần trí thanh tỉnh, ngẩn người nhìn thấy mình đang cầm lấy ngón tay của Mạnh Phàm. Ta vừa nãy không phải bị thuần hóa rồi sao? Mạnh Phàm gật đầu nói, đúng vậy, có điều cũng không có gì to tát. Mạnh Phàm, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhưng xin ngươi cách xa ta một chút. Nghe được lời này, Mạnh Phàm cười như không cười nói, này, ta còn chưa bảo ngươi báo ân, ngươi đã gấp gáp cắt đứt quan hệ bạch thủy nhi nghẹn ngào vừa khóc vừa nói ai muốn cắt đứt quan hệ với ngươi ta vốn dĩ không muốn mạnh phàm nghi hoặc nói không muốn vậy sao vội vàng bỏ đi làm gì bạch thủy nhi giọng buồn buồn giải thích ở lại để hại chết ngươi sao tụ ngữ giả như ta bất cứ lúc nào cũng có thể phát điên ngươi lẽ nào muốn kết bạn với người có hình thù yêu thú mạnh phàm đưa tay xoa đầu bạch thủy nhi thản nhiên nói yêu thú thực sự ta còn chẳng sợ làm sao phải sợ ngươi chứ lại nói tụ ngữ giả huyết mạch có thể giá ngự bách thú không luyện thì thật đáng tiếc ngươi không sợ nhưng ngươi phải biết nói không chừng lúc huyết mạch của ta bạo phát gặp người nào sẽ giết người đó gặp thú thì hút cạn máu mạnh phàm tùy tiện nói không hút máu của ta thì được rồi đem ngón tay của mạnh phàm bỏ vào miệng bạch thủy nhi vừa tức giận nói hút máu của ngươi ai bảo ngươi bất nạt ta cho ngươi hút cho ngươi hút cái này cầm đi trong khi nói chuyện mạnh phàm lấy ra một cái lọ nhỏ nhận lấy chiếc lọ từ tay mạnh phàm bạch thủy nhi nghi hoặc hỏi đây là mạnh phàm giải thích đây là yêu huyết đan do ta luyện chế ra đủ để triệt tiêu các tác dụng phụ của tụ ngữ giả bên trong thế giới tinh thần ôn ly u oán nói ai nha cái đó là chủ nhân dùng tiền túi và đan dược cùng máu của mình để luyện thành đó thủy nhược y gật đầu đúng vậy mà con heo nhà ta lại đem tặng không cho người khác rồi quay trở lại bên ngoài bạch thủy nhi hỏi ngươi làm sao biết mạnh phàm chậm rãi giải, giải, thích là trưởng lão của ngươi đã nói cho ta biết tuy ngươi đã trộm kiếm của ta nhưng vì tính tình ngươi cũng không xấu có thể xem là không đánh không quen biết thái dương thành ngươi đợi phong ba bão táp trôi qua rồi hãy về ta sẽ không tiễn ngươi nữa bạch thủy nhi nhìn mạnh phàm hỏi ngươi bây giờ phải đi sao đúng vậy ta đã đồng ý với một người phải tìm văn nhân hoa nghe nói ở cấm địa thứ nhất có một đóa ta cần đi lấy bạch thủy nhi bất ngờ ở đằng sau ôm lấy mạnh phàm nàng ta mặt dựa vào lưng hắn ly nhi nói mạnh phàm ta biết ước hẹn ba năm của ngươi sau ba năm ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. mạnh phàm mỉm cười nói vậy thì ba năm sau gặp lại cảnh phim chuyển đến thiên hàn tông ế chỉ hạc quay về rồi điện hạ tin tức từ thái dương thành đã có rồi mạnh phàm quả nhiên xuất hiện ở thái dương thành trước tiên không cần phải bận tâm xử lý theo ta tiến vào điện bẩm chủ thượng mạnh vũ hồn điện hạ xin được cầu kiến nghe thuộc hạ báo cáo hạ vũ âm lạnh nhạt lên tiếng cho hắn vào mạnh vũ hồn cười nói muội muội đã lâu không gặp ta lần này ra ngoài ngao du có đem về cho ngươi không ít quả thiên thượng liên hoa thất phẩm khoáng thạch lưu ly lục phẩm hạ vũ âm giọng không cảm xúc biết rồi để đó đi ha 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 muội muội hay là vẫn như cũ ta nghe nói muội và mạnh gia đã đoạt tuyệt quan hệ nếu như muội muội muốn vũ hồn ca ca có thể thay muội xử lý mạnh vũ phàm vừa dứt lời ngay lập tức nhận một cái tát như trời giáng mạnh vũ hồn tức giận gầm lên ngươi làm cái gì vậy hạ vũ âm giọng băng lãnh chuyện của ta không cần ngươi lo mau cút cho ta quay trở lại tiểu viện của mình mạnh vũ hồn răng nghiến chặt lại sắc mặt vô cùng khó coi gã thuộc hạ sợ sệt lên tiếng điện điện hạ mạnh vũ hồn tức giận rít lên chết tiệt thế mà lại bao che cho mạnh phàm truyền lệnh của ta tất cả người của mạnh gia thấy mạnh phàm giết ngay tại chỗ cảnh phim chuyển đến trung ương thái bình nguyên sa mạc hoàng sa giữa vùng sa mạc hoang vắng lúc này lại có một đạo nhân ảnh đang di chuyển mạnh phàm đội một cái nón rộng vành hỏi ôn ly ra khỏi trung ương thái bình nguyên rồi sao Tiểu Hồ Ly lắc đầu nói, sao có thể? Bây giờ chỉ mới đi được nửa đường thôi. Mạnh Phàm mắt nhìn về phía đằng trước, có chút kinh ngạc, ế, ở đó có người. Phía xa xa có một thiếu nữ bị người truy đuổi. Tiểu cô nương, đừng chạy, thúc thúc sẽ yêu thương người mà. Yêu thương xong rồi còn có thể cầm đi lĩnh thưởng nữa. Ha ha ha. Cô gái không cẩn thận vấp ngã dưới chân Mạnh Phàm. Xin ngươi, xin ngươi. Cứu ta, cô gái giơ ra ba cái kim tệ, van cầu Mạnh Phàm ra tay cứu mình mạnh phàm ngẩn người trước hành động của tiểu cô nương gã tóc vàng hừ lên một tiếng cất giọng khinh thường tên công tử mặt trắng này sao dám cứu ngươi tên đồng bọn hùa theo đúng thế đúng thế đừng tự mình tìm đường chết nữa mạnh phàm đứng yên tại chỗ phất tay đem gã vừa nói chuyện đánh bay một màn trước mắt đem gã tóc vàng dọa sợ hắn hoàn toàn không nhìn thấy được mạnh phàm đã ra tay như thế nào mạnh phàm gật đầu nói với tiểu cô nương ba đồng này ta đã nhận hai tên lưu manh các ngươi cút gã tóc vàng cáo mượn oai hùng quát tiểu tử không biết điều ngươi biết bọn ta là do ai thuê không tiểu tử ngươi đã thuê bọn ta là thượng kinh thành mạnh ra đấy mạnh ra là mạnh ra thì càng phải cút hai tên côn đồ bị mạnh phàm dọa sợ vội vàng bỏ chạy ngươi cứ đợi đấy quao wow, chạy nhanh thật đó ngươi không có sao chứ ba đồng này ta đã nhận rồi ngươi được an toàn rồi thiếu nữ ngập ngừng nói đa tạ đại ca tương cứu tiểu nữ còn có chuyện muốn nhờ thiếu nữ như sắp khóc đến nơi cô lấy dũng khí nói nếu như đại ca đưa ta quay về tàu ra ở đại mạc tiểu nữ nguyện lấy thân báo đáp mạnh phàm lạnh nhạt từ chối lấy thân báo đáp thì thôi đi ôn ly lấy ra một cuốn sổ bắt đầu ghi chép nữ nhân ngực từ chối tiểu muội ghi hết ghi hết thiếu nữ tưởng thật ly nhi nói công tử ở trong người ta vẫn còn chỉ là quần áo che mà mạnh phàm toát cả mồ hôi vừa ho khụ khụ nói ta không phải có ý đó ta chỉ là cảm thấy không phù hợp Thiếu nữ càng thêm nảy ra một cái hiểu lầm tai hại, công tử cảm thấy bây giờ là ban ngày nên không phù hợp phải không? Đều được, nhưng xin nhất định hãy đưa ta về nhà. Mạnh phàm quả thật bị dọa sợ vội ngăn thiếu nữ lại, đợi đã. Không phải như vậy. Ôn ly lại bắt đầu ghi chép, chủ nhân nói buổi tối có thể làm chuyện xấu hổ. Ghi lại, ghi lại. Mạnh phàm hết nhịn nổi, vội ngăn ôn ly lại, ta chưa nói hết, đừng có ghi linh tinh cho ta. Hích hích, chủ nhân, hung dữ quá. Được rồi, đừng có ra vẻ nữa mạnh phàm buồn bực thở ra một hơi đưa cô ta theo cùng đúng thật là đại ca ca thật tốt hi 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 chủ nhân thật tốt dựa theo thiếu nữ dẫn đường cuối cùng mạnh phàm cũng đưa được nàng ta đến một cái đại viện rộng lớn chính là ở đây sao thiếu nữ gật nhẹ đầu xác nhận không ngờ ngươi là con nhà hào môn phú gia ngay lúc này đột nhiên một đạo thân ảnh bị người từ trong đại viện đánh văng ra ngoài chỉ cần tào ra các người giao ra phong ma bia mạnh ra bọn ta sẽ không gây khó dễ cho người tự khắc ta sẽ rời khỏi đây. Tào ra một cái nữ tử không nhịn được mắng, các ngươi chính là ăn cướp. Võ giả mạnh ra không chút xấu hổ nói, chuyện của võ giả chúng ta sao có thể gọi là cướp, đây gọi là ai mạnh hơn thì thuộc về người đó. Ta hỏi ở đây có ai có đức hạnh cao hơn ta chứ? Nha đầu ngươi thật không biết điều. Nữ tử tào ra răng nghiến chặt, đáng ghét. Ngay khi nàng ta định động thủ, mạnh phàm hô lớn, đợi đã. Vị đại sư này, nói về đức hạnh, ta có cách nhìn nhận khác võ giả mạnh ra liếc mắt nhìn mạnh phàm nói ừ người bạn nhỏ có cách nghĩ gì đừng hiểu lầm ta cũng không phải là nhắm vào ngươi ta là muốn nói mấy người ở đây đều là rác rưởi cả mạnh phàm tùy tiện nói ra ý của người bạn nhỏ là đức hạnh của ngươi cao nhất mạnh phàm thản nhiên gật đầu không sai chính là tại hạ võ giả tào ra động nộ gầm lên ta xem ngươi đây chính là chán sống rồi chết đi gã trưởng lão mạnh ra lao đến tấn công mạnh phàm mạnh phàm đứng nguyên tại chỗ khinh thường phun ra hai chữ rác rưởi mạnh phàm tay điểm ra một đạo kiếm khí khiến gã trưởng lão mạnh ra nửa bước khó đi đồ vô học không ngờ ngươi đức hạnh đã tệ đến tu vi cũng bình thường bị mạnh phàm nhục mạ ngay trước mắt mọi người gã trưởng lão mạnh ra răng nghiến chặt gầm lên người mạnh trưởng lão bình tĩnh lại không cần nóng vội ngay lúc này một giọng nói từ phía sau vang lên chúng ta tới đây không phải để tranh luận với hạng người thấp kém này thiếu gia nói phải tào lan tỉ, tỉ bây giờ đã làm tổn thương hòa khí như này không biết ngươi có còn nhớ định đoạt trên võ đài không tào lan lạnh nhạt nói người là nói trận đấu giữa hai bên chúng ta mỗi bên ba người ư tào lan tỉ tỉ thực sự là người có hiểu biết sâu rộng ta chính là muốn dùng phương thức thi đấu để quyết định đại phong ma bia sẽ thuộc về ai tào lan gật đầu được ta đồng ý tào chỉ vội ngăn lại tỉ tỉ không được đâu tào lan kiên định nói tiểu chỉ không cần phải khuyên ta tổ tiên của chúng ta vì tào ra mà để lại đại phong ma bia là để khích lệ chúng ta cố gắng tu thành thiên nguyên. Tào Lan hai tay siết chặt, tiếp tục nói, nếu như Tào gia của chúng ta không có thực lực giữ được vật truyền tổ tiên, chi bằng làm người bình thường. Được. Tào Lan tỷ tỷ quả nhiên là người hiểu rõ đại cuộc, tỷ tỷ thật sáng suốt. Mạnh gia ta ai sẽ nguyện xuất chiến? Mạnh Tầm vừa dứt lời, một tên võ giả lao ra. Tại hạ mạnh Bá Thiên, luyện khí lục giai, xin tiếp chiến. Bên phía Mạnh gia, một người bước ra ứng chiến. Tào Phong, luyện khí ngũ giai xin chỉ giáo cả hai đứng đối diện nhau nguyên khí trên thân bùng nổ thủy nhược y nhận xét hai người này còn trẻ như vậy mà đã luyện được luyện khí ngũ lục giai cũng được xem là thanh niên tài năng mạnh phàm kiêu ngạo nói miễn cưỡng có thể xem là như vậy so với ta vẫn còn kém một chút dẫu sao ta là luyện khí cửu giai ô ly lẩm bẩm chủ nhân thật là đáng ghét có điều ta thích mạnh phàm bất ngờ hô lên hừng họ động thủ rồi nhanh vậy đã động thủ ngươi chú ý quan sát sức mạnh của tên ngốc kia thủy nhược y mắt hướng mạnh bá thiên bắt đầu giảng giải đó là phương thức chiến đấu dũng chiến phái ôn ly nghi hoặc dũng chiến phái mạnh phàm hiếu kỳ hỏi dũng chiến phái là gì dũng chiến phái là phương thức chiến đấu của âu biệt thần thông phái dùng thuật pháp dẫn động nguyên linh chiến đấu gọi là thần thông phái mà tôi luyện tự thân dùng bản thân làm thành vũ khí mạnh nhất vì vậy gọi là dũng chiến phái kiếm pháp ngươi dùng chính là thuộc phái thần thông mà họ lại là thuộc dũng chiến phái mạnh phàm hiểu ra nói nói đơn giản thì tên ngốc này dựa vào cơ bắp người thông minh đều dựa vào thần thông để đánh nhau thủy nhược y hảo tâm nhắc nhở mạnh phàm đừng coi thường dũng chiến phái đây là một phái có pháp lực siêu mạnh phải chú ý quan sát động thủ rồi mạnh bá thiên chủ động xuất kích miệng hô lớn bá thiên quyền tào phong ngay lập tức thi triển ma phong quyền đối kháng bị đối phương cản lại mạnh bá thiên tức giận đánh ra bá thiên hoan ảnh quyền công kích như mưa đánh về phía tào phong tào phong hai tay chắn ngang trước người hắn có chút chật vật thành công ngăn lại đòn tấn công của võ giả mạnh ra hắn bất chợt hô lên tiêu rồi đằng sau mạnh bá thiên một quyền đem tào phong đánh dính vào vách tường đem võ giả tào ra đánh gục mạnh chiến thiên kiêu ngạo nói dùng lực quá lớn rồi sao ngươi quá yếu quá yếu tiếp theo là ai tào khôn tào lan báo ra một cái danh tự tào khôn luyện khí bát dai mạnh phàm đứng một bên nhận xét tiếp theo là một tên mặt trắng không biết có đánh nổi hay không. Tào Khôn hét lớn một tiếng, xin chỉ giáo. Hắn nguyên khí bùng nổ, chủ động lao đến tấn công Mạnh Chiến Thiên. Hừm, Mạnh Chiến Thiên đưa tay lên ngăn cản đòn tấn công của đối thủ. Rác rưởi, chết đi. Mạnh Chiến Thiên ra tay hung ác bức Tào Khôn lùi ngược ra sau. Vô ảnh cước. Ôn Ly đứng một bên nhận xét, Tào Khôn này ta cảm thấy còn tạm được, dồn ép được tên đại ngốc kia. Mạnh Phàm lắc đầu, được cái gì, lâu như vậy rồi còn không có đột phá gì, tất bị đối thủ đánh bại. Quả nhiên, Mạnh Chiến Thiên thân ảnh đột ngột biến mất, lúc xuất hiện đã ngay trước mắt Tào Khôn. Không cho Tào Khôn có cơ hội trở mình, Mạnh Chiến Thiên tung ra một quyền móc cạnh hàm đem Tào Khôn đánh cho răng môi lẫn lộn. Vẫn còn quá yếu, người tiếp theo. Tào Lan răng cắn chặt, nói, "Đáng ghét, Tào Lan, luyện khí cửu giai, xin chỉ giáo." Mạnh Tâm nhàn nhạt nói, "Tào Lan tỷ tỷ, người không phải quên quy tắc thi đấu rồi chứ? Thân làm người khởi xướng trận đấu này thì không thể tham gia thi đấu." tào ra đã không có ai tào lan mắt quét ra phía sau hô lớn tào ra ta người nào có thể ứng chiến đám võ giả tào ra mặt cúi gầm xuống đất không dám nhìn thẳng tào lan ta không được đánh không lại đâu đúng đấy đúng đấy không ngờ tào ra thế mà không một ai có thể xuất trận ha 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 đám võ giả mạnh ra đứng một bên châm chọc cái gì mà thế ra đệ nhất sa mạc đều là đám phế vật cả đúng vậy đúng vậy tào chỉ ánh mắt khẩn cầu nhìn mạnh phàm mạnh phàm ca ca được rồi được rồi ta biết rồi mạnh phàm đột nhiên lên tiếng ai nói là không ai ứng chiến còn có ta đây ngươi khi không có kẻ phá bĩnh mạnh tầm ánh mắt sắc bén liếc nhìn mạnh phàm bằng hữu ta nhắc nhở ngươi người bây giờ ngươi đắc tội là mạnh gia ở thượng kinh thành mạnh gia ở thượng kinh thành người mà ta muốn đánh chính là mạnh gia mạnh gia trưởng lão giận dữ quát đồ không biết điều ai nha trưởng lão đừng có tức giận tuy rất hiểu tâm trạng muốn tự tìm chỗ chết của ngươi nhưng ngươi không phải người của tào gia không có tư cách để tham gia thi đấu tào lan chợt lên tiếng ai nói là hắn không phải người của tào gia nàng ta mặt đỏ bừng ngập ngừng nói hắn hắn là chồng chưa cưới của ta ôn hai mắt lấp lánh bắt đầu ghi vào sổ ai nha người lấy thân báo đáp lại thêm một người nữa rồi à mạnh phàm bực bội quát đừng có viết linh tinh cho ta nói cái bút này lấy ở đâu hu 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 chủ nhân hung dữ quá được rồi được rồi ôn ly đừng khóc xem ra rất muốn đánh mạnh tầm lạnh giọng bá thiên đừng có lưu tình đánh chết hắn ai bảo hắn dám đắc tội với người của mạnh ra ta vâng đại ca mạnh phàm lạnh nhạt nói ai đánh chết ai chưa biết đâu mạnh bá thiên ánh mắt hung ác nhìn mạnh phàm tiểu tử bây giờ khấu đầu nhận lỗi còn kịp vậy ngươi đừng trách ta đó mạnh bá thiên luyện khí lục giai mạnh phàm thản nhiên giới thiệu mạnh phàm luyện khí cửu giai nghe được lời này mạnh tâm sắc mặt chợt biến đợi đã mạnh phàm là mạnh phàm đó hắn vội vàng hô lớn bá thiên mau nhận thua ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu chỉ tiếc là đã muộn lời vừa dứt mạnh bá thiên đã bị mạnh phàm đánh văng ngược ra sau mạnh phàm giọng khinh thường vang lên mạnh ra hữu danh vô thực mạnh quá so với vũ hồn ca nói còn mạnh hơn rất nhiều không hổ là luyện khí cảnh liền đánh bại cao thủ luyện hồn cảnh vũ hồn ca đã phát tình báo tới nói kiếm pháp của hắn xuất sắc hơn người đã nhập đạo giờ tuyệt đối không thể để hắn dùng kiếm mạnh tâm giả là cười nói tào lan tỷ tỷ tìm được một tướng công thật là tốt chỉ là quá không biết điều rồi quy tắc đại hoang mạc của chúng ta chính là trên võ đài thì chỉ dùng dũng chiến không dùng thần thông bằng hữu này lấy kiếm ra đã vi phạm quy tắc đừng trách bọn ta nhất loạt xông lên đám võ giả mạnh ra hùa theo đúng đúng giết chết hắn cùng xông lên cùng xông lên tào lan sao không hiểu âm mưu quỷ kế của tên kia tức giận quát đồ chết tiệt nhà ngươi rõ ràng mạnh phàm bước đến trước ngăn tào lan lại ai nha lan nhi tỉ tỉ không cần tức giận đâu chẳng qua chỉ là muốn ta không dùng kiếm thôi thì ta sẽ không dùng kiếm nữa mạnh phàm trong khi nói chuyện đem kiếm vứt sang một bên hắn quét mắt nhìn đám võ giả mạnh ra cao giọng mạnh ra tiếp theo ai ứng chiến cả gia tộc không ai dám ứng chiến sao ngươi mạnh tâm bị mạnh phàm làm cho tức nghẹn như lại e ngại thực lực của hắn mà không dám ra tay chợt mạnh dương bộ dáng suy yếu đi lên nói ta hay là để ta đi mạnh tầm lo lắng đệ đệ nhưng cơ thể của ngươi mạnh dương trấn an ca ca không sao mấy khi có cơ hội gặp cao thủ dùng vài chiêu không vấn đề gì đâu mạnh phàm ngươi là thần thông phái đúng chứ hay là dùng kiếm đi mạnh phàm kiêu ngạo nói không cần ngươi biết chưa chắc ta không biết vậy thì đắc tội rồi mạnh dương luyện khí cửu dai mạnh phàm luyện khí cửu dai mạnh phàm quyết định dùng lực lượng cơ thể giao đấu cùng đối phương mạnh dương vừa bắt đầu đã chủ động tấn công nháy mắt xuất hiện trước mắt mạnh phàm xích luyện nhất dương xích luyện nhị dương xích luyện tam dương mạnh dương tấn công liên hoàn một chiêu nối tiếp một chiêu bước cho mạnh phàm chỉ thủ không công mạnh phàm mắt lóe lên chiến ý sảng khoái nói thực sự đã lâu không có ai cho ta áp lực như thế này ngươi là người thứ hai ngươi luyện xích luyện quyền cũng không tệ có điều là đáng tiếc vẫn còn thiếu một chút mạnh dương ho khụ khụ kinh ngạc thốt lên quả nhiên là ngươi cũng biết xích luyện quyền lúc ngươi bày ra tư thế ta đã nghĩ không biết ngươi có phải người của mạnh gia hay không nghe được lời này mạnh phàm sẵn giọng ai nói chỉ có mạnh gia mới biết xích luyện quyền mạnh dương tức giận quát phản bội gia tộc sao vậy thì tiếp theo một quyền định thắng thua đi đứng ngoài quan chiến mạnh trưởng lão lo lắng nói thiếu gia bảo dương thiếu gia đừng thi đấu nữa sợ là mạnh tâm lúc này mồ hôi chảy đầy đầu cố gắng giữ bình tĩnh không sao chỉ là một trận đấu nhỏ cơ thể hắn chịu được nhưng mà thiếu gia trình độ cao nhất của xích luyện quyền cũng mới là tam dương vừa nãy tam dương quyền pháp của mạnh dương không chỉ đơn giản là tam dương cứ xem đi trở lại cuộc chiến mạnh dương rốt cục không có lưu thủ xuất ra át chủ bài xích luyện tứ dương quyền hắn muốn một chiêu này đem mạnh phàm nhất kích tất sát mạnh phàm không có nửa bước lui lại đồng dạng thủ thế miệng hô lớn xích luyện ngũ dương quyền quyền đầu cả hai lấy cứng trọi cứng va chạm một âm thanh trầm đục vang lên một quyền của mạnh phàm đem đòn công kích của mạnh dương đánh nát uy lực không giảm đem mạnh dương đánh văng mạnh gia trưởng lão khiếp sợ kinh hô ngũ dương thế mà lại là ngũ dương không ngờ pháp quyền ban đầu chỉ có tam dương mà giờ đã phát huy tới như vậy mạnh tâm vội chạy lại đỡ lấy mạnh dương đệ đệ mạnh dương cố nhịn đau chấn an ca ca ta à, ta không sao mạnh tâm cố nở nụ cười méo xệch không sao thì tốt mạnh dương khuyên nhủ mạnh tầm ta à, hắn luyện thành ngũ dương quyền rồi những người còn lại trong môn cũng không đánh lại được hắn đâu, chúng ta đi thôi. Mạnh tâm mỉm cười nói, được, tất cả đều nghe đệ. Yê, thắng rồi, ôn ly cùng tào chỉ phấn khích hoan hô. Đại ca giỏi quá, chủ nhân giỏi quá đi, hai cái tiểu nha đầu chạy đến ôm trầm lấy mạnh phàm. Tào lan bước lại gần, cẩn thận lên tiếng, mạnh phàm công tử, tại hạ còn có chuyện thỉnh cầu không biết được không. Tào chỉ quỷ tinh tinh hướng tỷ tỷ mình nói, tỷ tỷ, tỷ muốn lấy thân báo đáp sao, hi 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 mạnh phàm nhàn nhạt, nhạt, nói tỷ tỷ có gì cần giúp cứ việc nói ra chỉ cần ta có thể giúp được thì cứ nói ôn ly trêu chủ nhân miệng lưỡi thật ngọt gọi tỷ tỷ luôn cơ dựa theo quy tắc của đại sa mạc người thắng trận đấu có quyền lấy giải thưởng không đợi tào lan nói xong tào chỉ nói một câu khiến nàng ta đỏ mặt giải thưởng là tỷ tỷ phải không giải thưởng dành cho người thắng chính là có thể lĩnh hội võ thuật của gia tộc tào gia bỏ ta đại phong ma bia tào lan trong khi giải thích cho mạnh phàm không quên giáo huấn muội muội ăn nói linh tinh Tào Chỉ khóc dòng nói, đau đau, tỷ tỷ mau buông tay. Công tử mời đi theo ta. Thủy Nhược Y hối thúc Mạnh Phàm, dùng bia văn để ghi lại, ít nhất là hoang tự cấp, tên ngốc còn không mau đi đi. Mạnh Phàm giật mình thốt lên, hoang tự cấp công pháp, tỷ tỷ đợi ta. Trên đường di chuyển, Tào Lan không nhịn được hiếu kỳ hỏi, công tử, không biết ngươi tại sao lại tới đại sa mạc này. Mạnh Phàm đơn giản giải thích, tỷ tỷ, tôi chỉ là ghé qua, mục đích của tôi là cấm địa thứ nhất nghe nói cấm địa thứ nhất là nơi rất bí hiểm rất ít người biết rõ về nó một nơi như vậy đương nhiên phải tới ngao du một lần ta chỉ nghe vậy nói thật tốt ta cũng muốn cùng đại ca ca đi ngao du tứ phương mạnh phàm xoa so đầu tiểu nha đầu nói vậy ngươi cần chăm chỉ tu luyện mới có thể cùng ta ngao du tứ phương ừm ta chỉ nhu thuận gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu thủy nhược y bên trong thế giới tinh thần không nhịn được nói tiểu tử ngốc vị cô nương vừa nãy là muốn giữ ngươi ở lại tào ra ta đương nhiên nghe có điều ta ở lại Ai sẽ đi lấy Thái Hoa ở Cấm Địa cho ngươi? Thủy Nhược Y vừa thở dài, ai nha? Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a. À. Đáng tiếc, ôn ly trong bụng thầm mắng chủ nhân thật ngốc. Tào Lan đến trước một địa phương, dừng bước nói, công tử, chúng ta đã tới rồi. Trước mắt mạnh phàm là một khối thạch bia siêu to khổng lồ, cao đến mấy chục trượng. Tấm bia đá này không biết đã đặt ở chỗ này thời gian bao lâu, trải qua vô số biến hóa của thời gian, lộ ra cảm giác tăng thương cùng mục nát. Mạnh phàm nhịn không được thốt lên, quao. Wow cao quá tào lan chậm rãi nói công tử đại phong ma bia có kết giới nguyên khí của lịch đại tiên hiền tào ra bảo hộ mời công tử đeo cái này lên có như vậy mới an toàn xuyên qua kết giới trong khi nói chuyện tào lan lấy ra một cái túi vải nhỏ đưa cho mạnh phàm ôn ly bắt quái nói nha là túi hương đây là vật định tình mạnh phàm bực bội đẩy ôn ly sang một bên ngươi nhiều chuyện quá ôn ly ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi ta về ừm chủ nhân cẩn thận cố lên mạnh phàm có được đồ vật tào lan đưa cho đơn giản xuyên qua tầng nguyên khí bảo hộ bước đến gần đại phong ma bi đây chính là phong ma bi sao làm sao mới có thể học được tất cả công pháp ghi bên trên mạnh phàm phiền muộn lẩm bẩm cũng không có chữ chuyện gì đây thủy nhược y nhắc nhở đồ ngốc đã thấy hoang tự cấp công pháp thì nhất định phải dùng tinh thần để lĩnh ngộ dùng tinh thần lực của ngươi đi mạnh phàm gật đầu nói để ta thử xem khai mạnh phàm ngưng tụ một đạo tinh thần lực đem nó dung nhập vào khối phong ma bia. Quả nhiên, tinh thần lực của Mạnh Phàm vừa chạm tới, khối phong ma bia bắt đầu xảy ra dị động. Hử, Mạnh Phàm ngẩn người, mắt chăm chú nhìn khối phong ma bia. Trên đỉnh phong ma bia, đột ngột xuất hiện một đạo thân ảnh, thân mang giáp trụ. Thần bí nhân ánh mắt cao ngạo nhìn xuống, tựa như thượng vị giả nhìn đám thường dân sâu kiến, lại ta, phục tùng ta, mau quỳ xuống. Mạnh Phàm sẵn giọng, tại sao phải quỳ? Thần bí nhân băng lãnh nói, quỳ ta, lại ta, thì có thể lấy được công pháp bên trong, nếu không quỷ. Không quỷ thì sao? Mạnh phàm lãnh đạm hỏi. Vậy chỉ có con đường chết. Mạnh phàm cứng miệng nói, chết. Đầu gối Nam Nhi rất quý giá. Công pháp có quý giá hơn nữa ta cũng không quỷ. Sâu bọ, quỳ xuống. Người thân bí một lời không hợp liền phóng xuống tấn công mạnh phàm. Mạnh phàm răng nghiến chặt, lì lộn gầm lên, không quỷ. Quỳ xuống. Mạnh phàm buồn bực mắng, thật đáng ghét. Khí lực của tên này lớn quá đột nhiên một cỗ năng lượng quét qua đem gã thần bí đánh cho phi hôi yên diệt thủy nhược y chắn ghét nói rác rưởi thực sự là được mở mang hiểu biết không ngờ còn có bia linh bá đạo như vậy thủy nhược y lắc đầu nói không phải bia linh chỉ là cường đạo thôi cường đạo mạnh phàm ánh mắt nghi hoặc hướng thủy nhược y hỏi nhược thủy y đơn giản nói những người này là kẻ thù của ta hại ta thần hồn phân ly bây giờ chỉ là một lâu la mạnh phàm chấn kinh khiếp sợ nói thế mà còn có người có thể hại ngươi phải thần hồn phân ly họ là ai vậy nhìn thấy vẻ mặt mạnh phàm thủy nhược y khẽ mỉm cười thản nhiên nói thì sao ngươi còn phải thay ta báo thù tiểu gia hỏa có vài chuyện ngươi tốt nhất là không nên biết được rồi bia linh thực sự đã xuất hiện chăm chỉ lĩnh ngộ công pháp đi từ trong phòng ma bia một đạo hồn thể bước ra hỏi là ai đã đánh thức ta vậy là ngươi sao tử tôn tào ra mạnh phàm bối rối lắc đầu không phải Ta không phải tử tôn tào ra, thì không thể học đại phong ma trưởng hay sao? Ngươi không phải huyết mạch tào ra, nên ta không thể. Đạo hồn thể đang định từ chối chợt dừng lại. Ông ta hai mắt chăm chăm nhìn về phía mạnh phàm, biểu tình hiện ra nét sợ hãi thoáng qua rất nhanh. Đứng phía sau mạnh phàm, thủy nhược y ánh mắt lộ vẻ nguy hiểm nhìn đạo tàn hồn. Đùa thôi, có thể truyền, đương nhiên có thể truyền. Qua đây đi, tiểu gia hỏa. Vậy ta xin phục mệnh. Ngươi nhìn kỹ ta chỉ nói một lần. Đại phong ma trưởng kết hợp dũng chiến và thần thông, dùng tinh lực của dũng chiến để thúc đẩy thần thông. Phong đạo hồn thể hô lớn một tiếng, trưởng phong đẩy tới. Một đạo năng lượng dung nhập vào bên trong thanh kiếm của mạnh phàm. Trên thân kiếm xuất hiện một chữ phong. Người bạn nhỏ, phong kiếm của người giờ đã tự có là nhờ phong ma trưởng này, ngươi hiểu chưa? Mạnh phàm gật đầu, đương nhiên hiểu. Vậy tạm biệt, không tiễn. Mạnh phàm hiếu kỳ hướng thủy nhược y dò hỏi, thủy nhược y ngươi dũng mãnh hơn hay là tổ tiên tào ra này dũng mãnh hơn đối với cấp bậc của nữ nhân này mạnh phàm vẫn luôn muốn làm rõ nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của mạnh phàm thủy nhược y khẽ mỉm cười thản nhiên nói ai biết nói không chừng là hắn mạnh hơn một chút nghe vậy mạnh phàm cười cười hỏi tiếp vậy kẻ thủ của ngươi cũng chỉ giống như hắn thôi sao tỷ tỷ người yên tâm đợi ta tu luyện thành công ngày ta thành công ta sẽ báo thủ cho ngươi thủy nhược y khẽ mỉm cười được tỷ tỷ đợi ngươi mạnh phàm nào biết được nhìn hai người mạnh phàm rời đi đạo linh hồn thể như vừa dạo một vòng quỷ muôn quan nữ nhân vừa nãy thật dọa chết người ta rồi tiểu gia hỏa đó biết không bỏ đi ta tốt nhất vẫn nên vui vẻ sống an hưởng tuổi già thôi mạnh phàm bước ra ngoài hô lớn ta về rồi đây chủ nhân đại ca ca tao chỉ chạy đến ôm chầm lấy mạnh phàm đây là đại phong ma trưởng khẩu quyết của gia tộc ngươi tiên tổ của ngươi dùng tinh thần lực để truyền dạy ta đã thay đổi một chút đây mạnh phàm trong lúc nói chuyện trong tay xuất hiện một cái quyển trục Tào Lan cung kính hành lễ, đa tạ công tử. Đại ca ca, ta còn chuyện này muốn nhờ ngươi. Tào Lan vội ngăn muội muội lại, chỉ nhi đừng nói thế, sao có thể lại làm phiền người ta. Ừm, có chuyện gì vậy? Cứ nói đi, đừng ngại. Nghe được lời này, Tào Chỉ An tâm hướng Mạnh Phàm nói, đại ca ca, phụ thân của ta bị băng hàn chứng rất hiếm thấy, cần một vị thuốc hỏa hệ linh dược, mà loại dược liệu này chỉ có ở Đại Hoàng Sơn mới có. Được, giao cho ta. Tào Lan ngượng ngùng nói, chuyện này vốn dĩ không nên làm phiền công tử đại ân đại đức này không gì có thể báo đáp được tào chỉ nhanh miệng nói muốn báo ân thì có gì khó ta và tỷ tỷ lấy thân này báo đáp không phải là được rồi hay sao tào lan vội quát muội muội chỉ nhi ngươi lại nói hàm hồ gì vậy mạnh phàm búng nhẹ đầu tào chỉ gật đầu nói đúng đó đúng đó từ sáng đến tối chỉ biết nói nhảm kỳ thực lấy thân báo đáp cũng không phải không được tào lan lý nhí nói ra mạnh phàm mặt đỏ lên nhất thời nghẹn họng không nói gì được. Chị em nhà này hết chị lại em muốn dâng thân cho hắn là sao? Bằng lòng thì là cầm thú, mà nhận thì cầm thú cũng không bằng. Kèo này 500 anh em trên kênh ngày mới vlog tính sao? Làm người hay là thú? Lấy thân báo đáp, lần thứ hai, tiểu hồ ly bắt đầu bận rộn ghi ghi chép chép. Ôn ly người lại viết gì đó? Phát hiện mạnh phàm đứng sau lưng, ôn ly vội giấu tờ giấy ra phía sau, lắc đầu chối, không có, không có. Mạnh phàm giành lấy quyển sổ nhỏ, những người muốn lấy thân báo đáp cho chủ nhân cổ tâm nhi mộ vũ hàn bạch thủy nhi tào lan mặt mạnh phàm thoáng chốc biến đen ôn ly lần tới đừng ghi nữa biết chưa quyển sổ này ta tịch thu ôn ly trong lòng đắc ý thầm nói tịch thu thì tịch thu ta vẫn còn ngoài mặt tỏ ra hối lối cúi đầu nói đa tạ chủ nhân khoan hồng đại lượng ôn ly đây là ôn ly gật đầu nói không sai chính là ở đây trước mặt hai người chính là đại hoang sơn Ánh mắt chiếu tới, một mảnh hoang vu, xung quanh bốn phía đều là núi đá, không hổ được gọi là Đại Hoang Sơn. Ôn Ly cảm thán thốt lên, thật là hùng vĩ. Đừng đứng đó mà cảm thán nữa, mau đi thôi, Tào Lan tỷ tỷ còn đang chờ dược liệu đó. Mạnh Phàm trong khi nói chuyện, theo sơn đạo tiến lên phía trước. Cảnh phim chuyển đến đại qua bích, nhà riêng của Mạnh gia. Mạnh Tâm đỡ lấy Đệ Đệ đang không ngừng ho khụ khụ. Mạnh tầm lo lắng hỏi, "Đệ Đệ, ngươi không sao chứ?" Một trung niên nhân đứng trong phòng nói, "Tầm công tử" dương công tử cứ tiếp tục như này liệu có ổn không mạnh tâm hướng phong trưởng lão nói phong trưởng lão ngươi là người do vũ hồn ca phái tới ngươi nhất định là có cách cũng không phải không có cách chỉ là phong trưởng lão ngập ngừng bỏ giữa câu nói mạnh tâm hối thúc phong trưởng lão đừng ngại cứ nói đi chữa trị cho dương công tử chỉ cần luyện chế ra viêm hồn đan những dược liệu khác để làm đan dược này ta đều có nhưng chỉ thiếu một vị đó là linh dược phải đi đại hoang sơn để lấy đại hoang sơn đó chẳng phải là nơi rất nguy hiểm hay sao ca, đừng đi. Mạnh dương vội lên tiếng ngăn cản ca ca mình. Mạnh tâm ngữ khí kiên định nói, không, đệ đệ, đại hoang sơn ta sẽ đi. Đại hoang sơn. Ôn ly cảm thán, quao, wow, đỉnh núi thế mà lại có một cái giếng trời à. Chủ nhân, dược liệu chúng ta cần tìm rốt cuộc ở đâu vậy? Tào lan tỉ tỉ nói, tất cả linh dược cần đều ở hang động thứ nhất ngay lỗi rẽ thứ ba. Tới rồi, chính là ở đây. Ngay khi mạnh phàm định vào trong, ôn ly nhanh tay cản hắn lại, chủ nhân, Đợi đã, ta hình như ngay trong động có tiếng người nói chuyện. Mạnh Phàm đứng nép mình một góc nhìn vào trong. Mạnh Tâm nghi hoặc nói, "Phong trưởng lão, linh dược mà ngươi nói là ở đây sao?" Phong trưởng lão quả quyết nói, "Vị linh dược đó chính xác là ở đây." Ôn Ly thấp giọng hô lên, "Hỏng rồi, bọn họ muốn cướp linh dược của chúng ta, chủ nhân, mau nghĩ cách gì đi." Mạnh Phàm bình tĩnh trấn an tiểu hồ ly, "Đừng gấp, cứ quan sát tình hình." Mạnh Tâm nửa tin nửa ngờ chất vấn, "Phong trưởng lão, ngươi nói là linh dược ở đây?" nhưng mà ở đây bốn phía đều trống không, lấy đâu ra linh dược? Phong trưởng lão cười nói, ha ha ha, tầm công tử, đừng có gấp, ở đây còn có một cái động thiên khác. Khai, phong trưởng lão hô lớn một tiếng, tay điểm một đạo tinh thần lực về phía hình vẽ thái cực đồ trên vách đá. Công tử đừng gấp, tiến vào ánh sáng này sẽ dẫn tới chỗ có linh dược. Nhanh, ôn ly mau theo ta vào. Mạnh phàm vừa tiến vào trong pháp trận, sắc mặt khẽ biến. Sự xuất hiện của mạnh phàm nằm ngoài dự kiến của mạnh tầm mạnh phàm giả là cười nói ha ha thật trùng hợp phong trưởng lão ngoái đầu lại nói hắn ta là mạnh phàm mạnh phàm điềm nhiên gật đầu nói đoán chính xác rồi tiếc là không có thưởng thật trùng hợp quá đi lại gặp các ngươi ở đây mạnh tầm ánh mắt đề phòng nhìn mạnh phàm lạnh giọng hỏi ngươi cũng tới cướp linh dược ư ừ. mạnh phàm xua tay nói không không ngươi hiểu lầm rồi chỉ là trùng hợp ta cũng tới lấy linh dược ta mà thèm tin ngươi đi chết đi mạnh tầm gầm lên một tiếng chuẩn bị xuất thủ mạnh phàm hai tay ngăn lại trước người hô lớn quân tử động khẩu không động thủ đừng có gấp trước người mạnh phàm xuất hiện một cái lá chắn phòng hộ mạnh tâm chẳng những không phá tan được đạo phòng hộ ngược lại bị phản chấn hất ngược ra sau mạnh phàm giật mình thốt lên đây là mạng tâm tức giận lầm bầm hộ thuẫn này có chuyện gì vậy phong trưởng lão nhắc nhở tầm công tử đừng công kích nếu như bây giờ chúng ta sử dụng trận linh pháp ngược lại sẽ còn tốn gấp đôi công lực Việc khẩn cấp trước mắt là phá khai trận này. Mạnh Phàm phá lên cười, ha ha ha, đây là trận linh dạy cho đám quân tử các ngươi biết thế nào là động khẩu không động thủ. Hừ, tạm thời cho các ngươi một đường sống. Mạnh Phàm tay phất phất nói, được 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 à, ngươi muốn nói thế nào cũng được, tùy ngươi. Ôn Ly có chút lo lắng, chủ nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ đây? Bị vây hãm trong trận pháp này rồi. Mạnh Phàm trấn an tiểu nha đầu, tự tin nói, đừng hoảng, họ có thể phá được trận pháp này hay không thì ta không biết nhưng ta nhất định có thể, ta là luyện khí sư đó. Mạnh Phàm tập trung tinh thần lực, miệng hô lớn, "Hai." Quả đúng như Mạnh Phàm nói, hắn thành công dùng tinh thần lực khai mở một cái thông đạo. Mạnh Tâm gấp gáp hối thúc Phong trưởng lão, họ thế mà lại phá được trận trước rồi. Phong trưởng lão, "Công tử đừng gấp, để ta dùng ngưng thần phá trận." Phong trưởng lão nói ra. Trước khi theo Mạnh Phàm tiến vào bên trong, Ôn Ly làm mặt quỷ trêu Mạnh tầm, "Chúng ta đi trước đây." Lêu lêu lêu. Vừa bước qua khỏi thông đạo, Mạnh Phàm ngẩn người, chuyện gì vậy? Sao vẫn ở đây? Chủ nhân, không phải đã phá được trận rồi sao? Mạnh phàm giọng trầm xuống, xem ra trận pháp này không đơn giản như vậy. Cần nghiêm túc nghiên cứu. Trận nhãn rốt cuộc là ở đâu? Phá trận quyết, di tinh dị túc, thiên địa phản phúc, thiên nhân hợp phát, long xà khởi lục. Mạnh phàm sau một hồi nghiễn ngẫm, hô lớn, ở đây, hắn cuối cùng cũng đã phát giác ra trận nhãn ẩn giấu. Ngay lập tức kết xuất một đạo tinh thần lực. Mạnh phàm miệng hô lớn, phá trận trong đám sương mù mờ ảo một đạo thân ảnh to lớn dẫn dữ gầm lên là ai đã đánh thức ta đấy là ngươi sao một cái cự nhân như một hòn núi nhỏ xuất hiện trước mắt mạnh phàm đây là bộ dáng to lớn của người kia quả thật đem tiểu hồ ly dọa sợ đây là trận linh ôn ly tránh ra mạnh phàm trong lúc nói chuyện thân hình nhằm phía trận linh lao đến trận linh quát lớn thiện sấm trận pháp giả chết chấn cái quỷ gì vậy mạnh phàm một quyền đem vật cản đường đánh nát Kể đi trước tiên phải giết hắn đã mạnh phàm không có chú ý mấy mảnh bể nát phía sau phát ra năng lượng lôi điện không kịp trở tay mạnh phàm bị lôi điện thi nhau giáng xuống ôn ly sợ hãi hô lên chủ nhân ôn ly ta không sao khói bụi tan biến lộ ra thân ảnh mạnh phàm mạnh phàm thầm nói cái trận linh dùng là bát quái ư nhất định phải phá giải bát quái nhưng khoảng cách này khí linh giọng băng lãnh vang lên lui về bí cảnh thì không phải chết vậy nếu ta không lui thì sao Mạnh Phàm nghĩ bụng, việc gì phải xoắn, kệ đi, cứ xông lên. Vậy thì đi chết đi. Nhìn khí linh chuẩn bị tấn công, Mạnh Phàm nhận ra là đói quái, Kim chết đi. Khí linh thay đổi phương thức tấn công, Kim Quang kiếm Phô Thiên cái địa nhằm Mạnh Phàm đánh xuống. Xích luyện quyền, Mạnh Phàm hô lớn một tiếng, quyền phong mạnh mẽ nhằm khí linh đánh tới. Khí linh giật mình lẩm bẩm, không ngờ phá được đói quái. Tiên thiên bát quái, hai. Nhìn khí linh biến đổi chưa thức. Mạnh Phàm cười nhạt, ngươi hết cơ hội rồi. Đại Phong Ma trưởng, Mạnh Phàm phi thân phóng lên. Thi triển tuyệt chiêu nhận được từ Đại Phong Ma bia của Tào gia, đem khí linh phong ấn. Khí linh trúng chiêu, miệng không ngừng phát ra từng hồi gào thét chói tai. Lấy khí linh làm trung tâm, một tiếng nổ chói tai vang lên. Ôn Ly phấn khích hô lớn, thắng rồi, chủ nhân lợi hại quá. Mạnh Phàm từ trên đáp xuống, nói, đừng vội vui mừng, chúng ta thử xem xem trận linh lợi hại này, rốt cuộc là do cái gì luyện thành ngay chỗ khí linh bị diệt sát hiện ra một đôi cá hắc bạch ôn ly ngẩn ra nói chủ nhân đây chính là trận linh lợi hại mà ngươi nói đó sao mạnh phàm sắc mặt không mấy dễ coi vỗ đầu giải thích ta nhìn nhầm rồi loại cá ơn phế vật này xem ra cũng chẳng có tác dụng gì để ăn vẫn tốt hơn ôn ly hai mắt sáng rực phân khích nói được chủ nhân ôn ly thích nhất là ăn cá hắc ngư nghe thấy sắp thành món ăn tới nơi vội hô lên đừng đừng ăn bỏ ta đôi hắc bạch ngư ủy khuất nói lại nói là một con cá ươn thì có gì sai. Mạnh phàm lạnh nhạt nói, các ngươi lúc này còn bày trận linh để đối đầu với ta, ta bây giờ chỉ là báo thủ thôi. Đúng đúng, báo thủ, ăn chúng, ăn chúng. Ôn Ly hùa theo, miệng sớm đã chảy đầy nước bọt. Hắc Bạch Ngư bị dọa sợ, cả người run rẩy van xin, "Á, à, đừng ăn bọn ta, bọn ta còn hữu dụng." Có tác dụng gì? "Mau mau, nào, biểu diễn một chút cho đại gia đi." Hắc Ngư hối thúc đồng bọn. Đến đây tuyệt kỹ. Bạch Ngư Như diễn tập kỹ, búng người trồng cây chuối. Tạm biệt, Ôn Ly, chuyện còn lại giao cho ngươi. Mạnh Phàm chẳng chút hứng thú, nhìn cũng không thèm nhìn, phân phó chuyện cho Ôn Ly xử lý. Bị Ôn Ly tóm trong tay, Hắc Bạch Ngư sợ mất mật van này, đừng đi, bọn ta thực sự còn hữu dụng mà. Bọn ta có thể biến hóa vũ khí, còn biết vị trí của linh dược. Linh dược. Nghe được lời này, Mạnh Phàm tâm động ngoái đầu nhìn lại. Ôn Ly, hiểu ý của Mạnh Phàm, Ôn Ly xách Hắc Ngư lên tra hỏi, mau nói, linh dược ở đâu? Tính mạng bị đe dọa, Hắc Ngư vội chỉ đường, đang ở phía trước chỗ phá trận, ra khỏi động dễ phải ở trong cái động đầu tiên. Xem như là ngươi thức thời, ta bây giờ không cần vũ khí, Ôn Ly, mau giữ chúng lại. Được thôi, đã như vậy, làm cho tốt nếu không. Hai cái quái ngư vội gật đầu lia lịa, vâng, vâng. Đại tiểu thư, bọn ta nhất định làm tốt mà. Chính là chỗ này, dựa theo chỉ dẫn của đôi hắc bạch ngư, mạnh phàm tìm được đến một địa phương cả hai con đồng thanh nói không sai không sai đó chính là chỗ này thái cực đồ này mạnh phàm ánh mắt nghỉ ngẫm quan sát phía trước hắc bạch ngư kiêu ngạo giới thiệu đây là phong ấn bọn ta bảo vệ linh dược ai cũng giải không ra trừ phi tha cho bọn ta thật là nhìn không ra thế hình gì mạnh phàm lạnh giọng ôn ly ta không cần lũ cá ươn đó ăn đi ôn ly hai mắt sáng rực nhìn hai con cá bộ dáng chuẩn bị đánh chén tới nơi không 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 bọn ta giải khai bọn ta giải khai bọn ta sẽ lập tức giải khai trời ơi làm một con cá ươn thì có gì sai hai con cá nào dám lười biếng lập tức đem trận pháp mở ra đây là mạnh phàm ngẩn người đưa mắt quan sát bên trong nhìn bên trong ôn ly kinh hô chủ nhân linh dược chính là nó thứ tào lan tỷ tỷ muốn chính là nó linh dược các người đã tìm thấy rồi xin hai vị lão ra rộng lượng tha cho bọn ta mạnh phàm thờ ơ nói không gấp không gấp lấy linh dược xong ta sẽ thả các người nằm mơ đi linh dược là của ta mạnh tầm gầm lên mạnh phàm phản ứng mau lẹ nhún người né tránh đòn công kích bất ngờ của đối phương lại gặp mặt rồi mạnh tầm ánh mắt băng lãnh nhìn mạnh phàm mạnh phàm ngươi quả nhiên là tới cướp linh dược mạnh phàm lạnh nhạt nói ta cần đoá lục phẩm linh dược hỏa liên hoa này ngươi mạnh tầm sẵn giọng ngươi cần còn ta thì không cần chắc phong linh trưởng một lời không hợp mạnh tầm tiếp tục phát động công kích phong ma mạnh phàm bất chợt hô lên không đúng có biến chiêu mạnh tầm quả nhiên gian xảo chiêu đầu tiên chỉ là hư chiêu để che mắt mạnh phàm gã ta ngay khi áp sát lập tức biến chiêu phong động cửu thiên cản xích luyện đòn tấn công uy thế hung mãnh áp sát mạnh phàm không kịp tránh né mạnh phàm hô lên không hay rồi đòn tấn công của mạnh tầm đem mạnh phàm đánh văng cả cơ thể hắn bị đánh lún vào cột đá phía sau mạnh phàm cả người lún sâu trong trụ đá mạnh phàm lạnh nhạt nói phong trợ hỏa thế ngươi dung hợp hai loại công pháp luyện thành song tuyệt dũng chiến biết ta dung hợp công pháp còn không mau đầu hàng mạnh phàm hừ lên một tiếng hắn từ trong trụ đá bước ra nguyên khí bao trùm toàn thân mạnh phàm đứng trên dung nham một màn này đem mạnh tầm dọa sợ gã ta trong bụng thầm nghĩ nham tương hải này ít nhất phải trên vạn độ hắn thế mà lại có thể bước đi trên nham tương không chỉ có một mình ngươi biết dung hợp công pháp. Nhìn thấy Mạnh Phàm đưa tay rút thanh kiếm phía sau, Mạnh tầm nghi hoặc nghĩ bụng, hắn muốn rút kiếm ư? Là thần thông chiến pháp sao? Rất nhanh, Mạnh Tâm sắc mặt khó coi lẩm bẩm, không không đúng, không phải thần thông chiến pháp. Mạnh Phàm nhàn nhạt, nhạt nói, ngay trước tổ tiên Tào ra. đã truyền dạy cho ta phong ma trưởng, để ta liễm khí thu thần, dung kỹ vũ kiếm. Chính là để có ngày hôm nay đây. Trong khi nói chuyện, lớp vải bao phủ quanh thân kiếm bị phá toái. Mạnh Tầm khiếp sợ thầm thốt lên, tiêu rồi, không thể để cho hắn xuất kiếm được. Phong cho đại phong ma kiếm, mạnh phàm hô lớn một tiếng, kiếm trong tay mạnh phàm bạt ngang, một luồng kiếm khí sắc bén chém tới phía trước. Mạnh Tầm còn chưa kịp xuất chiêu ngăn cản, kiếm chiêu của mạnh phàm đã đánh tới trước mắt. A, à, mạnh Tầm hét thảm lên một tiếng, cả người té xuống trụ đá bị gọt đến tận gốc. Mạnh phàm đưa tay hái lục phẩm linh dược hỏa liên hoa. Mạnh Tầm, ta đã thắng rồi đệ đệ vì đệ đệ không không thể mạnh tâm gắng gượng chống đỡ cơ thể ngồi dậy gã ta nghiến chặt răng lẩm bẩm không thể để hắn lấy mất linh dược mạnh tâm thống khổ gào lên cả người hắn bất ngờ bạo phát lực lượng cường đại y phục trên người bị chấn nát thủy nhược y có chút kinh ngạc đây là chiến ý xem ra tiểu gia hỏa phải nếm chút đáng rồi ôn ly nghi hoặc hỏi tỷ tỷ chiến ý là gì vậy thủy nhược y giải thích dũng chiến hợp lưu chiến ý thông thiên chính là chỉ giống như tiểu tử đó bây giờ vậy. Một nam tử đột xuất dũng chiến phái, đem chấp niệm của bản thân dung nhập vào trong cơ thể, tăng cường sức mạnh và chiến cơ. Ngại quá, linh dược này ta phải cầm đi cứu người. Còn ta thì không cầm đi cứu người sao? Mạnh Tầm gầm lên một tiếng, trong nháy mắt xuất quyền tấn công Mạnh Phàm. Mạnh Tầm chiến lực bạo tăng, một cái gạt tay đem kiếm trong tay Mạnh Phàm đánh văng. Mạnh Phàm, vậy ngươi đừng trách ta. Phong động. Mạnh Phàm gầm lên, là người đừng trách ta, xích luyện mạnh phàm một quyền đánh thẳng lên người mạnh tầm mạnh tâm sắc mặt tái nhợt ho khan khụ khụ nháy mắt cơ thể mạnh tầm như bóng bóng xì hơi cơ thể chỉ còn lại ra với xương hắn ta oán thán lại thua rồi ư xin lỗi đệ đệ ngươi cần linh dược cứu đệ đệ ngươi sao lại sao vậy chuyện đã tới nước này rồi còn muốn sỉ nhục ta hay sao giết ta đi ngươi sớm nói thì tốt rồi chia cho ngươi một nửa trong khi nói chuyện mạnh phàm đưa nửa miếng linh dược về phía mạnh tầm đây đệ đệ được cứu rồi cảm mạnh tầm câu cảm ơn còn chưa nói xong một đạo công kích từ xa phóng tới đánh cho hắn hôi phi yên diệt mạnh phàm ngẩn người một màn vừa rồi khiến hắn không kịp trở tay phong trưởng lão lạnh giọng mắng phế vật đã dạy chiến ý cho ngươi rồi mà còn đánh không thắng mạnh tầm phong trưởng lão ánh mắt chán ghét hướng mạnh phàm ngu ngốc thật giống mạnh phàm lạnh giọng giống cái gì giống phụ thân ngươi ngươi lớn lên rất giống mạnh thương đại nhân tính tình bướng bỉnh không khuất phục ai cũng giống hệt cha ngươi. Ngươi biết cha ta? Mạnh Phong lạnh nhạt đáp, sao có thể không biết? Mạnh Thương đại nhân năm đó là luyện khí cảnh có kỹ năng siêu cao ở thượng kinh thành, khiến danh tiếng gia tộc vang danh khắp nơi, chính là ở địa vị mà gia chủ bây giờ cũng không đạt được. Mạnh Phàm kiêu ngạo nói, cha của ta đương nhiên phải giỏi rồi. Nhưng đáng tiếc, Mạnh Thương đại nhân cuối cùng vẫn là chạy không thoát. Mạnh Phong lấp lửng đến cuối cùng thì im lặng. Ai nha, lão tử nhiều lời rồi mạnh phàm vội bước đến gần truy hỏi chạy không thoát cái gì mau nói mạnh phong mắt lóe lên sự âm hiểm nói chạy không thoát cái chết vạn đạo phong tỏa lão ta gầm lên một tiếng nguyên khí hóa thành hàng loạt đạo mũi tên nhằm phía mạnh phàm bắn tới mạnh phàm ngươi ra đời là một sự ngoài ý năm đó gia chủ vì muốn làm yên lòng các trưởng lão mới thả mẹ con các ngươi rời đi bây giờ ngươi đã lớn không những không trốn ngược lại còn tranh cướp nữ nhân của vũ hồn thiếu chủ thật nực cười ha 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 tranh cướp nữ nhân ngươi chỉ ai đương nhiên ám chỉ tạp chủng mà ngươi ngày nhớ đêm mong mộ nhân hàn phi mạnh phàm phun một ngụm nước bọt xen lẫn máu lên mặt mạnh phong mặt bị người nhổ nước bọt mạnh phong giận dữ gầm lên tạp chủng ngươi ngươi dám mạnh phàm trừng mắt quát tiểu hàn làm sao có thể là tạp chủng sống vì mọi người thì có gì sai chứ mạnh phong giọng âm trầm sai ở chỗ các ngươi chỉ là con riêng sai ở chỗ cha ngươi không chỉ là con vợ lẽ còn vượt trội hơn người khác hắn ưu tú như vậy và nhất gia chủ truyền ngôi cho hắn Thì phải làm sao Nên bọn ta chỉ có thể dùng mọi cách bảo vệ cậu của ngươi Mạnh phàm ánh mắt muốn giết người Nhìn chăm chăm Mạnh Phong Răng nghiến chặt giết lên là các người giết cha ta Phải thì sao Mà nếu không phải thì sao Mạnh phàm muốn trách thì trách cha ngươi là Tạp chủng Mà ngươi Ngươi lại là con trai của Tạp chủng Ngươi thật đáng chết Mạnh Phong trong khi nói chuyện Tay chụp lấy ít hầu Mạnh Phàm Ừm dựa vào cái gì Dựa vào cái gì Mà ta phải chết mạnh phàm dẫn giữ đem nguyên khí chế trụ của mạnh phong trấn nát giữa hai bên thực lực chênh lệch quá lớn mạnh phàm còn chưa kịp tấn công đối phương đã ăn phải một quyền mạnh phong một quyền đem mạnh phàm đánh chìm xuống hồ dung nham ôn ly khiếp sợ kinh hô chủ nhân thủy nhược y bộ dáng thong dong bình tĩnh nói đừng lo lắng tên tiểu tử thối sẽ không có chuyện gì đâu lát nữa đi theo ta là được rồi ta không thể chết bên dưới hồ dung nham mạnh phàm hắn trồi tay lên tiểu hàng không đáng chết cha ta cũng không đáng chết. Người đáng chết là các ngươi, là những người luôn đấu kỵ người tài, là người không từ bất kỳ thủ đoạn nào cũng phải chiếm lấy thứ không thuộc về mình. Mạnh Phong lạnh nhạt nói, lão phu quả nhiên là đã già rồi, nói cũng nhiều rồi. Mạnh Phàm. Lão ta không tiếp tục nhiều lời phát động công kích về phía Mạnh Phàm, muốn đem hắn diệt sát. Mạnh Phàm dẫn dữ gầm lên, ta không đáng chết. Bất chợt dị biến xảy ra, công kích của Mạnh Phong lại bị dung nham phía sau Mạnh Phàm hấp thu. Cả người Mạnh Phàm như một điểm trung gian, hấp thu công kích của mạnh phong phản chiếu đánh xuống hồ dung nham thủy nhược y dường như đã biết trước không chút kinh ngạc lẩm bẩm bí cảnh đã xuất hiện rồi hồ dung nham phía trên đứt gãy làm lộ ra một cái không gian khác bên dưới mạnh phàm rơi tự do từ bên trên xuống thủy nhược y hô lớn ôn ly theo ta nhìn thủy nhược y nhảy xuống động thiên bên dưới ôn ly vội vàng phóng theo nhìn xuống bên dưới mạnh phong mắt lộ vẻ tham lam đây là bát giai thần vật thiên nguyên dung nham thụ ha 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 không ngờ vừa giết được tạp chủng lại còn có thể gặp bí cảnh thần vật bất ngờ mạnh phong bị một cỗ phòng hộ vô hình hất văng ra sau mạnh phong ổn định lại thân hình tức giận lầm bầm là hạn chế kết giới hạn chế người đã đạt được luyện hồn cảnh trở lên hừ lời cho ngươi rồi tiểu tử có điều cũng không sao cả lão phu ngay cửa vào của bí cảnh này canh giữ há miệng chờ sung dung nham thụ đó vẫn là của ta thôi mạnh phàm lúc này cơ thể như quả mít dụng từ bên trên rớt thẳng xuống bên dưới gốc dung nham thụ nóng nóng quá đây là đâu mạnh phàm trong lúc vô tình nhìn dưới gốc dung nham thụ kinh hô đó là hoa văn nhân là hoa văn nhân thủy nhược y gật đầu nói không sai có điều bây giờ còn chưa thể hái được các ngươi cũng tiến vào rồi sao nói xem chỗ này có phải là thủy nhược y mỉm cười giải thích đây là thiên nguyên dung nham thụ bí cảnh mạnh phàm chợt kinh hô ý tại sao nóng như vậy da thịt hắn bất ngờ xuất hiện hỏa diễm thiếu đốt Thủy Nhược Y nhanh tay dập lửa, đơn giản giải thích, đương nhiên là nóng rồi, nơi đây là bí cảnh nguyên khí hỏa diệm mà chỉ có thiên nguyên cường giả mới có. Thủy Nhược Y cười như không cười, nghiêm túc nói, tiểu tử thối, ngươi cùng lắm chỉ chịu được 3 phút hỏa diệm ở chỗ này, tới lúc ngươi không chịu nổi sẽ bị hơi nóng ở đây hành hạ cho tới chết. Mạnh Phàm hướng Thủy Nhược Y hỏi, làm sao mới thoát khỏi bí cảnh này? Thủy Nhược Y thản nhiên lắc đầu, không kịp nữa rồi, dựa vào tình hình cơ thể ngươi lúc này, làm sao ra khỏi bí cảnh. Mạnh Phàm bừng tỉnh đại ngộ, tức giận mắng, Á! À, Thủy Nhược Y ngươi chơi ta, ngươi sớm đã dự liệu chuyện này sẽ xảy ra, vì vậy mới mới để ta tới Đại Hoang Sơn." Thủy Nhược Y vờ ủy khuất nói, "Tiểu tử, ngươi nói thế sẽ làm tổn thương người ta đó, người đánh ngươi bị thương lại không phải là ta." Mạnh Phàm nhìn mặt Thủy Nhược Y, lạnh nhạt, "Không sai, là ngươi không nỡ thấy ta chết, ta chết rồi, ai sẽ giúp ngươi hái đóa hoa và nhân kia?" "Tiểu tử thối thông minh hơn rồi đấy, ta thực sự có một vật có thể giúp ngươi thoát khỏi bí cảnh này." Thủy Nhược Y cười cười, trong tay xuất hiện một cái quyển trục. Mạnh Phàm hiếu kỳ hỏi, đó là cái gì? Thủy Nhược Y đơn giản giới thiệu, nghịch thần quyển, công pháp kỳ diệu có thể thôn phệ thần vật trên bát giai, một khi tu luyện thành công, đột phá thiên nguyên chỉ còn là chuyện nhỏ thôi. Biết trên đời này không có thứ gì miễn phí ngoài nước mưa và phân chim, Mạnh Phàm lạnh nhạt hỏi, ta đoán công pháp này phải mạo hiểm đúng chứ? Thủy Nhược Y cười nói, hắc hắc, so với lúc trước thì ngươi thông minh hơn nhiều rồi, không sai, công pháp này phải mạo hiểm, có thể sẽ phải chết bất kỳ lúc nào mà không biết nhưng chỉ có tu thử quyền này mới có thể thôn phệ thần vật đang che chở cho hoa văn nhân thế nào người tu hay không đây mạnh phàm không cần suy nghĩ hô lên tu sao lại không tu tu còn có cơ hội sống không tu thì chính là chết sống chết có số phu quý tại thiên mau đưa ta được thủy nhược y hài lòng gật đầu đem mạnh phàm treo lơ lửng giữa không trung thủy nhược y hô lớn tiểu tử thối đón cho tốt đó ngay khi quyển trục vừa dung nhập vào cơ thể mạnh phàm hắn toàn thân bùng phát kim quang chủ nhân chủ nhân có vẻ rất đau thủy nhược y giải thích không sao hắn chỉ là tiến nhập nghịch thần quyền không gian thôi ôn ly nghi hoặc hỏi lại nghịch thần quyền không gian thủy nhược y kiên nhẫn giải thích không sao chỉ cần là tu luyện nghịch thần quyền tinh thần dai sẽ tiến nhập thần bí không gian tu thành tinh thần mới có thể ra ngoài vậy nếu như không thể tu thành công thì sao thủy nhược y lạnh lùng phun ra mấy chữ chỉ có con đường chết bên trong thế giới tinh thần của mạnh phàm hắn lúc này bị mấy sợi hắc thiết chế trụ cơ thể. Ở đây là thế giới tinh thần ư? Mạnh Phàm không nhịn được hô lên, bia lớn quá. Trước mắt Mạnh Phàm là bốn khối bia đá, mỗi khối cao tới hàng trăm trượng. Mạnh Phàm lúc này mới phát hiện cả người bị xích sắt khóa chặt. Tinh thần thể của ta đã bị khóa rồi, xem ra là trò quỷ do mấy tấm bia này làm ra. Kiếm pháp này thật độc đáo. Ha ha, thực là hiếm thấy. Mạnh Phàm càng nhìn càng rối, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Nhìn đám ký tự trên bia đá mạnh phàm chết lặng. Mấy ký tự trên tấm bia rốt cuộc nói cái gì? Mấy chiêu kiếm này, ta đều hiểu cả, chỉ là nền tảng của chiêu thức là gì? Ừm, đây là. Mạnh phàm trong đầu nổi lên một cái suy đoán, lẽ nào là thôn thần pháp này với chiêu kiếm có quan hệ với nhau sao? Kiếm pháp là dựa vào nền tảng chiêu kiếm để xây dựng, dựa vào nguyên khí bản thân dẫn động thiên địa chi khí. Thần pháp này lẽ nào? Ta nghĩ ra rồi. Chiêu kiếm thông qua lục vị để vận hành nguyên khí nhờ thiên địa nguyên khí câu động mà phát ra uy lực. Chỉ cần nghịch hành lục vị, thông qua lục vị để thôn phệ nguyên khí, tiếp dùng chiêu kiếm thôn phệ nguyên khí. Đen nguyên khí quy về đan điền. Chính là như vậy. Mạnh phàm hô lớn, thôn phệ tất cả đi. Thế giới bên ngoài, mạnh phàm hai mắt chật mở. Ôn ly kinh ngạc hô lớn, chủ nhân quay lại rồi. Tiểu tử, ngươi đã luyện thành rồi. Mạnh phàm mỉm cười nói, may mà không phụ sự kỳ vọng của ngươi. Tiểu tử thối, ngươi đã trưởng thành rồi đừng đánh chống làng nữa thủy nhược y mạnh phàm trong lúc nói chuyện bước đến gần dung nham thụ ngươi bảo ta học nghịch thần quyết không phải là để thôn thiên nguyên dung nham thụ này hay sao nhìn cho kỹ đây xuất kiếm kiếm khí thăng không nghịch thôn thần pháp khai mạnh phàm thi triển nguyên khí kiếm tụ tập thành một cái hắc động lơ lửng trên ngọn dung nham nguyên thụ thôn một cỗ hấp lực cực mạnh từ hắc động đem dung nham nguyên thụ bật cả gốc rễ thoáng chốc dung nham nguyên thụ đã bị hắc động cắn nuốt sạch sẽ ôn ly nhìn đến miệng mồm há hốc một màn vừa rồi quá đỗi kinh thế hãi tục ôn ly nghi hoặc chạy đến hỏi mạnh phàm chủ nhân cái cây đó biến đâu mất rồi nó đã bị hắn thôn đến không gian nghịch thần để luyện hóa rồi thủy nhược y bất ngờ hô lớn tiểu hồ ly cẩn thận quanh thân mạnh phàm bùng lên một cột nguyên khí phóng thẳng lên thiên không tiểu tử thối tiến giai rồi thanh thế của tiến giai này không chừng tiến nhập luyện hồn cảnh quá trình tiến giai của mạnh phàm diễn ra hoàn toàn thuận lợi không chút trở ngại ôn ly hai mắt lấp lánh nhị không được thốt lên chủ nhân ngầu quá đi thủy nhược y cái này cho ngươi đón lấy hoa văn nhân thủy nhược y cười nói tiểu tử thối lấy được lợi ích cũng không quên chuyện chính mạnh phàm nửa đùa nửa thật quên chuyện của ai cũng được nhưng không dám quên chuyện của ngươi coi như ngươi có đạo nghĩa liên tục bị thủy nhược y đem bưởi đập vào mắt mạnh phàm vội xoay người lại che giấu vẻ lúng túng được rồi các ngươi vào trong không gian tinh thần của ta đi. Ta còn đi giải quyết lão già chết tiệt đang đợi ở bên ngoài kia nữa. Phát hiện mạnh phàm từ dưới đáy dung nham phóng lên, Mạnh Phong giật mình kinh hô, "Tạp chủng, ngươi." Thế mà lại. Mạnh phàm trong nháy mắt xuất hiện trước mắt Phong trưởng lão, đánh thẳng một quyền vào bụng ông ta. Phong trưởng lão không kịp trở tay, cả người như đạn pháo văng ngược ra sau. "Tiểu tạp chủng." Mạnh Phong bộ dáng chật vật, răng nghiến chặt xít lên, không ngờ ngươi đã luyện được luyện hồn chi cảnh ta không phải tạp chủng mạnh phong sẵn giọng quát ta nói thế nào thì chính là như vậy ngươi chính là tạp chủng ta giết ngươi mạnh phàm lao nhanh về phía mạnh phong luyện hồn kỹ xà triển đoàn công kích của mạnh phong vây lấy mạnh phàm chiêu kiếm thứ ba thiết mạnh phàm kiếm trong tay động đem xà triển đánh nát mạnh phong gương mặt xấu xí răng nghiến chặt mắng chết tiệt vạn đạo phong tỏa mạnh phàm một đường lao nhanh đến miệng hô lớn cơ sở kiếm pháp đệ tứ một kiếm xuyên thủng người mạnh phong mạnh phàm khinh miệt phun ra hai chữ rác rưởi mạnh phong cả người toàn máu luôn miệng chửi tên tạp chủng nhà ngươi mau nói kẻ giết cha ta rốt cuộc là ai mạnh phong cười lạnh ngươi rất muốn biết người đã giết cha của ngươi ư ta chết cũng không nói cho ngươi biết mạnh phong hung ác gầm lên thiên ma giải thể lấy mạnh phong làm trung tâm một vụ nổ lớn vang lên nguyên khí phóng ra phá toái mọi thứ ở xung quanh mạnh phàm buồn bực mắng rác rưởi tự hủy hoại mình ta nhất định sẽ điều tra rõ ngọn ngành làm rõ rốt cuộc là kẻ nào đã giết cha ta mạnh ra ở kinh thành đợi đấy cảnh phim chuyển đến đại môn tào gia tỉ muội tào lan ra cửa tiễn mạnh phàm mạnh công tử ngươi nhất định là phải đi sao đại ca ca thật sự phải đi sao mạnh phàm gật đầu nói ừm um, dược liệu ngươi nhờ ta cũng lấy giúp ngươi rồi ta có chuyện phải lên kinh thành một chuyến tào lan hiếu kỳ hỏi công tử lên kinh thành là vì việc gì thế đi thiên hàn tông nhưng hẹn ước 3 năm vẫn còn 2 năm nữa mà. Mạnh Phàm đơn giản giải thích, ta đi kinh thành là vì có chút chuyện riêng, được rồi, đến lúc ta phải lên đường rồi, cáo tử. Công tử, Tào Lan hai mắt rưng rưng nói với theo, trận đấu giữa công tử và thiên hàn tông ta nhất định sẽ đi xem. Tào chỉ hô lớn, đại ca ca, cố lên. Mạnh Phàm tự tin cười nói, được. Thủy Nhược y nghi hoặc hỏi, Mạnh Phàm, ngươi thực sự muốn đi kinh thành. Mạnh Phàm không chút giấu giếm nói, ta muốn tới kinh thành để điều tra nguyên nhân về cái chết của phụ thân ta nghe được lời này thủy nhược y chất vấn điều tra nguyên nhân cái chết của phụ thân ngươi vậy còn cấm địa có hoa văn nhân đó thì phải làm sao ngươi chẳng phải đã nhận lời với ta rồi sao nàng ta vừa ủy khuất nói lẽ nào mạnh công tử nói lời không giữ lời được rồi được rồi đừng có diễn nữa ta có nói sẽ không đi sao ta chỉ muốn đi kinh thành trước thôi thủy nhược y bất ngờ nói ngươi muốn đi kinh thành trước cũng được có điều ngươi phải đi theo lộ trình mà ta sắp xếp mạnh phàm ánh mắt đề phòng nhìn thủy nhược y ngươi lại tính bày trò quỷ gì thủy nhược y thản nhiên giải thích không có bày trò gì cả chỉ là con đường nhanh nhất để đi tới kinh thành là đi qua con cầu thiên vân của hoàng đô hỏa vân đế quốc vừa hay ở hỏa vân hoàng độ có một đóa hoa văn nhân ngươi hái nó thay ta mạnh phàm tự tin hứa hẹn đợi ta nửa ngày thôi ta sẽ lấy nó về cho ngươi thủy nhược y cười như không cười nói tiểu tử câu này là ngươi tự nói nha đừng hối hận ta việc gì phải hối hận ôn dẫn đường. Ôn ly nhanh nhẹn gật đầu, được, chủ nhân, hỏa vân hoàng đô. Trên đường di chuyển, mạnh phàm ghé vào khách điếm nghỉ chân, tiểu nhị, cho hai bát mì thịt bò. Nhìn thấy mạnh phàm, một gã ngồi bên trong thấp giọng nói, lại tới thêm người nữa. Tên đồng bạn không mấy quan tâm, chỉ là một tên nhóc mà thôi. Ôn ly thấp giọng nói, chủ nhân, bầu không khí ở đây hình như có chút kỳ quặc. Mạnh phàm cẩn thận nhắc nhở, đừng ngó nghiêng lung tung, đợi lát nữa nếu như có người động thủ, ngươi lập tức trốn sau lưng ta ôn ly khó hiểu nói chủ nhân ngươi tại sao lại biết có người sẽ động thủ ngươi không phải là cảm thấy bầu không khí xung quanh rất kỳ lạ hay sao ngay lúc này cô tâm ngạo lên tiếng các vị ngồi đây chắc có lẽ đều là vì nữ đế nên mới tới cũng không phải là ta xem thường các vị nhưng các người cũng không tự nhìn lại mình đi các người cũng xứng với nữ đế sao mấy thực khách nhao nhao lên tiểu tử thối miệng còn hôi sữa mà khẩu khí cũng lớn quá hà tiểu tử trưởng bối nhà ngươi không dạy ngươi ra ngoài phải biết khiêm tốn sao cô tâm ngạo ánh mắt khinh miệt nhìn mấy vị thực khách thật ngại quá ta vừa này thật là không lễ phép rồi ta phải nên nói cô tâm ngạo giơ ra ngón tay thối quát các ngươi xứng sao xứng hay sao xứng cái khỉ tiểu tử thối tự tìm chết hừng cô tâm ngạo hừ lên một tiếng một loạt tiếng va chạm vang lên rồi im bặt ta hỏi là các ngươi xứng hay sao cô tâm ngạo ánh mắt khinh miệt nhìn mấy tên võ giả nằm gục dưới chân ta hỏi là các ngươi xứng hay sao ôn ly ngồi xem kịch hay chán ghét nói chủ nhân hắn thật hống hách khách quan mì của ngài tới rồi đây com mạnh phàm cười nói với ôn ly mì tới rồi ta ăn thôi hống hách sẽ phải trả giá ôn ly gật đầu hai mắt sáng rực nhìn tô mì hấp dẫn trước mắt cô tâm ngạo lạnh giọng hỏi đám người bao vây hắn sao muốn cậy đông bắt nạt sao bá phong vô cấp đường đứng ra nói ai nói bọn ta ỉ đông bắt nạt người cô tâm ngạo liếc đối phương bằng nửa con mắt ta còn tưởng là ai chứ hóa ra là tên đầu chọc của vô cấp đường thật to gan dám vô lễ với đường chủ bá phong phất tay ngăn thủ hạ chỉ là chuyện nhỏ thôi không đáng phải ra tay cô tâm ngạo lời mà ngươi nói vừa này là có ý gì vậy ý gì nữ đế của hỏa vân đế quốc chiêu thân phàm là cường giả thiên nguyên nghe được tin tức này đều tới hỏa vân đế quốc cô tâm ngạo xanh chín nói có điều nữ đế đã là nữ nhân của ta rồi đám cá ương các người biết điều thì mau cút xéo bá phong phá lên cười lớn ha 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 thật nực cười nữ đế lúc nào mà lại thành nữ nhân của cô tâm ngạo ngươi thế hả ta nói thế nào thì chính là thế đấy cô tâm ngạo thẹn quá hóa giận nhè mặt bá phong mà đấm một quyền của gã kia đem bá phong đánh rớt xuống trước mắt hai người mạnh phàm rác rưởi đầu chọc đường chủ đường chủ to gan dám ám toán đường chủ người của vô phong đường hô hào nhau lên mau băm hắn thành trăm mảnh cô tâm ngạo hừ lên một tiếng một đám lâu la đem đao cầm tới tay cô tâm ngạo quát lớn bọn cặn bã tất cả xông lên hết đi liệt diện thập tự chảm một đao của cô tâm ngạo đem đám thủ hạ của bá phong đánh bay ra ngoài mạnh phàm chẳng chút quan tâm nhắc nhở ôn ly mau lau miệng đi đáng ghét đi chết đi cô tâm ngạo quát lớn một tiếng đao trong tay nhầm mạnh phàm bổ xuống Mạnh Phạm dùng một ngón tay đỡ lấy một đao của cô tâm ngạo. Cố Tâm Ngạo răng nghiến chặt gầm lên, tại sao? Mạnh Phạm lạnh nhạt nói, bằng hữu, ta đã nói rồi ta không có hứng thú với nữ đế, ngươi như này là quá đáng rồi đó. Cô tâm ngạo quát, một chút cũng không có quá đáng, ta ghét nhất là loại người như các ngươi. Ôn Ly xuất thủ chớp nhoáng, đem hắc ngưu dùng như vũ khí, gõ lên đầu cô tâm ngạo. Chó lông vàng, chủ nhân ta không phải là người thiếu thốn tình cảm. Hậu cung của chủ nhân rất nhiều mỹ nhân cổ tâm nhi tào lan tỷ tỷ này còn nữa cô tâm ngạo nửa tin nửa ngờ cái gì hắn còn có nhiều nữ nhân thích hơn cả ta sao vậy thì ngươi càng phải chết mạnh phàm lười biếng nói vậy hết cách rồi cô tâm ngạo còn chưa kịp phản ứng đã bị mạnh phàm đánh văng ra bên ngoài kiếm ngươi sử dụng cũng rất khá đó có tư cách để ta biết tên ngươi mạnh phàm từ bên trong bước ra thản nhiên nói ngươi quá yếu rồi không có tư cách biết tên ta cô tâm ngạo bị mạnh phàm làm cho nghẹn họng sắc mặt khó coi. Được, được, dám so độ khùng với cô tâm ngạo ta, ta hôm nay nhất định phải. Ngay lúc này tiếng ai đó hô lên, vệ quân tới rồi. Đáng ghét, ta lần tới sẽ xử lý ngươi. Chuồn thôi. Cô tâm ngạo trong khi để lại lời đe dọa, phóng người chạy thật nhanh. Mạnh phàm cũng dẫn theo ôn ly theo một hướng khác rời đi. Chạy đến một con hẻm nhỏ, mạnh phàm buồn bực lầm bầm, vô duyên vô cớ lại đi đánh nhau với người ta, thật xui xẻo. Thủy Nhược Y bất ngờ xuất hiện. Tiểu tử thối, cũng không phải vô duyên vô cớ đâu bởi vì cuộc thi chiêu thân nữ đến người nhất định phải tham gia cảnh phim chuyển đến võ vệ môn của hoàng cung võ vân người phụ trách lạnh nhạt hướng dẫn mạnh phàm nào đến báo danh thì ký tên ở đây nhớ lại lời thủy nhược y trận đấu chiêu thân cho nữ hoàng ngươi nhất định phải tham gia bởi vì hoa văn nhân đang ở trong tay cô ta mạnh phàm mặt đen lại thầm mắng cuối cùng vẫn là bị cô ta tính kế ký xong rồi thì đi qua bên đó nhìn thấy mạnh phàm xuất hiện ở bàn ghi danh cô tâm ngạo lớn tiếng mắng các ngươi cũng ở đây còn nói mình không có hứng thú với nữ hoàng lừa đảo ê các ngươi đừng hòng chạy ôn ly hồn nhiên nói với mạnh phàm đừng quan tâm con chó lông vàng đó ôn ly mắt hướng phía trước hô lớn chủ nhân nhìn xem ai kìa nhìn theo hướng ôn ly chỉ mạnh phàm thầm thốt lên ừ tiểu hàn nữ tỷ đi đằng sau mộ vân hàn lo lắng hỏi thiếu chủ lần này chúng ta tới gặp nữ hoàng để mượn viêm hỏa thần nguyên liệu có thể thành công mộ nhân hàn nhàn nhạt, nhạt nói chuyện thành công hay không là ở người làm, tin nữ hoàng nhất định sẽ đồng ý với chúng ta. Mạnh phàm không muốn đụng mặt cùng tiểu hàn, kéo tay ôn ly đi sang hướng khác. Ôn ly thắc mắc hỏi, chủ nhân, tại sao phải tránh mặt họ? Mạnh phàm trầm mặc không có trả lời. Sau đó lắc đầu nói, không có gì, chúng ta mau đi thôi. Ôn ly nhạy bén phát hiện từ khi nhìn thấy mộ vân hàn, chủ nhân, hình như không vui, tâm tư nặng trĩu. Mạnh phàm cùng ôn ly trong lúc vô tình đi xuyên qua một cái cấm chế. Mạnh Phàm thầm nghĩ, vừa nãy hình như đi xuyên qua một tầng kết giới rồi. Hắn bất ngờ đỏ mặt, đầu óc một mảnh trống rỗng. Nơi đây dường như là địa phương tuyệt mật, trong hồ nước nóng có một cái nữ nhân đang ngâm mình tắm rửa. Nữ nhân hoàn toàn không hay biết sự xuất hiện của Mạnh Phàm. Ô Nhi hai mắt hé hé thầm hô lên, quao, wow, nữ nhân này cũng lớn quá đi. Thiếu nữ trong hồ chật lên tiếng, Linh Nhi, mau đem y phục của ta đến đây. Ô Ly tự nhiên đáp, rõ. Tiểu nha đầu khúc khích cười thầm tạo cơ hội tốt cho chủ nhân được hưởng phúc lợi chủ nhân nhất định sẽ rất vui mạnh phàm giật bắn người khi thấy ôn ly chỉ chỉ về phía thiếu nữ trong hồ tiểu nha đầu thấp giọng nhắc y phục mạnh phàm vội vàng lắc đầu không được đâu linh nhi thiếu nữ tiếp tục gọi ôn ly quen miệng đáp tới đây chủ nhân mau đi chủ nhân thiếu nữ giật mình ngoái đầu nhìn lại nam nam nhân nhìn thấy hết tất cả những gì nên thấy trên cơ thể lõa lồ của thiếu nữ mạnh phàm cả người nóng bừng to gan lưu manh thiếu nữ giận dữ gầm lên vung tay tấn công về phía mạnh phàm mạnh phàm vừa chống đỡ công kích sắc mặt khó coi kinh hô nguyên khí mạnh quá thiếu nữ giọng băng lãnh đồ lưu manh thế mà lại dám nhìn trộm ta tắm người như ngươi chết không tiếc thủy nhược y vừa xuất hiện đã hối thúc mạnh phàm mau cướp hoa văn nhân mạnh phàm buồn bực nói cướp con khỉ nhìn điệu bộ của nữ nhân đó là biết sẽ phóng ra đại chiêu đệt thiếu nữ mắt nhìn về phía mạnh phàm lạnh giọng phán quyết chết cho ta vừa dứt lời thiếu nữ phất tay đem một cái đại hỏa cầu đánh về phía mạnh phàm hai bên cách biệt thực lực quá lớn mạnh phàm chống đỡ không được một giây cả người bị đập văng ra sau ôn ly sợ hãi kinh hô chủ nhân mạnh phàm lưng đập mạnh xuống nền đất hết thảm lên một tiếng miệng mùng thổ huyết tiểu tặc bỉ ổi tiễn ngươi lên đường gặp diêm vương ngay khi thiếu nữ định hạ sát thủ giọng nữ nhân từ phía sau gấp gáp vang lên nữ hoàng xin hạ thủ lưu tình một nữ tỳ dẫn theo hai người mộ vũ hàn đến cung kính nói bệ hạ thiếu chủ của thiên hàn tông xin được diện kiến thiếu chủ đó là phàm thiếu gia mộ vũ hàn lạnh giọng cầm miệng để ta nói ta cứ tưởng là ai hóa ra là hàn muội muội thấy thiếu nữ phân tâm mạnh phàm hô lên cơ hội tốt hắn đưa tay chộp lấy chân thiếu nữ thiếu nữ mặt biến sắc còn mọi người mạnh phàm lúc này chẳng dám thương hương tiếc ngọc cầm chân thiếu nữ đẩy về phía hồ nước thiếu nữ vội đưa tay túm chặt lấy cổ áo mạnh phàm chủ nhân ôn ly vội vàng lao theo sự việc diễn ra quá bất ngờ nhìn nữ đế bị rớt xuống giữa hồ tì nữ kinh hô không hay rồi bệ hạ không biết bơi phải mau chóng rút hết nước trong hồ bên trong hồ lúc này cả ba người mạnh phàm rơi rõm vào trong nước thiếu nữ không quen thủy tính bị ngạt nước ho lên từng hồi ôn ly phát hiện tình hình không đúng vội ra hiệu cho mạnh phàm mạnh phàm không mấy tình nguyện cô ta thế mà lại không biết bơi phải mau độ khí cho cô ta. Thủy Nhược Y lạnh nhạt nhắc nhở, độ cái gì, đợi cô ta chết rồi, vừa hay cướp hoa nhân văn đi. Mạnh Phàm bực bội nói, quân tử có thứ lấy được có thứ không nên lấy, Thủy Nhược Y, ngươi thật bị ổi. Kề miệng sát miệng thiếu nữ, Mạnh Phàm nổi lên một cái suy nghĩ, đây có được tính là lưu manh không? Mạnh Phàm tự chấn an bản thân, không, ta không phải là lưu manh, ta làm vậy là để cứu cô ta. Thế là hắn thản nhiên làm cái việc danh chính ngôn thuận là hà hơi độ khí này. Ôn Ly thầm cảm thán, chủ nhân thực sự là càng ngày càng biết chiếm tiện nghi của người khác. Phát hiện nước trong hồ rút đi, Mạnh Phàm liền biết bên trên đang có người thoát nước. Mạnh Phàm cùng Ôn Ly nhân lúc mọi người bận rộn cứu chữa cho nữ đế, âm thầm trốn mất dạng. "Chủ nhân, người không sao chứ?" Mạnh Phàm lắc đầu, "Không sao." Hắn quát lớn, "Thủy Nhược Y mau ra đây." Thủy Nhược Y thản nhiên cười nói, "Nha nha, tức giận như thế làm gì?" Mạnh Phàm chụp lấy chân của Thủy Nhược Y kéo xuống. "Ta tức giận, thủy nhược y tất cả đều là do ngươi bày trò quỷ thủy nhược y có ngốc mới thừa nhận ây ra ra chuyện không có chứng cứ đừng nói hàm hồ chứng cứ tầng kết giới đó không có ngươi ta và ôn ly làm sao có thể xuyên qua được thủy nhược y giả ngốc bày ra vẻ mặt vô số tội kết giới gì ta không biết mạnh phàm bực bội gầm lên thủy nhược y phải 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 thủy nhược y dùng tay che mặt mạnh phàm lại ta cũng không phải đều là muốn tốt cho ngươi sao Sớm ngày lấy được hoa nhân văn của nữ hoàng, ngươi cũng sớm tới kinh thành, đồ không có lương tâm. mạnh phàm tóm lấy tay thủy nhược y, trừng mắt chất vấn, ngươi không phải nói ta phải tiếp cận qua hình thức tham gia thi đấu triều thân sao? ngươi không phải là lại chơi ta đó chứ? thủy nhược y làm ra vẻ ủy khuất, thấp giọng lầm bầm, nhìn thấy con gái nhà người ta lõa thể, còn hôn con gái nhà người ta, ngược lại ngươi còn kêu thiệt, không vui đâu. mạnh phàm giật bắn mình quát, ngươi nói cái gì? không có gì, đại hội triều thân đó sắp bắt đầu rồi, ngươi còn không mau đi đi. Ôn Ly đứng một bên cổ vũ, đại hội chiêu thân, đại hội chiêu thân. Cảnh phim chuyển đến trên lôi đài đại hội chiêu thân. Vị trọng tài hô lớn, đại hội chiêu thân hải tuyển. Bắt đầu. Gã đầu chọc khinh thường nhìn Mạnh Phàm, tiểu huynh đệ, nhìn thể hình ngươi như này, ngươi tốt nhất nên biết điều mà cút đi. Mạnh Phàm chán ghét mấy thằng chỉ biết nói mõm. Búng ra một đạo nguyên khí về phía gã chọc. Vâng chẳng có gì bất ngờ xảy ra, kết cục của những kẻ mạnh mồm là gục xuống rất nhanh. Nhiều lời. Tiếp theo người tiếp theo người tiếp theo đại hội triều thân hải tuyển kết thúc tiếp theo là vòng đấu loại giữa bốn người mạnh nhất mạnh phàm đấu với cô tâm ngạo cô tâm ngạo cười nhạt nói ha 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 mạnh phàm chúng ta lại gặp nhau rồi nam nhân mà khẩu thị tâm phi còn nói là không có hứng thú với nữ hoàng ta phải mau chóng thắng trận đấu này không có thời gian dài dòng với ngươi mạnh phàm thoáng cái xuất hiện trước mắt cô tâm ngạo hay cho mạnh phàm ngươi dám tập kích ông đây ít lời thôi phát hiện hạ bàn đối phương chống trải mạnh phàm gối thúc lên đánh không chúng cô tâm ngạo phản ứng mau lẹ lách người sang một bên hiểm hiểm né tránh nha lại đánh không chúng cô tâm ngạo quả thật như con lươn trơn trượt hụt người né tránh kiếm chiêu của mạnh phàm nha hắc hắc đánh không chúng tức không tức không lâu lêu cô tâm ngạo được dịp trêu gẹo mạnh phàm bất ngờ mạnh phàm tung một đấm như trời giáng vào thẳng mặt cô tâm ngạo đem gã ta đánh ngã chồng vó Hùng. đồ vô dụng. Trọng tài giật mình hô lên, bắt đầu tính thời gian. Một, hai. Cô tâm ngạo chật vật ngồi dậy, hai lỗ mũi phun máu, giận dữ gầm lên, mạnh phàm. Đánh người không đánh mặt. Ngươi đã hạ thủ không lưu tình. Vậy thì đừng trách ông đây không khách khí. Trong khi nói chuyện, trong tay cô tâm ngạo xuất hiện một thanh trường đao. Mạnh phàm lạnh nhạt nói, được thôi, ta cũng không cần ngươi hạ thủ lưu tình. Cô thị đao pháp. Dòng gật đầu, mạnh phàm hiểm hiểm lách người sang một bên né tránh đòn tấn công của cô tâm ngạo chiêu thứ hai thần long bài vĩ đao chiêu đem mạnh phàm hất văng chiêu thứ ba long chảm thiên hừ mạnh phàm răng nghiến chặt hừ lên một tiếng chết đi mạnh phàm ngươi nằm mơ đi đại băng thủ mạnh phàm một trưởng đánh ra cứng trọi cứng với sát thủ giản của cô tâm ngạo cô tâm ngạo cả người như diều đứt dây văng xuống lôi đài đao trong tay cũng bị mạnh phàm đánh nát mạnh phàm khinh thường nói đao của ngươi quá mềm không đủ cứng phân định thắng thua đã rõ ràng trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu tứ cường cô tâm ngạo đấu với mạnh phàm mạnh phàm thắng trận tiếp theo mộ nhân hàn đấu với giang phi yến gã chọc lên tiếng chất vấn cái gì mộ nhân hàn một nữ nhân như ngươi dựa vào cái gì mà tham gia đại hội chiêu thân mộ nhân hàn lạnh nhạt nói nữ hoàng chiêu thân cũng đâu giới hạn giới tính không phải sao nói ra thì đúng là nữ hoàng không nói chỉ nam mới được tham gia đúng đó Nữ nhân hình như cũng có thể. Nếu đã không giới hạn giới tính tham gia thì dựa vào cái gì mà ta không thể tham gia? Không đúng sao? Phạm Nhi ca, trong khi nói chuyện, Tiểu Hàn liếc mắt nhìn Mạnh Phạm. 5 phút sau. Trọng tài nhanh chóng tuyên bố kết quả trận chiến, Mộ Nhân Hàn đấu với Giang Phi Yến, Mộ Nhân Hàn thắng. Quyết đấu, Mộ Nhân Hàn đấu với Mạnh Phạm. Thời gian thi đấu, nửa đêm ngày mai quyết đấu. Người vây xem xôn xao nghị luận, thế mà lại là Mạnh Phạm đấu với Mộ Nhân Hàn. Nghe nói Mạnh Phàm còn có giao định 3 năm sau sẽ giao chiến với Thiên Hàn Tông, không ngờ đại chiến giữa Thiên Hàn Tông với tên tiểu tử nghèo này đến sớm hơn cả thời gian hẹn. Nhìn Mạnh Phàm lâm vào trầm tư, Ôn Ly đứng phía sau gọi, "Chủ nhân." Mạnh Phàm mắt lấp lóe chiến ý, nhàn nhạt nói, "Ngày mai, kết quả sẽ rõ thôi, Ôn Ly chúng ta đi." Cung Giang Yên Đế, võ đài, trọng tài hô lớn, "Thời gian đã tới, mời Mạnh Phàm lên võ đài." Bên dưới lôi đài, một mảnh xôn xao, nhiều người như vậy sao, đều tới để xem Mạnh Phàm sao? Do ước 3 năm, nghe đâu là tiểu tử nghèo mạnh phàm khiêu chiến trước thời gian hẹn với Thánh chủ mộ nhân hàn của Thiên Hàn Tông. Mạnh phàm có gì đáng để xem, xem ra các huynh đệ chắc còn chưa biết. Tất cả mọi người tới đại hội chiêu thân của nữ hoàng là vì cái gì? Đại ca, ngươi lẽ nào có thông tin gì sao? Gã chọc thấp giọng nói, đương nhiên, nguyên nhân có đại hội chiêu thân của nữ hoàng chính là trong cơ thể của cô ta có sự phát tác của hỏa độc, cần nam nhân có dương khí cực mạnh để lấy độc trị độc. Vì vậy người thắng trận đấu cuối cùng lập tức sẽ được đưa đến nội cung của nữ hoàng để giải độc cho cô ta. Đại ca, độc này phải giải thế nào? Một người hiếu kỳ hướng gã chọc hỏi. Hề hề, đương nhiên là có cách giải. Gã ta cười đê tiện, bày ra kiểu nhét cọc vào hang. Mạnh phàm tại sao còn chưa lên võ đài? Châm hương. Trọng tài tuyên bố, nếu như cây hương cháy hết rồi, mà mạnh phàm vẫn chưa tới, coi như tự động từ bỏ quyền thi đấu. Cảnh phim chuyển đến một tòa lầu các trong cung giang yên đế. Ôn ly nghi hoặc hỏi, chủ nhân, người không lên võ đài sao? bò trên lỗ thông gió trên trần nhà. mạnh phàm giải thích đi võ đài cái gì mục tiêu của chúng ta là lấy hoa văn nhân trộm được hoa văn nhân rồi thì chúng ta rút ôn ly nghi hoặc nói vậy chủ nhân tại sao người còn đăng ký thi đấu ngốc mạnh phàm búng nhẹ lên chán ôn ly không thi đấu chúng ta làm sao có danh chính ngôn thuận và nội cung hoàng thành mạnh phàm ra dấu im lặng tới rồi đừng nói nữa suỵt nhẹ nhàng đem lỗ thông gió để qua một bên mạnh phàm chợt hai mắt mở lớn tay bịt chặt miệng lại. Phía bên dưới, nữ đế đang nằm trên giường, vẻ mặt dường như đang rất khó chịu. Nàng ta miệng phát ra từng tiếng rên rỉ, "Bệ hạ, bệ hạ, hỏa độc của bệ hạ." Nữ đế gắng gượng nói, "Linh nhi, Viêm Hỏa Thần Nguyên." Trên đỉnh đầu nữ đế xuất hiện một đóa văn nhân hoa bị hỏa diễm nóng rực vây quanh. "Bệ hạ, Viêm Hỏa Thần Nguyên ở đây." Nữ đế chật hạ lệnh, "Linh nhi, cởi y phục." Linh nhi mặt có chút đỏ lên, gật đầu đáp, "Vâng." cô tâm ngạo bất ngờ xuất hiện thốt lên, quao, wow, đây là nữ nữ sao, thực quá kích thích. á, à, chó lông vàng, ôn ly bị giật mình, cầm hắc ngư dáng mạnh xuống đầu cao tâm ngạo. mạnh phàm nghi hoặc hỏi, ngươi tại sao lại ở đây? cao tâm ngạo vừa chính nhân quân tử mắng, mạnh phàm bỉ ổi, ngươi thế mà lại đột nhập cung đế, nhìn trộm nữ đế, không ngờ ngươi lại là loại người này, ngươi thật to gan, ngươi mắng người ta hô to như vậy, bản thân ngươi không phải cũng đang nhìn trộm sao? cô tâm ngạo hùng hồn nói, a. À, ta không giống ngươi ta là vì yêu ta yêu nữ đế mạnh phàm nhàn nhạt nói ta mặc kệ ngươi có phải là yêu nữ đế thật hay không đã nhìn thấy chưa ta muốn đóa hoa văn nhân đó hoa văn nhân đến tay ngươi và nữ đế có như thế nào thì ta cũng không quan tâm cô tâm ngạo lộ vẻ hứng thú nhìn mạnh phàm ý của ngươi là chúng ta liên thủ mạnh phàm gật đầu đương nhiên cô tâm ngạo đắc ý nói được mạnh phàm huynh thẳng thắn thật thà ngày sau ta lên nắm quyền cai trị hỏa vân đế quốc thì sẽ để ngươi làm tiểu đệ của ta tới lúc đó nếu hoàng mang thai mạnh phàm huynh ta nhất định sẽ bưng nước rót trà mời huynh đời người thật nhanh ha 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 trần nhà chợt vang lên tiếng răng rắc còn chưa kịp phản ứng ba người mạnh phàm rơi từ trên trần nhà xuống dưới cô tâm ngạo bày ra hình tượng xoáy ca đáp xuống an toàn một giây sau tên ngốc này trở thành miếng đệm thịt cho tiểu hồ ly tiếp đất phát hiện có người lạ xâm nhập tiểu linh kinh hô có có thích khách tứ đại binh chủ đâu tứ đại binh chủ chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ nhanh chóng xuất hiện trong phòng vây mấy người mạnh phàm vào giữa cô tâm ngạo việc nhân đức không nhường ai vội phân phó mạnh phàm huynh ngươi ngăn đám binh lính này đợi ta ngủ với nữ hoàng hoa văn nhân đó cứ sẽ là của người không thể kìm hoãn cái sự sung sướng đấy lại cô tâm ngạo vẻ mặt đê tiện lao về phía nữ đế nữ hoàng ta tới đây tiểu linh một cước đạp thẳng mặt cô tâm ngạo không cho phép tiếp cận bệ hạ cút ngay cho lão nương cô tâm ngạo bị người phá hỏng chuyện tốt giang nghiến chặt gầm lên nha đầu thối thật đanh đá đợi sau khi ông đây ngủ với nữ đế rồi sẽ để ngươi dọn giường chu tước hô lớn bệ hạ mạnh phàm đứng trước phòng nữ đế điềm nhiên nói đường này không thể đi chu tước lạnh giọng tiểu gia hỏa không tự lượng sức mình đi được hay không không phải do ngươi quyết định huyền vũ tính nóng gầm lên chịu chết đi quy tước liên kích mạnh phàm mắt lóe lên nguyên khí quá mạnh mặc kệ chiêu kiếm cơ bản chiêu kiếm cơ bản kích mạnh phàm không lùi còn tiến một người một kiếm xông về phía chu tước huyền vũ một chiêu đem công kích của huyền vũ phá tan mạnh phàm ngẩn người nghi hoặc lẩm bẩm sao có thể dễ dàng như vậy tiêu rồi trúng kế rồi cùng lúc này thanh long bạch hổ động cả hai tên từ bên dưới phóng lên sát hổ truyền ảnh mạnh phàm trúng kế cả người bị trói chặt như đòn bánh tét huyền vũ lạnh giọng tiểu tử này to gan dám làm ta bị thương đáng tội chết chu tước ngăn huyền vũ lại hộ vệ bệ hạ mới là chuyện khẩn cấp lúc này một tiểu tử luyện hồn cảnh đợi lát nữa xử lý hắn sau cô tâm ngạo đè tiểu linh ra giường cười lạnh hắc hắc nha đầu thối còn dám đá ta biết sự lợi hại của ta rồi chứ chu tước quát lớn tặc tử dừng tay hử cô tâm ngạo giật mình nhìn lại chu tước đem tính mạng mạnh phàm ra uy hiếp dám đụng vào nữ hoàng ta sẽ giết bằng hữu của ngươi cô tâm ngạo xua tay ngươi giết đi giết đi ta mới không thèm quan tâm ta chỉ cần nữ hoàng thôi tặc tử bây giờ sẽ lập tức giết hắn mạnh phàm bất chợt há miệng hô lớn nhất kiếm triều thiên nguyên mạnh phàm một kiếm đánh về phía cô tâm ngạo kinh khí phá tan trói buộc của thanh long đem chu tước cùng huyền vũ hất văng cô tâm ngạo phản ứng mau lẹ tránh thoát được một kiếm mặt hắn bị kinh khí xoẹt ngang toé máu chu tước kinh ngạc thốt lên không ngờ là kiếp pháp nhập đạo cấp cô tâm ngạo mày kiếm dựng lên chừng mắt quát mạnh phàm ngươi thế mà lại muốn chém chết ta ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa Mạnh Phàm lạnh nhạt nói ra, nhìn hai tên kia dương cung bạt kiếm, Chu Tức nhịn không được lên tiếng. Hai vị, binh chủ bọn ta còn chưa ngã xuống đâu, các ngươi coi bọn ta không tồn tại sao? Mạnh Phàm vẫn còn bốn tên nguyên cảnh khốn kiếp này, hay là chúng ta liên thủ tiếp đi? Liên thủ, một lần mất tín vạn lần bất tin. Thủy Nhược Y, mau ra đây giúp ta một tay đi. Nha, gặp chuyện khó mới nhớ đến ta, cuối cùng vẫn phải cần lão nương đây đích thân ra tay. Mạnh Phàm buồn bực nói bốn tên nguyên cảnh chết tiệt này ta không thể đấu trực diện với chúng được ta mới là luyện hồn cảnh đó là vì ngươi không biết thế nào là luyện thôn thần pháp quay về lão nương sẽ đặc biệt dạy cho ngươi chu tức ánh mắt đề phòng nhìn thủy nhược y nữ nhân vừa mới xuất hiện khiến nội tâm nàng cảnh giác vị tiểu muội trên trời kia ngươi là ai thủy nhược y hừ lên một tiếng ai là chị em với ngươi các ngươi còn không có tư cách biết ta là ai nhìn thấy thủy nhược y phóng xuất nguyên khí chu tước mặt biến sắc hô lớn không hay rồi một tiếng nổ lớn vang lên tứ đại binh chủ bị thủy nhược y một chiêu đem hất văng ra bên ngoài mạnh phàm ta ở ngoài điện yểm trợ cho ngươi nhanh chóng dùng thôn thần pháp lấy hoa và nhân đi tiểu linh ngăn trước người nữ đế một lòng bảo vệ chủ nhân không cho phép chạm vào bệ hạ ôn ly lao đến đẩy tiểu linh sang một bên ai nha tỷ tỷ cùng là nữ nô để ta truyền dạy một ít kinh nghiệm của ta cho ngươi mạnh phàm trấn an ngươi yên tâm ta không chạm vào nữ hoàng ta là vì đóa hoa văn nhân nên mới tới đây trong khi nói chuyện, Mạnh Phàm phóng người về phía Văn Nhân hoa Thôn thần pháp. Mạnh Phàm thi triển pháp quyết thôn phệ, bao trùm lấy Văn Nhân Hòa. Dị biến bất ngờ xảy ra, pháp quyết thôn phệ của Mạnh Phàm bị đánh tan nát. Mạnh Phàm nghi hoặc, chuyện gì vậy? Thôn thần pháp sao lại không có tác dụng? Nữ đế lúc này hét lên một tiếng, hỏa diễm quấn quanh thân. Tiểu Linh hoảng sợ kinh hô, tiêu rồi, bệ hạ toàn thân phát độc rồi. Hỏa độc này rốt cuộc là sao? Mạnh Phàm hướng Tiểu Linh hỏi. Đã đến nước này, Tiểu Linh cũng không có che giấu, Bệ Hạ vốn là thể chất hỏa hệ, tu luyện Viêm Hỏa Thần Nguyên vốn muốn làm ít công to, nhưng không ngờ hỏa hệ nguyên tố quá nhiều, dẫn đến hỏa độc nhập thể. Tiểu Linh mày cho lại nói tiếp, Bệ Hạ vẫn luôn cố cầm cự tới bây giờ, dẫn đến hỏa độc lan ra khắp toàn thân, bây giờ chỉ có giao hợp khác giới mới có khả năng giải độc. Hỏa độc nhập thể, cần giao hợp khác giới. Vậy tại sao thôn thần pháp lại không có tác dụng? Mạnh Phàm linh quang chợt lóe, nghĩ ngay đến một cái trường hợp, lẽ nào là bởi vì nữ hoàng tu luyện luyện Viêm Hỏa Thần Nguyên hỏa viêm thần nguyên đã dung nhập làm một với nữ hoàng tiểu linh gấp gáp hối thúc vị công tử này ngươi còn trần trừ gì nữa mau giải hỏa độc cho bệ hạ đi mạnh phàm tiến lại đỡ lấy nữ đế bỏ đi liều thôi hết cách rồi ôn ly bắt quái hô lên tới rồi tới rồi bức tranh ta vẫn luôn mong đợi tiểu nha đầu vẻ mặt rất nhanh trầm xuống ánh mắt chán nản nhìn về phía mạnh phàm mạnh phàm khóc ròng, không được đâu không hạ thủ được a à, có cách rồi phía bên ngoài thủy nhã y lộ vẻ nôn nóng mạnh phàm tên tiểu tử thối này rốt cuộc có làm được hay không đây xin mời quán quân của đại hội chiêu thân mộ nhân hàn vào điện thủy nhược y nổi lên ý xấu cười khúc khích thế mà lại là mộ nhân hàn hắc hắc có kịch hay xem rồi tiểu phàm phàm ngươi tự cầu may cho mình đi nhìn thấy mộ thiên hàn xuất hiện chu tước vội kinh hô à, là thiên hàn thánh chủ có thích khách tập kích nữ hoàng kẻ nào lại to gan như thế mộ nhân hàn xông vào phòng nữ đế sẵn giọng quát mộ nhân hàn ngẩn người phàm nhi ca trước mắt mộ nhân hàn mạnh phàm đang ngồi trên giường đối diện là nữ đế trên thân chỉ là bộ trang phục mỏng che đi vị trí tư mật mạnh phàm giật mình thốt lên tiểu hàn mộ nhân hàn tức đến run người giọng lạnh băng ngươi thế mà lại ngươi thế mà lại mạnh phàm to gan lại dám tập kích nữ hoàng tứ đại binh chủ đâu tứ đại binh chủ nhanh chóng xuất hiện sau lưng mộ nhân hàn có binh chủ còn không mau hộ giá tứ đại binh chủ nhận lệnh đang đăng sắc khí vội xông về phía mạnh phàm ý đồ giải cứu nữ đế dừng tay tiểu linh đứng ra ngăn tứ đại binh chủ tiếp tục xông lên chu tước mặt lộ vẻ khó tin chất vấn linh nhi tiểu thư tại sao lại ngăn cản bỏ ta linh nhi không che giấu giải thích mạnh phàm đang giúp bệ hạ giải độc muốn xử lý cũng phải đợi sau khi bệ hạ đã hoàn toàn được giải độc chuyện này chu tước mặt lộ vẻ trần trừ mỗi nhân hàn từ phía sau xông đến các ngươi không làm thì để ta ra tay nhìn cái bộ dáng như đi đánh ghen của mộ nhân hàn mạnh phàm sợ hãi hô lên tiểu hàn ngươi nghe ta giải thích mộ nhân hàn mắt lấp lóe sắc khí giọng lạnh tựa hàn băng giải thích cái đầu ngươi gian phu dâm phụ phượng vũ song phượng phi vũ mạnh phàm không thể tránh né vội hô lớn ôn ly mau giúp ta ôn ly lập tức đem đôi hắc bạch ngư dựng nên một cái thái cực thuẫn đồ ngăn trước người mạnh phàm một tiếng nổ lớn vang lên bụi bốc lên mù mịt ôn ly hét thảm một tiếng thái cực thuẫn đồ không chịu nổi một kích của mộ nhân hàn mạnh phàm nam nhân xấu xa chết cho ta mạnh phàm trong lúc nguy cấp vội bế theo nữ đế chạy sang một bên mộ nhân hàn giận dữ quát nam nhân thối đừng hòng chạy mạnh phàm buồn bực thầm mắng chết tiệt còn thiếu chút nữa là xong kiền thiên ly hỏa thôn thần pháp mạnh phàm hấp thu hỏa độc trên người nữ đế phóng về phía văn nhân hòa. nhìn thấy một màn này chu tước giật mình kinh hô Mạnh Phàm thế mà lại có thể đem toàn bộ hỏa độc trong cơ thể bệ hạ chuyển hóa thành năng lượng. Tỉnh rồi, hỏa độc trên thân thể chút bỏ, nữ đế hai mắt mơ màng tỉnh lại. Một màn này càng khiến mộ nhân hàn tức điên, nam nhân xấu xa. Mạnh Phàm vội vàng buông nữ đế, phóng người lên chụp lấy văn nhân hoa. Nhìn bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống mình của mộ nhân hàn, Mạnh Phàm khiếp sợ lẩm bẩm, đáng sợ quá, trước tiên phải chuồn khỏi đây đã. Mộ nhân hàn răng nghiến chặt gầm lên, đứng lại. Nữ đế mỉm cười giữ mộ nhân hàn lại. Tiểu muội muội đừng nổi giận như vậy chứ. Nữ hoàng, tỷ. Mộ Nhân Hàn hừ lên một tiếng, hất tay nữ đế ra khỏi người mình. Phát hiện Mạnh Phàm ở phía sau đang lén lút chuẩn bị chuẩn đi. Nữ đế cười lạnh, đừng vội đi. Mộ Nhân Hàn mắt phượng trừng lên, răng nghiến chặt móng, nam nhân thối. Thủy Nhược Y cùng Ôn Ly đứng một bên buôn dưa nhiều chuyện. Hắc hắc, kịch hay bắt đầu. Mạnh Phàm mặt sầm xuống, hai tên gia hỏa này ở đó mà ăn dưa hấu. Chuyện này, Tiểu Hàn, ta à, Mạnh Phàm cố gắng giải thích lại không biết nên giải thích như thế nào. Mộ Nhân Hàn nhìn cũng không thèm nhìn, "Ta không nghe, nam nhân thối." Nữ đế bất ngờ kéo Mạnh Phàm về phía mình. "Chính là ngươi đã giải hỏa độc giúp ta sao?" Mạnh Phàm còn chưa kịp phản ứng, mặt hắn đã áp sát vào ngực của nữ nhân kia. Mộ Nhân Hàn tức giận quát, "Giang Yên, thỉnh tự trọng." O, tự trọng." Giang Yên nữ đế càng cố nhấn mặt Mạnh Phàm vào bộ ngực căng tròn mọng nước của mình. Trong cái tình cảnh này, mạnh phàm quả thật buồn bực luôn miệng hô lên thả ta ra sắp ngạt chết rồi mộ nhân hàn chừng mắt quát câu dẫn nam nhân cũng cũng phải xem xét trường hợp giang yên không vui nói xem trường hợp sao nào mộ nhân hàn hắn là nam nhân của ngươi sao mộ nhân hàn đùng đùng lao tới kéo mạnh phàm ra khỏi ngực nữ đế ta là gì của hắn không quan trọng mộ nhân hàn vòng tay ôm lấy vòng eo con kiến của nữ đế lạnh giọng tuyên bố quan trọng là ngươi bây giờ là nữ nhân của ta quán quân của cuộc thi là ta. Vì vậy ngươi tốt nhất giữ đạo làm vợ cho ta, nếu không. Giang Yên nhàn nhạt, nhạt, nói, ngươi mới là người cần làm rõ cho ta. Ta là nữ hoàng. Ta lấy ngươi, không phải là ngươi lấy ta. Ta thân làm nữ hoàng, tam thê bảy thiếp là bình thường, lại nói mạnh phạm đã cứu ta. Giang Yên vừa ngoái đầu lại, chợt la lên, ý, mạnh phạm đâu. Trước mắt hai người một mảnh trống không, mạnh phàm nhân lúc hai nữ nhân này tranh đấu miệng lưỡi, âm thầm bỏ chạy mất dạng lèn ra bên ngoài, mạnh phàm thở một hơi nhẹ nhõm, hay thoát chết trong gang tấc. bất chợt giọng ai đó từ phía sau vang lên, ngươi chắc chắn ngươi đã chạy thoát rồi sao? mạnh phàm xoay người tấn công lại bị giang yên đơn giản ngăn lại. long tỏa, giang yên thi pháp, mấy đạo nguyên khí lao về phía mạnh phàm. trước thực lực hỗn nguyên cảnh của giang yên, mạnh phàm không có đường chống cự, cơ thể bị nguyên khí trói chặt. giang yên bước đến trước mắt mạnh phàm, mỉm cười nói, tiểu gia hỏa, may có ngươi đã giúp ta giải hỏa độc thực lực của ta tạm thời mới được hồi phục nàng ta giọng trầm xuống có điều ngươi thế mà lại dám cướp viêm hỏa thần còn có hoa văn nhân của ta thực sự coi trời bằng vùng niêm tình ngươi đã giúp ta giải hỏa độc sau này hãy ngoan ngoãn làm công cho ta giang yên thấp giọng nói bên tai mạnh phàm hãy làm nam nhân làm ấm giường cho ta mỗi đêm hi hi hoa văn nhân trước tiên hãy trả lại cho ta đi mạnh phàm bất đắc dĩ hô lớn thủy nhược y còn không mau ra tay hoa sắp bị cướp rồi thủy nhược y trong thế giới tinh thần truyền âm tiểu tử thối giải quyết tốt hậu quả cho ta dưới thủ đoạn của mình nàng ta đem chói buộc của đánh tan thoát khỏi sự chế trụ mạnh phàm vội gấp rút phóng đi muốn chạy long sách thủy nhược y xuất hiện phía sau lưng mạnh phàm vô hiệu hóa công kích của giang yên nữ hoàng mạnh phàm là người làm công cho ta nể mặt chút đi giang yên chừng mắt quát ngươi muốn tranh giành với ta thủy nhược y thản nhiên đáp đúng vậy ngươi nghĩ ta nhìn không ra ý đồ của ngươi sao một thần hồn tàn tạ nhỏ nhoi còn dám hỗ sức trước mặt ta thủy nhược y miệng lưỡi không vừa đáp trả ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta hiện tại không phải ở thời kỳ đỉnh cao nếu không chỉ cần một tay đã phá vỡ nguyên hồn của nhà đầu ngươi bị người khác khinh thường giang yên nổi giận quát ngươi tự mình tìm đường chết nàng ta hai tay thi triển thủ quyết miệng gầm lên long hỏa cửu biến thủy nhược y hô lớn một tiếng phá vung tay đánh ra một đạo công kích đem hỏa long đánh tan Giang Yên cười lạnh, ngươi nghĩ cũng quá đơn giản rồi. Trong khi nói chuyện, ấn quyết trong tay lần nữa thay đổi. Hỏa diễm từ cơ thể bị tàn phá của Hỏa Long vây lấy Thủy Nhược Y. Lấy Thủy Nhược Y làm trung tâm, một tiếng nổ chói tai vang lên. Giang Yên đắc ý hừ lên một tiếng, "Bà cô già." Khói bụi lắng xuống, Thủy Nhược Y không chút tổn hại bước ra, quanh thân là một cái quang cháo phòng hộ. "Tiểu nha đầu, chúc mừng ngươi." Thành công làm ta tức giận. Văn Nhân Hoa trong người mạnh phàm bay về phía Thủy Nhược Y, lục đạo khai nhìn một màn trước mắt giang yên kinh hô lục đạo ngươi là thú giới vương thủy nhược y lạnh giọng quát cầm miệng cho ta tê hùng đừng nhiều lời với ta giang yên ăn phải thiệt thòi nghiến chặt răng nói ngươi tưởng ngươi đã thắng rồi sao bà cô già thủy nhược y sắc mặt khẽ biến phát hiện giang yên tung chưa tấn công thủy nhược y mạnh phàm vội vàng hô lớn cẩn thận hắn liều mạng từ sau phóng đến dùng cơ thể thay thủy nhược y nhận lấy công kích thủy nhược y kinh hô mạnh phàm mạnh phàm răng cắn chặt rên rỉ nóng quá thủy nhược y lạnh giọng nói tiểu nha đầu trong thần thông của ngươi có chứa hỏa độc giang yên hừ lạnh hỏa độc khắc tàn hồn đáng tiếc chưa đánh trúng bà cô già ngươi thủy nhược y ánh mắt âm trầm nhìn giang yên đột nhiên bốn nguồn năng lượng từ bốn phía sông phá thiên không tụ lại một điểm phía bên ngoài điện chu tước chạy đến thông báo với tiểu linh linh lung đại nhân tứ tượng khốn thần trận đã mở tiểu linh gật đầu được chuẩn bị phát động trận pháp chi viện cho bệ hạ ôn Ly phát hiện dị động lo lắng nói tỉ tỉ không xong rồi ở trên trời là thứ gì vậy thủy nhược y hướng giang yên nói tứ tượng khốn thần trận tiểu nha đầu thủ đoạn của ngươi cũng nhiều thật đấy giang yên đắc ý nói bà cô già không dùng tới tứ tượng khốn thần trận ta làm sao có thể đối phó với ngươi tứ tượng giúp ta một nguồn năng lượng từ tứ tượng trận pháp phủ xuống cơ thể giang yên nàng ta sau lưng xuất hiện hư ảnh cánh phượng hoàng tả thanh long hữu bạch hổ quanh thân là huyễn giáp của bạch hổ giang yên lạnh nhạt nói ngươi bây giờ mau đem mạnh phàm giao cho ta ta sẽ cho ngươi một con đường sống chuyện giữa chúng ta kết thúc tại đây thủy nhược y cười như không cười muốn mạnh phàm như vậy chắc không đơn giản chỉ là vì hắn giúp ngươi giải hỏa độc đúng chứ giang yên không chút che giấu người giải hỏa độc cho ta mới giúp ta niết bàn người ngươi rốt cuộc có đưa hay cho ta hay không thủy nhược y cứng rắn đáp người của ta ngươi đừng mơ đụng tới rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt bà cô già chết đi tứ tượng diệt thần giang yên rốt cục không nhịn được phát động toàn bộ lực lượng đánh về phía thủy nhược y thủy nhược y nhếch mép cười tiểu nha đầu ngươi tính sai rồi truyền tống trận hai giang yên phát hiện thủy nhược y phát động truyền tống trận pháp thì đã muộn nàng ta vội vàng truyền âm hạ lệnh linh lung mau bắt kẻ địch lại ập tức phát động khốn thần trận giai đoạn 2. tiểu linh bên ngoài nhanh chóng nhận được truyền âm nhập mật của nữ đế mau bắt địch lại lập tức phát động khốn thần trận giai đoạn 2. nàng ta vội vàng truyền lại lệnh của nữ đế cho tứ đại binh chủ dị biến trong nháy mắt phát sinh binh chủ bị người băng phong người vừa mới ra tay là mộ nhân hàn nàng ta thản nhiên nói giai đoạn 2, các ngươi không cần khai mở tiểu linh răng nghiến chặt rít lên mộ nhân hàn ngươi tiểu linh còn chưa kịp động thủ trưởng phong của mộ nhân hàn đã xuất hiện trước mắt mạnh phàm là của ta truyền tống trận mang theo mạnh phàm cùng ôn ly xuất hiện bên ngoài điện hỏa độc này cụ cụ ôn ly lo lắng nói chủ nhân chúng ta vẫn còn đang ở rất gần đại điện có cần chạy không mạnh phàm răng cắn chặt trước tiên giải độc đã mạnh phàm một trưởng đánh mạnh vào ngực cố gắng đem máu độc trong người bước ra thủy nhược y ngăn lại tiểu ra hỏa đừng lãng phí tinh huyết nữa muốn giải hỏa độc cần hàn băng ngàn năm hàn băng ngàn năm ở đây ngươi còn hiểu hơn ta mạnh phàm cười khổ lẩm bẩm xem ra hẹn ước ba năm với thiên hàn tông ta phải tiến hành sớm hơn dự định rồi Ôn Ly thắc mắc hỏi, chủ nhân, chúng ta không tới kinh thành nữa sao? Mạnh Phàm gật đầu xác nhận, không đi nữa. Chúng ta tới Thiên Hàn Tông. Bốn ngày sau, Thiên Hàn Tông. Một vị trưởng lão đứng trên đài cao hô lớn, các đệ tử Thiên Hàn Tông. Khoa thứ 185 Thiên Hàn Võ Điện chính thức bắt đầu. Mạnh Vũ Hồn liếc mắt nhìn sang mộ nhân Hàn đang đứng bên cạnh. Không biết thánh nữ có thể cho mượn viêm hỏa thần nguyên không? Mộ Vũ Hàn lạnh giọng nói, Mạnh Vũ Hồn, ngươi biết kết quả. Vẫn còn hỏi mộ nhân hàn ngươi giả vờ không cho mượn viêm hỏa thần nguyên hoặc là thay vì hôn ước với mạnh phàm kết hôn với ta đi mộ nhân hàn lười nói nhảm tay vung lên đem mạnh vũ hồn đóng băng gã thuộc hạ của mạnh vũ hồn tức giận quát mộ nhân hàn ngươi lại dám ra tay tại võ để lễ mộ nhân hàn ánh mắt sắc bén liếc nhìn đối phương võ điển vốn dĩ chính là nơi tổ chức cuộc thi sao nào ngươi cũng muốn bị đóng băng giống hắn ngươi tên kia răng nghiến chặt lại không dám bước ra lại nói chỉ cần lấy được viêm hỏa thần nguyên ta cũng sẽ không bởi vì ra tay ở võ điển mà chịu phạt xem ra vấn đạo chung cũng đổi hướng rồi ngay lúc này đột nhiên tiếng chuông vang lên vang vọng đất trời chuông vấn đạo tại sao tự nhiên lại kêu tông môn đó tại sao lại bất cẩn như vậy giám lúc đại hội đang diễn ra ở võ điển gõ chuông vấn đạo chuông vấn đạo kêu vấn thiên hàn chuông vấn đạo kêu trận đấu bắt đầu đại trưởng lão mộ ngã phong nhàn nhạt, nhạt nói chuông vấn đạo có từ lúc ta bắt đầu khai phái nếu như đồng đạo có tranh chấp với tông ta huyết cửu đều sẽ gõ chuông vấn đạo để hỏi tông ta thiên hàn tông ta trở thành ngũ đại cảnh thập phái hơn trăm năm nay chưa ai vấn đạo bây giờ khi đang võ điển lại có người tới vấn đạo ai tự nguyện tiến về phía chuông vấn đạo thăm dò tình hình mạnh vũ hồn nguyên khí ngoại phóng đem băng phong phong bế cơ thể phá tan mạnh vũ hồn chấp tay cung kính nói với đại trưởng lão mộ ngã phong thiên hàn tông vụ điện vũ tự bộ mạnh vũ hồn tự nguyện đi thăm dò tình hình cùng lúc này đám vũ bộ đệ tử đồng loạt hô lên vũ bộ đệ tử cũng tự nguyện đi cùng Mộ Ngã Phong gật đầu, ừm, cho phép. Chuông vấn đạo liên tiếp gieo vang không ngừng. Mạnh Vũ Hồn dẫn theo đệ tử Vũ Bộ lao nhanh về phía chuông vấn đạo. Gã thuộc hạ của Mạnh Vũ Hồn bực bội, không biết là tên chán sống nào lại đi gõ chuông vào lúc này. Mạnh Vũ Hồn lạnh nhạt, đợi chúng ta đến nơi, tự nhiên sẽ biết hắn là ai thôi. Phía dưới núi, Mạnh Phàm đang liên tiếp gõ chuông. Hai người Mạnh Vũ Hồn đáp xuống bên ngoài tháp chuông vấn đạo. Nhìn thấy Mạnh Phàm, Mạnh Vũ Hồn phá lên cười ngặt ngẽo, ha ha ha, ta cứ ngỡ là ai hóa ra là phế vật bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà mạnh cẩn thận gã thuộc hạ hô lớn một tiếng ngăn trước người mạnh vũ hồn mạnh phàm tùy tiện vung tay đem gã thuộc hạ của mạnh vũ hồn đánh bay nhìn thảm trạng của gã thuộc hạ mạnh vũ hồn hừ lên một tiếng mạnh phàm cất giọng trào phúng cả thiên hàn tông đều là những tên vô dụng như vậy sao thiên hàn tông nghe kỹ đây luyện hồn cảnh ô chấn mạnh phàm đến để vấn đạo Mạnh Phàm dụng nguyên lực hô lớn, âm thanh vang vọng khắp Thiên Hàn Tông. Giọng của Mạnh Phàm khiến toàn bộ đệ tử đứng trên diễn võ trường nghe không sót một chữ. Mộ Nhân Hàn khẽ mỉm cười, "Phàm Nhi ca, ngươi quả nhiên tới rồi." Đám đệ tử thấp giọng bàn tán, "Mạnh Phàm là Mạnh Phàm có ước định 3 năm với tông môn của chúng ta đó sao? Thời hạn 3 năm còn chưa đến, hắn tại sao lại tới đây?" Mộ Ngã Phong nhàn nhạt, nhạt nói, "Mạnh Phàm dựa theo quy định tới vấn đạo, vậy thì Thiên Hàn Tông của chúng ta cũng phải dựa theo quy định mà làm." cuộc thi võ điển này sẽ được đổi thành ai kích bại mạnh phàm thì người đó thắng vấn đạo giai ai trấn thủ bang điện hà tự bộ nhân lệnh uy thông thiên tự nguyện đi mộ ngã phong tiếp tục hỏi vân thê là ai trấn thủ thủy điện giang tự bộ nhận lệnh thường bắc phong tự nguyện đi đại điện ai trấn thủ mộ nhân hàn lên tiếng càn khôn điện mộ nhân hàn tự nguyện đi mộ ngã phong gật đầu nói được tiểu hàn ngươi trấn thủ cửa cuối cùng mộ nhân hàn hô lớn một tiếng rõ mộ ngã phong tiếp tục hô lớn hộ sơn thần thú đâu ta thái thượng trưởng lão mộ ngã phong ra lệnh cho hộ sơn thần thú phong tỏa sơn môn nên tiếp mạnh phàm hộ sơn thần thú ngửa cổ lên trời gào giống tựa hồ báo hiệu đã nhận lệnh nó nhanh chóng dựng nên hộ sơn đại trận bao bọc toàn bộ phạm vi thiên hàn tông phong tỏa sơn môn rồi nghi thức vấn đạo cuối cùng của tông môn khép lại rồi thiên hàn tông trăm năm không ai tới vấn đạo không ngờ dưới thời của ta thế mà lại gặp trở lại chỗ tháp chuông vấn đạo mạnh vũ hồn răng nghiến chặt nói nếu ngươi đã tới vấn đạo thì dựa theo quy tắc của thiên hàn tông vụ điện mạnh vũ hồn luyện hồn cảnh xin chỉ giáo vũ hồn đệ đệ luận theo vai về của mạnh gia ngươi phải gọi ta một tiếng ca ca mạnh vũ hồn nổi điên gầm lên ca cái con khỉ dám chiến tiện nghi của ta chết đi chết đi mạnh vũ hồn hét lớn một tiếng lao đến trước mắt mạnh phàm mạnh phàm lựa chọn lui ra sau né tránh đòn tấn công mạnh vũ hồn chưa đầu đánh hụt răng nghiến chặt nói mạnh phàm ngươi không phải muốn vấn đạo sao ngươi không phải tự tin nhận mình mạnh hơn ta sao ngươi né tránh làm cái gì mạnh phàm thầm nói đao của tên kia nhanh quá mạnh vũ hồn là do tự phụ thân ngươi thích lấy ngươi ra so sánh với ta ngươi chắc hẳn rất oán hận nhưng ta mạnh hơn ngươi là chuyện không thể tranh cãi trong khi nói chuyện kiếm trong tay mạnh phàm chỉ thẳng về phía đối phương mạnh vũ hồn mặt đen lại lẩm bẩm ngươi mạnh hơn ta ngươi mạnh hơn ta ngươi mạnh con khỉ mạnh vũ hồn nổi điên lại lần nữa lao đến tấn công mạnh phàm đừng ra vẻ với ta đừng ra vẻ với ta đao trong tay mạnh vũ hồn liên tục chém xuống ta sẽ đánh bại ngươi đánh bại ngươi ngăn cản à mạnh phàm mượn lực phản chấn từ đao chiêu lui ngược ra phía sau giữ khoảng cách với mạnh vũ hồn mạnh phàm nhìn thanh kiếm tàn tạ trong tay trở nên trầm mặc vừa rồi hắn hoàn toàn bị động trước màn tấn công dồn dập của mạnh vũ hồn chỉ có thể chật vật dùng kiếm đỡ lấy bị ép đến thảm đao của hắn quá nhanh nhanh tới mức bất bình thường Mạnh Phàm cẩn thận quan sát Mạnh Vũ Hồn, nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Ánh sáng kia, đao của hắn là thần thông. Mạnh Phàm nghĩ bụng, nếu như là thần thông, vậy chỉ có khả năng là vài tổ hợp đó thôi. Mạnh Phàm bất chợt thả kiếm xuống, buông lời khiêu khích đối phương, Mạnh Vũ Hồn, ngươi biết tại sao ta tự tin mình mạnh hơn ngươi không? Bởi vì ta nỗ lực nhiều hơn ngươi, tu luyện vất vả hơn ngươi. Nhìn Mạnh Phàm cầm thần thông kiếm trong tay. Mạnh Vũ Hồn mắt trừng lớn lộ vẻ khó tin răng cắn chặt rít lên sao có thể sao có thể hắn vào đầu bức tóc không ngừng rít lên tại sao lại giống nhau đến như thế chuyện này không thể nào mạnh vũ hồn đột nhiên như phát điên ngửa mặt lên trời hét lớn sao có thể mạnh vũ hồn nhớ lại chuyện khó lòng quên được vào 20 năm trước hắn lúc đó còn là một tiểu oa nhi nằm dưới đất ăn vạ sao có thể mạnh phàm thản nhiên nói vũ hồn đệ đệ thua chính là thua không có gì mà phải mất mặt mạnh vũ hồn lạnh giọng mạnh phàm chúng ta ra đời chỉ hơn kém nhau hai canh giờ mà thôi, ngươi chiếm tiện nghi của ta. Mạnh phàm thờ ơ nói, cho dù chỉ có hai canh giờ, ngươi vẫn là đệ đệ. Mạnh vũ hồn. Tốt hơn vẫn nên là quay về đọc thêm sách đi, chuẩn bị cho cuộc thi tông tộc ngày mai. Dứt lời, mạnh phàm xoay người rời đi. Mạnh vũ hồn răng nghiến chặt, mạnh phàm, cứ đợi đấy. Tối hôm đấy, tại tiểu viện của mạnh vũ hồn, chuyện ta bảo ngươi làm thế nào rồi. Vũ hồn ca dựa theo những gì ca dặn dò, ta đã trộm sách của mạnh phàm đem tới đây rồi mạnh vũ hồn cười âm hiểm gật đầu nói rất tốt trả lại đi trả lại tên tiểu đệ tưởng lỗ tai mình nghe nhầm khó hiểu nói mạnh vũ hồn mắt lóe lên sự âm hiểm gật đầu đúng nhưng trước khi trả lại hãy thay đổi lộ tuyến vận công ghi trong sách ta phải khiến mạnh phàm mãi mãi cũng không học được xích luyện trưởng gã tiểu đệ vỗ mông ngựa mạnh vũ hồn cao minh vẫn là vũ hồn ca ca cao minh đánh bại mạnh phàm không để lại dấu vết để tránh mạnh phàm phát hiện có điều gian trá mạnh vũ hồn cẩn thận căn dặn còn chuyện trả lại sách hãy cứ để mộ nhân hàn đi làm nói với tạp chủng đó chỉ cần hắn thay đổi lộ tuyến đồ trong sách ta sẽ nói cho hắn biết mẹ ruột của hắn đang ở đâu sau khi gã tiểu đệ rời đi mạnh vũ hồn đắc ý lẩm bẩm mạnh phàm ta phải để ngươi biết ta mới là thiên tài của mạnh gia cảnh phim chuyển đến tiểu viện của mạnh phàm nhìn thấy đã muộn tiểu hàn còn tìm đến mạnh phàm có chút kinh ngạc ồ tiểu hàn ngươi tại sao lại tới đây ta tới đưa cái này cho phàm nhi ca trong khi nói chuyện tiểu hàn lấy trong người ra một quyển sách nhìn quyển sách trong tay tiểu hàn mạnh phàm giật mình thầm hô sách quý ta đang nói tại sao tìm mãi không ra hóa ra là ở chỗ ngươi cảm ơn ngươi tiểu hàn mạnh phàm nghi hoặc khi thấy tiểu hàn có chút không tình nguyện đưa sách cho hắn tiểu hàn thấp giọng nói phàm nhi ca trang thứ bảy nhớ phải xem thật kỹ mạnh phàm mỉm cười được rồi được rồi biết rồi nói cứ như bí mật gì lớn lắm phải kề tai nói nhỏ, giống như con gái vậy. Tiểu Hàn cũng không có giải thích nhiều, sau khi nhắc nhở Mạnh Phàm, nàng liên xoay người rời đi. Mạnh Phàm thầm nghi hoặc, trang thứ bảy có cái gì? Ngươi chính mắt nhìn thấy chứ? Gã tiểu đệ gật đầu xác nhận, chính mắt ta nhìn thấy, mộ nhân Hàn thực sự đã thay đổi lộ tuyến luyện công trong sách, sau đó đưa lại cho Mạnh Phàm. Được, cuộc thi tông tộc ngày mai ta phải để Mạnh Phàm nhìn cho rõ. Mạnh Vũ hồn nở nụ cười âm hiểm, hắn muốn để cho Mạnh Phàm mất sạch mặt mũi vào cuộc thi ngày mai cuộc thi tông tộc chính thức bắt đầu trọng tài tuyên bố vừa dứt mạnh phàm cùng mạnh vũ hồn đã quyền đầu va chạm phản chấn đem cả hai bước lui ngược lại phía sau mạnh trưởng lão nhìn sang gia chủ mạnh thiên sinh nói gia chủ hai người đang thi đấu ở phía dưới chính là hai đứa trẻ có thiên phú mạnh thiên sinh kiệm lời gật đầu ưm lên một tiếng biết phụ thân cùng các vị trưởng lão đang theo dõi trận đấu mạnh vũ hồn lẩm bẩm phụ thân ta hôm nay sẽ chứng minh cho người thấy ai mới là trụ cột tương lai của mạnh gia mạnh vũ hồn vừa bắt đầu đã thi triển ra thần thông xích luyện quang diệu kiếm mạnh phàm cười nói trùng hợp vũ hồn đệ đây là quyển sách tối qua mà ta cũng luyện nguyên khí vừa điều động theo lộ tuyến công pháp mạnh phàm bất chợt ho lên một tiếng miệng phun ra ngụm máu tươi mạnh vũ hồn là người biết rõ nhất nguyên nhân chuyện này đắc ý lầm bầm hôm nay ta sẽ cho mọi người thấy ngươi bị ta trả đạp thế nào chết đi mạnh phàm mạnh vũ hồn hô lớn một tiếng xông đến mạnh phàm lách người sang một bên hiểm hiểm né tránh công kích một tiếng nổ trầm đục vang lên, khói bụi bao trùm lấy lôi đài. mạnh phàm nghi hoặc, sách công pháp của hắn có vấn đề. vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? mạnh phàm linh quang chợt lóe, sực nhớ lại lời nhắc nhở của tiểu hàn trước lúc rời đi. đúng rồi, tiểu hàn bảo ta phải chú ý ở trang thứ bảy. mạnh vũ hồn tự tin tuyên bố, kết thúc rồi. mạnh phàm, chết đi. mạnh phàm môi khẽ nhếch lên, hóa ra là như vậy. quang diệu xích luyện kiếm, mạnh phàm hét lớn một tiếng, thành công thi triển thần thông đem mạnh vũ hồn đánh bay mạnh vũ hồn không màng đến thương thế khó tin thốt lên sao có thể như vậy phụ thân mạnh vũ hồn chua xót khi thấy phụ thân hắn xoay người rời đi mạnh phàm không suy nghĩ nhiều điềm nhiên nói vũ hồn đệ đệ thua rồi cũng không cần quá đau lòng chăm chỉ rèn luyện hơn trở lại cuộc chiến tại tháp chuông vấn đạo mạnh vũ hồn răng cắn chặt lẩm bẩm không thể giống như lúc trước không thể không thể ta mới là thiên tài của mạnh gia là ta mới đúng Mạnh Phàm mặt chợt biến. Đây là Mạnh Vũ Hồn hô lớn một tiếng, quang diệu nghìn luyện quyết. Mạnh Vũ Hồn hung ác tuyên bố, Mạnh Phàm, hôm nay chính là ngày dỗ của ngươi. Quang diệu kiếm. Mạnh Phàm không tránh không né, đứng yên tại chỗ, mặc cho công kích của Mạnh Vũ Hồn đánh tới trước mắt. Hắn nhẹ nhàng vung kiếm đem công kích của Mạnh Vũ Hồn đánh nát. Mạnh Phàm hướng Mạnh Vũ Hồn nhàn nhạt nói, Vũ Hồn đệ đệ, quang diệu nhẫn xem ra vẫn là luyện chưa tới nơi tới chốn. Mạnh Vũ Hồn sắc mặt xấu xí, răng nghiến chặt gầm lên luyện chưa đạt chuẩn ta xem ngươi có thể ngăn được bao nhiêu chết đi mạnh vũ hồn phất tay nguyên khí kiếm phô thiên cái địa ập xuống mạnh phàm đứng nguyên tại chỗ kiếm trong tay nâng lên hạ xuống đem công kích của mạnh vũ hồn hóa giải mạnh vũ hồn mắt nhau lại hừ lên một tiếng đầy tức tối vậy cái này thì sao mạnh vũ hồn ngưng tụ lực lượng sau lưng hiện lên hư ảnh một ngọn thương khổng lồ qua những cự thương mạnh vũ hồn phóng ngọn thương tấn công mạnh phàm quang nhẫn cự thương trong nháy mắt đánh tới trước mắt mạnh phàm không thể nào đơn giản hơn vẫn chỉ một kiếm bạt ngang mạnh phàm đem quang nhẫn cự thương chém nát mạnh phàm hướng mạnh vũ hồn cho phúng nói vũ hồn đệ đệ chỉ có như vậy thôi sao mạnh vũ hồn môi khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười mưu kế đã thành công vậy sao mạnh phàm ca ca nguyên khí năng lượng từ các mảnh vũ khí bị chém nát bất ngờ từ phía sau đánh tới mạnh phàm phát hiện có điều không đúng vội ngoái đầu nhìn lại lấy mạnh phàm làm trung tâm một tiếng nổ lớn vang lên khói bụi bao trùm mạnh vũ hồn đắc ý nói hóa thành cho bụi đi mạnh phàm suy cho cùng quang diệu nghìn luyện quyết của mạnh gia đệ tử luyện thực sự không tệ tiểu hàn ta thấy mạnh vũ hồn cũng là một thanh niên tuấn tú ngươi thử suy nghĩ về chuyện đính ước với mạnh vũ hồn xem sao mộ nhân hàn lạnh nhạt nói trưởng lão ta thấy chưa hẳn là như vậy hở mộ ngã phong liếc mắt nhìn mộ nhân hàn bẩm trưởng lão mạnh phàm có lẽ không biết quang diệu nghìn thiên cấp kiếm pháp nhưng trên người của Mạnh Phàm có Viêm Hỏa Thần Nguyên. Viêm Hỏa Thần Nguyên? Mộ Ngã phòng hỏi lại. Trở lại cuộc chiến, một bóng người từ trong đám khói bụi chậm rãi bước ra. Mạnh Vũ Hồn miệng mồm há hốc, khó tin thốt lên, tại sao? Tại sao có thể? Mạnh Phàm mắt lóe lên sắc khí. Mạnh Vũ Hồn, trong cơ thể Mạnh Phàm bùng phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Cô sáng phóng thẳng lên thiên không, đâm thủng đại trận phòng hộ. Mạnh Vũ Hồn, chết đi! mạnh vũ hồn ngẩn người đứng nguyên tại chỗ ngưng mạnh vũ hồn hô lớn thần hồ quyết đòn ngăn cản của mạnh vũ hồn không cản được công kích của mạnh phàm hắn cả người bị đánh văng ngược ra sau mạnh vũ hồn bộ dáng chật vật sắc mặt khó coi đây là cấp hỏa diệm phát hiện mạnh phàm miệng liên tục lẩm bẩm mạnh vũ hồn hắn còn chưa tiếp nhận nguyên hỏa thần lực rơi vào trạng thái thần trí không tỉnh táo ta vẫn còn cơ hội đột nhiên mạnh phàm xuất hiện trước mắt mạnh vũ hồn trên tay ngưng tụ một cái viêm cầu hắn đem viêm cầu nhằm mạnh vũ hồn giáng xuống mạnh vũ hồn kịp thời né tránh đầu này số nếu như thần trí đã không tỉnh táo vậy thì dẫn dụ ngươi tới thang vấn đạo phát động tông môn trận pháp giết người đi chết đi mạnh phàm lần nữa phát động công kích đánh sượt qua người mạnh vũ hồn mạnh vũ hồn lần này nào dám cậy mạnh vội lùi người trở lại thang vấn đạo hắn sắc mặt khó coi thầm hô nguy hiểm quá đã bước lên thang vấn đạo rồi mạnh phàm để ngươi biết tại sao trăm năm qua không ai dám tới thiên hàn tông vấn đạo vũ tự bộ giúp ta đám người vũ tự bộ đồng thanh hô lên nhận lệnh tất cả năng lượng của đệ tử vũ tự bộ thông qua trận pháp gia trì lên người mạnh vũ hồn mạnh phàm ta mới là thiên tài của mạnh gia mới là gia chủ kế tiếp của mạnh gia mạnh phàm từ trong khói bụi lao về phía mạnh vũ hồn ngay khi vừa đến mép thang vấn đạo mạnh phàm bất ngờ bị băng phong đông cứng toàn bộ cơ thể tạm biệt mạnh phàm mạnh phàm răng nghiến chặt rít lên từng chữ một mạnh vũ hồn băng phong bên ngoài xuất hiện từng đường nứt lớn. Mạnh Vũ Hồn hai mắt mở lớn, khiếp sợ thốt lên, cái gì? Mạnh Phàm trong miệng phun ra một luồng hỏa diễm, đem đầu của Mạnh Vũ Hồn thiêu rụi hoàn toàn. Lúc này Mạnh Phàm cũng đã là nỏ mạnh hết đà, toàn bộ cơ thể lâm vào suy yếu, ngã gục xuống. Ôn Ly từ trong thế giới tinh thần hiện ra, kinh hô, chủ nhân. Mạnh Phàm nằm gục trên đất, miệng phát ra từng hồi âm thanh rên rỉ, thống khổ. Thủy Nhược Y xuất hiện bên cạnh nói, tiểu tử thối tiếp nhận không nổi thần hỏa, Ôn Ly sắc mặt lo lắng hỏi, phải làm gì bây giờ? Thủy Nhược Y thản nhiên phán một câu xanh dờn, ôm hắn đi. Ôn Ly không chút ngần ngại ôm chặt cơ thể mạnh phàm, mặc cho sức nóng từ trên người hắn thiêu đốt y phục trên người nàng. Thanh Khâu Hồ thực sự có thể làm dịu viêm hỏa thần nguyên. Mộ Ngã Phong không nhịn được cảm thán, mạnh phàm này không chỉ rất may mắn, còn nhận được sự ái mộ của rất nhiều nữ nhân. Mộ Nhân Hàn chừng mắt quát, ái mộ. Nàng ta nổi cơn ghen, đem kính trận đánh nát. Nam nhân thối, chẳng biết bao lâu mạnh phàm mơ màng tỉnh dậy hửm có chuyện gì vậy không phải chứ mạnh phàm sắc mặt trắng bệch mếu máo lẩm bẩm chuyện gì đây lẽ nào ta đã ngủ cùng ôn ly không phải chứ không phải chứ nếu như đó là thật vậy ly thú này của ta nhất định đã vung đao xử ta rồi chủ nhân chủ nhân tỉnh lại rồi nghe tiếng ôn ly mạnh phàm giật mình ngoái đầu nhìn lại hắn rất nhanh không dám nhìn tiếp vội bối rối hô lên ôn ly cái đó mau mặc quần áo vào đi hử ôn ly nghi hoặc nhìn xuống cơ thể mình Bây giờ tiểu nha đầu mới mặt đỏ dần nhận ra cơ thể mình không có mảnh vải che thân mạnh phàm một phe nghi hoặc không hiểu tiểu nha đầu đang làm cái gì lâu vậy ôn ly hô lên chủ nhân xong rồi mạnh phàm ngoái đầu lại nhìn thấy chân thân của ôn ly hắn kinh ngạc nói ôn ly ngươi tiến ra rồi hử ôn ly còn không hiểu mạnh phàm đang nói gì á à, chủ nhân ta có ba cái đuôi rồi. Được rồi, được rồi, đừng ở đó ve vẩy đuôi nữa. He he, bắt được rồi. Ôn ly thân hình lơ lửng giữa không trung, kích động hô lên, chủ nhân, nhìn này. Chủ nhân, ta đã học được thần thông mới. Đăng diệm phi mang. Đây là, mạnh phàm tò mò đụng vào hỏa diệm ôn ly vừa mới thi triển. Hỏa diễm nhanh chóng quấn xung quanh cơ thể mạnh phàm. Trong nháy mắt, trên thân mạnh phàm xuất hiện một bộ trang phục ôn ly biến lại nhân hình gọn gàng rơi xuống trong tay mạnh phàm tiểu nha đầu mỉm cười giải thích chủ nhân thần thông này của ta giúp mặc y phục cho chủ nhân rất tiện lợi mạnh phàm gật đầu thật sự là rất tiện tiểu nha đầu thấp giọng nói bên tai mạnh phàm ta không chỉ có thể giúp chủ nhân mặc y phục còn có thể giúp chủ nhân làm dịu dục vọng nghe được lời này của tiểu nha đầu mạnh phàm trừng mắt buồn bực quát ôn ly ôn ly nhanh chóng biến mất ở bên trong thế giới tinh thần truyền âm được rồi ta không làm phiền chủ nhân nữa chủ nhân mau đi vấn đạo đi mạnh phàm mặt đỏ dần lên nghĩ bụng tiểu nha đầu càng ngày càng lớn gan lại dám trêu chọc cả hắn nhưng tiểu nha đầu này cơ thể đúng là đủ vốn liếng xem ra mạnh phàm đang tiến về phía thang vấn đạo gương của thái thượng trưởng lão được dính lại mộ ngã phong vuốt dâu hô uy thông thiên đầu một tên đệ tử thiên hàn tông cung kính đáp bẩm trưởng lão uy thông thiên đã nhận lệnh đang xuất phát về phía thang vấn đạo mộ ngã phong gật nhẹ đầu tỏ ý hài lòng ta vốn muốn thúc giục hắn đi chấn giữ thang vấn đạo nếu như đã đi rồi thì cũng không cần phải hỏi nữa ông ta nhìn sang mộ nhân hàn nói tiểu hàn ngươi căng thẳng như vậy thì mau tới đây cùng ta xem thử tên mạnh phạm này làm thế nào xông lên thang vấn đạo mộ nhân hàn cúi đầu ái náy trưởng lão vừa nay đánh vỡ gương của người là do đệ tử không đúng mộ ngã phong phất tay biết lỗi thì được rồi nhìn qua kính trận mộ ngã phong suy đoán uy thông thiên có lẽ cũng rất nhanh sẽ tới nơi thôi mạnh phàm đến được ải đầu tiên trên vấn đạo thang hắn cảm thán, con sóng cao quá. Mạnh Phàm sử dụng nguyên khí bao bọc quanh thân mặc kệ cơn sóng hung dữ ập tới. Uy Thông Thiên lạnh nhạt lên tiếng, vị đạo hữu này, sao nào? Có lễ độ. Mạnh Phàm mặc dù không hiểu thằng khứa kia đang nói gì, chỉ đành gật đầu nói bừa, ừm, có, có lễ độ. Uy Thông Thiên tự giới thiệu danh tính, Mạnh đạo hữu, tại hạ Uy Thông Thiên, là vấn đạo vụ hải cũng chính là người canh giữ ải thang vấn đạo. Thang vấn đạo không chỉ là con đường độc đạo thông tới thiên hàn ngũ điện, cũng là cửa ải thứ hai mà mạnh đạo hữu vấn đạo mạnh phàm nhàn nhạt nói đạo hữu phải làm sao mới để ta qua đơn giản hỏi ba vấn đề ba vấn đề mạnh phàm nghi hoặc hỏi lại uy thông thiên gật nhẹ đầu xác nhận không sai ngươi chỉ cần bước lên vụ hải ta và ngươi sẽ đặt câu hỏi cho hỏi về đạo tâm của nhau nếu như ai trả lời được đúng hai câu hỏi trước thì người đó thắng mạnh phàm nghĩ thầm tuyệt đối không hề đơn giản như vậy hải vụ này chắc chắn có vấn đề thái thượng trưởng lão mộ ngã phong cười lớn tán thưởng ha 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 uy tông thiên này nhìn ngoài thì trông khá lỗ mãng nhưng kỳ thực lại là một người thông minh hỏi về đạo hải cụ thể là đạo tâm nếu như nói dối nhất định sẽ bị vụ hải thôn phệ có thể động não không cần động thủ trẻ con dễ dạy trẻ con dễ dạy mộ nhân hàn mặt trầm xuống thầm nói đồ ngốc ngàn vạn lần đừng bị lừa mạnh phàm lúc này mày cho lại vụ hải này tuyệt đối có vấn đề nhưng vấn đề rút cuộc nằm ở đâu uy thông thiên thấy mạnh phàm đứng trầm ngâm hối thúc mạnh đạo hữu suy nghĩ sao rồi nếu như không dám bước lên vụ hải ngươi tự phế tu vi của mình để thừa nhận vấn đạo thất bại theo ta lên thiên hàn ngũ điện đi mạnh phàm cười lạnh ha 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 uy đạo hữu ta vấn đạo còn chưa thất bại đâu trong khi nói chuyện mạnh phàm dứt khoát đặt chân bước trên vụ hải được đạo tâm câu hỏi thứ nhất uy thông thiên đột nhiên hỏi ngươi có phải rất thích thánh chủ mộ nhân hàn của phái bọn ta đúng không ngươi mạnh phàm ngẩn người nhất thời không có trả lời Uy Thông Thiên hỏi lại lần nữa, "Ngươi có phải rất thích Thánh chủ mộ nhân hàn của phái bọn ta đúng không?" "Ta, à, ngươi." Mạnh Phàm vẫn là không có đưa ra câu trả lời. Hắn hừ lên một tiếng, thở ra một hơi buồn bực. Dứt khoát trả lời, "Ta không thích." Uy Thông Thiên phá lên cười, "Ha ha ha, ngươi không thích." Mạnh Phàm còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nước vụ hải đang yên lành trở nên cuồng nộ, bao trùm lấy hắn. Cơ thể Mạnh Phàm chìm xuống bên dưới vụ hải đám quái vật hư ảo bên dưới phát hiện có con mồi nhau nhau xông về phía mạnh phàm, chúng hóa thành từng cỗ hắc vụ bu lấy mạnh phàm. ôn ly khiếp sợ hô lên, chủ nhân đám hắc vụ này đang thôn phệ linh lực của ta. mạnh phàm cũng nhận ra đám hắc vụ này không chỉ thôn phệ linh lực của ôn ly còn đang thôn phệ tu vi của hắn. mạnh phàm lúc này tự hỏi bản tâm, ta thực sự không thích tiểu hàn sao? hình ảnh hai người từ nhỏ đến lớn như thước phim chiếu chậm hiện ra trước mắt mạnh phàm. mạnh phàm ngập ngừng hô lên kỳ thực tiểu hàn dị biến lúc này nổi lên cơ thể mạnh phàm xuất hiện một cổ quang mang xuyên thủng đám hắc vụ đang bu lấy hắn mà sâu xé tu vi mạnh phàm được dòng nước vụ hải đẩy ngược lại lên trên nhìn mạnh phàm xuất hiện phía trên vụ hải uy thông thiên lạnh nhạt xem ra mạnh phàm huynh vẫn là rất thích thánh chủ của phái bọn ta đạo tâm không biết nói dối chúc mừng chúc mừng chỉ là đáng tiếc cảnh giới quay về luyện thể kỳ một lần nữa xem tình hình này của ngươi chỉ mới là luyện thể lục trọng cảnh mạnh phàm liếc mắt nhìn uy thông thiên đạo huynh Tiếp theo tới lượt ta hỏi ngươi rồi. Uy Thông Thiên lạnh giọng hỏi ta, "Mạnh phàm ta thấy ngươi không có cơ hội này đâu. Đi chết đi." Uy Thông Thiên quát lớn một tiếng, vung cước tấn công Mạnh phàm. Mạnh phàm giơ tay lên cản lại. Thực lực bị đám hắc vụ cắn nuốt, Mạnh phàm nào phải đối thủ của Uy Thông Thiên, chúng phải một cước của đối phương. Mạnh phàm bộ dáng chật vật, lông cồm bò dậy. "Uy đạo hữu, bây giờ tới lượt ta đặt câu hỏi." Mạnh phàm huynh sợ là ngươi sẽ không còn cơ hội đặt câu hỏi cho ta đâu uy thông thiên trong khi nói chuyện nhằm phía mạnh phàm lao tới lách người sang một bên mạnh phàm chừng mắt mắng uy đạo hữu quả là ngươi mưu hành kế bẩn trước tiên hỏi phương thức đặt câu hỏi để làm ta mất cảnh giác che giấu chuyện vụ hải khảo vấn đạo tâm uy thông thiên bị mạnh phàm lật tẩy chiêu trò răng nghiến chặt quát đừng nhiều lời hỏi một vấn đề khiến ta phải hoang mang từ đó để vụ hải thôn phệ tu vi của ta làm giảm thực lực của ta xuống uy đạo hữu có lẽ rất giỏi hãm hại người khác mạnh phàm ánh mắt sắc bén nhìn thẳng uy thông thiên chắc hẳn chuyện của ta ngươi biết rất rõ uy thông thiên cười đắc ý nói ha 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 chút chuyện đó của mạnh phàm ngươi ta thực sự biết rất rõ gã ta thản nhiên nói thái dương thành kiếm hồn nhập đạo trên sa mạng dũng chiến chiến thắng với chiến tích như vậy ta thực sự không thể đánh lại ngươi uy thông thiên mắt lộ vẻ âm độc có điều như vậy thì sao nào ngươi bây giờ chỉ có thực lực luyện thể còn không mau ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi mạnh phàm cười nhạt nói khoanh tay chịu trói hùng uy thông thiên ngươi đã tính sai một bước rồi uy thông thiên trào phúng tính sai sao thế ngươi còn muốn chuyển bại thành thắng mạnh phàm đột ngột hỏi uy thông thiên ngươi thích thánh nữ thiên hàn tông mộ nhân hàn đúng không uy thông thiên giật mình vô thức trả lời không ta không thích vừa dứt lời vụ hải dị động nước dâng lên nhấn chìm uy thông thiên mạnh phàm lạnh nhạt uy đạo hữu nói dối là thói quen không tốt Biết sai sót của ngươi nằm ở đâu không? Sai sót của ngươi chính là đã đặt câu hỏi cho ta. Ta thích Tiểu Hàn đến bản thân ta còn không biết, uy đạo hữu ngươi lại có thể nhìn ra. Uy đạo hữu làm sao có thể nhìn ra? Chỉ có một nguyên nhân, uy đạo hữu cũng thích Tiểu Hàn. Mạnh Phàm ngẩng đầu nhìn lên thiên không nói, chỉ vì ngươi và ta cùng đứng chung trên một lập trường, có chung cảm xúc, vì vậy mới nhìn qua đã nhìn thấu nội tâm của ta. Qua kính theo dõi, Mộ Ngã Phong tán thành lời Mạnh Phàm, "Ừm, um, Quả nhiên người ưu tú từ trước tới nay không thiếu người theo đuổi cầu thân. Mạnh phàm này xem ra đã biết rồi, nếu như không phải lên Thiên Hàn Tông để vấn đạo, thu nạp hắn làm đệ tử của tông môn chúng ta thì tốt rồi. Lời của Thái thượng trưởng lão khiến mộ nhân Hàn mặt bất giác đỏ lên. Một gã đệ tử Thiên Hàn Tông đứng ở ngoài cửa chắp tay bẩm báo, "Hồi bẩm trưởng lão, lúc thánh nữ vì bổn tông muốn thu nạp Mạnh phàm làm đồ đệ, Mạnh phàm đã lăng mạ bổn tông, mới có chuyện hôm nay hắn vấn đạo." "Ồ, hắn dám lăng mạ tông ta." Hồi bẩm trưởng lão hắn nói thiên hàn tông chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi trong vòng ba năm sẽ khiêu chiến với thiên hàn tông để tất cả mọi người ở ngũ thành biết thiên hàn tông chẳng qua chỉ là phế vật thái thượng trưởng lão lửa giận bốc lên mạnh phàm này thực sự không biết trời cao đất dày trở lại cuộc chiến mạnh phàm lạnh nhạt lên tiếng uy đạo hữu không tiếp tục cầm cự được thì hãy nói thật đi uy thông thiên bất đắc dĩ phải thú nhận ta thích ta thích thánh nữ mộ nhân hàn mạnh phàm ta nhất định phải chặt cái đầu chó của ngươi xuống uy thông thiên bộ dáng chật vật rít lên hắn vậy mà bị vụ hải cắn nuốt tu vi xuống còn luyện thể cửu giai mạnh phàm thản nhiên nhiều lời tiếp theo mới là quyết đấu công bằng uy đạo hữu tiếp theo mới là quyết đấu công bằng uy thông thiên gầm lên đi chết đi băng quỷ phá gã ta lao đến một cước nhằm đầu mạnh phàm bổ xuống mạnh phàm là địa cấp công pháp không thể lấy đá trọi đá mạnh phàm không có cứng đối cứng lựa chọn lui mình về sau né tránh phát hiện mặt bị một giọt nước cứa đứt mạnh phàm hô lên không đúng nước trong chớp mắt đã biến thành lưỡi đao sắc bén uy thông thiên nhàn nhạt, nhạt, nói mạnh phàm ta thừa nhận luận về luyện hồn cảnh ta không phải đối thủ của ngươi nhưng luyện thể cảnh ngoại trừ chỉ có một số ít băng hồn phá địa cấp công pháp như này là không thể sử dụng thần thông mạnh phàm ngươi nên ngoan ngoãn chịu chết đi uy đạo hữu ngươi lại tính sai rồi ngươi đã quên cơ thể của ta có viêm hỏa thần nguyên mạnh phàm đứng nguyên tại chỗ hồ lớn nhất kiếm triều thiên nguyên nhìn uy thông thiên nhì không ra nhân dạng nằm gục trên biển vụ hải Ôn Ly bên trong không gian tinh thần hô lên, chúc mừng chủ nhân đã xử lý xong kẻ địch. Thái thượng trưởng lão mộ ngã phong lên tiếng, uy thông thiên đã chết, tiếp theo sẽ tới thang vân thâm, bắc phong đi rồi sao? Mộ nhân hàn đáp, trưởng lão, bắc phong nhận lệnh đã xuất phát tới thang vân thâm rồi. Vậy phải từ từ xem biểu hiện của bắc phong. Vừa nhìn thấy mạnh phàm đặt chân lên vụ hải, thủy điện thường bắc phong xã giao lên tiếng, mạnh đạo hữu đã lâu không gặp. Mạnh phàm lạnh nhạt, đợi lâu lắm rồi đúng không? Vậy thì tiễn ngươi lên đường, mạnh phàm chủ động lao về phía đối phương thường bắc phong ngăn lại nói mạnh đạo hữu không nghe ta giải thích một chút về thăng vân thâm sao thiên hàn tông các ngươi đều là một đám xào trá mạnh phàm lười nghe đối phương nói nhảm quát lớn ta không muốn nghe thường bắc phong ngay lập tức trở mặt đồ không biết điều thoáng cái cơ thể hắn hóa thành thủy vụ biến mất trước mắt mạnh phàm người đâu mạnh phàm đưa mắt quan sát xung quanh mạnh đạo hữu vấn đạo thiên hàn đã tới vân thâm Thủy điện giang bộ thường Bắc Phong nhận lệnh. Phục mệnh đánh địch. Thường Bắc Phong lạnh giọng hạ lệnh, Vân Trung trận, trận khởi. Vân Trung trận, giết. Mạnh phàm sắc mặt trầm xuống, là hắc vũ cốt lâu, không thể đánh trực diện. Mạnh đạo hữu, giết tà trận nhất động. Cho dù là thiên nguyên cảnh giới cũng có kết cục chết không toàn thây. Thường Bắc Phong đắc ý nói, ngươi đừng cố vùng vẫy chỉ mất công mà chẳng được gì. Mạnh phàm giật mình kinh hô, không hay rồi. Quấn lên người rồi mạnh phàm bực bội mắng chết tiệt tu vi này làm giảm tốc độ của ta chủ nhân ôn ly phát hiện mạnh phàm gặp nguy hiểm dựng nên một quang cháo phòng hộ bên ngoài thương bắc phong lạnh giọng tính mạng của ngươi tương thông với con hồ ly trắng đó sao đừng cố vùng vẫy hắc vụ cốt lâu ở bên ngoài dần bao trùm lấy quang cháo phòng hộ ôn ly bất đắc dĩ cầu cứu thủy nhã y tỷ tỷ, ta sắp không cầm cự nổi nữa rồi mau tới cứu chủ nhân đi bị đám hắc vụ bên ngoài cắn nút tu vi giảm đến luyện thể nhất giai mạnh phàm cắn răng không được phải cố gắng cầm cự mau tránh xa ta ra mạnh phàm hô lớn một tiếng đem ôn ly bước lùi chủ nhân thủy nhã y đỡ lấy ôn ly trấn an ôn ly đừng lo ôn ly nhã thủy y tạm biệt thường bắc phong nhìn bộ xương trắng của mạnh phàm đắc ý nói cuối cùng cũng vẫn là cơ thể tiêu tan ôn ly tê tâm phế liệt gào lên chủ nhân chủ nhân thủy nhược y giữ tiểu hồ ly lại thấp giọng nha đầu ngốc chủ nhân của muội không có dễ chết như vậy đâu Quanh bộ xương mạnh phàm bắt đầu xuất hiện hỏa diễm. Chẳng mấy chốc thấy hắn làm trung tâm, một ngọn lửa thô to bùng lên. Đại trận phòng hộ thiên hàn tông lần nữa bị xuyên thủng, cột lửa phóng lên tận thiên không. Thường bắc phong khiếp sợ lầm bẩm, kết giới đang sụp đổ, linh khí đều đang bị hắn hút đi. Chuyện gì vậy? Sao có thể như vậy? Nơi thái thượng trưởng lão đang ngồi cũng xảy ra địa chấn kịch liệt. Mộ nhân hàn đưa mắt nhìn về phía vân thâm chứng kiến cột lửa phá hỏng thiên hàn đại trận. Thái thượng trưởng lão giọng âm trầm thế mà lại thành ra như vậy. Mạnh phàm ngươi được lắm, mạnh phàm ngươi được lắm. Thanh nữ mộ nhân hàn nhận lệnh, thái thượng trưởng lão hô lớn một tiếng, đem thiên hàn lệnh quang về phía mộ nhân hàn. Mộ nhân hàn ngẩn người, thiên hàn lệnh. Mộ nhân hàn, ngươi phục mệnh cầm thiên hàn lệnh tới cửu khúc chấn ma địa tìm trưởng môn. Bảo trưởng môn cấp tốc bồi dưỡng hàn phượng chi thân cho ngươi. Mộ nhân hàn chấn kinh, không nhịn được hỏi, thái thượng trưởng lão, tại sao lại phải? Thái thượng trưởng lão giải thích, bây giờ viêm hỏa thần nguyên đã hiện nguyên hình trợ giúp hắn luyện nguyên hỏa thần thể nếu như ngươi không luyện hàn phượng chi thân sợ không phải là đối thủ của hắn nhưng trưởng lão luyện thành công hàn phượng chi thể cần thời gian ít nhất 10 năm thái thượng trưởng lão lắc đầu không cần 10 năm ngươi bảo trưởng môn dùng nghìn năm hàn băng giúp ngươi trong vòng 49 ngày còn bên này ta sẽ giữ chân hắn ngươi mau đi tìm trưởng môn đi dạ mộ nhân hàn cúi đầu nhận lệnh sau khi mộ nhân hàn rời đi thái thượng trưởng lão mắt lóe lên vẻ âm hiểm Mạnh Phàm nếu ngươi đã muốn luyện thần thể vậy thì cũng đừng trách Thiên Hàn ta chơi bẩn. Nhìn thi thể Mạnh Phàm xảy ra dị động, Thường Bắc Phong nghi hoặc lẩm bẩm, chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thái thượng trưởng lão thông qua trận pháp trấn an, Bắc Phong, không cần hoang mang, Mạnh Phàm đang luyện chính là thần thể. Đợi tới lúc cơ thể hắn luyện thể tới mức hư nhược nhất, trong chớp mắt dốc toàn lực ra tay kích sát hắn. Rõ. Trưởng lão. Thường Bắc Phong sau khi hiểu rõ mọi chuyện, lặng lặng đứng yên quan sát chờ đến thời cơ đem Mạnh Phàm diệt sát trong trung tâm hỏa diễm hai hốc mắt của mạnh phàm xuất hiện hai đống lửa bên trong không gian tinh thần mạnh phàm ngẩn ra ta chưa chết lại quay lại đây rồi có điều lần này không còn bị dây xích khóa bất chợt giọng cười âm trầm từ một phía vang lên hắc 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 kẻ xuất hiện có bộ dáng y đúc mạnh phàm chỉ khác đôi mắt của kẻ này mang đầy mùi vị chết chóc ẩn chứa sự hung tàn người sắp chết không cần tâm tỏa mạnh phàm đưa mắt nhìn đối phương ngươi là thứ quỷ gì vậy thần bí nhân thản nhiên giới thiệu ta là người mạnh phàm trào phúng đồ hàng giả một thân tỏa ra toàn khói đen cũng dám nói là ta thần bí nhân hung ác nói đánh chết người ta chính là hàng thật đại băng thủy mạnh phàm cùng gã kia vậy mà thi triển chiêu thức giống nhau như đúc nhất kiếm triều thiên nguyên ngay cả chiêu thức của phụ thân gã thần bí cũng có thể thi triển mạnh phàm thật ngại quá cái ngươi có thì ta cũng có thứ ta có ngươi cũng có vậy ngươi biết cái này không thăng tiên bộ gã thần bí cùng lúc thi triển thân pháp y như mạnh phàm mạnh phàm không tin tà liên tục xuất xử đại nhật kiếm pháp quang diệu nghìn luyện quyết mạnh phàm mắt lộ vẻ chấn kinh gã thần bí vậy mà đều có thể xuất xử y chang chiêu thức mà hắn đánh ra sau màn so chiêu vừa rồi mạnh phàm sắc mặt khó coi còn xuất chiêu nhanh hơn ta sức mạnh trong mỗi chiêu hắn xuất ra đều mạnh hơn ta mấy phần e là xuất thêm ba chiêu nữa ta có lẽ không phải đối thủ của hắn mạnh phàm càng nghĩ càng tức nhưng thứ quỷ quái này tại sao chưa thức xuất ra giống hệt của ta mạnh phàm linh quang chợt lóe nghĩ đến một loại khả năng khó có thể nghĩ ra nếu như đúng là như vậy mạnh phàm tay làm ra hình trái tim thốt lên một câu kinh người yêu người cầu hãy ôm ta đi thấy gã thần bí nhân như tên ngốc nhất nhất làm y trang mình mạnh phàm đắc ý cười lớn hóa ra là như vậy ha 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 nếu đã là như vậy thì thử dùng chiêu này xem bao búa kéo mạnh phàm đắc ý cười nói Ha ha ha, hàng pha cây kia ta thắng rồi. He he, ngươi thua rồi. Là ngươi thắng. Hử, biến thành một ngọn lửa rồi. Ngọn lửa chợt hỏi Mạnh Phàm, Mạnh Phàm, ngươi tu luyện vì mục đích gì? Mạnh Phàm dõng dạc đáp, đương nhiên là muốn tu thành Thiên Nguyên. Hỏa Diễm tiếp tục hỏi, ngươi tại sao lại muốn thành Thiên Nguyên? Mạnh Phàm bực bội quát, ngươi rất thích tranh luận sao? Cứ hỏi mãi. Ta muốn trở nên mạnh hơn để điều tra cái chết của cha ta, Ta muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ mẫu thân của ta. Ta muốn trở nên mạnh hơn là để bảo vệ bản thân không bị kẻ khác ức hiếp và sỉ nhục. Nói tới cùng thì vẫn là để bảo vệ bản thân, bảo vệ những người xung quanh. Đoàn Hỏa Diễm trở nên trầm mặc không nói. Lý do mà ngươi tu luyện có phần quá nông cạn rồi. Mạnh phàm không phục phản bác, nếu như cường giả đều biết tự trọng thì tại sao cha ta phải chết trong uất ức như vậy? Nếu như cường giả biết tự trọng, ta và mẫu thân tại sao còn bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà? Nếu cường giả biết tự trọng ta và mẫu thân tại sao còn bị kẻ khác bắt nạt cường giả không có tự trọng kẻ yếu không có nơi nương tựa được nói rất hay mạnh phàm mạnh phàm ngũ đẳng chúc mừng ngươi đã luyện thành công thần thể truyền lực chú thần đây là mạnh phàm ngẩn người hư ảnh tứ long vậy mà phân biệt quấn xung quanh tứ chi của hắn bất chợt mạnh phàm không nhịn được hét thảm một tiếng cái cảm giác truyền lực chú thần cho má gì đó quả thật không phải là thứ người thường có thể chịu được mạnh phàm liên tục gào thét đến tê tâm phế liệt Ôn Ly nhạy bén phát giác, là giọng của chủ nhân. Thủy Nhược Y bình tĩnh trấn an, đừng lo lắng, đây không phải vẫn còn sống sao, ngươi nghe hắn la to như vậy cơ mà. Nhưng tỷ tỷ, tỷ tỷ nhìn hỏa trụ này đi sắp tiêu tan rồi. Thế giới hiện thực, hỏa diễm vây quanh mạnh phàm phát ra tiếng gầm giống, chú thần. Hỏa diễm hóa thành long thân, long khởi. Thần long luyện thể. Thần long phân biệt đứng ở bốn phía quanh thi thể của mạnh phàm, miệng phun thần hỏa. Nhìn cơ thể mạnh phàm bị hỏa diễm bao bọc thủy nhược y cười nói ha 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 động tĩnh lớn như vậy viêm hỏa thần nguyên không hổ là bảo vật ngũ thành xem ra chủ nhân của ngươi đã xử lý tâm ma rồi thần hỏa dung nhập vào cột lửa khiến nó càng trở nên thô to thân thể bắt đầu phá kén quý vị dứt lời bốn cái thần long thi nhau dung nhập vào cột lửa ôn ly nhịn không được hỏi chủ nhân thành công rồi sao thủy nhược y không có trả lời lười biếng nói ngươi đoán xem bắc phong đây là pháp khí tùy thân của ta mạnh phàm thần thể đã phá kén rồi chuẩn bị động thủ đi thái thượng trưởng lão vừa dứt lời truyền đến chỗ thương bắc phong một cây vũ khí thương bắc phong gật đầu rõ trưởng lão thái thượng trưởng lão chăm chú theo dõi dị động của mạnh phàm chờ quát lớn bắc phong chính là lúc này động thủ thương bắc phong cả người như tên bắn lao lên thiên không mạnh phàm chịu chết đi một cánh tay giơ ra đem vũ khí trong tay thương bắc phong cản lại mạnh phàm dục hỏa trùng sinh sống lại đạt đến thực lực luyện hồn cửu giai. Bóp nát pháp khí của Thái thượng trưởng lão vứt ở một bên. Mạnh phàm giọng băng lãnh, "Thường Bắc Phong." Thường Bắc Phong bị dọa sợ, ấp úng nói, "Gì? Gì?" "Tạm biệt." Mạnh phàm một trưởng đem Thường Bắc Phong đánh cho phi hôi yên diệt. Kinh pháp trận của Thái thượng trưởng lão lần này bị vỡ nát thành nhiều mảnh. Thái thượng trưởng lão điên tiết gầm lên, "Mạnh phàm, ngươi nhất định phải chết." Mấy mảnh kính vỡ bất chợt nhúc nhích. Ba cái hình nhân cung kính hô lên, trưởng lão thái thượng trưởng lão hung ác gầm lên truyền lệnh của ta lệnh thủy điện tất cả luyện hồn cảnh đệ tử tập trung tiêu diệt mạnh phàm quay trở lại phía mạnh phàm ôn ly nhào đến ôm hắn chủ nhân thủy nhược y mỉm cười chúc mừng ngươi đã luyện thành thần thể mạnh phàm nhìn thủy nhược y tuy tỷ tỷ ngươi thường xuyên chơi khăm ta nhưng vẫn cần nói với ngươi một tiếng cảm ơn đã thiết kế bộ đồ này cho ta thủy nhược y liếc mạnh phàm nửa đùa nửa thật nói lúc cần thì gọi ta một tiếng tỷ tỷ lúc không cần thì gọi thủy nhược y ngươi ấy hả còn không mau đi vấn đạo đi mạnh phàm tự tin gật đầu đúng rồi đợi ta đánh bại ngũ điện thiên hàn tông sẽ tiếp tục cảm ơn ngươi ôn ly vào trong tinh thần không gian của ta đi bây giờ chúng ta cần tới ngũ điện thiên hàn ôn ly vâng lời đáp rõ chủ nhân thiên hàn tông đợi một lát thôi ta tới ngay đây mạnh phàm trong khí nói chuyện cả người như thiểm điện phóng đi quảng trường thiên hàn thủy điện lúc này sớm đã tụ tập đông đảo đệ tử thiên hàn tông trưởng lão thủy điện kiếm tự bộ luyện hồn cảnh đã tới rồi được theo ta bày bố thiên hàn chân ý trận nên chiến mạnh phàm một đệ tử nhị không được nói trưởng lão thiên hàn chân ý trận đã có thể so với địa nguyên đỉnh phong nếu thắng thì cũng không được quang minh chính đại thái thượng trưởng lão giận dữ quát thắng quang minh chính đại ngũ thành trong vòng nghìn năm trở lại đây chỉ có ba người thành thần thể mạnh phẩm bây giờ chính là người thứ tư biết người thứ ba thành thần thể là ai không gã đệ tử sực nhớ đến một người trưởng lão ngươi không phải nói người đó là không sai chính là sư tổ đã sáng lập ra phái chúng ta vô thượng uy đức hàn phong chân quân chuẩn bị nghinh chiến mạnh phàm cho tốt đi nhìn mạnh phàm xuất hiện trên thiên không thái thượng trưởng lão hô lớn kết trận thủy bộ luyện hồn cảnh đệ tử liền phân tách nhau ra đứng trạng thái sẵn sàng chiến đấu xuất kiếm thiên hàn chân ý kiếm thái thượng trưởng lão vừa dứt lời luyện hồn cảnh đệ tử phóng kiếm lên thiên không mạnh phàm chịu chết đi kiếm trận hướng mạnh phàm đâm tới Mạnh phàm mặt sầm xuống, chết tiệt. Thiên Hàn Tông. Thái thượng trưởng lão tiếp tục hạ lệnh, chuẩn bị tiếp tục xuất kiếm. Ngay lúc này, Giang Yên nữ đế chào phúng, Thiên Hàn Tông tính ỉ đông bắt nạt mình Mạnh phàm sao? Thái thượng trưởng lão Thiên Hàn Tông sắc mặt thoáng cái khó coi. Giang Yên nữ đế cùng tứ đại binh chủ xuất hiện tại Thiên Hàn Tông. Giang Yên đáp xuống, thản nhiên nói, đã lâu chưa tới Thiên Hàn Tông. Nàng ta ánh mắt khinh thường nhìn Mộ Ngã Phong, đường đường là một địa nguyên cảnh không những ra tay với một tiểu bối cả thiên hàn tông to như vậy lại đi ỉ đông bắt nạt một người một gã đệ tử thiên hàn tông giận dữ chất vấn giang yên chuyện của thiên hàn tông liên quan gì tới ngươi mộ ngã phong vội vàng gian dạy tên đệ tử láo sược cầm miệng ông ta vội vàng giải thích nữ hoàng đệ tử không hiểu chuyện mạo phạm tới nữ hoàng xin nữ hoàng lượng thứ không biết nữ hoàng lần này tới đây có việc gì không tại sao lại tới đây giang yên nữ đế ánh mắt liếc nhìn mạnh phàm nàng ta phun ra một câu khiến mạnh phàm đơ ra Đương nhiên là vì Mạnh Phàm là người nhà của ta. Ế, cái gì Mạnh Phàm là người nhà của nữ hoàng? Nghe được lời này, tiếng nữ nhân chất vấn vang lên. Từ một phía, một đạo thân ảnh to lớn từ từ bước tới. Bạch Thủy Nhi nhàn nhạt, nhạt mở miệng, ta tại sao lại không nghe nói có chuyện này nhỉ? Trong nhà Mạnh Phàm có một nữ hoàng. Ha ha ha. Thật là náo nhiệt mà không ngờ Mạnh công tử lại được nhiều người yêu thích như vậy. Từ một hướng khác, tỉ muội tàu ra dẫn theo hai vị thần tướng sa mạc xuất hiện. Tào Lan mỉm cười nói, các vị đều là đến cổ vũ cho mạnh công tử sao tao chỉ thấp giọng cổ vũ tỷ 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 tuyệt đối đừng thua đám người diêm rúa loài loài này tiểu hồ ly ngồi một bên ăn dưa sợ rằng thiên hạ không loạn nhiệt tình cổ vũ đánh nhau đi đánh nhau đi phát hiện nơi đây vậy mà có sự xuất hiện của nữ nhi môn chủ hóa thú môn tào ra hoang mạc giang yên nữ đế lạnh nhạt thân thể vừa xuất hiện đủ hạng người từ khắp nơi đều muốn tới cướp sao bạch thủy nhi ngồi trên vai ngạc thần lớn tiếng mắng bà cô già ngươi rõ ràng là đang thành khát cơ thể của mạnh phàm nàng ta không kiêng nể giơ ngón tay thối ra khiêu khích ta là tới đưa mạnh phàm đi nhưng không có bỉ ổi giống bà cô già nhà ngươi giang yên bạo nộ gầm lên nha đầu chết tiệt ngươi tự tìm chết bạch thủy nhi không chút sợ hãi móng càng hang máu bà cô già ngươi tưởng ta sợ ngươi sao nào tới đây tào lan bất đắc dĩ làm người hòa giải hai vị tới thiên hàn tông có lẽ là muốn chứng kiến mạnh công tử vấn đạo hà tất phải nổi nóng như vậy Bạch Thủy Nhi từ trên vai ngạc thần đáp xuống, hừ lên một tiếng. Các ngươi mới là tới để xem đấu. Ta là tới để đưa Mạnh Phàm đi. Tào Lan xua tay, "Bạch Thủy Nhi, không ai tranh với ngươi đâu." "Ế? Tỷ tỷ, thật sự không tranh sao?" Tào chỉ thấp giọng hỏi tỷ tỷ. Tào Lan nháy nháy mắt nhìn muội muội, cũng chưa chắc. Giang Yên nữ đế quát lớn, "Mạnh Phàm không thể đi cùng ngươi." Viêm Hỏa thần nguyên của lão nương là do hắn thôn phệ trước tiên mau giao viêm hỏa thần nguyên ra đây cho ta trong khi nói chuyện giang yên hùng hổ đi tới trước mắt mạnh phàm bạch thủy nhi bênh vực mạnh phàm bà cô già bảo vật tự biết tự chọn người có đức làm chủ nhân muốn trách thì chỉ trách bản thân người thôi liên tục bị gọi là bà cô già giang yên nổi điên giang nghiến chặt gầm lên nha đầu thối cơm miệng hôm nay ta sẽ giáo huấn thay mẹ người. bạch thủy nhi cũng không phải nữ nhi lương thiện gì trừng mắt khiêu khích đến đây bà cô già không phục thì làm gì nhau hừng đừng cãi nhau nữa mạnh phàm bất đắc dĩ chen vào giữa can hai nữ nhân kia lại bạch thủy nhi mặt đỏ lên e thẹn nhìn mạnh phàm 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 ngươi đừng nóng vội như vậy chứ giang yên nữ đế mặt đỏ hồng ánh mắt chảy nước liếc nhìn tên tiểu tử lớn gan trước mắt mạnh phàm lúc này cũng phát hiện có điểm sai sai hai tay hắn chuyển đến cảm giác êm êm cực kỳ đàn hồi mạnh phàm vội rụt tay lại bối rối giải thích cụ cụ, hiểu nhầm hiểu nhầm thôi bất luận là muốn đòi lại viêm hỏa thần nguyên hay là muốn đưa ta đi đều đợi sau khi kết thúc vấn đạo rồi bàn tiếp giang yên nữ đế lạnh nhạt nói đợi sau kết thúc vấn đạo rồi bàn mạnh phàm ngươi ngẩng đầu lên nhìn đi ở trên võ đài lúc này trong mấy tiểu bối đó còn ai là đối thủ của ngươi không lời này của giang yên quả thật đâm tâm đám đệ tử luyện hồn cảnh của thiên hàn tông nhưng không một tên nào ngại mạng mình dài mà bước ra khiêu chiến mạnh phàm bạch thủy nhi hiếm khi đồng ý với giang yên nàng ta gật đầu đúng đó đúng đó đều là mấy kẻ tầm thường thôi bất chợt một đạo năng lượng đánh sượt qua người bạch thủy nhi hướng mạnh phàm kinh hô cẩn thận chỗ mạnh phàm vừa đứng phát ra một tiếng nổ lớn mộ nhân hàn lạnh giọng ai nói thiên hàn tông không còn ai là đối thủ của mạnh phàm còn có à bạch thủy nhi giật mình thốt lên hàn băng thần thể đệ tử thiên hàn tông mặt lộ vẻ khiếp sợ kinh hô hàn băng thần thể nghìn năm nay không xuất hiện thần thể vậy mà ngay lúc này có tới hai người thái thượng trưởng lão mộ ngã phong hài lòng mỉm cười tiểu hàn quả nhiên không phụ lòng kỳ vọng của ta thủy nhã y nhìn tình hình lộ vẻ hứng thú Tiếp theo đây xem như Mạnh Phàm đã tìm được kỳ phùng địch thủ rồi. Ôn Ly lo lắng hỏi, "Tỷ tỷ, chủ nhân liệu có đánh lại được không?" Thủy Nhược Y thờ ơ phỏng đoán về kết quả trận chiến, "Vấn đề không lớn, nhiều nhất chỉ thiếu một cánh tay hay gãy một cẳng chân thôi, hắc hắc." Mộ Nhân Hàn nhìn thấy xung quanh xuất hiện mấy cái nữ nhân đến trợ chiến cho Mạnh Phàm, mặt nhất thời đen lại. Nàng ta thoáng cái biến mất tại chỗ. Mộ Nhân Hàn khi xuất hiện đã đứng trước mặt Mạnh Phàm, "Thiên Hàn Tông, Mộ Nhân Hàn, xin chỉ giáo." Bạch Thủy Nhi Ngươi lui xuống đi." Mạnh Phàm đứng chắn trước người Bạch Thủy Nhi, "Nhưng Mạnh Phàm, Mạnh Phàm, xin chỉ giáo." Mộ Nhân Hàn răng nghiến chặt hừ lên một tiếng. Tiếp chiêu, nàng ta hét lớn một tiếng, chủ động lao đến tấn công Mạnh Phàm. Mạnh Phàm đưa tay ra trước, cản Mộ Nhân Hàn một chưởng. Chiêu đầu tiên bị ngăn cản, Mộ Nhân Hàn điều động nguyên khí vào hai tay. Băng Phượng Hàn Băng, đòn công kích lần này buộc Mạnh Phàm lựa chọn lùi ngược ra sau tránh né. "Chết tiệt!" Chủ Long Thỉnh hỏa mạnh phàm hai tay tụ tập nguyên lực hai cánh tay hiện ra hư ảnh hai đầu hỏa long hắn vung song quyền đánh về phía mộ nhân hàn hỏa diễm bao trùm lấy địa phương mộ nhân hàn vừa đứng mạnh phàm nghi hoặc nghĩ thắng rồi mộ nhân hàn khinh thường nói phàm nhi ca ngươi đã luyện được thần thể mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao nhìn tầng băng đột nhiên hàn băng nhọn như mũi kiếm xuyên qua hỏa diễm đâm tới trước mắt mạnh phàm ngay nơi mạnh phàm vừa đứng xuất hiện một cái núi băng đầy mũi nhọn sắc bén như gươm đám đệ tử thiên hàn băng nghi hoặc kháo nhau mạnh phàm chết rồi mạnh phàm chết rồi cuối cùng cũng chết rồi bạch thủy nhi mặt thoáng cái tái nhợt mạnh phàm giang yên nữ đế vẫn giữ vẻ bình tĩnh thân thể không dễ chết như vậy đâu đừng nóng vội giang yên dự liệu như thần núi băng nhanh chóng bị người từ bên trong phá nát mạnh phàm từ trong núi băng bước ra cơ thể hoàn hảo không chút tổn hại mỗi nhân hàn nhíu mày dùng thân thể để đối chọi lại thần thông phàm nhi ca ngươi có thần thể nhưng lại không biết làm sao sử dụng để ta tới dạy người vây trong khi nói chuyện nàng ta nháy mắt xuất hiện trước mặt mạnh phàm nếu nhân này ra tay không chút lưu tình một quyền móc cạnh hàm đem mạnh phàm đánh văng lên cao mỗi nhân hàng không có dự định dừng tay nhún người phóng đuổi theo lần nữa áp sát mạnh phàm ngươi được hay không đây bản lĩnh của ngươi dùng để cua gái hết rồi sao mỗi nhân hàn quả thật là đang nổi cơn ghen nàng ta liên tiếp áp sát mạnh phàm mạnh phàm buồn bực giơ tay lên ngăn lại tiểu hàn ngươi nói quá nhiều rồi đấy hắn túm lấy tay mộ nhân hàn làm một cú xoay người đẹp mắt đem mộ nhân hàn quang mạnh xuống sân quảng trường thiên hàn tông rất tốt phàm nhi ca làm nóng người kết thúc vậy thì bắt đầu hiệp thứ hai thôi lục xuất băng hoa thân thể nhị đoạn sau lưng mộ nhân hàn xuất hiện hư ảnh đôi cánh trong tay cầm lấy nguyên khí kiếm nhìn mộ nhân hàn biến thân hoàn tất ôn ly nhị không được hô lên quao wow. tỉ tỉ Cô ta biến thân thành tiên nữ rồi. Thủy Nhược Y vừa nghịch đuôi của Tiểu Hồ Ly vừa giải thích tiên nữ cái gì. Đó là giai đoạn thứ hai của thần thể, thần thông thể. Ôn Ly ngoái đầu lại, buồn bực nói: Tỷ tỷ đừng chơi đùa với cái đuôi của muội nữa. Ôn Ly tiếp tục hỏi chủ nhân không biết biến thân sao? Thủy Nhược Y lắc đầu, tiểu tử ngốc đó biết cái này, hắn chỉ là muốn chiến đấu một cách đường đường chính chính, không muốn nhờ vào biến thân. Có điều không sao, đợi tên ngốc này không chịu đòn được nữa, tỷ tỷ sẽ dạy hắn một chiêu lợi hại mộ nhân hàn mắt hướng mạnh phàm nói phàm nhi ca chuẩn bị bắt đầu hiệp hai xong chưa xin chỉ giáo mộ nhân hàn hừng lên một tiếng nàng ta phóng nguyên khí kiếm nhằm phía mạnh phàm đánh tới mạnh phàm giật mình thốt lên thần thông hắn vội dựng nên một cái quang cháo phòng ngự băng tinh vỡ ra đem quang cháo phòng ngự đánh nát sự biến hóa thần thông này không thể phòng ngự như lúc đầu long lạc mộ nhân hàn chừng mắt quát ngoan cố chống cự sao phàm nhi ca ngươi mới là người đang cố chống cự mạnh phàm một quyền đánh xuống đem mộ nhân hàn đánh bay phàm nhi ca kết thúc rồi mạnh phàm lúc này giật mình nhận bản thân bị một đám băng tinh bao vây bên trong bộc phát ra năng lượng cuồng bạo lấy mạnh phàm làm trung tâm một tiếng nổ bạo liệt vang lên khói bụi lắng xuống hiện ra trước mắt mọi người là một mảnh tan hoang một cái hố sâu không thấy đáy xuất hiện nơi mạnh phàm đứng lúc trước thái thượng trưởng lão mộ ngã phong hô lớn ta tuyên bố mạnh phàm vấn đạo thiên hàn người rơi xuống chết ông ta bất chợt mắt hiện vẻ khó tin hỏa diễm lại lần nữa xuất hiện trên quảng trường nhìn hỏa diễm bùng cháy mạnh mẽ thiên hàn đệ tử khiếp sợ xôn xao lẽ nào mạnh phàm còn chưa chết sao sao có thể như vậy mạnh phàm quả thật không có chết hắn há miệng đem hỏa diễm xung quanh hút trở lại thể nội giang yên nữ đế không nhịn được nói đem hỏa diễm hút vào trong miệng đây cũng là thần thông sao tào lan quan tâm hỏi mạnh công tử ngươi không sao chứ mạnh phàm mỉm cười một chút thương tích cũng không có còn lĩnh ngộ được một số thứ. Đây vẫn cần phải cảm tạ chiêu thức của Tiểu Hàn đã dẫn dắt cho ta. Tuy ta còn chưa có cách nào giống như ngươi khống chế triệt để từng đạo lực của Hàn Băng, nhưng là phóng thích chút lửa này thì vẫn được. Thái thượng trưởng lão mộ ngã phong mắt lóe lên sát ý, thông qua chiêu thức của Tiểu Hàn có thể lĩnh ngộ phương pháp sử dụng thần thể. Tên tiểu tử này tuyệt đối không thể giữ lại. Bất chợt một đạo nhân ảnh xuất hiện nói, trưởng lão không cần lo lắng, việc này cứ giao ta xử lý. Thái thượng trưởng lão mỉm cười, nếu như trưởng giáo có cách, Vậy ta cũng không cần ra tay nữa rồi." Trưởng giáo Thiên Hàn Tông nháy mắt xuất hiện bên cạnh Mộ Nhân Hàn. "Trưởng giáo?" "Trưởng giáo Thiên Hàn Tông thấp giọng nói vừa đủ để Mộ Nhân Hàn nghe, "Mạnh phàm này có chút thiên phú, ta bây giờ sẽ giúp ngươi một tay, để vận dụng thần thông thực ra còn có một cách." Thủy Nhược Y khẽ cười nhạt, "Dạy học ngay trên võ đài cũng được, đây là xem thường tiểu tử ngốc mạnh phàm nhà ta không có ai dạy sao?" Thủy Nhược Y ở trong không gian tinh thần hô lên, "Mạnh phàm." "Tiểu tử ngốc, đối phương đang tiến hành dạy học ngay tại hiện trường." ta cũng sẽ dạy ngươi hai chiêu, ngươi còn nhớ thôn thần quyết không? Mạnh Phàm ngẩn người, miệng lẩm bẩm, thiên thần quyết. Thủy Nhược Y hỏi lại lần nữa, tiểu tử ngốc, ngươi còn nhớ thôn thần quyết không? Mạnh Phàm gật đầu, nhớ. Thủy Nhược Y nhàn nhạt, nhạt nói, chuẩn bị nghịch vận thôn thần quyết đi, dùng sức mạnh viêm nguyên ở trong thần hồn để thôi phá cơ năng của thần thể, trực tiếp mở ra thần thể giai đoạn 3. Mạnh Phàm mặt đần thối ra, thần thể giai đoạn 3, viêm nguyên thần thể, thần hồn. Thủy Nhược Y kiên nhẫn giải thích, tiểu tử ngốc thân thể vốn là dùng siêu phẩm tài nguyên quý giá để tôi luyện thân thể của bản thân quá trình này là sự dung hợp giữa linh hồn và cơ thể phía bên này trưởng giáo thiên hàn tông thấp giọng hướng dẫn mộ nhân hàn lấy linh hồn để làm nền tảng đem siêu phẩm tài nguyên dị bảo ở trong thiên địa dung hợp làm một dùng sức mạnh đó để tôi luyện thân thể thủy nhược y tiếp tục nói vì vậy sự hòa hợp giữa linh hồn và thể xác là chuyện cực kỳ quan trọng nhưng may mà ngươi đã luyện thành công thôn thần pháp thủy nhược y vô cùng tự tin nói ngươi chỉ cần vận dụng thôn thần pháp thì có thể trực tiếp đạt tới thần thể giai đoạn 3, hậu kỳ khai khải thần thể cửu đoạn cũng không còn là chuyện gì khó. Mạnh Phàm nghi hoặc hỏi, thần thể có cửu đoạn? Ai nói thần thể chỉ có cửu đoạn, chỉ cần đáp ứng điều kiện, hàn băng thần thể của đối phương cũng có thể cắm vào bên trong thần thể của ngươi. Tiểu nha đầu Ôn Ly nãy giờ luôn yên lặng, nghe được lời này liền có ý kiến, cắm, cắm vào. Tỷ tỷ, tỷ tỷ đang nói từ gì mà nghe kỳ quá vậy? Mạnh Phàm nghi ngờ, Thủy Nhược Y, ngươi rốt cuộc là đang tính cái gì, lại biết rõ như vậy? Thủy Nhược Y không có trả lời, đánh chống lảng nói cái mà tỷ tỷ dạy lợi hại không đối phương có lẽ cũng không kém cạnh đâu nhanh cứ làm theo những gì ta nói sau một phen chỉ dẫn trưởng giáo thiên hàn tông nói được rồi tiểu hàn giải phóng linh hồn trong hàn băng thể nguyên đi khai thần thông mộ nhân hàn gật đầu được sư phụ mạnh phàm lúc này cũng làm theo lời thủy nhược y chỉ dẫn nguyên lực dồn vào tim ta hư minh giữ thần hồn thần thể khai trong nháy mắt băng lửa đối chọi nhau gay gắt biến thành một tiểu chiến trường mộ nhân hàn mạnh phàm phàm nhi ca ngươi gây náo loạn thiên hàn tông của ta hơi lâu rồi đấy cũng nên kết thúc thôi được nên kết thúc rồi bắt đầu đi băng hoa xuất mạnh phàm phất tay dựng lên một bức tường phòng ngự bằng hỏa diễm ngay khi băng tinh bị đánh nát mộ nhân hàn giang cánh lao đến như thiểm điện mạnh phàm hiểm hiểm lách người sang một bên né tránh mộ nhân hàn đứng lơ lửng giữa thiên không tay ngưng tụ quả cầu hàn băng nhất kiếm triều thiên nguyên quyết phân thắng bại đến cùng cả hai lao vào nhau kinh khí tỏa ra từ phía khiến người bên ngoài không nhìn rõ được tình hình khói bụi từ từ lắng xuống quảng trường thiên hàn tông hiện ra trước mắt mọi người là một mảnh tan hoang đại điện nứt vỡ tên mạnh phàm này đã khuấy đảo cả thiên hàn tông của ta hai đạo thân ảnh lang không mà đứng giữa thiên không một người là mạnh thiên sinh gia chủ hiện tại của mạnh gia người còn lại mộ Lăng thiên tổng trưởng giáo của thiên hàn tông hồ phụ sinh hồ tử so với đệ đệ của ta thì mạnh phàm thực sự có thiên phú hơn là một hạt sống tốt Mộ Lăng Thiên nhàn nhạt, nhạt nói, thái độ này của ngươi thật khiến người ta bất ngờ, kẻ đã giết con trai mình không chỉ không tức giận, ngược lại còn có tâm trạng tán dương hung thủ đã giết con trai. Nghe được lời này, Mạnh Thiên sinh như không phải nghe chuyện của mình, phẫn nộ, ta có đứa con trai phế vật như vậy thì nên để sống tiếp không? Tiếp theo thắng bại đã rõ, đến đi thu nhận tài nguyên thôi. Mộ Lăng Thiên gật đầu, thực sự nên đi thu nhận tài nguyên rồi. Trở lại trận chiến, Mạnh Phàm hô lên, Tiểu Hàn, thắng bại đã rõ. Không, ta không thua, Thiên Hàn tông còn chưa mộ nhân hàn còn chưa nói hết câu mộ lăng thiên ngắt ngang tiểu hàn thiên hàn tông không phải không thể thua nhưng đám đệ tử thiên hàn tông chấp tay cung kính hành lễ tham kiến trưởng giáo mộ lăng thiên hướng mạnh phàm đây chắc là mạnh phàm đúng chứ mạnh tiểu hữu tiểu hữu đến thiên hàn tông của ta vấn đạo thực sự đã náo động một trận lớn đến cả quảng trường băng điện của ta cũng bị đánh thành hai nửa phân đôi cách đãi khách có mặt trên quảng trường như hôm nay thật không lịch sự hợp mộ lăng thiên thủ đoạn quả nhiên không tầm thường quảng trường bị phá toái trong nháy mắt nhanh chóng được ghép lại mộ lăng thiên hài lòng như này khá hơn nhiều rồi mạnh bằng hữu thắng thua đã rõ mạnh phàm mày trao lại thầm nghĩ, người này chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường ta tuyên bố thiên hàn vấn đạo mạnh phàm thắng nghe được kết quả này mộ ngã phong vẻ mặt âm trầm bạch thủy nhi nhảy cẫng lên hoan hô thắng rồi mặc kệ sự có mặt của người xung quanh bạch thủy nhi nhào đến ôm mạnh phàm tào lan cảm thán không hổ là công tử mộ lăng thiên đáp xuống khuyên giải mộ nhân hàn tiểu hàn thắng thua đã định đừng tiếp tục hơn thua nữa mộ nhân hàn mặc dù không cam tâm chỉ đành gật nhẹ đầu rõ sư phụ mộ lăng thiên nhìn mạnh phàm dựa theo quy định bất luận ngươi muốn người hay muốn vật thiên hàn tông ta đều sẽ hai tay dâng hiến mạnh phàm bằng hữu ngươi có yêu cầu gì mạnh phàm lạnh giọng ta không phải cầu ta lên thiên hàn tông vấn đạo không phải chỉ bởi vì giao ước quyết chiến nói cho ngươi biết cho dù thiên hàn tông có như thế nào ta vẫn muốn ngươi giao ra hung thủ đã sát hại phụ thân mạnh thương của ta mộ nhân hàn chấn kinh thốt lên cái gì phàm nhi ca tông ta thế mà lại nghe được lời này mộ lăng thiên hung ác thầm nói tên tiểu tử này không thể giữ lại mộ lăng thiên giả là nói mạnh bằng hữu chuyện này liên quan tới việc cơ mật của thiên hàn tông mời đi theo ta lên thiên hàn điện để nói kỹ hơn mạnh phàm thẳng mặt cự tuyệt trưởng giáo ta thấy vẫn nên nói luôn ở đây đi mộ lăng thiên mặt sầm xuống không muốn theo ta lên thiên hàn điện ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt vậy ngươi cũng đừng trách ta không khách khí vừa dứt lời mộ lăng thiên phất tay đem một đám hỏa diễm nhằm mạnh phàm đánh tới mạnh phàm xua tay hô lớn một tiếng tan giang yên nữ đế thốt lên ngọn lửa màu đen này là hối quang mặc hỏa hối quang mặc hỏa bao trùm lấy đám đệ tử thiên hàn tông tiếng gào thét thảm thiết không ngừng vang lên thái thượng trưởng lão mộ ngã phong tức giận chất vấn trưởng giáo ngươi đang làm gì vậy mộ lăng thiên thần nhiên nói làm gì đương nhiên là ban ân tiếp nhận vô thượng mặc thần cho thiên hàn tông tiếp nhận ân ban mặc thần đi thái thượng trưởng lão không kịp tránh né hối quang mặc hỏa nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể mộ ngã phong con người lóe lên màu đỏ yêu dị cung kính hô lên cảm ơn mặc thần đã ban ân mạnh phàm mặc thần sẽ giáng thế tất cả mau quy thuận mặc thần bao gồm cả người. quy thuận mặc thần đi mạnh phàm mạnh phàm sẵn giọng quát quy thuận cái đầu người. nhất kiếm triều thiên nguyên nhất kiếm triều thiên nguyên mạnh phàm băng lãnh nói ký hiệu trên mặt ngươi ta đã từng thấy qua rồi hử mộ lăng thiên mặt hiện vẻ kinh ngạc mạnh phàm răng nghiến chặt là kẻ đã giết phụ thân ta mộ lăng thiên hiếu kỳ hỏi ngươi làm sao biết trên mặt hung thủ có mặt kỳ gã ta chật ồ lên ta biết rồi công pháp ngươi vừa mới sử dụng là của phụ thân ngươi mộ lăng thiên lẩm bẩm suy đoán ắt hẳn tên gia hỏa đó vì quá mềm lòng nên mới chùn tay thả mất hồn phách cuối cùng của phụ thân ngươi vào trong tinh thần không gian của ngươi người mà ngươi nói tên gia hỏa đó là ai mạnh phàm lớn tiếng truy hỏi mạnh phàm ngươi rất muốn biết kẻ đó là ai phải không chi bằng ngươi tiếp nhận mặc kỳ đi ta sẽ nói ngươi biết kẻ đó là ai tiếp nhận cái đầu ngươi mộ lăng thiên phản ứng nhanh lách đầu sang một bên né đòn tấn công của mạnh phàm ngươi không nói chứ gì vậy ta sẽ đánh tới khi nào ngươi chịu khai ra kẻ đó là ai mới thôi mộ lăng thiên bị chọc giận quát đồ sâu bọ chịu chết đi mạnh phàm cầm theo nguyên khí kiếm phóng lên tấn công mộ lăng thiên không tự lượng sức mình mộ lăng thiên tùy tiện phất tay đem mạnh phàm đánh văng trở lại xuống quảng trường mạnh phàm từ đống đổ nát trèo lên thân thể giai đoạn 3. Trúc long thích trong hư không đột ngột xuất hiện một đầu kim long kim long há miệng khổng lồ nhằm phía mộ lăng thiên cắn tới mộ lăng thiên lãnh đạm nói tốn công vô ích hắn một trưởng đánh ra đem kim long đánh tan ngay lúc đối phương đối phó với kim long mạnh phàm tận dụng thời cơ thi triển nhất kiếm triều thiên nguyên đánh tới một tiếng nổ rung trời vang lên mộ lăng thiên khinh thường nói tiến công cũng vô dụng bất chợt một khối mặc kỳ trên mặt mộ lăng thiên rớt xuống mộ lăng thiên điên tiết gầm lên mặc kỳ của ta đồ không biết tốt xấu không muốn quy thuận mặc kỳ thì phải hồn bay phách tán mặc hà mộ lăng thiên phất tay đem mặc hà đánh xuống trong chớp mắt dòng nước đen như mực nhấn chìm mạnh phàm mạnh phàm công tử nhìn thấy mạnh phàm tính mạng gặp nguy hiểm bạch thủy nhi mắng lớn một tiếng chết tiệt ngạc thần giúp ta ngạc thần đem mạnh phàm từ dưới mặc hà vớt lên bị phá hỏng chuyện tốt mộ lăng thiên điên tiết quát ta cho phép các ngươi động vào hắn sao mau cút ra cho ta tào lan cũng không đứng yên lệnh cho song đào đại mạc lao đến tương trợ mạnh phàm mộ lăng thiên hừ lạnh một tiếng gầm lên lạc lôi luồng lôi điện giáng xuống đánh trúng đại mạc khách song đào ngạc thần dùng cơ thể to lớn bảo hộ mạnh phàm giang yên nữ đế kinh hô viêm hỏa thần nguyên của lão nương không thể đứng yên giang yên gấp gáp hô lớn tứ đại binh chủ bảo vệ thần nguyên tứ đại binh chủ nhận lệnh ngăn trước người ngạc thần liên tục bị phá bĩnh mộ lăng thiên lạnh giọng không tự lượng sức mình giang yên dựa vào ngươi mà cũng dám tranh cướp thần thể với mặc thần phá cho ta giang yên liều mạng hô lớn kết trận hởi lôi điện ầm ầm giáng xuống phòng ngự trận do tứ đại binh chủ liên hợp dựng lên giang yên sắc mặt biến xấu kinh hô không hay rồi sắp không trụ nổi nữa rồi lôi điện phá hỏng phòng ngự trận giáng thẳng xuống cơ thể mạnh phàm ngay trong lúc tính mạnh mạnh phàm gặp nguy hiểm bạch thủy nhi liều mạng xông đến dùng cơ thể thay hắn nhận hết công kích mạnh phàm ngẩn người bạch bạch thủy nhi mộ lăng thiên khinh miệt mở miệng lại là một tên không biết tự lượng sức mình lũ sâu bọ các ngươi đã làm phiền ta quá rồi nên kết thúc thôi. Mộ Nhân Hàn ngăn trước người Mộ Lăng Thiên, "Sư phụ đừng mà." "Sư phụ, Mạnh phàm vấn đạo Thiên Hàn Tông không thể thất lễ, tùy tiện giết hắn không chỉ phá hoại quy tắc của vấn đạo. Chuyện này còn làm tổn thất tới danh tiếng bao đời này của Thiên Hàn Tông và sư phụ." Mộ Lăng Thiên phá lên cười như điên, "Ha ha 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 ha, thật là một đồ đệ tốt của ta. Lúc nào cũng nghĩ cho ta cho Thiên Hàn Tông." "Yên tâm, sư phụ sẽ không giết hắn, còn ban cho chúng một món quà ý nghĩa." mà ngươi là một thần tử cũng sẽ phải cải tạo chấp nhận mặc thần đi tất cả đều phải quy thuận mặc thần mộ lăng thiên bất ngờ đẩy mộ nhân hàn xuống dưới mặc hà không sai chính là như vậy dung hợp sức mạnh của mặc thần có điều thần tử mạnh phàm tốc độ dung hợp của ngươi quá chậm ha 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 thần tử mạnh phàm ta sẽ kể một câu chuyện cho ngươi năm đó phụ thân mạnh thương của ngươi là đệ tử có tiềm lực nhất thiên hàn tông mạnh thương tu luyện khắc khổ rất nhanh đã trở thành đệ tử nội môn thân làm đệ tử nội môn hắn phải sẵn sàng nghênh đón mọi kỳ thì luyện trong nhiệm vụ thí luyện hắn đã vô tình phát hiện ra một món linh khí mặc văn mạnh thương muốn mượn sự giúp đỡ của linh khí đó để thăng cấp thực lực nhưng hắn phát hiện làm thế nào cũng không mở được linh khí ra cuối cùng hắn phát hiện cần vật tế thì mới có thể mở linh khí cuối cùng linh khí bị đánh tới phải mở ra nhưng người khai linh khí không phải mạnh thương mà là đại bá mạnh thiên sinh của ngươi mà vật tế đó chính là phụ thân ngươi cũng là đại bá của ngươi sát hại phụ thân ngươi mạnh phàm hai mắt hẳn lên tơ máu phẫn nộ gầm lên mạnh thiên sinh mộ lăng thiên gật đầu hài lòng rất tốt chính là như vậy căm phẫn thêm nữa đi đau khổ hơn nữa để mặc thần chuyển hóa người bất chợt một đạo công kích đánh tới sượt qua người mộ lăng thiên cổ tình lạnh nhạt mở miệng tuy nói ta cũng rất muốn mạnh phàm chết nhưng tên gia hỏa đó nếu như thực sự chết rồi muội muội sẽ rất đau lòng mộ lăng thiên khinh miệt nói lại thêm một con sâu nữa cổ tình tự hồ nhận biết lai lịch sâu xa của mộ lăng thiên lạnh giọng mắng, một lũ điên mặc thần giáo các người đều là lũ thất đức. Cổ gia tâm tâm tương quyền, lòng võ. Cổ Tình lần xuất hiện này vậy mà thực lực bạo tăng, nàng ta một quyền móc thẳng cạnh Hàm Mộ Lăng Thiên. Thế, thế mà lại có thể đánh vỡ hàng phòng ngự của ta. Ngươi, ngươi là? Mộ Lăng Thiên lần này không dám khinh thị, chăm chăm nhìn kỹ nữ nhân trước mắt. Ngươi là người của Luân Hồi Điện? Danh con? Mộ Lăng Thiên gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một cái quái vật khổng lồ. Ngươi đáng chết! Mộ Lăng Thiên gầm lên một tiếng, vung tay tấn công Cổ Tình. Cổ Tình không chút sợ hãi, tâm tương quyền. Thần ngao, Cổ Tình thi triển thủ đoạn phòng ngự, trước người hiện lên một cái mai rùa khổng lồ. Mộ Lăng Thiên gầm giống, chết đi cho ta. Đi chết đi. Mộ Lăng Thiên thi triển thủ đoạn quỷ dị đem tầng phòng ngự của Cổ Tình đánh thủng, thế công không giảm đánh thẳng xuống. Cổ Tình trơ mắt nhìn công kích đánh tới, dưới tình huống hiện giờ nàng thật không kịp trở tay. Ngay lúc tính mạng Cổ Tình như chỉ mảnh treo chuông, một đạo thân ảnh ngăn ở phía trước, một quyền xuất ra đối kháng với công kích của Mộ Lăng Thiên. Mạnh, Mạnh Phàm, trước mắt cổ tình, Mạnh Phàm một quyền đem công kích của Mộ Lăng Thiên đánh nát. Thủy Nhược Y buồn bực hối thúc, "Tiểu tử thối, không có thời gian cho ngươi tạo dáng ngầu đâu, sức mạnh của ta chỉ đủ cầm cự trong 3 phút thôi." "3 phút?" Mạnh Phàm vô cùng tự tin tuyên bố, "3 phút đã đủ rồi." Trong khi nói chuyện, Mạnh Phàm tụ tập năng lượng thiên địa xung quanh tạo thành một cái viêm cầu. Bất ngờ đem viêm cầu bóp nát trong tay. Tiêu diệt dưới thủ đoạn của mình mạnh phàm đem hắc vụ giam cầm một phương thiên địa này đánh mở cổ tình ngươi dẫn bọn họ chạy trước đi cổ tình bối rối gật đầu được được mộ lăng thiên nghi hoặc lên tiếng ngươi không chỉ là thần thể ngươi còn là người của thú thành mạnh phàm sắc mặt âm trầm im lặng không có trả lời hắn chân điểm mạnh xuống đất mượn lực cả người như mũi tên bắn thẳng lên sao nào không dám thừa nhận không dám thừa nhận bản thân là người của thú thành mộ lăng thiên đơn giản đỡ lấy một quyền của mạnh phàm chỉ có chút bản lĩnh này khó trách đám thú thành các ngươi đều bị tiêu diệt thủy nhược y bạo nộ gầm lên tà ma tự mình tìm chết dưới sự trợ giúp của thủy nhược y mạnh phàm phóng ra một cột hỏa diễm đánh tới mộ lăng thiên lạnh giọng ngươi quả nhiên là tàn dư còn sót lại của thú thành vốn dĩ ta đã nhìn chúng thần thể của ngươi muốn ngươi quy thuận chấp nhận mặc kỳ của ta bây ra xem ra chỉ có thể nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mộ lăng thiên trong khi nói chuyện lần nữa biến thân hắn phóng xuống dáng cho mạnh phàm một quyền mạnh phàm thân ảnh bất ngờ biến mất khi xuất hiện lần nữa hắn đã ở phía sau lưng mộ lang thiên mộ lang thiên phản ứng cực kỳ linh hoạt đầu né sang một bên nắm đấm khổng lồ đập mạnh vào người mạnh phàm kết biệt về hình thể mạnh phàm ăn phải lỗ vốn cả người văng ngược ra sau chính là lúc này tới lúc kết thúc rồi mạnh phàm mắt lóe lên sắc khí đồng lõa để ta tiễn ngươi về tây thiên cả hai như gà trọi hung hăng lao đến công kích đối phương mạnh phàm ngươi biết phụ thân ngươi làm sao mà chết không hắn là bị ta một đao chém chết máu chảy lênh láng ta cũng sẽ để ngươi được nếm thử một đao này của ta mặc hổ đoạn hồn đao ta muốn dùng chiêu thức của phụ thân ta để giết ngươi nhất kiếm triều thiên nguyên mạnh phàm tụ tập sức mạnh toàn lực bổ xuống một kiếm mộ lăng thiên đắc ý cười lớn ha 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 tiểu tử ngươi trúng kế rồi mạnh phàm đầu óc trống rỗng dưới tình huống này hắn thật vô phương cản phá một đao của Mộ Lăng Thiên đang chém xuống. Thủy Nhược Y vung tay cản lại một đao của Mộ Lăng Thiên. Sắc mặt không vui nói, vẫn là phải để tỉ tỉ ta đích thân thân trình. Cuối cùng cũng chịu lộ diện, ngươi là tàn dư của thú giới. Thủy Nhược yêu lạnh giọng quát, ồn ào. Thủy Nhược Y một chiêu đánh ra, đem cơ thể Mộ Lăng Thiên xuyên thủng thành ba cái hác động. Mộ Lăng Thiên không chút tổn thương, ngươi đang thu thập hoa văn nhân. Thứ tàn dư nhà ngươi đang tính toán để hồi phục thực lực sao? câm miệng. Thủy Nhược Y lần nữa đem cơ thể Mộ Lăng Thiên đánh thủng lỗ chỗ. Liên tục bị Thủy Nhược Y đem thân thể phá hủy, Mộ Lăng Thiên lạnh giọng nói, thực lực quả nhiên đã phục hồi không ít nhỉ. Ta không thu dọn được thứ tàn dư như ngươi, lẽ nào không còn ai có thể trị tên tàn dư như ngươi sao? Thượng thần mời. Dưới thủ đoạn của mình, Mộ Lăng Thiên đem một cái hắc động mở ra giữa thiên không. Nam vô Phật đà gia, Nam vô Tăng gia gia. Từ trong hắc động xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, mang khí tức quỷ dị cổ lão, mục giữa tang thương tà ma chết tiệt thủy nhược y chủ động tấn công về phía gã khổng lồ vừa xuất hiện không màng đến kết quả thủy nhược y mang theo mạnh phàm nhằm một phía phóng đi khói bụi lắng xuống thân thể gã khổng lồ tàn tạ không ít lạnh giọng quát muốn chạy sao thủy nhược y dùng hết tốc độ phóng nhanh về phía trước đột nhiên thủy nhược y ho khan máu từ trong miệng phun ra thành ngụm nàng cơ thể vô lực từ thiên không rớt xuống bên dưới mạnh phàm phát hiện kịp thời đỡ lấy thủy nhược y đáp xuống đất tỉ, tỉ thủy nhược y sắc mặt nhợt nhạt gắng gượng nói mạnh phàm ta vốn muốn nhìn thấy ngươi trở thành thiên nguyên có thể ta đã không thể đợi đến ngày đó rồi mạnh phàm lắc đầu nói tỷ tỷ ngươi có thể nhìn thấy ngày ta trở thành thiên nguyên ngươi nhất định mộ lang thiên hung ác nói cô ta sẽ không nhìn thấy ngày đó đâu bởi vì các người đều phải chết huyết quang bắn ra tung tóe thủy nhược y vậy mà liều mạng dùng cơ thể làm khiên chắn giúp mạnh phàm ngăn lại đòn tấn công của mộ lăng thiên mạnh phàm hai mắt nhòe lệ không dám tin vào cảnh tượng trước mắt thủy nhược y đưa tay lau nước mắt trên mặt mạnh phàm đừng đừng khóc trong khi nàng nói chuyện máu tươi trong miệng không ngừng trào ra đừng khóc mạnh phàm nghẹn ngào hô lên tỉ tỉ thủy nhược y lúc này mới tiết lộ lai lịch của bản thân mạnh phàm ta sinh ra ở huyết luân hải thú giới ta sinh ra đã được giao phó sứ mệnh phục sinh thú giới ta không có phụ mẫu không có bạn bè Thư có chỉ là sự tàn sát hàng loạt. Mạnh Phàm, ta không hy vọng ngươi sẽ lặp lại con đường mà ta đã đi. Hãy sống thật vui vẻ. Gặp được ngươi là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ta. Mạnh Phàm, ngươi biết không, ta rất muốn tiếp tục cùng ngươi chu du khắp thế gian này. Hỗ trợ cho ngươi để ngươi một ngày nào đó sẽ trở thành thiên nguyên. Còn có rất nhiều rất nhiều chuyện ta muốn cùng ngươi làm, nhưng bây giờ đã không thể nữa rồi. Tạm biệt, Mạnh Phàm." Thủy Nhược Y nói đến đây, cơ thể phiêu tán giữa thiên địa. Thủy Nhược Y để lại cho Mạnh Phàm một viên tinh thạch. Mạnh Phàm tê tâm liệt phế gào lên bi thương, đừng mà. Đừng bỏ đi mà. Đừng rời xa ta. Thủy Nhược Y. Mộ Lăng Thiên lạnh lùng mở miệng, Mạnh Phàm ngươi không cần đau lòng cho cô ta, bởi vì rất nhanh thôi ngươi cũng sẽ giống tàn dư thú dưới đó, hồn bay phách tán, để ta tiễn ngươi lên đường. Mạnh Phàm nghiến chặt răng, mắt tràn ngập sát khí rít lên, ngươi phải chết từ trong cơ thể mạnh phàm bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng mộ lăng thiên khiếp sợ kinh hô ngươi ngươi đang dùng huyết mạch tự hủy tu vi thân thể có mất cũng phải đồng quy vu tận với ta sao mạnh phàm băng lãnh phun ra mấy chữ ngươi phải chết ngươi nằm mơ đi mộ lăng thiên quát lớn một tiếng lao đến tấn công mạnh phàm công kích của mộ lăng thiên lúc trước vốn kinh khủng hiện giờ như mũi đốt inox mạnh phàm chẳng chút tổn hao mạnh phàm sắc khí ngập tràn gầm lên ngươi phải chết mộ lăng thiên mặt biến sắc không hay rồi phải phải trốn thôi tiếc là gã ta còn chưa kịp chạy trốn một đoàn hỏa diễm đánh tới đem mộ lăng thiên đánh cho phi hôi yên diệt ngay tại chỗ đánh xong một trường này cơ thể mạnh phàm cấp tốc suy yếu chết tiệt nguyên khí bị cạn kiệt rồi mạnh phàm cả người như thân cây chuối đổ gục xuống sinh tử không rõ mạnh phàm được cổ tình mang về luân hồi điện cứu chữa kịp thời nên tính mạng không gặp nguy hiểm luân hồi lan nhã điện mạnh phàm ngồi ở trong phòng thân hình tiểu tụy dùng dao khắc danh tự thủy nhược y lên trên tấm bài vị ôn ly đứng phía sau mở miệng chủ nhân ăn cơm đi đừng để tổn hại đến cơ thể thấy ôn ly bước ra cổ tâm nhi đứng ở bên ngoài hỏi phàm nhi ca vẫn chưa chịu ăn sao tiểu hồ ly mặt cúi gằm xuống lắc đầu cổ tình nhìn vóc dáng tiểu tụy của muội muội không nhịn được nói tâm nhi mạnh phàm không ăn ngươi cũng không ăn sao ngươi như vậy có phải là muốn ta tìm điện chủ đến phải không Cổ Tâm Nhi dường như không có nghe tỉ tỉ nói gì, miệng lẩm bẩm, sau khi tỉnh lại vẫn không chịu ăn uống gì, bây giờ phải làm gì đây? Cổ Tình xoay người rời đi, ta đi tìm điện chủ. Luân Hồi Điện. Cổ Tình bước vào trong điện Luân Hồi, chắp tay cung kính hô lên, điện chủ. Điện chủ ngồi sau bức màn nhàn nhạt, nhạt mở miệng, Tâm Nhi vẫn vì mạnh phàm mà ưu sầu sao? Cổ Tình gật nhẹ đầu, nói thay muội muội, vâng, mong điện chủ đừng trách phạt muội muội bỏ bê tu vi. Điện chủ thản nhiên nói, ta làm sao có thể trách Tâm Nhi? Tâm Nhi là bởi vì chuyện tình cảm mà phiền muộn thân bất do khí. Ngươi đem tấm ti quyên này cho Tâm Nhi, bảo với cô ta dẫn mạnh phàm tới gặp ta. Cổ tình đón lấy tấm ti quyên, bên trên viết mấy chữ đơn giản, hồi sinh cho Thủy Nhược Y. Phàm Nhi ca, cổ Tâm Nhi vội vàng vào phòng tìm mạnh phàm. Sư phụ của ta là điện chủ của điện luân hồi muốn gặp ngươi. Mạnh phàm thẳng thừng cự tuyệt, không gặp. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, lập tức phải đi rồi. Cổ Tâm Nhi vội thuật lại lời sư tỷ, sư phụ nói, có cách giúp tỷ tỷ thủy nhược y sống lại sống lại lời cổ tâm nhi vừa nói tự kinh lôi giáng xuống bên tai mạnh phàm ngươi nói nhã thủy y có thể sống lại sao mạnh phàm kích động nhìn hỏi lại lần nữa cổ tâm nhi gật đầu phải không sai mạnh phàm không chút do dự dẫn theo ôn ly đến điện luân hồi dự kiến điện chủ ôn ly bước vào bên trong cảm thán tối quá đi mạnh phàm lên tiếng mời điện chủ điện luân hồi hiện thân vừa dứt lời đèn trong phòng thắp sáng một đạo thân ảnh ngồi trên ghế chủ điện mạnh phàm ngươi muốn thủy nhược y sống lại không điện chủ không có dài dòng trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề mạnh phàm không có trả lời câu hỏi của điện chủ lạnh giọng hỏi văn lộ ở phía sau ngươi ngươi là mặc thần tà đồ điện chủ mỉm cười giải thích mạnh phàm tiểu hữu hiểu nhầm rồi phái luân hồi của ta tuy xuất thân cùng một nơi với tà đồ nhưng ta không phải mặc thần tà đồ dứt lời diện chủ vung tay trên người ông ta vậy mà xuất hiện tinh đồ ôn ly kinh ngạc thốt lên chủ nhân ngươi mau nhìn kìa tinh đồ mạnh phàm tiểu hữu mời xem đây là vũ trụ của chúng ta điện chủ chậm rãi nói thế giới mà chúng ta sống gọi là vũ ở đây ám chỉ tới không gian quá khứ hiện tại và cả tương lai thì gọi là trụ trụ ở đây ám chỉ là thời gian không gian và thời gian kết hợp cùng nhau chính là nơi mà chúng ta đang sống ánh sáng le lói kia chính là giới thành luân hồi phái của ta và mặc thần tà đồ đều ở phía tây của giới thành đã trải qua hàng trăm vạn năm phía tây ở giới thành đã đến thời kỳ hương thịnh ở chính giữa thành giới chính là cực lạc của thế giới. Nhưng đạt đến cực thịnh rồi cũng sẽ tới lúc suy yếu, cực lạc thế giới bị rất nhiều tà ma ròng ngó. Tà ma chủ yếu thao túng tâm ma. Sau này, trải qua hàng trăm vạn năm chinh chiến, tà ma tuy bị ta trấn áp, nhưng thần niệm không cách nào hủy hoại, linh hồn lại càng bất diệt. Lần này, trải qua 4000 vạn năm trốn chui trốn lủi, đã bắt đầu vực dậy ở các nơi trong đó có cả giới thành, có vài nơi rất quan trọng, bao gồm cả thú thành. Thú thành, nhất định phải cố thủ những nơi này mạnh phàm là người thông minh hắn hướng điện chủ nói điện chủ nói với ta mấy chuyện này nhất định là có liên quan tới việc có thể giúp thủy nhược y tỷ tỷ sống lại phải không điện chủ hài lòng gật đầu mạnh phàm tiểu hữu quả nhiên rất thông minh thủy nhược y là con cháu của giới thành muốn cô ta sống lại nói dễ thì dễ nói khó thì cũng giống như bắc thăng lên trời nghe được ý trong lời nói của điện chủ mạnh phàm nửa tin nửa ngờ vẫn mong điện chủ chỉ điểm đơn giản ngươi sau khi thu thập được toàn bộ hoa văn nhân thì tiếp tục đánh xuyên qua thú giới thì được rồi. Ôn khiếp sợ kinh hô, đánh vào thú thành, phải đánh vào một khu trong đó. Chuyện này, chuyện này. Mạnh phàm trấn an, Ôn đánh thú thành, không khó. Mạnh phàm hướng điện chủ tiếp tục nói, cái khó là thu thập hoa văn nhân, điện chủ, ngươi nói xem có đúng không. Điện chủ khẽ cười đánh giá, mạnh phàm tiểu hữu tuy còn chưa hoàn thành tu luyện, nhưng lại vô cùng dũng cảm và khí thế. Mạnh phàm tiểu hữu đoán xem bổn tọa muốn nhờ ngươi giúp việc gì, Điện chủ trong khi nói chuyện, tay bóp chặt lại. Trước mắt hai người mạnh phàm hiện ra bản đồ thú thành. Điện chủ chậm rãi giới thiệu, đây chính là thành đồ thú thành. Thú thành vốn là cửu thiên hoa chủ tạo ra giới thành. Hoa chủ dựa vào một đóa kỳ hoa để tạo ra giới thành, nếu như muốn trở thành thành chủ phải lấy được hóa thân của loài hoa này. Mạnh phàm trực tiếp hỏi vào trọng tâm, vậy hóa thân của nó có phải là hoa văn nhân không? Điện chủ mỉm cười đáp, không sai. Mạnh phàm ngờ vực, không thể nào, tính riêng số hoa văn nhân mà ta thu thập được đã có tới mấy đó rồi điện chủ giảng giải thứ trong tay ngươi đều là cánh hoa thành chủ thú thành lúc xâm nhập vào mặc thần tà đồ đã hóa thân thành cánh hoa và cuống hoa chỉ cần thu thập đủ cánh hoa lại thêm có thể cảm ứng được nơi có cuống hoa của mỗi cánh hoa đó thì sẽ nắm chắc trong tay thú thành mạnh phàm hỏi thân dễ của loài hoa văn nhân đó đang ở đâu điện chủ tay vẽ lên hư không linh môn khai thân dễ của hoa văn nhân đang ở trong cấm địa của môn phái ta vô để thâm uyên vừa khéo luân hồi trí bảo của phái bọn ta cũng ở luân hồi thâm uyển này mạnh tiểu hữu có thể cùng lúc lấy cả luân hồi trí bảo đem về không mạnh phàm chợt hỏi điện chủ không sợ ta lấy được bảo vật và cuống hoa rồi sẽ không quay lại đây nữa sao điện chủ không nhịn được phá lên cười lớn nói ha 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 mạnh phàm sau khi lấy được bảo vật và cuống hoa thì đừng quên quay về điện lúc đó ta sẽ dạy ngươi làm cách nào sử dụng cuống hoa để giúp thủy nhược y sống lại được mạnh phàm gật đầu đáp ứng đương nhiên sẽ không phụ lòng kỳ vọng của điện chủ rồi dứt lời mạnh phàm bước qua đại môn kết giới tiến vào trong luân hồi thâm uyển điện chủ lẩm bẩm mạnh phàm này không biết có thể thông qua vòng kiểm tra của sư huynh không cổ tâm nhi núp ở một bên không nhịn được hỏi sư phụ người không phải muốn thu nhận phàm nhi ca thành đệ tử sao tại sao còn bảo hắn tới luân hồn thâm uyển điện chủ mỉm cười nói tâm nhi ta lúc nào nói muốn thu nhận mạnh phàm làm đệ tử cổ tâm nhi vội vàng nói nhưng sư phụ lần trước không phải đã nói như vậy với đệ tử sao? Điện chủ Thông Dung nói, ngươi gấp gáp cái gì, Mạnh phàm có duyên với phái của chúng ta, sư phụ của hắn đang ở Luân hồi Thâm Uyển. Cổ Tâm Nhi không giấu được sự lo lắng, sư phụ, Luân hồi Thâm Uyển thì có thể cao nhân gì, bên trong toàn là tà niệm quái vật. Sư phụ mau kêu phàm Nhi ca quay về đi. Điện chủ mỉm cười trêu, ai nha nha, Tâm Nhi nhà ta sốt ruột rồi, sốt ruột rồi. Cổ Tâm Nhi mặt đỏ lên, sư phụ, thật đáng ghét nàng ta bực bội xoay người bước vào trong luân hồi thâm uyển đệ tử không thèm quan tâm sư phụ nữa bên kia đại môn dường như là một cái không gian khác cổ tâm nhi hô lớn phàm nhi ca phàm nhi ca thâm uyển đều là quái vật hơn nữa còn có khả năng áp chế tu vi ngươi ngàn vạn lần đừng mạnh phàm ngoái đầu lại ngắt ngang nói nguy hiểm hơn nữa ta cũng phải đi tâm nhi không cần khuyên ta phàm nhi ca cổ tâm nhi sắp phát khóc đến nơi tâm nhi những ngày vừa qua rất cảm ơn ngươi trong khi nói chuyện mạnh phàm thả người nhảy xuống đáy thâm uyển đừng mạnh phàm nói vọng lên ở trên đợi ta tỷ tỷ luôn luôn đều là ngươi bảo vệ ta lần này hãy để ta bảo vệ ngươi ta tới cứu ngươi đây ha ha phát hiện có người xâm nhập đám quái vật xung quanh từ trong các vách đá xung quanh bỏ ra Ôn ly giảng giải với mạnh phàm đó là con rối của thầy yểm bùa tâm nhi tỷ tỷ tê trước lúc đi đã đưa cho ta quyền cấm địa thư đám quái vật này là do một loại tà niệm hóa thành ngươi nói đó là sách gì cơ Ôn Ly nói, là ghi chép thăm dò của điện luân hồi về khu cấm địa này. Phát hiện đám con rối dị động, Ôn Ly kinh hô, "Chủ nhân, chúng tới rồi." Ôn Ly, "Sẵn sàng, chủ nhân." Ôn Ly biến thân. Trong nháy mắt, Ôn Ly biến thân thành hồ kiếm. Mạnh phàm hô lớn một tiếng, chúc lòng cử biến. Diệm hỏa vũ. Một tiếng nổ chất chúa vang lên. Chỉ một chiêu, mạnh phàm đem đám con rối diệt sát không còn một con, tàn chi còn sót lại rơi vãi trên đất mạnh phàm thân không chút bụi nhẹ nhàng đáp xuống những con rối này của ngươi cũng quá yếu rồi ngươi nên tự mình ra mặt đi thì hơn hắc 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 một chàng cười khó nghe vang lên một người còn sống mà có gan dám vào thâm uyển là có ý chê bản thân chết còn chưa đủ nhanh sao một con rối phóng đến tấn công mạnh phàm vô dụng chi cử mạnh phàm một kiếm bổ xuống đơn giản đem con rối chém thành hai mảnh mạnh phàm khinh thường nói chút tiểu kỹ này của ngươi vô dụng với ta thôi Ngươi tự mình ra mặt đi. Từ trong đám hắc vụ một giọng nói vọng ra, thực lực của ngươi thế mà không bị Thâm Uyên áp chế. Khó trách ngươi dám vào đây. Kha kha kha, hóa ra là như vậy, huyết mạch trúc long sao? Gã đeo mặt nạ vừa liếc mắt đã nhận ra Mạnh Phàm có huyết mạch trúc long. Ngươi có tư cách được nhìn thấy tuyệt kỹ của ta. Một khi đã vào Thâm Uyên nhất định sẽ bị con rối nhìn thấu tâm can. Để ta xem xem người mà ngươi hận nhất trong tim là ai, người ngươi yêu nhất lại là ai. Không ngờ người mà ngươi hận nhất và người mà ngươi yêu nhất lại là cùng một người gã đeo mặt nạ trong khi nói chuyện làm ra một con rối dung mạo tựa như mộ nhân hàn mạnh phàm chừng mắt quát ngươi chán sống rồi thấy phản ứng của mạnh phàm gã đeo mặt nạ đem con rối mộ nhân hàn chắn ở trước người cợt nhã nói sao thế đối diện với người mà mình yêu nên không có cách nào xuống tay sao mạnh phàm hư lạnh một tiếng ôn ly nhìn mũi kiếm uốn lượn như rắn phóng đến gã mang mặt nạ kinh hô chết tiệt gã đeo mặt nạ chật vật né tránh một kiếm mạnh phàm đâm tới trễ một nhịp e rằng cổ của gã đã bị chém hạ trúc long cử biến đông dương chiếu mạnh phàm tung một trưởng lên ngực gã đeo mặt nạ gã đeo mặt nạ không hề hấn gì phá lên cười như điên ha 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 tâm thần của ngươi đã loạn uy lực của thần thông vì thế cũng trở nên vô hiệu rồi vậy sao mạnh phàm môi khẽ nhếch lên gã đeo mặt nạ giật mình phát hiện bản thân bị một luồng ánh sáng chiếu xuống gã ta rú lên thảm thiết như heo bị chọc tiết pháp sư ngươi sai rồi Cô ta không phải là người mà ta yêu nhất. Cũng không phải là người mà ta hận nhất. Sau khi đem gã đeo mặt nạ diệt sát, hai người mạnh phàm tiến sâu vào trong luân hồi thâm uyển. Ôn ly đi ở bên cạnh nói, chủ nhân, theo những gì mà cuốn cấm địa thư này viết, cuống hoa ở nơi sâu nhất, chúng ta cách nơi đó còn khoảng một đoạn đường nữa. Nhưng ta không có nhiều thời gian. Ôn ly, hóa kiếm. Tiểu hồ ly hô lớn, tuân mệnh. Cầm hồ kiếm trong tay, mạnh phàm khẽ hô, chúc lòng cử biến. Thần hành trên đường mạnh phàm di chuyển hai con ma lang ở phía sau truy theo sát nút hai con xúc sinh này mạnh phàm một kiếm lóe lên chém rơi đầu ma lang đường hòng tới nơi sâu nhất trong thâm uyển một con yêu thú chặn đường di chuyển của mạnh phàm mạnh phàm tốc độ không giảm thẳng một đường lao tới trúc long cử biến diệm hỏa vũ mạnh phàm một chiêu đem cơ thể yêu thú xuyên thủng thành một cái hắc động phóng mình vượt qua ôn ly mắt nhìn phía trước hô lớn chủ nhân mạnh phàm cẩn thận hỏi chính là nơi này sao ôn ly gật đầu xác nhận chủ nhân nơi mà trong sách đề cập đến chính là ở đây cuống hoa văn nhân có lẽ cũng ở gần đây thôi mạnh phàm gật đầu được tìm xung quanh thử xem bất chợt một trận cùng phong nổi lên phía trên trụ đá một người quanh thân bị trói chặt bằng xích khẽ ươm lên có người sống mùi này lão nhân bị giam cầm nhìn xuống mạnh phàm hỏi tiểu tử khí tức trên người ngươi là đến từ vực nào của thú thành mạnh phàm cẩn thận nói vực nào của thú thành thì có liên quan gì với lão trượng ta là vì cuống hoa văn nhân nên mới tới đây dám hỏi lão trượng biết cuống hoa văn nhân ở đâu không lão đầu cười nhạt nói ha ha một tên nhóc còn mang huyết mạch trúc long tới để tìm hoa văn nhân lẽ nào là muốn đi giải cứu thú thành cho dù là ta muốn cứu thú thành thì sao nào lão trượng cuống hoa ở đâu lão đầu tựa hồ nghe được chuyện cười phá lên cười lớn nói ha 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 dựa vào ngươi ngươi loại lão đầu mày kiếm dựng ngược trừng mắt quát, chính là loại người như ngươi, tiểu tử miệng còn hôi sữa. Còn muốn giải cứu thú thành? Lão đầu phá tan chói buộc của xích sắt. Lão đầu lạnh nhạt nói, ngươi không phải muốn biết cuống hoa và nhân ở đâu sao? Cuống hoa ở đây, ngươi muốn thì tới mà lấy. Cuống hoa ở đây, ngươi dám lấy không? Mạnh Phàm cứng miệng đáp, dám, có gì mà không dám. Lão đầu kinh ngạc ồ lên một tiếng. Lão đơn giản đỡ lấy đòn tấn công của Mạnh Phàm. Trúc Hỏa Long Viêm của ngươi mới có màu cam tức là mới ở cấp 1. Với thực lực như vậy mà ngươi cũng muốn lấy được cuống hoa. Mạnh phàm lạnh nhạt nói, lấy được hay không không phải chỉ dựa vào long viêm. Lão đầu trào phúng, dựa vào mùm mép sao. Vậy thì để ngươi nhìn cho kỹ là ta dựa vào cái gì? Mạnh phàm thân ảnh thoáng cái xuất hiện phía sau lưng lão đầu. Lão đầu như có mắt sau lưng, không cần xoay người lại, đơn giản đưa tay đỡ lại đòn tấn công bất ngờ của mạnh phàm. Lách người sang một bên né tránh, lão đầu châm chọc, quá chậm. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Có phần quá yếu rồi. Hùng, Mạnh Phàm cười lạnh. Ôn ly, đem lão nhân đánh bay, Mạnh Phàm giọng châm chọc, tiếp theo thế nào? Lão nhân hô lên, đã lâu không cảm thấy thống khoái như này. Ngươi cũng có thực lực đấy, khiến ta phải dốc toàn lực. Hởi, lão nhân miệng há lớn hút lấy năng lượng bị phong bế. Để ta xem thử trúc long huyết mạch của ngươi. Khai phá đến bước nào rồi? Tiếp chiêu, lão nhân tốc độ cực nhanh lao về phía Mạnh Phàm mạnh phàm cùng lúc hô lớn tiếp chiêu dùng kiếm mượn trợ giúp từ bên ngoài sẽ gây bất lợi cho tu hành của ngươi lão nhân vung tay đem hồ kiếm trong tay mạnh phàm đánh văng ôn ly giật mình phát hiện bị đánh trở lại nguyên hình tiểu tử nhìn đây lão nhân hô lớn một tiếng quyền nện thẳng mặt mạnh phàm không đỡ nổi một chiêu sự tự tin vừa nãy của ngươi đâu rồi muốn chạy đi đâu mạnh phàm chật vật lách người sang một bên né tránh đòn tấn công hung hãn của lão nhân ôn ly hóa kiếm ôn ly mặt lộ vẻ bất lực chủ nhân lão nhân ánh mắt sắc bén nhìn mạnh phàm còn muốn chịu kiếm không nghe ta nói không cho phép ngươi mượn sự hỗ trợ từ bên ngoài sao mấy cái xúc tu từ trong vách núi đem ôn ly giữ lại xem ra phải nghiêm túc dạy dỗ ngươi rồi mạnh phàm sẵn giọng nhiều lời thiên cổ chúc lòng trùy mạnh phàm lần nữa bị lão nhân dùng lôi điện đánh văng ra xa lão nhân bất chợt hai mắt mở lớn không nhịn được thốt lên cái gì khói bụi lắng xuống mạnh phàm tay tóm chặt lôi điện bước ra đủ rồi tiểu tử ngươi lão nhân chấn kinh đến độ nói không nên lời mạnh phàm sẵn giọng nhiều lời hắn một quyền đem lão nhân đánh văng ra xa còn chưa xong đâu mạnh phàm lao đến áp sát lão nhân chết đi mạnh phàm nghiến răng nghiến lợi nện thẳng một quyền lên mặt lão nhân tiểu tử mạnh phàm không có ngừng tay một cơn mưa quyền nhằm lão nhân chút xuống lão nhân bất ngờ đưa tay chặn cú đấm của mạnh phàm lại Ngươi đấm loạn xạ cái gì? Mạnh Phàm hừ lên một tiếng, hừ, lão gia hỏa, ta vẫn còn một quyền nữa. Trúc Long ngâm và Viêm Lăng. Lão nhân cùng lúc hô lên, Thiên Cổ và Thủ Băng. Chưa thức của cả hai va chạm. Một tiếng nổ bạo liệt vang lên. Khói bụi theo gió biến mất, lộ ra thân ảnh cả hai đứng nguyên tại chỗ. Mạnh Phàm mắt lấp lóe chiến ý, tiếp tục. Tiếp tục. Lão nhân hỏi lại nói, ha ha, không cần đánh tiếp nữa. Cầm lấy đi trong khi nói chuyện ông ta ném cuống hoa và nhân về phía mạnh phàm cuống hoa cho ta mạnh phàm nghi hoặc hỏi ngươi dựa vào sức mạnh chiến đấu của bản thân thì mới có thể thăng cấp sức mạnh huyết mạch của bản thân nói không chừng ngươi thật sự có thể cứu được thú giới mạnh phàm hài lòng nói xem như ngươi cũng là người tức thời cuống hoa cho ta rồi còn luân hồi chi bảo đâu lão nhân mặt đần thối ra nói luân hồi chi bảo chi bảo cái gì mạnh phàm không che giấu nói điện chủ điện luân hồi nói có ý muốn được thấy luân hồi chi bảo và cuống hoa đặt cạnh nhau nhờ ta mang về nghe được lời này lão nhân phá lên cười lớn ta thấy sư đệ thế mà lại đi lừa ngươi xuống đây điện chủ điện luân hồi lừa ta ngươi tiểu tử có thắc mắc gì thì để sau rồi nói chúng ta còn nhiều cơ hội gặp lại nhau ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết dứt lời cơ thể lão nhân tan biến thành khói trước mắt mạnh phàm từ từ nói cho ta biết ô ly chúng ta đi thôi đi tìm điện chủ điện luân hồi hỏi cho rõ ràng cảnh phim chuyển đến bên trong điện luân hồi điện chủ nhìn cổ tâm nhi nói đồ đệ bảo bối của ta đừng run như vậy chứ cổ tâm nhi không giấu được vẻ lo lắng nói phàm nhi ca tại sao vẫn chưa quay lại điện chủ mỉm cười nói người ta không phải đã quay lại rồi sao trước mắt cổ tâm nhi mạnh phàm cùng ôn ly từ trong luân hồi thâm uyển bước ra phàm ca ca cổ tâm nhi mừng rỡ hô lên điện chủ mỉm cười hỏi mạnh phàm đồ đã mang về rồi chứ điện chủ không phụ sự kỳ vọng của ngài Cuống hoa đã lấy được rồi. Điện chủ tiếp tục hỏi, "Cuống hoa đã mang về rồi, vậy còn luân hồi chi bảo đâu?" "Ta không biết luân hồi chi bảo mà điện chủ nói giúp cuộc là cái gì." Điện chủ thái độ thay đổi, quát lớn, "Mạnh phàm, ngươi thật to gan. Ngươi muốn giấu bảo vật của ta làm của riêng sao?" Cuống hoa văn nhân bất chợt phát ra tiếng lão nhân bên dưới đáy luân hồi thâm uyển, sư đệ. Mạnh phàm hai mắt mở lớn nhìn lão nhân từ trong cuống hoa văn nhân bay ra. Lão nhân vừa xuất hiện trừng mắt nói với điện chủ, việc gì phải đi dọa hậu bối như thế. Ôn Ly kinh ngạc ồ lên, trong cuống hoa giấu lão ra ra. Mạnh Phàm không lấy làm kỳ lạ nói, Ôn Ly, chuyện này rất bình thường, Thủy Nhược Y Tỷ vẫn thường ở trong viên châu đó thôi. Nhìn thấy lão nhân, điện chủ kích động hô lên, sư huynh, tiểu tử này thật sự có thể đưa huynh ra ngoài sao. Cổ tâm nhi hiếu kỳ đưa mắt nhìn lão đầu. Sư huynh, đợi đã, ngươi là sư bá. Cổ tâm nhi cung kính hành lễ, chào sư bá. Ôn Ly nghi hoặc mở miệng, bảo bối của Điện Luân Hồi chính là lão bà bà sao? Lão nhân đắc ý giải thích, trong nhà có người già cũng giống như có bảo vật. Hơn nữa không biết có bao nhiêu người có thể sống được tới tầm tuổi này của ta. Mạnh Phàm hướng điện chủ nói, nếu lão tiền bối đã là vật bảo của Điện Luân Hồi, vậy xem như ta đã hoàn thành giao ước. Vẫn mong điện chủ sẽ giúp giải đáp thắc mắc cho ta trước. Lão nhân mỉm cười nói, không cần sư đệ ta phải giải đáp, ta sẽ nói ngươi biết. Hử? Mạnh Phàm nửa tin nửa ngờ nhìn lão nhân lão nhân búng tay đây là mạnh phàm nghi hoặc khi thấy trước mắt xuất hiện cuống hoa văn nhân ngươi muốn tìm cánh hoa văn nhân hiện tại nó đang ở 13 vị trí ta sẽ tự mình chỉ đường cho ngươi tới đó có điều trước khi ta chỉ đường cho ngươi ngươi phải đáp ứng đủ một điều kiện mạnh phàm cẩn thận hỏi điều kiện gì lão nhân liếc nhìn mạnh phàm hỏi một câu kỳ lạ mặc được y phục của nữ nhi không ôn ly nhịn không được nói lão ra ra ông thật biết đùa cổ tâm nhi mặt lộ vẻ không vui sư bá đừng đùa nữa Mạnh Phàm gật đầu, ta mặc. Nghe nói Mạnh ra xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe nói Mạnh Phàm vấn đạo bị Thiên Hàn Tông đánh chết ngay tại tràng rồi. Tiếng trò chuyện của người đi đường lọt vào tai Mạnh Phàm. Mạnh Phàm thấp giọng nói, lão gia tử, ông đang bày trò quỷ gì vậy? Tại sao lại muốn ta cải trang nữ nhi tới kinh thành? Lão nhân thản nhiên nói, đương nhiên là ta có lý do. Vừa nãy không nghe thấy gia chủ đời tiếp theo của Mạnh Gia không còn nữa rồi à? Mạnh Gia không có người kế thừa trước gia chủ thì có liên quan gì tới ta? lão nhân giải thích vị trí gia chủ này không liên quan tới ngươi nhưng bảo vật bát gia truyền lại cho gia chủ đời kế tiếp trúc khắc thư thì có liên quan tới ngươi trúc khắc thư lão nhân tiếp tục nói nếu như ta đoán không nhầm tu vi của ngươi chính là thôn thần quyết mà tiểu nhã cho ngươi thôn thần quyết tiến gia nhất định phải cần có thôn phệ bảo vật mà đa số các bảo vật cao cấp đều sẽ đi kèm hoa văn nhân trúc khắc thư đó nhất định bên trên có cánh hoa của hoa văn nhân mạnh phàm nôn nóng nói muốn lấy được trúc khắc thư thì hà tất phải giả gái ta trực tiếp vào mạnh gia cướp đi là xong lão nhân không ngăn cản chỉ buông một câu ngươi bây giờ là đối thủ của mạnh thiên sinh sao không giả gái thì ngay khi ngươi vừa bước chân vào cổng thành đã bị đại bá của ngươi là mạnh thiên sinh đánh chết rồi đại trưởng phu có thể nhịn đợi lấy được cánh hoa hoa văn nhân trên trúc khắc thư ngươi và hắn quyết một trận sinh tử vẫn chưa muộn ngoan ngoãn đi lấy trúc khắc thư đi ta quay lại cảnh hoa đây nhìn đại môn mạnh phủ trước mắt ôn ly hô lên đến rồi ôn ly lú đầu ra khỏi ngực mạnh phàm than thở chủ nhân sắp nóng chết rồi chủ nhân những người này đều tới để tham gia tuyển chọn gia chủ đời tiếp theo sao nghiêm túc cho ta cẩn thận một chút mạnh phàm thấp giọng đem ôn ly nhét trở lại trong ngực ôn ly oán thán chủ nhân ở bên trong thật sự quá ngột ngạt đi bất ngờ bị người vỗ vai mạnh phàm cảnh giác quay đầu lại ai một tiểu nha đầu mỉm cười nói tỷ tỷ ta ở đây tỷ tỷ chào ta tên mạnh tinh phi mạnh phàm suýt chút nữa thì nói ra tên thật hắn vội bịa ra tên mạnh tuệ linh mạnh tinh phi hiếu kỳ hỏi tỷ tỷ trong ngực tỷ tỷ có dấu thứ gì vậy ta vừa này hình như nghe thấy tiếng của tiểu hồ ly mạnh phàm lắc đầu không có gì ngươi nghe nhầm rồi nhưng ta rõ ràng nghe thấy thế mà để ta sờ chút xem mạnh phàm gấp gáp ngăn lại đừng thật sự không có gì để ta sờ chút thôi mà đừng ai nha mạnh phi tinh đầu đâm mạnh vào ngực mạnh phàm mạnh phàm xoay người lại thấp giọng hỏi ôn ly ngươi không sao chứ mạnh phi tinh mặt đỏ lên tỷ tỷ ngực của tỷ mềm quá đi trong mạnh phủ một người bước ra chú ý tất cả người trong tộc lập tức tiến về phía võ đường mạnh phàm đi đến giảng võ đường hắn vờ rụt rè đẩy cửa ra ó có ai không mạnh thiên sinh đứng ở trên bục hô lớn người đều đã tập trung đông đủ rồi kẻ thù nhìn nhau đỏ mắt nhìn thấy mạnh thiên sinh mạnh phàm mắt lóe lên sát khí hận không thể một kiếm chém đôi tên kia lão nhân thầm nhắc nhở mạnh phàm phải nhịn đợi lát nữa lấy được trúc khắc thư nhất định có thể báo thù mạnh phàm nghi hoặc nói ta ngay từ lúc bước vào không có bất kỳ phản ứng gì ngươi làm sao biết được chuyện của ta lão nhân thản nhiên đáp ký ức của thủy nhược y được lưu lại trong ký ức của ngươi vì vậy ta đã xem qua ngươi cũng xem như là một kẻ si tình đấy nhìn bộ dáng của mạnh phàm mạnh phi tinh điều bên cạnh nghĩ bụng tuệ linh tỷ tỷ làm gì mà kích động như vậy mạnh thiên sinh nhìn người bên dưới nói nếu mọi người đều đã tập trung đông đủ chuyện của vũ hồn tin chắc mọi người đều đã biết cả rồi mạnh thanh người thứ hai có tư cách kế thừa mạnh ra lên tiếng đại bá quyết không đội trời chung với kẻ thù giết sư huynh thân làm đệ đệ nhất định phải đích thân giết tên mạnh phàm đó trả thù cho vũ hồn ca ca mạnh phi vũ người thứ ba có tư cách kế thừa của mạnh gia trào phúng nói báo thủ cho vũ hồn ca lúc vũ hồn ca vừa mới chết mạnh thanh ngươi không phải còn vui mừng nói bản thân có cơ hội làm gia chủ kế tiếp rồi sao mạnh thanh nổi giận quát ngươi đừng có ăn nói bậy bạ ta thấy ngươi mới là loại người đó mạnh thiên sinh lạnh giọng hai người các ngươi có tư cách gì mà cãi nhau ầm ĩ ở đây tu vi của các ngươi còn không bằng vũ hồn làm sao giết được mạnh phàm mạnh thanh không phục nói đại bá trên đời không có chuyện gì khó chỉ sợ người không có lòng chỉ có tâm thôi thì có tác dụng gì đây là huyền tẫn chi môn bên trong có chứa trúc khắc thư bảo vật chi bảo của mạnh gia trên trúc khắc thư có công pháp trí tôn các ngươi tiến vào trong chỉ có một người mới có thể lấy được trúc khắc thư người lấy được trúc khắc thư sẽ đi giết mạnh phàm giết xong mạnh phàm thì có thể làm ra chủ đời tiếp theo của mạnh gia vậy còn đợi gì nữa xuất phát mạnh phàm tung người phóng vào trong huyền tẫn chi môn mau phi vũ gấp gáp hô lớn mau đuổi theo trong thoáng chốc người trẻ tuổi mạnh ra đuổi theo nhau sát nút tiến vào trong huyền tẫn chi môn còn lại mạnh thiên sinh bên ngoài gã phất tay người đâu giả chủ một tên võ giả toàn thân quấn lấy hắc bào đứng sau mạnh thiên sinh nhận lệnh mạnh thiên sinh hạ lệnh điều tra tên tiểu bối đầu tiên bước vào huyền Tấn chi môn là con cái nhà ai tuân mệnh bên trong huyền Tấn chi môn là một địa phương độc lập ôn ly nhú đầu ra chủ nhân chúc khắc thư ở đâu đẹp quá đi mạnh phàm nhắc nhở ôn ly, bây giờ không phải lúc ngắm phong cảnh đi chạy đi đâu một đạo công kích bất ngờ đánh về phía mạnh phàm nhìn mạnh phàm chúng chưa té xuống mạnh thanh đắc ý cười lớn ha 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 đồ gà con yếu như vậy mà cũng đòi tranh chúc khắc thư mạnh thanh người muốn đi đâu Mạnh Thanh xoay người tránh thoát một kiếm đâm tới. Mạnh Phi Vũ hung ác nói, "Mạnh Thanh, chúc khắc thư không có chuyện dễ lấy như vậy đâu." Mạnh Thanh ánh mắt âm trầm nhìn đối phương, "Mạnh Phi Vũ, ngươi mà cũng xứng tranh đua với ta sao?" Mạnh Phạm hô lớn, "Ê, hai tên ngu kia." Mạnh Phi Tinh vừa đến kinh hô, á, Đại tỷ đã ở trên đảo phù không rồi?" "Nhanh nhanh nhanh, mau đuổi theo." Mọi người lần lượt lên trên cầu đuổi theo Mạnh Phạm. "Mạnh Thanh, trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi." ngươi và ta ở đây đấu qua đấu lại chỉ tổ được lợi cho họ mạnh thanh tự tin tuyên bố bọn họ sẽ không tới được đâu dứt lời gã ta vung tay chém đứt cây cầu dây leo bắc qua phủ không đảo mạnh phàm kịp thời bám vào một sợi dây leo bực bội mắng chết tiệt hắn tung người đáp xuống bờ bên kia lần một lần hai đừng để lần ba hai tên ngu ngốc nhà các ngươi đi chết đi nhìn thấy hỏa cầu đánh tới mạnh thanh cùng mạnh phi vũ khiếp đảm hô lên không xong rồi, mau phòng ngự. Khói bụi lắng xuống, Mạnh Phi Vũ bộ dáng thảm hại nói, "Mạnh Thanh, xem ra ngươi và ta cần liên thủ với nhau rồi." "Liên thủ? Cho dù ta và ngươi liên thủ e là cũng không phải là đối thủ của ả à nữ nhân đó." Mạnh Phi Vũ âm trầm nói, "Đâu có chuyện dễ dàng như vậy, trúc khắc thư này không phải ai cũng có thể lấy đi." Mạnh Phàm tiến đến một khu rừng trúc. "Chủ nhân đã tìm thấy trúc khắc thư rồi sao?" Mạnh Phàm hỏi lão nhân, "Tiền bối, trúc khắc thư ở đâu?" Lão nhân truyền âm tiểu tử chúc khắc thư đang ở trước mặt ngươi đó có điều rắc rối của ngươi đến rồi phát hiện ngọn dây leo tập kích mạnh phàm như có mắt sau lưng đem thứ này chặt đứt là ai nhìn thứ gớm ghiếc trước mắt mạnh phàm lạnh nhạt mở miệng quái vật thuộc mộc đáng tiếc gặp phải ta xem như ngươi xui xẻo chẳng muốn phí thêm thời gian mạnh phàm trưởng ra một đạo hỏa diễm quái vật chúng chiêu cơ thể hóa thành cho bụi phát hiện quái vật muốn trọng sinh sống lại mạnh phàm lạnh giọng một lần không thấy thiêu chết ngươi vậy ta thiêu ngươi thêm vài lần nữa lão nhân vội ngăn lại tiểu tử đừng đốt nó tiểu tử đừng thiêu nữa đằng man cự nhân canh giữ và có mối liên kết với trúc khắc thư trừ phi ngươi có thể khiến năng lượng của trúc khắc thư trở nên cạn kiệt nhưng một khi năng lượng trong trúc khắc thư bị cạn thì nó cũng trở thành vật vô dụng mạnh phàm hỏi vậy phải làm thế nào mới có thể lấy được trúc khắc thư đương nhiên là cần hai tên mạnh ra kia đột nhiên có tiếng người hô hoán từ phía xa vọng tới ôn ly nhận ra giọng nói này là cô nhóc đã đâm vào người chủ nhân chính là cô nhóc thèm thùng cơ thể của chủ nhân. Mạnh phàm buồn bực giáo huấn, nhận ra ai là được rồi, đừng có nói mấy lời dư thừa đó. Mấy người đi cùng Mạnh Phi Tinh toàn bộ nằm trên vũng máu. Mạnh Phi Tinh hoảng sợ kêu lên, ngươi đừng qua đây. Mạnh Phi Vũ vẻ mặt hung ác nói, muội muội Phi Tinh, ngươi đừng trách bỏ ta. Mạnh Thanh góp lời, muốn trách thì chỉ trách không biết từ đâu nhảy ra à nữ nhân thối có sức mạnh cao cường. Ngươi, ngươi là nói tỷ tỷ Tuệ Linh, các ngươi đánh không lại tỷ tỷ Tuệ Linh quay ra tàn sát người cùng tộc mạnh phi vũ lạnh nhạt nói tàn sát người cùng tộc dám tranh cướp với người có tư cách kế nghiệp mạnh ra cho dù không chết ở đây thì ra ngoài cũng phải chết chi bằng để các ngươi chết trong bí cảnh này để trận tranh giành chúc khắc thư của chúng ta thêm phần giá trị chỉ cần các ngươi đều chết hết ta xem mạnh tuệ linh ả nữ nhân thối đó làm sao một mình qua ải chấn giữ của đằng man cự nhân hộ vệ đằng man cự nhân nhất định phải là hai người mang huyết mạch mạnh ra mới có thể tiêu biến các ngươi đều chết rồi hắn sẽ chỉ còn một mình mạnh phi vũ hùng ác quát được rồi đi chết đi mạnh phàm kịp thời xuất hiện ngăn trước người mạnh phi tinh các ngươi biết mình đánh không lại ta nên chọn cách giết hết những người trong tộc không để ta lấy được chút khắc thư kế hoạch không tồi đáng tiếc đã bị phá sản rồi mạnh thanh giang nghiến chặt mắng đệt vậy đành dùng thực lực thật sự thôi chịu chết đi mạnh phi vũ đằng đằng sắc khí lao tới tấn công mạnh phàm ngay khi mạnh phàm cùng mạnh phi vũ đối chiến mạnh phi vũ ở phía sau hô lớn tỏa giáp thuật à nữ nhân thối kia ngươi trúng kế rồi Mạnh Phi Vũ hô lớn, Mạnh Phi Tinh động thủ đi. Nhanh ra tay đi, Đâm cô ta. Phát hiện Mạnh Phi Tinh trần trừ mãi không ra tay, Mạnh Phi Vũ quát lớn, nhanh ra tay đi. Đâm cô ta. Xin lỗi. Mạnh Phi Tinh tự dùng dao rạch một đường lên tay mình, máu tươi theo vết thương bắn ra. Đang thụ ngửi được mùi máu tươi, phá đất mà lên. Mạnh Phi Vũ trừng mắt quát, Mạnh Phi Tinh, ngươi muốn kéo cả bọn ta cùng chết sao? Nha đầu chết tiệt, đã nói là đâm lén Mạnh Tuệ Linh thế mà lại dùng máu để triệu hồi đằng man cự nhân. Mạnh phàm lạnh giọng, đối diện với thực lực ở trước mặt tất cả đều trở nên công cốc. Trúc Long Hỏa, lấy Mạnh phàm làm trung tâm, một cột lửa bùng lên thiếu đốt ra xung quanh. Mạnh Phi Vũ cùng Mạnh Thanh bị đằng man chế trụ không thoát khỏi số phận. Cả hai bị hỏa diễm thiêu đốt gục xuống trước mắt Mạnh Phàm. Tại sao người không đâm lén ta? Mạnh Phàm hướng Mạnh Phi Tinh hỏi. Ta, cẩn thận phía sau. Mạnh Phi Tinh còn chưa kịp trả lời vội hét lớn nhắc nhở Mạnh Phàm mạnh tuệ linh đồ đàn bà thối ta không lấy được chúc khắc thư thì người cũng đừng mơ lấy được cùng nhau chết đi mặc thần giải thể đại pháp mạnh phi vũ trước khi chết liều mạng muốn đem mạnh phàm bồi mạng cùng mạnh phi tinh lao tới để mạnh phàm sang một bên nhanh nấp đi tỷ tỷ xin lỗi nói xong câu này mạnh phi tinh hai mắt nhắm nghiền vẫn còn hơi thở bị đả thương nghiêm trọng nên dẫn tới hôn mê bất tỉnh sao khói bụi bị gió xua đi lộ ra thi thể mạnh thanh cùng mạnh phi vũ sinh cơ đoạn tuyệt lão nhân nhắc mạnh phàm đã hấp thụ huyết mạch của hai người trong mạch ra đằng man xem như đã được giải tỏa đừng động thủ trúc khắc thư xuất hiện rồi quả nhiên đúng như lão nhân dự liệu trúc khắc thu mang theo hoa văn nhân xuất hiện tiểu tử nữ nhi tình trường tạm gác sang một bên hấp thụ trúc khắc thư mới là chuyện quan trọng ôn ly chăm sóc cho cô ta mạnh phàm giao mạnh phi tinh lại nhờ ôn ly chăm sóc dạ được chủ nhân nhìn bộ ngực của đối phương đập vào mắt ôn ly buồn bực lầm bầm đáng ghét còn lớn hơn của ta Lão nhân hô lớn, Mạnh Phàm bắt đầu dùng thôn thần quyết đi. Biết rồi. Mạnh Phàm thi triển thôn thần quyết vây lấy trúc khắc thư. Miệng hô lớn, thôn. Phát hiện trúc khắc thư xảy ra dị biến, lão nhân kinh hô, không hay rồi, đây là một cái bẫy. Mạnh Thiên Sinh lạnh giọng, Mạnh Phàm, hiền điệt. Ngươi là đang tìm cái này sao? Mạnh Thiên Sinh, biết đã lộ danh tính, Mạnh Phàm đem mạng che mặt gỡ xuống. Trúc Long cử biến. Lão nhân vội hô lên, tiểu tử thối, đừng mạnh phàm mặc kệ lời căn ngăn của lão nhân hắn một đường xông thẳng về phía mạnh thiên sinh cửu long tôn điện chết đi mạnh thiên sinh cười nhạt ngươi quá dễ bị kích động lão ta dùng hai ngón tay đem một quyền của mạnh phàm chặn lại mạnh phàm khó tin thốt lên sao có thể như vậy mạnh thiên sinh hô lên một tiếng định gã ta đem cơ thể mạnh phàm chế ngự trước mắt mạnh phàm răng nghiến chặt rít lên ngươi muốn làm gì con mọi ngươi mạnh thiên sinh mặt đen lại Dùng một tấm vải bịt chặt miệng Mạnh Phàm. Hiền điệt, lần đầu gặp trưởng bối thì phải lễ phép. Ngươi thực sự càng nhìn càng thấy giống. Giống Mạnh Thương phụ thân của ngươi. Nghe nhắc đến phụ thân, Mạnh Phàm càng hận không thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống Mạnh Thiên Sinh. Mạnh Thiên Sinh nhàn nhạt, nhạt nói, ngươi chắc hẳn rất hận ta, vì ta đã giết phụ thân của ngươi. Nếu như ta nói là phụ thân ngươi tự nguyện chết dưới tay ta, ngươi chắc hẳn khó mà tin chuyện này. Ta biết, chỉ dùng lời nói một phía, ngươi khó mà hiểu được chuyện này vậy thì ngươi hãy tự mình xem đi mạnh thiên sinh trong khi nói chuyện tay điểm lên chán mạnh phàm mạnh thiên sinh nhìn mạnh thương nói thương đệ ngươi tỉnh rồi mạnh phàm nghi hoặc ta trở thành phụ thân rồi mạnh thiên sinh vẻ mặt quan tâm hỏi thương đệ vết thương của ngươi sao rồi mạnh thương nói chỉ là chuyện nhỏ thôi ta tại sao nói chuyện rồi đây là ký ức của phụ thân nên ngoài phòng vọng vào tiếng la hét mạnh thiên sinh cút ra đây cho ta một đám người hùng hổ quát tháo mạnh thiên sinh mau giao mạnh thương ra đây mạnh thiên sinh bước ra khỏi phòng lắc đầu nói mạnh thương bây giờ không có ở mạnh gia chi bằng như này đi để mạnh thiên sinh khấu đầu quỳ lệnh ngũ đại gia tộc bọn ta thì bọn ta sẽ tạm thời tha cho mạnh gia cho các ngươi thư thả vài ngày mạnh thiên sinh hỏi chuyện này có phải thật không gã thanh niên cầm đầu ngũ đại gia tộc gật đầu khẳng định chuyện này là đương nhiên mạnh thiên sinh không ngần ngại quỳ xuống đất ha 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 quỳ rồi nếu đã như vậy thì bọn ta sẽ cho mạnh ra các ngươi thư thả thêm vài hôm nữa chúng ta đi sau khi đám người kia rời đi, Mạnh Thiên Sinh lầm lũi bước vào phòng. Mạnh Thương cúi đầu, ái náy nói, "Ta không cần chịu sự sỉ nhục này. Bọn chúng cùng với Thiên Hàn môn công kích đệ là bởi vì muốn cướp bí bảo giới chủ đã dung hợp làm một với đệ. Bọn chúng liệu sẽ để yên cho chúng ta sao? Ca, chạy trốn không phải là cách hay." Bí bảo cho chúng đi, vừa dứt lời, Mạnh Thương tự mình dùng kiếm kết liễu mạng sống. Việc diễn ra quá bất ngờ, Mạnh Thiên Sinh không kịp trở tay ngăn đệ đệ. Mạnh Phàm lẩm bẩm, cha của ta là tự sát mạnh thương sinh cúi đầu nói hắn là hy sinh vì gia tộc hiền điệt đừng suy sụp tinh thần bá bá đã nghiên cứu nhiều năm cuối cùng đã nghĩ ra cách có thể giúp thương đệ sống lại cũng chính là phụ thân của người mạnh phàm ngước nhìn mạnh thiên sinh không dám tin nói sống sống lại phụ thân của ta không sai ngươi đồng ý không ta ta đồng ý lão nhân gấp gáp hô lên không xong rồi tiểu tử thối mau tỉnh lại đi vạn thiên luân truyền Hắc sắc thoái tản. Mạnh Phàm giật mình lẩm bẩm, "A, à, lại biến thành phụ thân rồi." Bên trong một cái nhà lao, Mạnh Thương hai tay bị xích sắt trói chặt. Mạnh Thiên Sinh bước đến, "Thương đệ, ngươi tỉnh rồi." Mạnh Thương nghi hoặc lẩm bẩm, "Ta tại sao, chưa chết?" Mạnh Thiên Sinh lạnh nhạt nói, "Ta đã cứu ngươi." "Đừng vội cảm ơn ta, ta cứu ngươi là bởi vì bí bảo. Tình hình của gia tộc ngươi cũng đã thấy rồi, không có bí bảo chúng ta mãi mãi cũng không cách nào vượt qua Ngũ Đại gia tộc. Ta cũng chỉ là vì gia tộc mà thôi." đừng trách ta mạnh thương nói bí bảo đã dung nhập làm một thể với ta ngươi giết ta rồi thì cũng không cách nào lấy được bí bảo mạnh thiên sinh man dợ nói ta biết vì vậy ta dự định cắt ngươi ra thành từng khúc từng khúc sau đó ăn người mạnh phàm thoát khỏi huyễn cảnh của mạnh thiên sinh gầm lên mạnh thiên sinh ta phải giết ngươi mạnh thiên sinh mặt sầm xuống không ngờ bày ra cục diện như vậy rồi mà vẫn không cách nào chuyển hóa được ngươi biết rồi thì vẫn phải chết hiền điệt ngốc mặc ngục đao triển lão nhân hô lớn một tiếng phá giúp mạnh phàm thoát khỏi chế ngự của mạnh thiên sinh mạnh thiên sinh lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của lão đầu một tên yêu nghiệt ở dưới thú lại dám phá hỏng chuyện tốt của ta lão nhân hô lớn thiên cổ lôi lao cái gì lôi lao mạnh thiên sinh còn chưa kịp ứng phó đã bị một cái lồng lôi điện nhốt lại lão đầu vội vàng hối thúc mạnh phàm dùng thôn thần pháp thôn phệ trúc khắc thư đi mạnh phàm hô lớn khởi thôn thần pháp Trúc Khắc Thư vừa bị thôn phệ xong, một tiếng nổ lớn vang lên. Mạnh Phàm ngẩn người, Trung Sơn, Trúc Long. Lão nhân nhịn không được quát, tiểu tử thối, đừng có đứng ngây ra đó ngắm nhìn nữa, chuẩn bị trèo lên huyết hệ chi dài. Thang đạo thần thái, chú ý nhìn vào đạo thần thái của Trúc Long. Thang đạo thần thái là con đường thăng cấp giúp thăng cấp thực lực và lộ hành Trúc Long chi đạo dựa vào thực lực của người leo thang. Điểm cuối của con đường chính là gặp Trúc Long, có điều ngươi đừng mơ đi tới điểm cuối. Huyết mạch Trúc Long của ngươi có sự pha tạp, tốt hơn hết ngươi hãy dựa vào năng lượng của trúc khắc thư để leo lên bậc thềm đầu tiên của lôi thần đi mau leo lên đi ta giúp ngươi giữ chân tên mạnh thiên sinh được mạnh phàm gật đầu đáp ngay khi vừa bước lên bậc thang đầu tiên mạnh phàm sắc mặt chật biến bậc thang đạo thần nếu là huyết mạch trúc long và người đuổi theo trúc long leo thang thì sẽ sản sinh ra áp lực đè xuống chỉ có người đồng đạo và huyết mạch thuần khiết mới có thể leo lên bậc thềm đầu tiên của lôi thần mạnh phàm tự tin nói chỉ là chút áp lực thôi mà sao có thể ngăn được ta áp lực đè xuống cơ thể mạnh phàm, hắn tựa hồ mang trên người cả tảng núi, mỗi bước đi lại khiến bậc thang đá nát vụn. Đến cuối cùng, mạnh phàm hắn không còn đi nổi, gắng gượng bò từng bậc thang một lết lên. Ta sẽ không từ bỏ. Lão nhân hài lòng hô lên, đúng. Bây giờ gõ lôi minh thiên. Mạnh phàm hét lên thảm thiết, mặc cho lôi điện đánh xuống, liều mạng đánh vào lôi minh thiên. Nhận thấy mạnh thiên sinh ý đồ muốn thoát khỏi trói buộc, lão nhân lạnh giọng, đừng hòng chạy thoát khỏi lôi lung của ta. Yêu nghiệt, ngươi nghĩ lôi lung của ngươi có thể giữ chân được ta sao? Chết đi, chút mánh khóe vật vãnh mà cũng muốn. Lão nhân giật mình nhận ra đòn công kích chỉ là hư chiêu, lão đã trúng bẫy của mạnh thiên sinh. Mạnh thiên sinh đắc ý nói, ngươi vừa ra tay, ta đã biết ta và ngươi khó mà phân thắng bại. Vì vậy, ta nghĩ không cần một sống một chết với ngươi, mà là chuyển hóa ngươi, cao thủ như ngươi nên quy thuận mặc thần giáo đi. Lão nhân mặc biến sắc, kinh hô, không hay rồi. Sắp bị chuyển hóa rồi ngay trong lúc lão đầu nguy cấp một đạo hỏa diễm đánh xuống phá tan trói buộc giúp lão đầu thoát khốn lão đầu bị lửa đốt cháy xém lông mày cả người bốc lên mùi khét mắng tiểu tử thối ngươi đến rất đúng lúc mạnh phàm nửa đùa nửa thật nói ngươi chết chỉ là chuyện nhỏ thủy nhược y không thể hồi sinh mới là chuyện lớn bị mạnh phàm phá hỏng chuyện tốt mạnh thiên sinh lạnh giọng xem ra đệt nhi đã hấp thụ xong chúc khắc thư rồi mạnh phàm lười nói nhảm quát quyết một trận sinh tử đi mạnh thiên sinh đi chết đi Mạnh phàm thực lực bạo tăng, đem Mạnh Thiên Sinh đánh ngã ra đất. Ngươi nghĩ thôn phệ trúc khắc thư, dẫn động huyết mạch trúc long thì có thể giết được ta sao? Chết tiệt, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Mạnh Thiên Sinh đưa tay chặn lại một quyền của Mạnh Phàm giáng xuống. Kẻ ngây thơ là ngươi. Đại bá, ngươi không phải nghĩ ta chỉ có thể dùng tay thôi đấy chứ? Mạnh Phàm mắt phóng hai luồng hỏa diễm đánh xuống người Mạnh Thiên Sinh. Mạnh Thiên Sinh gầm lên, bước lui Mạnh Phàm, đi chết đi. Sao có thể? Vừa nãy đó là lão nhân cũng kinh ngạc không kém đây chính là sức mạnh của trúc long mạnh thiên sinh tại sao lại có sức mạnh của trúc long không sai ta cũng có huyết mạch trúc long có điều là cướp được từ trên người của đệ đệ ruột ngươi không phải đã nhìn thấy rồi sao ta từng miếng từng miếng ăn sạch phụ thân ngươi mạnh phàm nghiến chặt răng hừ lên một tiếng ngươi lại có thêm một lý do nữa để phải chết rồi hiền điệt ngươi vốn dĩ không hiểu sự khổ tâm của ta để ta đánh cho ngươi tỉnh Mạnh Thiên Sinh một quyền đánh nát công kích của Mạnh Phàm. Chỉ có nhiêu đây bản lĩnh thôi sao? Chi bằng để ta thử chiêu này xem. Nhìn Mạnh Thiên Sinh chuẩn bị xuất chiêu, lão nhân khiếp sợ nhắc nhở Mạnh Phàm, tiểu tử thối, đừng tiếp chiêu của hắn. Vừa dứt lời, lão nhân xuất hiện chắn trước người Mạnh Phàm. Mạnh Thiên Sinh liên tục bị lão nhân phá bĩnh, nổi giận gầm lên, lại là ngươi, xúc sinh. Chuyện của Mạnh gia, không tới lượt người nhúng tay vào. Đòn tấn công của Mạnh Thiên Sinh bao trùm lấy lão nhân mạnh phàm kinh hô lão già ta tới cứu ngươi đây mạnh thiên sinh phóng lên chặn mạnh phàm lại đối thủ của ngươi là ta đi chết đi công kích cả hai trực diện va chạm một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên mạnh phàm lạnh giọng đại bá dùng một chiêu phân định sống chết đi mạnh thiên sinh cười nhạt được thôi vốn dĩ ta còn muốn khuyên nhủ ngươi nếu ngươi đã nôn nóng như vậy thì để ta tiễn ngươi lên đường sang tây thiên trong khi nói chuyện mạnh thiên sinh sau lưng hiện ra hư ảnh mặc thần vậy sao mạnh phàm lần này cũng không giấu nghề đem hư ảnh trúc long triệu hoán cả hai cùng lúc gầm lên đi chết đi hư ảnh trúc long lao đến tấn công mặc thần một tiếng nổ rung trời vang lên hư ảnh mặc thần ngực thủng một lỗ lớn từ trước xuyên thấu ra đằng sau mạnh thiên sinh khó tin thốt lên thua thua rồi sao cơ thể ông ta cũng bị xuyên thủng toàn bộ lục phủ ngũ tạng bị đánh nát Mạnh Phàm trong tay cầm một đóa hoa văn nhân. Cánh hoa theo gió bay đi. Mạnh Phàm, một giọng nói quen thuộc vang lên trong gió. Giật mình, Mạnh Phàm ngước mắt nhìn lên. Vẫn bộ dáng quen thuộc, Thủy Nhược Y nhìn hắn mỉm cười. Đây là thực hay là mộng?